Chương 2001: Linh lôi quả hai. Lao giả lưng còn cười hắc hắc nói: "Nếu bằng hữu là vì linh lôi quả tới, chúng ta đây chính là vì bằng hữu mà tới." "Nga? Ba vị có lời gì? Vẫn là khai môn kiến sơn nói đi." Lý Vân Tiêu chậm rãi suy nghĩ đem hai tay chắp sau lưng, một bộ dáng chăm chú lắng nghe. Ba người đều là hơi khẽ cau mày, bọn họ tuy rằng thấy không rõ tu vi của Lý Vân Tiêu, lại đó có thể thấy được sự chân thật của hắn niên kỷ, cũng liền ở trên dưới 20, do đó nội tâm tuyệt không cho là thực lực của hắn có thể vượt lên trước ba người bên mình. Nhưng lúc này nhìn hắn một bộ dáng nhìn không có sợ hãi, trong lòng không khỏi lại có chút hồ nghi. Đầu đội nón xanh nam tử mắt sẽ nói. Chúng ta đây liền nói thẳng. Bằng hưu không đi qua chuyện tống trận, mà là trực tiếp từ định thiên thành bay tới, như vậy sở cầu linh lôi quả nhất định không phải số ít chúng ta mấy người chính là chuyên môn tiếp đãi khách quý giống như bằng hưu. Lý Vân Tiêu sao mà thông minh, thoáng chút đã hiểu rõ ra, nói. Các ngươi là buôn lậu linh lôi quả. Ba người đều là biến sắc, hiện lên vẻ âm trầm, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường. Lao giả lưng còn ho khan vài cái, nói. Không thể nói lời khó nghe như vậy, cái gì buôn lậu linh lôi quả, đây chính là phạm vào kiên kỵ lớn nhất của Hải Mộc Trấn, sẽ bị đuổi giết chúng ta chỉ là bán buôn linh lôi quả mà thôi đúng chính là bán xỉ nông phụ mặt chữ điển cũng theo đó mở miệng nói rằng lý vân tiêu cau mày nói lẽ nào hải mộc chấn đối với linh lôi quả còn có hạn chế mua ba người đều là sử sốt cổ quái một lần nữa quan sát lý vân tiêu nam tử mắt xếp càng trừng mắt nói rằng thế nào ngươi không biết lẽ nào ngươi cũng không phải đến mua linh lôi quả lý vân tiêu nói ta quả thực không biết xin nhờ ba vị nói cho tường tận nam tử mắt xếp khuôn mặt lập tức châm xuống cười lạnh nói đừng vội đùa dỡn tâm cơ gì đó nếu không phải vì linh lôi quả làm sao có thể tốn hao mấy ngày từ định thiên thành bay thẳng đến đây lý vân tiêu giải thích ta vốn là dự định đến một chỗ khác không gian truyền tống thời gian xảy ra chuyện không may trực tiếp truyền tống tới địa phương cách nơi đây xa vạn dặm lúc này mới đến hải mộc trấn dự định đi qua nơi đây truyền tống trận rời khỏi nhưng linh lôi quả ta cũng là cực cảm giác hứng thú. Hắn để chứng minh cách nói của mình, giơ tay lên, một tia thanh sắc lôi điện ở đầu ngón tay chớp lên một cái, liền biến mất. Ba người đều là con ngươi co rụt lại, đặc biệt lao giả lưng còng, trong mắt lóe lên một tia cực độ khiếp sợ và kiên kỵ. Bởi vì Lý Vân Tiêu vừa thi triển ra lôi điện chi lực, tinh thuần dị thường, ngay cả chủ tu lôi hệ công pháp hắn cũng là tự than thở không bằng. Khu khu, bằng hữu nếu đối với linh lôi quả có hứng thú vậy là tốt rồi lao giả lưng còn ho khan vài cái mới nói hải mục trấn quy củ bất kỳ người nào đều chỉ có thể mua có hạn linh lôi quả đồng thời phải tiến hành cực kỳ nghiêm khắc quản lý và đăng ký mặc dù là cao giai vũ đế một người cũng chỉ hạn mực mua một trăm quả hắn sau khi nói xong cẩn thận nhìn chằm chằm trên mặt lý vân tiêu biến hóa muốn nhìn được một chút manh mối biểu hiện của hắn bởi vì hắn thủy trung hoài nghi tu vi của đối phương, ở tuổi như vậy hoàn toàn không có khả năng bước vào cao giai vũ đế, chí ít danh dương thiên hạ bắc vực tứ tú đều làm không được. Một trăm quả. Đủ làm cái gì? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, hừ nói. Linh lôi quả chỉ có lớn chừng ngón cái. Đối với cường giả chủ tu lôi hệ thần thông mà nói, một vạn quả mới khó khăn lắm đủ. Một vạn quả. Ba người đều là ngược hút một cái lãnh khí, Hiển nhiên là bị Lý Vân Tiêu An nói lung tung chữ số hủ dọa. Nông phụ mặt chữ điền nói. Không biết bằng hưu muốn bao nhiêu cả. Lý Vân Tiêu hỏi ngược nói. Không biết các ngươi có thể cung cấp được bao nhiêu quả. Nông phụ mặt chữ điền bờ môi động đậy, muốn nói lại thôi, vẫn là quay đầu nhìn về phía lao giả lưng cỏng. Hiển nhiên lão giả lưng cỏng mới là tâm phúc của ba người. Điều này cũng cực kỳ bình thường. Thế giới võ giả, vốn chính là người mạnh làm vua. Lao giả lương còn nói, một vạn quả chúng ta là khẳng định không lấy ra được, kỳ thực trong tay chúng ta cũng không có bao nhiêu chữ hàng, chỉ là bình thường tiết kiệm xuống tới một ít, hơn nữa chung quanh thu mua được một ít, cũng liền khoảng chừng nghìn quả. Lý Vân Tiêu trong lòng một trận cười nhạt, biết Lao giả lương còn tất nhiên là đang nói dối, ba gã chung dai vũ đế cường giả. Há sẽ vì chính là nghìn quả linh lôi quả canh dự ở bên ngoài hải một chấn tìm người mua. Hắn cũng không nói ra, chỉ nói là nói. Đã như vậy, vậy cũng không có gì hay nói liễu. Một nghìn quả, xa xa không đủ nhu cầu ta cần, ta vẫn là trực tiếp tiến hải một chấn đi xem đi. Lao giả lưng còn cũng không ngăn trở, trực tiếp tránh ra nói tới. Vậy không có biện pháp, bằng hữu xin mời. Nông phụ mặt chữ điền một bộ dáng muốn nói lại thôi, thân thể hơi động đậy, mà nam tử mắt xếp còn lại là trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất, chỉ có lao giả lưng còn vẫn là mặt không biểu tình, bình tĩnh tự nhiên thần thái của ba người thu hết vào đáy mắt của lý vân tiêu không khỏi cười lạnh một tiếng không nói hai lời liền trực tiếp hóa thành động quang rời khỏi hướng phía hải mộc trấn đi nông phụ mặt chữ điền nhìn lý vân tiêu tiêu thất phía trước lúc này mới nhịn không được nói rằng đà lão thật vất vả gặp phải một người mua hơn nữa cũng là thủ bút lớn như vậy vì sao đà lao ngắt lời nói không cần nói người này cực không đơn giản chúng ta phải cẩn thận một chút mới được. Nam tử mắt xếp thần sắc khẽ động, giật mình nói. Đà lao ý tứ là tu vi của hắn. Sẽ không thật là cao giai vũ đế ba. Ta xem xét cốt linh của hắn chỉ có trên dưới 20 tuổi, nếu là tu vi. Ba người đều là sắc mặt khó coi, nếu mắt thấy việc là thật, khó tránh khỏi quá nghịch thiên điểm, nghịch thiên đến làm cho người ta không cách nào tin nổi. Nam tử mắt xếp ổn định tâm thần, nói. Thiên vũ đại lục trong nhân tài mới xuất hiện, lúc này lấy bắc vực tứ tú làm đầu. Ta năm đó từng gặp qua Bắc Minh Lai Phong Công Tử và Lệ Phi Vũ Công Tử, đích thật là tư chất kinh thiên, nhưng lấy thiên phú như vậy, bây giờ có thể đủ bước vào trung giai vũ đế cũng liền đỉnh thiên. Đà Lao trầm giọng nói, ừ, việc này đích xác có nghi hoặc, do đó ta phải cẩn thận là hơn. Nhưng ngươi nói sai một điểm rồi, đại lục trong đám nhân tài mới xuất hiện, còn có một người ổn ở trên bắc vực tứ tú nam tử mắt xếp biến sắc cả kinh nói ngươi là nói bị tiền hồng nguyệt thành thành chủ khương sở nhiên xưng là đệ nhất nhân trong nhân tài mới xuất hiện lý vân tiêu chương hai nghìn không trăm hai hải mục trấn nông phụ mặt chữ điển cũng là giật mình nói lẽ nào người này là lý vân tiêu hồng nguyệt thành phát lệnh truy nã người này đã có hơn một năm hoàn toàn không có bất kỳ tin tức thật giống như cùng với khương sở nhiên cùng nhau triệt để tiêu thất ta càng có nghe nghe đồn người này từ lâu đã ngã xuống đà lao nói lời đồn há có thể tin bị hồng nguyệt thành phát lệnh truy nã người này cuộc sống cũng sẽ không sống khá giả người này vô cùng có khả năng trốn ở nơi nào đó tu luyện một năm nửa năm mới ra ngoài nông phụ mặt chữ liền nói chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ nàng con ngươi đảo một vòng nói không bằng chúng ta đem việc này thông chi Hồng Nguyệt Thành, nghe nói treo giải thưởng cực kỳ dày, sẽ không so với chúng ta kiếm ở đây khổ cực ít hơn. Đà Lao liếc nhìn nàng một cái, nói, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy. Người này có khả năng lớn hơn chính là thân mang bảo vật ẩn nấp tu vi, có lẽ người này không phải người của tộc ta. Nam tử mắt xếp gật đầu nói, nếu không phải nhân tộc, lấy ánh mắt của chúng ta nhất định có thể liếc mắt nhìn thấu chắc là có bảo vật gì ẩn nấp tu vi mới đúng vừa rồi hẳn là thoáng xuất thủ thử dò xét nông phụ mặt chữ điển sắc mặt phát lệnh âm lánh nói không bằng bây giờ đuổi theo đà lão lắc đầu nói vẫn là bốn chữ cẩn thận là hơn nếu hắn thực sự cần một vạn mai linh lôi quả mà nói toàn bộ hải mộc trấn có thể nói mở ra cũng chỉ có chúng ta hắn cuối cùng vẫn sẽ tìm đến chúng ta nơi này nông phụ mặt chữ liền nói. Nhưng nếu hắn chỉ là ăn nói lung tung, căn bản không cần nhiều như vậy chứ. Trong tay chúng ta chữ hàng nhiều như vậy, thật sự là đứng ngồi không yên a. À. Nam tử mắt xếp cũng là giàu gì nói. Ta hiện tại chỉ hy vọng vội vàng đem mấy thứ này rời tay, nếu là bị thần mục thế gia phát hiện nói, sợ rằng sẽ phải trực tiếp đem chúng ta tỏa cốt dương hôi. Trong mắt của đà lao lóe lên một tia tinh mang, nói không vội việc này còn có bọn họ chỉ vào, bọn họ so với chúng ta gấp hơn. Hơn nữa ta hôm qua nghe nói vạn bảo lâu Giang Tu Trân cũng đi tới chấn này, có thể là vì linh lôi quả mà tới. Giang Tu Trân Vạn bảo lâu đại chấp sự chuyên môn phụ trách định thiên, định hải tam thành sự vật. Nam tử mắt xếp trên mặt quang mang sáng ngời, nói Nếu thật là người này tới, vẫn là thật sự có cơ hội tuột tay. Ta nghe nói người này lòng tham không đáy, háo sắc vô độ, là hạng người vô cùng tốt để câu thông. Đà Lao gật đầu nói, nhân vật thân phận bực này đến hải một chấn nhỏ, ngoại trừ linh lôi quả ra, nghĩ không ra những chuyện khác rồi. Chỉ bất quá Giang Tu Trần vừa xuất hiện, cũng đã bị thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm, muốn liên lạc với hắn cực kỳ không dễ, nhưng bọn hắn sẽ phải nghĩ biện pháp. Chúng ta vẫn là tiếp tục ở đây chờ người mua đi, về phần người tuổi trẻ kia, lưu hoài, liền do ngươi đi nhìn chằm chằm đi nhớ kỹ cẩn thận là hơn nghìn vạn lần chớ là ra cử động thất thường gì đấy nam tử mắt xếp nghiêm mặt nói ra yên tâm đi đà lão nông phụ mặt chữ điển hầu nghi nói lấy người này cùng với thần mục thế gia quan hệ cần cố ý đến hải mục trấn sao hừm thần mục thế gia thì tính là thứ gì trên khuôn mặt già nua của đà lão lộ ra một tia khinh bỉ nói nếu là không có phương thế lực chỉ bằng thần mục thế gia loại tiểu nhân vật này cũng có thể không chế ở hải mục trấn chợ lớn như vậy Thân mục thế gia tuy là phát nguyên từ hải mục trấn nhưng cũng chỉ là khôi lỗi mà thôi bản thân có thể có được linh lôi quả số lượng định mức sẽ không nhiều đâu nam tử mắt xếp tiếng rên nói nếu thật là vạn bảo lâu có ý định tiến đến vậy thật tốt quá chúng ta có thể thừa loạn kiếm được một số lớn ba người nhìn nhau cười thân ảnh dần dần trở thành nhạt đứng lên rất nhanh tiêu thất trên bầu trời lý vân tiêu chui bay mấy canh giờ sau đó trực tiếp trông thấy bắc hải rộng lớn vô ngần ở ven bờ biển đứng vững một cái thành nhỏ trực tiếp từ trên đại lục nhô ra một khối thổ địa kéo dài đến trong biển giống như là một hòn đảo huyền phù ở trên mặt biển vậy bốn phía tràn đầy thúy lục sắc tùng lâm cây cối kéo dài ra có mấy ngàn vạn mẫu to lớn như là một mảnh thúy lục sắc rừng rậm phiến tùng lâm đều là cổ thụ cao lớn vô cùng rễ cây trực tiếp chui vào đến trong nước biển cũng không có nhận nhưỡng bùn đất vô số cổ thụ rể cây ở trong nước nối tiếp nhau đan vào hình thành tấm lưới thật lớn rậm rạp chẳng trị đem toàn bộ ven biển toàn bộ bổ đầy đại thụ này lý vân tiêu nhận được chính là trên lệnh bài của thần mục thế gia khắc cái loại cổ thụ che trời này cũng chính là kết linh lôi quả không có dễ chi thành cây hán thi triển ra nguyệt đồng nhìn ngắm một cái không khỏi trong lòng hơi kinh hãi ở bên trong phương viên mấy trăm mẫu hải vực đều có dấu vết cấm chế hình như là một tòa trận pháp lớn như vậy ẩn tại hạ phương hải vực trực tiếp đem toàn bộ thành nhỏ và toàn bộ vô căn chi thanh thụ bao phủ trong đó trận pháp thủ bút lớn như vậy chỉ là duy trì kỳ vận chuyển đã cần rất nhiều tài nguyên thần mục thế gia này tựa hồ không giống như trong tưởng tượng của mình cặn bã lý vân tiêu ngưng mắt nhìn đại thụ tùng lâm bên trong mơ hồ chuyển ra lôi hệ nguyên tố làm hắn cảm thấy một trận tim đập thình thịch trên thân thể trực tiếp hiện lên đùng lôi quang lôi quyết bị phía dưới chàng năng thật lớn dẫn động nghĩ không ra còn có lôi lâm điện hải như vậy tạo vật thần kỳ không thể đếm hết trong lòng của lý vân tiêu một trận vui sướng lắc mình mấy cái đã rơi trên mặt đất hướng phía thành nhỏ chạy như bay ngoài thành hầu như không có một bóng người bởi vì nơi đây hẻo lánh tất cả nhân viên vãng lai đều là thông qua truyền tống đại trận nơi cửa thành cũng chỉ có mấy tên võ giả lười biếng canh giữ ở đó trực tiếp từ trên bầu trời ngồi xếp bằng tu luyện một người trong đó mở mắt ra, lộ ra vẻ không hài lòng, nói. Tên gì? Từ đâu mà đến? Thính danh? Môn phái nào? Tới làm cái gì? Lý Vân Tiêu nói. Lý Phi Dương, tán tu võ giả, không thuộc về bất kỳ môn phái nào. Không gian truyền tống xảy ra sai lầm, rơi ở ngoài thành, đến mua đồ an linh lôi quả, thực lực thất tinh vũ tôn. Người nọ vùng xung quanh lông mày nhẹ nhàng nết lên một cái, hơi lộ ra vẻ giật mình, thần sắc lạnh như băng hỏa hoãn không ít, nói. Băng chứng ấy tuổi liền có tu vi thất tinh vũ tôn, người thanh niên thiên phú không tệ. Hắn xuất ra một ngọc bài đến, lăng không vẽ vài cái, đánh vào vài đạo phù ấn. Ngọc bài trên không trung lóe ra liên tục, hơn 10 đạo kim quang tụ tập vào bên trong, ở phía trên ngưng tụ thành một ít ký hiệu kỳ lạ, sau đó liền hướng phía Lý Vân Tiêu bay đi. Chương 2003, Á Mang một Lý Vân Tiêu cũng không nghĩ ra chính mình mới vừa vào thành đã bị người khám phá ẩn dấu, trầm rãi không mục đích ở trong thành lắc lư đứng lên. Gần đây người tiến nhập hải một chấn hình như thoáng cái tăng nhiều hơn, tuy tuy tiện tiện đều có thể ở trên đường gặp được cường giả cấp bậc vũ đế. Không có thể như vậy, gần đây thoáng cái đều giới nghiêm bắt đi. Thân mục thế gia đại đương ra một hữu vân tự mình tọa chấn nơi đây, chính là vì lần này đại mùa thu hoạch công việc. Ừ, Năm nay là một năm linh lôi quả lần thu hoạch nhiều nhất, sắp tới một phần mười vô căn thanh thụ lần này kết quả thành thụ thảo nào sẽ dẫn đến thiên hạ rung động như vậy. Hắc, hắc rất nhiều còn chưa tới năm thanh cây đã ở dưới lôi điện tràng năng cường đại trước thời gian rồi kết quả tương lai ba mươi năm sợ là sản lượng linh lôi quả sẽ nghiêm trọng khô kiệt ba mươi năm. Trên đường lớn bốn phía khắp nơi đều là đang bàn luận việc về linh lôi quả, đối với năm nay đại diện tích kết quả cảm thấy thập phần hưng phấn. Lý Vân Tiêu thần thức quét qua, phát hiện nơi đây võ giả phần nhiều là lôi tu, còn dư lại liền căn bản là thương nhân. Hơn nữa hắn phát hiện nơi đây dĩ nhiên không có bảy đại thương hội phân bộ, không khỏi có chút kỳ quái đứng lên. Đại nhân, vị đại nhân này, đột nhiên ở bên cạnh một tên tiểu tử tinh quái nhảy ra ngoài, lộ ra vẻ lấy lòng, nói. Đại nhân đó là đến mua linh lôi quả. Lý Vân Tiêu quan sát một chút thiếu niên trước mắt này, bộ dáng chừng 15 tuổi, Tu Vi chỉ có trình độ đại vũ sư. Hơn nữa trong cơ thể thiếu niên mơ hồ truyền ra cảm giác cực nóng, nói rõ hắn chủ tu có thể là hỏa hệ mà không phải là lôi hệ. Nói vậy chính là địa phương võ giả. Lý Vân Tiêu cũng là kiến thức rộng rãi, tự nhiên minh bạch ý tứ của thiếu niên, cười nói: Ngươi là muốn làm hướng đạo của ta? Thiếu niên vừa nghe chỉ biết hấp dẫn, vội vàng đại hỉ nói: Đúng thế đúng thế, ta tên gọi là A Mang. Từ nhỏ đã ở trên hải mục trấn lớn lên, nhất định có thể giúp đại nhân mua được linh lôi quả tốt nhất." Lý Vân Tiêu nói. "Tốt nhất? Linh lôi quả cũng có đẳng cấp phân chia." A à Mang cười nói. "Tự nhiên linh lôi quả thành thục cũng chia làm phế phẩm, thứ phẩm, chính phẩm, thượng phẩm và cực phẩm năm chính tự, bất đồng trình tự trong đó năng lượng ẩn chứa là sai lệch quá nhiều. Mà mỗi một đại nhân đi đến hải mục trấn đều chỉ có thể hạn mức số lượng nhất định mua quả thực." nếu như đều mua được phế phẩm, vậy khóc không ra nước mắt. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Còn có nhiều chú ý như vậy. Được rồi, ta sẽ nhận ngươi làm hướng đạo của ta. A à Mang Đại Hỷ nói. Ta muốn thù lao rất thấp, mỗi ngày năm viên cực phẩm nguyên thạch thì tốt rồi. Giá tiền này cũng không tính là thấp, tương đương với năm vạn mai trùng phẩm nguyên thạch, nhưng đối với Lý Vân Tiêu mà nói tự nhiên là không đáng để ý. A à Mang coi như là người giỏi quan sát sắc mặt, thấy đối phương không có phản ứng chỉ biết cái giá này đã được tiếp nhận rồi nội tâm ngoại trừ mừng rỡ ra còn thầm nghĩ đáng tiếc không có báo thêm không biết tu vi của đại nhân cảnh giới là a mang thử thăm dò hỏi thấy sắc mặt của lý vân tiêu trầm xuống vội vàng giải thích là như vậy mỗi vị đại nhân có thể hạn mức mua linh lôi quả cùng với bản thân tu vi có liên quan đấy lý vân tiêu lúc này mới nói thất tinh vũ tôn cao như vậy A mang lại càng hoảng sợ, lập tức lộ ra thần sắc cung kính và hâm mộ. Trước mắt nam tử này nhìn qua cũng không so với hắn lớn hơn bao nhiêu, nghĩ không ra lại có tu vi khác nhau trời vực, trước đó còn tưởng rằng nhiều lắm là vũ tông vũ hoàng hình dạng, lúc này mới cảm tiến lên đây tự mình đề cử. Nếu như ngay từ đầu chỉ biết Lý Vân Tiêu là cao dài vũ tôn, căn bản không dám đi lên. Hắn nhìn xuống kích động, nói thất tinh vũ tôn có thể mua hàng 40 mai linh lôi quả đại nhân yên tâm, ta nhất định giúp ngươi tìm ra phẩm chất thấp nhất cũng là thượng phẩm linh lôi quả đến. 40 quả. Lý Vân Tiêu hiển nhiên là ngại ít rồi, vừa rồi trên không trung bao quát dưới, dầm dạp chẳng chịt vô căn chi thanh thụ, chí ít cũng có mấy chục vạn cây. Đúng vậy, mặc dù là cửu thiên vũ đế cũng chỉ có 50 mai mua hẳn mức. A à mang nói thật. Đại nhân đừng xem giá mức ít, nhưng nếu 50 mai đều là thượng phẩm phẩm chất nói, cũng đủ một gã cao dài vũ tôn sử dụng một năm. Đây cũng là lúc trước định ra hàng năm phân phối số định mức lo lắng đến. Số này ngạch cân ngoài thành đà lao nói nhưng thật ra không sai biệt lắm, Lý Vân Tiêu cao mày nói. Vậy nếu như là cao dài vũ đế thì sao đây? Có người nói cao giai vũ đế cũng chỉ có thể mua được 100 viên. A mang cười nói. Đích thật là như vậy nhưng trên đại lục này cao giai vũ đế số lượng quá có hạn huống hồ là cao giai vũ đế chủ tu lôi hệ càng như phượng mao lân giác đại đa số võ giả đều là phụ tu lôi hệ thần thông đồng thời đến tu vi cấp bậc như bọn họ rồi sợ là một vạn quả đều khó khăn duy trì một năm chi phí phải tìm kiếm trí bảo càng thêm tinh thuần lôi hệ mới được do đó một trăm quả cũng chỉ là mang tính tượng trưng bằng không các đại môn phái chỉ cần phái ra cao giai vũ đế đến thoáng cái đã phân hết toàn bộ thị trường linh lôi quả lý vân tiêu gật đầu nói thì ra là thế hàng năm sản xuất linh lôi quả có thể có bao nhiêu a mang nói năm được mùa có hơn năm vạn quả năm mất mùa liền một vạn đều khó khăn hắn len lén quay đầu qua thấp giọng nói phương diện này có không ít cũng là muốn chuyển vận cho các thế lực lớn chân chính lưu thông trên đời phân nửa cũng chưa tới vào lúc mất mùa trên thành thị hoàn toàn không có quả có thể mua được Lý Vân Tiêu nói: "Ta mới vừa nghe có người nói năm nay sắp tới có một phần mười vô căn thanh thụ kết quả thành thụ. Đây cũng là bao nhiêu?" A Mang cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, nói: "Năm nay không biết chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên tảng lớn trái cây thành thụ. Vô căn chi thanh thụ 30 năm mới nở hoa, 30 năm lại kết quả, tiếp qua 30 năm mới trưởng thành thụ. Một gốc cây thanh thụ kết thành thụ quả luân hồi thời gian là 90 năm." Hàng năm phân hẳn là kết thành thục quả khoảng 9 phần 10 mới đúng, mà bây giờ lại trực tiếp thành thục 1 phần 10, điều này tương đương với sắp tới có 20 vạn trái cây chín, hơn nữa nhìn xu thế còn giống như có rất nhiều trái cây sắp sửa thành thục. Lý Vân Tiêu cau mày nói, "Nói như thế, thật đúng là kỳ dị rồi." "Đúng thế a, à, việc năm nay hoàn toàn không nghĩ ra." A à Mang cũng là sắc mặt cổ quái nói, "Cứ theo đà này, sau này 10 năm thậm chí thời gian dài hơn sẽ là thời kỳ trái cây khan hiếm. chương 2004, á mang hai giá thị thân phận bài của ngươi thu xong đây là vật cần để mua linh lôi quả bất luận một cái giao dịch nào đều sẽ ghi lại trong đó lệnh bài này nương theo ngươi suốt đời phàm là đi tới hải một chấn đều phải dùng tới lý vân tiêu cầm lấy ngọc bài nói một tiếng cảm ơn sau đó liền hướng bên trong thành đi thiên nam tử kia nhìn hắn bóng lưng biến mất mở miệng nói. Trên dưới 20 tuổi liền có tu vi Thất Tinh Vũ Tôn, ở trên đại lục coi như là đứng đầu thiên tài, càng khó hơn chính là người này không môn không phái, không biết có thể đem hắn thu nạp đến đây hay không. Phía sau mấy người nhắm mắt tu luyện cũng hơi mở mắt ra. Một người trong đó cười lạnh nói: "Không môn không phái, ta xem người này khí tức nội liễm, tu vi Thất Tinh Vũ Tôn cũng là hoảng hốt bất định, tựa hồ không giống mặt ngoài thấy đơn giản như vậy." một người khác cũng là mở miệng nói rằng đích xác tuy rằng chỉ có thất tinh vũ tôn lại chẳng biết tại sao cho ta một loại cảm giác khó có thể địch nổi cái gì những người còn lại đều giật mình đứng lên tên kia chế tắc ngọc bài nam tử càng sắc mặt đại biến cả kinh nói có thể cảm giác sai rồi hay không người đó là tu vi nhị tình vũ đế a à, hơn nữa của ngươi võ đạo đó là tu tâm thuật đối với các loại không biết cảm ứng cực kỳ linh mẫn chuẩn xác người nọ cười khổ nói tự nhiên các ngươi biết ta võ đạo là tu tâm thuật như thế nào sẽ cảm ứng sai lầm vừa rồi người trẻ tuổi kia nhất định che giấu tu vi thật sự của mình nếu là ta không có đoán sai vô cùng có khả năng đã là trung giai võ đế tất cả mọi người thị giật mình đứng lên một người nói tuổi tác của hắn có phải cũng ẩn nặng hay không có lẽ là một lão quái vật trên trăm tuổi rồi người nọ lắc đầu nói trừ phi là trong truyền thuyết vài loại thần thông nghịch thiên bằng không một người tuyệt không cách nào giấu giếm cốt linh của mình còn nữa coi như là tu luyện vài loại thần thông ta cảm ứng cũng sẽ không sai hắn thực sự chỉ có trên dưới hai mươi tuổi ha ha tuy rằng ta vẫn bội phục của ngươi cảm ứng chuẩn xác lần này ta là vô luận như thế nào đều không tin một người cười lạnh nói trên dưới hai mươi tuổi trung giai vũ đế coi như là bắc vực tứ tú cũng không có nghịch thiên như thế người nọ trầm ngâm một trận, nói. Chỉ mong vậy đi, ta cũng hy vọng là chính mình cảm ứng sai rồi. Hắn nhìn bên trong thành phương hướng, ánh mắt lộ ra nồng nặc nghi hoặc. Trước đó chế tác ngọc bài người nọ suy nghĩ một trận, nhân tiện nói. Người có trí riêng, người này giấu giếm mình cũng có ý nghĩ của chính mình, chỉ cần không nguy hiểm cho đến hải một chấn, chúng ta cũng liền không quản được nhiều như vậy, theo hắn đi thôi. Một người gật đầu nói. Đúng thế. Trung giai vũ đế tu vi, còn không đến mức đối với hải một chấn sản sinh cái ảnh hưởng gì, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Nói xong, hắn liền nhắm hai mắt, tiếp tục tu luyện. Những người còn lại cũng đều thu liễm tâm thần, không nghĩ nữa những chuyện khác, đã tọa nhập định đứng lên. Lý Vân Tiêu ngưng thanh nói. Thiên địa dị quả, tự có linh tính của nó, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ cùng một chỗ thành thủ, tất nhiên có nguyên nhân. A mang gương mặt vẻ mờ mịt, nói đây cũng không phải là ta có thể biết được bất quá ta nghe nói thần mục thế gia đích xác phái người đến tra xét lý vân tiêu hầu nghi nói những linh lôi quả này thực sự thuộc về thần mục thế gia sao tài nguyên to lớn như vậy căn bản không phải thần mục thế gia vô danh tiểu tốt đó có thể nuốt trôi vừa rồi hắn bay lên không phát giác đến trận pháp bên trong tiểu ẩn giấu sát khí cực kỳ lợi hại nếu là một tông phái chiếm trấn này trường kỳ khổ tâm kinh doanh đã sớm nên dương danh lập vạn mới đúng không đến nổi ngay cả hắn đều chưa từng nghe qua sắc mặt của a mang trợn biến đổi tựa hồ có chút sợ xanh mặt nói đương nhiên đương nhiên là thần mục thế ra toàn bộ đại nhân nghìn vạn lần đừng nghe một ít lời đồn đại lung tung lý vân tiêu nói nga là cái lời đồn gì a mang tự biết nói lỡ vội vàng nói không không có lời đồn gì không nói chuyện này việc này đối với đại nhân mua linh lôi quả không có bất kỳ chỗ tốt nào lý vân tiêu nhìn biểu tình của hắn liền lập tức hiểu rõ ra chính mình đoán tuyệt đối không sai thần mục thế gia gì đó hẳn là một khôi lỗi dù sao phiến tài nguyên lớn như vậy ở ven biển khu vực này thực lực vượt lên trước thần mục thế gia có khối người mặc dù thần mục thế gia giỏi về kinh doanh mượn hơi định bợ thế lực khắp nơi chỉ cần tự thân thực lực không đủ nhất định sẽ có đi ra chiếm mất tư nguyên thế giới chính là tàn khốc như vậy nhược nhục cường thực thực lực bao lớn mới có thể có đạt được nhiều tài nguyên đối với thế lực sau lương thần mục thế ra là ai hắn một chút hứng thú cũng không có hiện tại chỉ đối với linh lôi quả thậm chí là nguyên nhân sản sinh rất nhiều trái cây thành thục cảm thấy hứng thú ta vừa mới đi dạo một vòng vì sao không gặp bảy đại thương minh thương hội ngược lại thì rất nhiều tiểu thương hội lẻ thẻ. ha ha, điểm ấy ta đúng là có biết bởi vì linh lôi quả căn bản không buồn tiêu thụ, phần lớn lợi nhuận đều trực tiếp trộn vào trong tay thần mục thế gia, do đó tuy rằng trái cây dễ bán, nhưng thương hội đảo tay, có thể kiếm lợi nhuận cũng không lớn, do vậy bảy đại thương hội căn bản chướng mắt cái chợ này. A mang lần thứ hai len lén thấp giọng nói rằng, nhưng vẫn là có rất nhiều tiểu thương sẽ đang lén tiến hành đầu cơ trục lợi, nếu là đại nhân cầu mua số định mức vượt lên trước 40 quả, ta có thể nghĩ biện pháp liên hệ với mấy người bán, chí ít có thể nhiều hơn ra năm sáu quả nhưng phẩm chất ta cũng không dám bảo đảm năm sáu quả còn không bảo đảm phẩm chất lý vân tiêu một trận cười khổ lắc đầu nói trước tiên mang ta đi mua bốn mươi quả cực phẩm quả đi cực phẩm quả hiện tại a mang kinh ngạc một chút lý vân tiêu nói thế nào có vấn đề gì không 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 đại nhân ngài không cần nóng lòng a mang vội vàng giải thích bây giờ địa phương có thể đủ bán ra cực phẩm quả cũng có hai ba nhà đại thương hội nhưng giá cả cực độ xa xỉ nếu là đại nhân nguyện ý đợi thêm một đoạn thời gian nữa chỉ cần cây trong rừng thành thục trái cây hái xuống tất nhiên sẽ dẫn đến giá cả giảm mạnh ta phỏng trừ ít nhất phải giảm xuống một phần ba hắn một bộ giá người trong nghề tỉ mỉ phân tích đứng lên lý vân tiêu ách nhiên thất yếu, nói mới bốn mươi quả mà thôi đi thôi A mang nhất thời biết gặp được đại kim chủ, cũng thập phần hưng phấn, nói. Vậy đến bên trong thành lớn nhất hồng hoa thương hội. Hải mục chấn cũng không nhỏ, A mang gọi tới một chiếc thủy bộ lượng thê thay đi bộ xa thuyền. Bởi vì chấn nhỏ trực tiếp kéo dài đến trong biển rộng, như là một hòn đảo vậy, đại bộ phận địa phương vẫn là nước biển, đường bộ ngược lại là số ít. Chương 2005, hồng hoa thương hội 1. Xa thuyền thay đi bộ ngự thú tựa hồ là hải bò một loại biến chủng có thể hai con hoạt động tốc độ còn không chậm xa trên thuyền lý vân tiêu còn thử một chút buôn lậu linh lôi quả có khả năng lúc này đem a à mang sợ hãi thậm chí phí hướng đạo cũng không cần đã muốn xuống xe rời đi thằng đến lý vân tiêu thừa nhận là nói đùa thiếu niên này mới bình tĩnh xuống tới nhưng trên mặt vẫn còn sợ hãi đại nhân nghìn vạn lần đừng có tâm tư buôn lậu linh lôi quả vậy cũng là tuyệt đối tử tội ta nhớ kỹ năm ta mười tuổi có bảy tám gã vũ đế cường giả muốn tiến hành hoạt động này sau đó đầu lâu không đầu liền trực tiếp treo ở trên cửa thành ha ha, yên tâm đi ta là tuyệt đối sẽ không xúc phạm quy củ bên trong thành chờ ngươi đưa ta mua hàng bốn mươi quả cực phẩm quả sau đó ngươi có thể rời khỏi lý vân tiêu khe cười rộ lên đi a mang mặc dù có chút luyến tiếc vị đại kim chủ này nhưng nghĩ tới đối phương ngôn luận trong lòng một trận sợ hãi hắn hết sức rõ ràng kết cục buôn lậu linh lôi quả hắn bất quá là một gã đại vũ sư mà thôi dính vào loại sự tình này mà nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ lý vân tiêu nói bên trong thành linh lôi quả là thần mục thế gia thống nhất ngắt lấy sao những vô căn chi thanh thụ này là thiên địa hình thành hay là hậu nhân trồng? a mang nói thần mục thế gia có nhân viên đặc biệt ngắt lấy bởi vì vô căn chi thanh thụ trong rừng lôi điện tràng năng quá lớn phổ thông võ giả đợi ở bên trong là vô cùng nguy hiểm ngoại trừ phải mặc áo giáp đặc biệt phòng lôi còn phải dùng kim kích tử mới có thể đem linh lôi quả hai xuống kim kích tử lý vân tiêu như có sở ngộ nói kim có thể khắc mục như vậy có thể không bị thương đến cây quả a à mang khen đại nhân quả nhiên thông tuệ nếu là mạnh mẽ hai xuống không chỉ có hao tổn lực lượng cực lớn hơn nữa dễ thưởng tổn đến thanh thụ ở hồi lâu trước căn bản cũng không có hải một chấn này, là đột nhiên từ trên biển rộng phiêu lưu tới được đảo nhỏ, chậm rãi diễn biến sau đó liền trực tiếp giống như đại lục liên tiếp ở cùng một chỗ. Lúc trước tuy có vô căn chi thanh thụ, nhưng cũng không nhiều, sau này thần mục thế gia cố ý trồng xuống mới diễn biến thành quy mô như bây giờ. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, đúng là từ trên Bắc Hải bơi tới. Hắn như có điều suy nghĩ, khẽ cười nói, thần mục thế gia thật là có năng lực, có thể tài bồi ra thiên tài địa bảo hơn nữa diễn biến thành trăm vạn quy mô như này đó là đương nhiên thần mục thế gia hiện tại đó là định thiên thành một trong tam đại thế lực a mang gương mặt lộ vẻ hướng tới nói đợi thực lực của ta bước vào tứ tượng cảnh vũ quân phải đi thần mục thế gia nhận lời mời tranh thủ có thể mưu được một phần thật là tệ sự lý vân tiêu cười khẽ không nói tàu xe rất nhanh từ trên đất bằng trực tiếp bước vào thủy vực nhưng tốc độ lại duy trì không đổi rất nhanh quẹo trái sang phải sáu bảy chỗ trực tiếp ở trước một cái cửa hàng khá lớn ngừng lại bởi vì hải mục trấn quanh năm ngâm ở trong nước biển do đó đại bộ phận kiến trúc đều chọn dùng một loại ám hồng sắc thạch tài và một loại vật liệu gấu ngân sắc nhìn qua trang sức màu đỏ làm khỏa trên tấm biển của cửa hàng treo một đóa tiểu hoa tinh xảo màu đỏ chính là tên gọi của nhà thương hội này trước cửa hàng tuy là thủy lộ lại dường như hoạn lộ thiên thang không ít võ giả trực tiếp đạp thủy mà đi có nói có cười cùng với ở trên đất bằng không hề khác biệt đại nhân đến rồi nơi này chính là một trong hai nhà thương hội lớn nhất hải mộc trấn a mang mời ra lý vân tiêu hai người cũng đạp nước biển đi vào trong cửa hàng thương hội mặt tiền của cửa hàng tương khảm trận pháp nạ phốt đó trực tiếp cô lập nước biển không thể tràn đầy đến giải bên trong hai người đi vào sau đó a mang đã kêu to lên tiền trường quỹ đi ra một bộ dáng chỉ cao khí ngang, nên ngang ở trong điếm đi mấy bước. Lý Vân Tiêu bốn phía vừa nhìn, cùng với phổ thông thương hội không gì khác biệt, chỉ bất qua A mang hô một tiếng, ánh mắt của mọi người đều hội tụ tới. Hắn gương mặt xấu hổ, ho khan vài cái, ý bảo không nên đường hoàng như thế. Di, là A mang, ngươi hồ đồ thì thầm cái gì? Trên mặt một gã hỏa kế lộ ra vẻ không hài lòng, ánh mắt ở trên người Lý Vân Tiêu quan sát vài cái, lập tức hiểu được nói vị đại nhân này là tới mua linh lôi quả đi a mang vội vàng cướp lời nói đương nhiên vị đại nhân này là ta đưa tới kim chủ có bút thiên đại buôn bán để tiền trưởng quỹ đi ra tiếp khách lý vân tiêu gương mặt hát tuyến mua bốn mươi quả cũng coi như thiên đại buôn bán nhìn bốn phía ánh mắt trông lại hắn nhất thời đỏ mặt lên nói đến mua mấy cái linh lôi quả mà thôi không nhọc trưởng quỹ đi ra đám hỏa kế hung hăng chừng mắt nhìn a mang một cái quát dẹp đường chỉ biết quấy rối a mang nóng nảy vội hỏi ta quấy rối vị đại nhân này đó là đại kim chủ muốn mua bốn mươi mai cực phẩm linh lối quả cái gì đám hỏa kế cả kinh trong tròng mắt phóng xuất qua mang nói bốn mươi mai cực phẩm quả xin hỏi đại nhân ngọc bội có đó không lý vân tiêu đem ngọc bội đưa tới hắn phát hiện xung quanh không ít người đều lộ ra thần sắc giật mình tới dù sao bốn mươi quả hạn ngạch còn đại biểu cho thực lực của người này mọi người trông lại trong ánh mắt có một nam một nữ đưa tới lý vân tiêu chú ý nam tử mặt như con ngọc lại hổ thể cánh tay vượng, cánh tay dị thường thô to nữ tử còn lại là vai như gọt béo eo nhỏ vóc người cao giáo có khuôn mặt như trứng ngỗng, hai người lại có tu vi vũ đế cấp bậc hơn nữa đồng dạng là khỏe miệng nết lên mỉm cười đang quan sát hắn. Nguyên bản hai gã đê dai vũ đế cũng không có gì, nhưng trên người hai người này đã có loại cảm giác nhàn nhạt kỳ lạ, Lý Vân tiêu nhướng mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Quả nhiên đại nhân phối ngạch có thể mua 40 mai, nhưng đại nhân xác định đều phải cực phẩm lôi linh quả. Giá cả kia đó là xa xỉ nha. Hòa kế rất cung kính đem ngọc bội đưa lên, thần thái khiêm tốn không nớt. A mang bộ dáng vinh báo, hai tay chống lạnh quát dẹp đường. Người tên ma cả bông kia, còn hoài nghi vị đại nhân này không có tiền phải không? Mau cút đi gọi tiền trưởng quỹ, cấp bậc của người không đủ. Hỏa kế hung hăng cho A mang một sắc mặt, liền cười làm lành nói. Đại nhân mời vào trong này, mời được quý khách đang lúc sau đó, ta đây phải đi gọi tiền trưởng quỹ tới. Lý Vân Tiêu vốn định ngăn lại, nhưng thấy bên trong cửa hàng ánh mắt vây xem, cực kỳ mất tự nhiên, cũng liền đồng ý. Hắn vừa vào quý khách, liền nghe bên ngoài truyền tới các loại nhỏ giọng nghị luận. 40 mai. Người nọ chẳng lẽ là cao giai vũ tôn, thấy thế nào đi tới trẻ tuổi như vậy? Chương 2006, Hồng Hoa Thương hội 2. Ừ, cao giai vũ tôn mà thôi. Ta ngày hôm qua còn thấy có Cửu Thiên Vũ Đế tới mua linh lôi quả. Ừ, năm nay tình huống xác thực rất đặc thù, sản lượng quá lớn, thế nhưng giá cả lại một điểm không giảm. Giảm tại sao muốn giảm năm nay làm ầm ĩ như thế hải mục trấn trí ít trong vòng mười năm đều sinh không ra mấy trái cây đấy theo ta thấy còn phải kéo lên cao mới được hh chỉ ngươi có đầu vóc đáng tiếc mức mua bị hạn chế bằng không chúng ta cũng có thể làm thêm một ít hiện tại chỉ có thần mục thế ra có thể đột hàng mọi người bảy mồm tám miệng nghị luận lý vân tiêu chú ý tới một nam một nữ kia rất nhanh đã rời khỏi cửa hàng hai người này cũng không phải yêu tộc lại mang huyết mạch chi lực cực mạnh, chẳng lẽ là? đang lúc hắn trầm tư, cánh cửa rất nhanh bị đẩy ra. trước đó đám hỏa kế kia cùng với một người trung niên nam tử đi đến. Lý Vân Tiêu thần thức đảo qua, trung niên nam tử cũng có thực lực vũ hoàng đỉnh phong, hồng hoa thương hội này sợ là cũng không đơn giản. A mang vừa thấy trung niên nam tử, cái loại bộ dáng vinh váo cũng nhất thời không có, vội vàng nói, vị này đó là hồng hoa thương hội một trong năm vị đại trưởng quỹ tiền trưởng quỹ. Tiên trưởng quỹ liếc nhìn Lý Vân Tiêu một cái, trong lòng cũng là thầm giật mình, bị hắn trẻ tuổi dọa kinh sợ, vội hỏi. Vị đại nhân này đó là muốn mua 40 mai cực phẩm linh lôi quả. Lý Vân Tiêu cười nói. Chỉ là đến mua 40 quả mà thôi, đâu cần phải dùng tới thận trọng như thế sao. Tiên trưởng quỹ cũng là nở nụ cười, lập tức phân phó trả ngon đã bưng lên, mình cũng ở đối diện của Lý Vân Tiêu ngồi xuống, khẽ cười nói đại nhân chắc là lần đầu tiên tới hải mục trấn đi nếu bốn mươi mai này chỉ là thượng phẩm nói đều hết sức dễ dàng nhưng cực phẩm quả lại là khan hiếm mà là giá tiền này lý vân tiêu nói một quả cực phẩm là quả bao nhiêu tiền thứ bậc khác lại là bao nhiêu tiền trưởng quy cười nói ha ha, một quả tàn quả giá tiền là một vạn trung phẩm nguyên thạch thứ quả là mười vạn chính phẩm còn lại là tám mươi vạn một quả thượng phẩm liền đạt tới 200 vạn một quả, về phần cực phẩm linh lôi quả, ít nhất là 500 vạn trung phẩm nguyên thạch một quả, hơn nữa phải xếp hàng đẳng hóa. Nếu là đại nhân vội vã muốn nói, còn phải thêm 20% trên ngang tiền. Lý Vân Tiêu biến sắc, trầm giọng nói. Nói như vậy, ta bây giờ muốn lấy linh lôi quả nói, cần tới 600 vạn một quả làm giá cả. Các ngươi cướp đoạt nguyên thạch A. A mang liên tục cho Lý Vân Tiêu nháy mắt ra dấu, hiển nhiên là cái giá tiền này đắt, không đáng, đồng thời trực tiếp nói. Chúng ta không nổi, chờ lâu một đoạn thời gian. Tiền trưởng quỹ liếc nhìn A mang một cái, đạm nhiên cười nói. Có chờ đợi như thế nào đi nữa, cũng sẽ không ít hơn so với cái giá tiền này đâu. Tuy rằng năm nay tình huống khắc thường, tảng lớn trái cây thành thục, nhưng điều này tương ứng tương lai 10 năm, thậm chí thời gian dài hơn cung ứng suy kiệt, mà linh lôi quả bảo quản thỏa đáng mà nói, mười năm ít hội có bất kỳ linh khí sói mòn điểm ấy lý vân tiêu cũng minh bạch thiên tài địa bảo tuy rằng cực kỳ khó được nhưng một ngày thành hình bên trong linh khí cũng là thập phần vững chắc mặc dù không có bất kỳ bảo quản thi thố tốc độ linh khí sói mòn cũng thập phần chậm rãi trong lòng hắn khẽ động hỏi nói tiền trưởng quỹ cũng biết vì sao đột nhiên toàn bộ trái cây đồng thời thành thục không tiền trưởng quỹ cười nói đây chính là bí mật đoàn thần mục thế gia đã phái người dò xét, nhưng tựa hồ còn không có kết quả gì. Lập tức liền có kết quả, sợ cũng không phải chúng ta cấp bậc này có thể biết đến. Lý Vân Tiêu biết hắn nói không sai, cũng không có gì đáng hỏi, nhân tiện nói. Hiện tại liền cho ta 40 mai cực phẩm quả đi. Mấy người tất cả giật mình, tiền trưởng quỹ cũng là sửng sốt một chút, nghĩ không ra đối phương quyết đoán như thế, không dám xác định hỏi nói. Đại nhân ngài thật muốn mua 40 mai cực phẩm quả đồng thời muốn hàng hiện có, đây chính là phải thêm giới hai mươi phần trăm. Hắn rất sợ Lý Vân Tiêu không biết rõ ràng, phỏng trừng nhấn mạnh nói một chút. A mang cũng là liều mạng ngáy mắt. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, đúng thế. Hắn ném ra một cái túi lượng đồ, nói, tổng cộng là hai ước bốn ngàn vạn trung phẩm nguyên thạch, ngươi xem một chút đi. Tiền trưởng quỹ lại càng hoảng sợ, vội vàng run rẩy nâng lên túi lượng đồ, thần thức quét qua mấy lần sau đó mới dám xác nhận xuống tới, nặng nghề hô khẩu khí, nói. Đích thật là hai ước bốn nghìn vạn đại nhân ngài chờ đã, ta đây phải đi điều hàng cho ngài. Điều hàng. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói. Một cửa hàng lớn như vậy, bốn mươi cực phẩm trái cây cũng không có. Tiên trưởng quý cười khổ nói. Đại nhân nói nở nụ cười, đây chính là cực phẩm quả A, à, ngài một người đều là giá trị mấy ước giao dịch, trong điếm nào dám gửi nhiều như vậy các trái cây phẩm cấp khác cũng không ít, cực phẩm quả chỉ tồn 10 mai, hiện tại trước tiên cho ngài, còn 30 mai ta chỉ cần nửa canh giờ là có thể điều trở tới đây. Hắn lập tức phân phó hạ nhân rất chiêu đãi, chính mình lập tức điều phối đi. Vài tên tỷ nữ xinh đẹp tiến đến, dâng lên trà trước đó toàn bộ thay đổi một lần, lập tức hương khí bốn phía. Lý Vân Tiêu cười nói, tiền trưởng quỹ này thực sự là hiện thực, ngay cả trà đều đổi thành tốt nhất. Hắn hấp một ngụm lập tức nghĩ vui vẻ thoải mái, cũng bắt chuyện A Mang cùng nhau phẩm thường. A Mang cười khổ nói. Đây là tối thượng phẩm hồng châu trà, một bầu giá trị chí ít ở trên ngàn nguyên thạch. Đại nhân, ngài vì sao không muốn chờ lâu thêm một lát? Hắn đều thay Lý Vân Tiêu tiếc nuối không dứt trên mặt thần sắc hết sức phức tạp. Lý Vân Tiêu nhìn thấu A Mang tựa hồ có chút ấy nấy, khẽ cười nói. Hai ước mà thôi, không cần chú ý. A Mang cười khổ nói. Hai ước mà thôi, thế giới của các vị đại nhân, chúng ta đám lâu la này đích xác không rõ. Lý Vân Tiêu lấy ra một đống nguyên thạch ném cho hắn, nói. Đám nguyên thạch này là thù lao của ngươi, làm phiền ngươi, ta không có chuyện gì khác nữa, ngươi bận rộn đi thôi. A à mang đếm, lại có đủ hai mươi mai cực phẩm nguyên thạch, trên mặt hắn hiện lên vẻ xấu hổ, đem nguyên thạch đưa trở về, nói. Đại nhân, những nguyên thạch này ta không thể nhận. Thực không dám đầu giếm, ta mang ngài đến nơi đây mua linh lôi quả, cũng là có tỷ lệ tiền hoa hồng nhất định. Ngươi một lần giao dịch hơn hai ức, ba điểm tiền hoa hồng đủ cho ta mấy chục năm tiêu hao. Lý Vân Tiêu cười nói. Nói không cần chú ý, một con ngựa đổi một con ngựa, những thứ này là ngươi nên được. A mang cắn răng, nói. Được ta đây sẽ không khách khí, tại đây cáo tử. Trưng 2007, vì muốn tốt cho ngươi một. Hắn đem nguyên thạch trên bàn cầm lấy, túi người xuống thấp giọng nói. Đại nhân nếu là muốn nhóm lớn linh lôi quả, có thể đi thiên sơn lầu thử một lần vật khí. Nói xong, A mang liền thu lấy nguyên thạch, cũng không quay đầu lại liền đi. Thiên sơn lầu. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nhớ kỹ ba chữ này, chưa phát giác ra nở nụ cười, biết đây là A mang băn khoăn, do đó đem một ít tin tức tiết lộ ra. Hai ước trung phẩm nguyên thạch tuy rằng không phải số ít, nhưng đối với đem Đông Hải Vương cung đào mỏ không còn, ngay cả địa mạch linh mỏ đều móc xuống như hắn mà nói, đích xác chỉ là mưa bụi mà thôi. Rất nhanh, liền có một nữ tỷ khuôn mặt xinh đẹp ở dưới vài tên vũ tôn cường giả hộ tống, bưng một cái mâm nhỏ màu vàng đi đến. Cái mâm kia dạng hình tròn, từ vàng dòng chế tạo, mặt trên vẽ lên vô căn chi thanh thụ đồ án, kim chi lá xanh, trông rất sống động. Đại nhân, ngài mua quả thực. Nữ tỷ kia nhật nhạt cười, phong tình vạn trùng, đem khăn bạc trên mâm xốc lên, mấy đạo thanh sắc lôi điện dính trên giấy lôi ra hồ quang thật dài tới trên toàn bộ mâm vàng càng chớp động đùng đùng không ngừng có lôi điện chảy ra như là nước sôi trào tràn đầy hướng bốn phía bên trong mâm mười quả thực màu xanh lớn chừng bằng móng tay thẳng ở trong đó không ngừng tản mát ra lôi điện chi lực hấp dẫn bài xích lẫn nhau bị vây dưới một loại trạng thái cân đối lý vân tiêu nhìn thoáng qua liền biết mình kiếp trước đã gặp chính là cực phẩm linh lôi quả cùng với mười quả thực này không gì khác biệt nơi đây có thể có mặt thất trong lúc tiền trưởng quý đang điều tới ba mươi quả khác ta nghĩ muốn bế quan một trận hồng hoa cửa hàng đích sắc có một mặt thất đại nhân ngài là đỉnh cấp quý khách tự nhiên có thể hưởng thụ nữ tỷ kia tựa hồ cũng có quyền lợi nhất định lập tức để kẻ khác ăn bài xong xuôi lý vân tiêu nói rất tốt hắn vung tay lên liền đem mười mai linh lôi quả đều thu vào nữ tỷ kia trong mắt lóe lên một kia vẻ kinh dị, hiển nhiên giật mình không nhỏ, bởi vì giao dịch trọng đại như thế, đối phương tựa hồ chút nào không để ở trong lòng. Nhưng nàng trong nháy mắt đã khôi phục bình tĩnh, cười nói. Đại nhân mời đi theo ta. Trên mặt nhiệt tình càng thêm mê người. Lý Vân Tiêu cười nói. Cô nương gan dạ sáng suốt không nhỏ, dưới lôi điện lóe ra dĩ nhiên không có một tia ý sợ hãi. Nữ tỷ sửng sốt, lập tức cười nói. Thói quen mà thôi lý vân tiêu chỉ là cười khẽ cũng không giải thích nữ tỷ kia có một loại cảm giác bị người toàn thân nhìn thấu cực độ khó chịu gương mặt hơi nóng hừng lên rất nhanh hắn liền bị mang vào một chỗ mật thất nhìn lý vân tiêu đi vào nữ tỷ kia dáng tươi cười mới dần dần thu hồi lên lộ ra vẻ trầm tư ngươi xem người này làm sao thiên trưởng quỹ chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện phía sau nàng nữ tỷ kia chậm rãi nói rằng người này thực lực không tầm thường Tài lực hùng hậu, chắc là một cái đại thế gia công tử, hơn phân nửa là tự hành đi ra lịch luyện. Trên Ngọc Bài tin tức cũng là biểu hiện hắn từ ngoài thành mà đến, chính hắn công bố là truyền tống thời không đang lúc làm lỗi mới rơi xuống ở phụ cận. Tiền trưởng Quý nói: "Ý tứ của tiểu nhiễm là, người này không thành vấn đề a?" À? Tiểu Nhiễm cười nói: "Ta cũng không nói không có vấn đề, điểm đáng ngờ rất nhiều. Tỷ như có thể tra xét gần nhất truyền tống ghi lại, nhìn xem có xuất hiện không gian bà động hay không còn có chính là nếu như là từ ngoài thành mà đến hơn phân nửa gặp được những người đó phải biết rằng trong tay những người đó linh lôi quả so với chúng ta giá cả ưu đãi hơn vì sao không từ trong tay bọn họ mua đến lại muốn vào thành tới sắc mặt của tiền trưởng quỹ cũng là ngưng trọng nói tiểu nhiễm vừa nói như vậy đích thật là điểm đáng ngờ trùng trùng nếu không ta lại tỉ mỉ khiến người ta tra xét tiểu nhiễm lắc đầu nói không cần bất quá là bốn mươi mai cực phẩm linh lôi quả mà thôi hiện tại hải một trấn dũng mánh vào quá nhiều người nào có nhiều tinh lực như vậy tìm hiểu từng người cho hắn toàn bộ quả thực để hắn sớm một chút rời khỏi là được ừ tốt Thiên trưởng quỹ ưng tiếng nói tựa hồ còn phải nghe theo cô gái này mệnh lệnh lý vân tiêu tiến nhập trong mật thất sau đó liền hai tay kết ấn bày ra một đạo phòng ngự lúc này mới yên tâm đem mười mai linh lôi quả lấy ra ngoài hắn duỗi tay bắn ra, liền một đạo lôi quang hồ quang điểm rơi, một quả thực trực tiếp bắn ra lên ba ba, còn lại chín quả thực lôi điện tràng năng cân đối trong nháy mắt bị đánh phá, thoáng cái một lần nữa sắp hàng, càng có mấy mai trực tiếp bị hút lấy nhau. lý vân tiêu nắm quả trên không trung, đặt ở lòng bàn tay đưa mắt nhìn một trận, thần thức càng ở trong đó tỉ mỉ đảo qua. hắn trầm tư một chút, liền trực tiếp hướng trong miệng ném một cái, rắc một tiếng liền cắn nuốt xuống gương mặt của hắn hiện ra thanh sắc như lôi có điểm quang hiện lên chấp động vị đạo bình thường bất quá linh khí và lôi điện chi lực rất mạnh nếu là đại lượng dùng nói đối với lôi quyết rất có ích lợi trong mắt của lý vân tiêu sáng ngời sau đó lại rơi vào trầm tư nói nhưng hiệu quả quá nhỏ phải đại lượng dùng mới được xem ra còn phải đến thiên sơn lầu một chuyến có lẽ ra khỏi thành tìm ba người kia hắn cầm lấy chín mai quả thực còn lại trên mâm vàng Thoáng cái đem toàn bộ ném vào trong miệng, nuốt xuống, đùng đùng. Nhất thời trên người hồ quang lóe ra liên tục, trực tiếp từ trước ngực nhảy bắn ra, nhằm phía tứ chi bách hải. Một cảm giác thoải mái không nói ra được lan tràn toàn thân. Thật là tinh thuần ất mộc lôi điện chi lực. Trong mắt của Lý Vân Tiêu chớp động sắc mặt vui mừng, nhắm hai mắt bắt đầu luyện hóa hấp thu. Phổ thông võ giả đạt được linh lôi quả đều là tìm thuật luyện sư luyện chế thành linh lôi đan, không chỉ có hiệu quả đều cao hơn nữa càng an toàn giống như hắn trực tiếp ném cả vào trong miệng nuốt ăn một ngày một đêm sau lý vân tiêu mới đưa mười cái lực lượng của linh lôi quả đều hấp thu chuyển hóa từ trong mật thất đi ra đại nhân đây là quả thực còn dư lại mời ngài kiểm tra và nhận thiên trưởng quỹ sớm đã chuẩn bị xong còn dư lại ba mươi mai cười dâng lên lý vân tiêu hơi chút nhìn lướt qua cũng không tỉ mỉ kiểm tra liền đều thu hồi nói đa tạng xoay người sẽ phải rời khỏi tiền trưởng quỹ sửng sốt một chút có thể là cảm giác quá mức quyết đoán vội vàng hỏi đại nhân ngài năm nay mua số định mức đã đầy không biết đại nhân tiếp tục lưu ở trong thành hay là ngay hôm nay liền rời đi trong lòng của lý vân tiêu khẽ động nói thế nào tiền trưởng quỹ vì sao quan tâm tới hành trình của ta tiền trưởng quỹ tự biết có chút thất thố cười nói chỉ là tùy ý vừa hỏi dù sao gần nhất bên trong thành võ giả tăng nhiều, vẫn là rời đi được tốt hơn. Chương 2008: Vì muốn tốt cho ngươi hai, Lý Vân Tiêu khe cười một tiếng, nói: "Đã biết." Thiên Trường quỹ nhìn bóng lưng của hắn chậm rãi tiêu thất, sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống. Lý Vân Tiêu ra khỏi Hồng Hoa Thương hội, hơi trầm tư một chút, liền hỏi rõ địa chỉ của Thiên Sơn Lâu, hơn nữa Thiên Sơn Lầu này chỉ là một tiểu thương hội, tựa hồ người biết cũng không ít. Đạp đạp. Hắn đang hướng về phía thiên sơn lầu đi, phía trước đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh, trực tiếp giấm nát trên mặt nước, đang khỏe miệng mỉm cười nhìn hắn. Chính là trong thương hội xuất hiện qua một nam một nữ kia. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, âm lánh nói. Nhị vị thực sự là tính tình nhẫn mãi, dĩ nhiên chờ ta một ngày một đêm. Nam tử hổ thể cánh tay vượn ôm ngực mà đứng, lớn tiếng cười nói. Các hạ không cần sợ hãi, chúng ta không phải người xấu gì cả lý vân tiêu cười lạnh nói không phải là người xấu như vậy chờ ta một ngày một đêm chẳng lẽ là có chuyện tốt phải không nữ tử trách tội nhìn nam tử một cái khẽ cười rộ lên nói tuy không phải chuyện gì tốt nhưng là cũng không phải chuyện xấu chúng ta muốn dùng giá cặp thu mua bốn mươi mai cực phẩm linh lôi quả trên người ngươi lý vân tiêu lạnh lùng nói được lấy hai trăm ức trung phẩm nguyên thạch tới là được hai người tiên vừa nghe đã sửng sốt một chút thế nào quyết đoán vậy cùng với dữ liệu hoàn toàn khác nhau à sau khi nghe xong sắc mặt của hai người nhất thời âm trầm xuống nam tử phẫn nộ quát chúng ta thu mua linh lôi quả của ngươi cũng là vì muốn tốt cho ngươi không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lý vân tiêu ha to mồm giật mình nói trùng hợp thần kỳ này là chuyện gì xảy ra các ngươi mạnh mẽ muốn mua đồ của ta còn là tốt với ta Hai vị là Lôi Phong Vũ Đế truyền nhân." Cô gái nói, "Sư huynh của ta nói không sai, ngươi mới vừa rồi ở Hồng Hoa Thương hội đã lộ tài, hiện tại rất nhiều người đều theo dõi ngươi. Chỉ cần đem Linh Lôi Quả giao cho chúng ta, dĩ nhiên là đem phiền phức chuyển tới trên người chúng ta tới, liền do chúng ta thay ngươi đỡ một kiếp này đi." Lý Vân Tiêu nói. "Không biết trên người nhị vị có thể có Linh Lôi Quả." Nam tử hư nói. "Ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Lý Vân Tiêu nhãn thần rét lạnh xuống tới, lạnh lùng nói. Ta cũng muốn nổi lòng tốt một chút giúp người làm niềm vui, thay nhị vị ngăn cản cướp. Cái gì? Nam tử tức giận, một cổ khí tức hung bạo liền từ trong cơ thể tràn đầy đi ra, con ngươi của Lý Vân Tiêu hơi co rụt lại. Nữ tử vội vã ngăn cản xung đột, nói. Tiểu huynh đệ, không bằng như vậy đi. Và lại ngươi có 40 mai cực phẩm quả, chỉ bán 36 mai cho chúng ta được rồi, lấy thực lực tu vi của ngươi, bốn mai cũng đủ ngươi tu luyện một năm, có thể sang năm lại tới mua. bốn mai sao? Lý Vân Tiêu vươn bán ra, nhất thời một đạo điện quang lóe ra, hóa thành một cái trực tiếp trùng hướng thiên không, chính là bốn mai cực phẩm linh lôi quả, thoáng cái vọt lên cao bảy tám trượng, liền rất xuống. Lý Vân Tiêu há to mồm nhận đi tới, trên bốn mai quả thực phát sinh cực mạnh đùng lôi quang, trực tiếp rơi vào trong miệng hắn. tập 3 tập 3 Lý Vân Tiêu từng ngụm từng ngụm ngai, tảng lớn lôi quang ở trong miệng hắn long lánh, trực tiếp để hai người nhìn tới trợn mắt há hốc miệng. Ừ ngực. Lý Vân Tiêu nhai vài cái, sau đó một ngụm đã nuốt vào, toát miệng nói. Không sai, đã nghiền đã nghiền trên người hai vị có bao nhiêu linh lôi quả đây. Lấy mấy quả tới ha ha. Hắn mắt lộ ra hung quang, bay thẳng đến hai người bước đi. Một nam một nữ đã bị cử động của hắn mở miệng nuốt linh lôi quả kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, hơn nữa Lý Vân Tiêu nuốt vào linh lôi quả, sau đó trước ngực chớp động từng đạo lôi điện, hướng phía tứ chi bách hải khuyết tàn đến, tàn mát ra năng lượng cực mạnh, nhìn qua thập phần kinh khủng. Trong cực phẩm linh lôi quả ẩn chứa lôi điện chi lực toàn bộ bộc phát ra không kém gì một kích toàn lực của thất tinh vũ tôn, ngươi làm sao có thể nuốt sống, đồng thời thoáng cái đã ăn tươi bốn mai. thiên nam tử kia kinh hãi không nớt, có chút sợ hãi lên sư huynh đừng hoảng hốt người này nhất định là trời xanh lôi hệ thân thể vì vậy có thể thừa thụ lôi điện tràng năng mạnh mẽ tuyệt đối nhưng chúng quy chỉ là thất tinh vũ tôn ta ngươi chỉ cần một đầu ngón tay là có thể áp bạo hắn. nữ tử kia ở sau ngắn ngủi kinh sợ đông nhiên tỉnh ngộ lại cũng chỉ có một lời giải thích này mới nói xuôi được đúng sư mội phân tích cực kỳ đúng nuốt liền bốn mai cực phẩm linh lôi quả lấy tu vi cảnh giới của ta ngươi cũng có thể làm được trong mắt nam tử sáng ngời, lộ ra thần sắc bừng tỉnh, cười gần nói. Thực sự là không biết sống chết uổng phí hai người chúng ta thay ngươi suy nghĩ, lại không cảm kích như vậy cũng được, đồ đầu gỗ cần phải dùng cựu thiên đế khí đập xuống mới có thể thông suốt a Một cổ khí tức hung bạo từ trong cơ thể buộc phát ra, y phục kia trực tiếp vỡ ra, lộ ra lưng hồn vai gấu, mặt trên đầy dã tính hoa văn và từng đám bạch sắc lông dài. Một cái cơ hội cuối cùng, linh lôi quả có cho hay là không nam tử giơ tay lên tới làm một tư thế hổ phát trên lợi chảo lóe ra hàng quang tập ba tập ba lý vân tiêu lại là ném ra thêm mấy mai linh lôi quả hé miệng tiếp được ngay thoái đứng lên chết tiệt khuôn mặt nam tử một chút trở nên dữ tợn hét lớn một tiếng đã nhào tới phía sau hắn dần dần hiện ra một con hình thái mánh hổ lốn đốm bạch sắc lộ ra khí tức cực độ hùng manh tàn bạo suy 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 hổ quyền trên không trung oanh khai chuyến đến mánh hổ khiếu sơn lâm bạch hổ lốm đốm mở ra hai mắt giống như chuông bạc tuôn ra lánh mang quả nhiên lý vân tiêu thầm nghĩ trong lòng một tiếng tay phải hơi nắm lại dưới chân một điểm đã xông tới phanh hổ gầm vạn quân chi thế một chút đánh vào lòng bàn tay của lý vân tiêu lực lượng quần quận không ngừng đẩy tới vô số quai âm ở quanh thân chấn động đều hội tụ toàn bộ không gian cũng theo đó lom xuống muốn đem lòng bàn tay của hắn một điểm triệt để trên bể ttt vô số tiếng sóng gió cắt kim loại ở dưới quyền phong rít gào đầy ra nam tử hoảng sợ phát hiện một trưởng của đối phương dĩ nhiên thoáng như thái nhạc tuyên cổ trải qua năm tháng mà không làm ra đi vô luận chính mình cố gắng như thế nào cũng không thể lay động nó chút nào ngươi cũng không phải thất tinh vũ tôn nam tử bỗng nhiên giật mình tỉnh lại hoảng sợ kêu lên sư muội động thủ vừa dứt lời, một làm cổ sợ hãi khiến hắn kinh hoàng liền truyền đến. Lý Vân Tiêu ngũ chỉ nắm chặt, trong nháy mắt đem quyền ý của hắn đều bóp vỡ, điên cuồng lực lượng hóa thành phong nhận, một chút ở trên cánh tay hắn toàn khai, quyền phong xương ngón tay trong nháy mắt bạo thành phấn vụn. Chương 2009, Thiên Sơn Lầu. A à, a. À. Cảm giác đau nhức thật lớn truyền đến, càng làm trong mắt của hắn lồi đi ra ngoài là cả cánh tay của mình trực tiếp bị cổ lực lượng kia thúc giục phong hóa rơi dụng, vừa đụng một cái đã hóa thành một mịt. Nam tử đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, trước mắt đối mặt không là một người, mà là một đạo Tuế nguyệt, một đạo quang âm. gió nhẹ thổi qua, cả người hắn trong nháy mắt già nua lên, không chỉ có thân thể cơ năng thoáng chút đã suy kiệt, mặc dù là tâm tính cũng biến thành một lao giả, như hoàng hôn tà dương. nữ tử kia ở dưới đồng bạn hô hoán, cũng là trong nháy mắt phản ứng lại, mạnh mẽ hai tay kết ấn, một đạo thanh quang từ trên vọt lên trực tiếp trên không trung chiếu hình đi ra. Ảnh tượng thoáng cái đã ngưng tụ thành một cái gương mặt yêu dị, tự hồ tự ly, nơi mi tâm một đạo phạm ấn, lóe ra vẻ cổ quái, hư ảnh yêu thú kia từ từ mở mắt ra, đúng là mắt phượng vi thiêu, thê lương mà tuyệt mỹ. Hai mắt nữ tử chậm rãi nhắm lại, khuôn mặt ở dưới thú ảnh này xuất hiện, cũng biến thành càng thêm xinh đẹp, quyến rũ động lòng người. Tương truyền thượng cổ có thiên hồ chi tộc, xinh đẹp nhiều vẻ, mỹ thuật vô cùng, nhiếp nhân tâm phách hồ chi hư ảnh mở ra hai tròng mắt thêm mỹ hướng phía lý vân tiêu ngưng mắt nhìn mà đến một cổ lực lượng kỳ dị trên không trung nhộn nhạo ra hai tròng mắt của lý vân tiêu ngưng tụ mâu quang bén nhọn trợn thoáng hiện không trung như là xẹt qua một đạo thải hồng hóa thành một tia huyết sắc tà dương cút một chữ cút phun ra như là thiên lôi quần cuộn mà đến đánh rơi xuống nhân gian a à. hư ảnh thiên hồ trong nháy mắt bị tách ra vô hình nữ tử kêu kêu thảm một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết hai tay ôm đầu thống khổ không nớt đã cả người giả yếu lưng quỏng nam tử cũng là bị một chữ âm ba chấn vào bên trong cơ thể cả người bay rớt ra ngoài té ngã ở bên cạnh nữ tử không ngừng ngụm lớn thổ huyết nội tâm hai người đã chấn kinh vô pháp nói ra coi như là kẻ ngu si cũng biết mình đã phải thiết bản hơn nữa còn là cái loại thiết bản cắm đầy đinh này nữa người trước mắt này cũng không phải tiểu thư đồng trong trần thế lạc đường hai người dắt nhau đỡ dậy gương mặt kinh khủng và sợ hãi lui về phía sau lý vân tiêu lạnh như băng đi ra phía trước nhị vị thực sự là nhân nghĩa bằng trời tốt với ta đến mức hộp máu cũng nên để ta tới cho các ngươi tốt một lần nam tử kia rung giọng nói người rốt cuộc là ai ngươi ngươi cũng biết ta chúng ta là ai chúng ta đó là thối thiên lĩnh long ra sao lý vân tiêu khinh thường hừ nói một đám người có được thượng cổ chân linh huyết mạch hội tụ mà thành tổ chức, trong mắt của ta, bất quá là quái vật nửa người nửa thú mà thôi. Người, nam tử nhất thời cầm nhín, nguyên lai nhân gia đã sớm biết được, hơn nữa sau khi biết còn dám ra tay, nói rõ thiên lĩnh long già căn bản không đặt ở trong mắt của đối phương. Nữ tử kia đã ở trong thống khổ dần dần phục hồi tinh thần lại, chỉ là bên trong thất khổng đều chảy ra tiên huyết, trở nên diện mục khả tăng, lạnh lùng nói. Nói cho chúng ta biết tên của ngươi, Long gia nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Ừ. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu phát lệnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn đến. A. À. Nữ tử kia nhất thời sợ đến kêu thảm một tiếng, vội vàng quay đầu qua bên, rất sợ thấy con ngươi của hắn. Thượng cổ thiên hồ nhất tộc mỹ thuật vô song, nàng thừa kế thiên hồ huyết mạch, có thể nói là cường giả tinh thần công kích, lại ở dưới đối phương vừa nhìn trong nháy mắt đã tan vỡ cái loại cảm giác này chỉ là nghĩ một chút đã kinh hồn bạt vía nào dám lại chính diện đối kháng đem toàn bộ linh lôi quả giao ra có thể lăn lý vân tiêu lãnh đạm nói nơi đây phạm vi chiến đấu mặc dù ngắn nhưng đã có năng lực ba động tuyệt mạnh truyền ra sợ là đã có không ít võ giả đều cảm nhận được tuy rằng hắn không sợ phiền phức nhưng lại không muốn gây phiền thoái thiên lĩnh long Già hai người biết không thể may mắn tránh khỏi thành thành thật thật giao ra toàn bộ trái cây rất nhanh tiêu thất ở đầu cùng ngai đạo. Lý Vân Tiêu nhìn xuống, lại có hơn 200 ai, bất quá bên trong phần lớn là phổ thông cấp bậc, cực phẩm quả chỉ có 5 ai. Hắn cất xong, liền cảm nhận được rất nhiều thần thức ở trên người hắn đảo qua, trống rông bốn phía, có trời biết ẩn giấu bao nhiêu người, hắn hừ lạnh một tiếng, liền tiếp tục hướng phía thiên sơn lầu đi. Một lát sau, góc đường đã trở nên yên lặng trái lại có chút tao động. Nước biển ở trong chấn nhỏ nhấc lên từng đạo gợn sóng, trên bầu trời cũng là xuất hiện ba động giống như vắn nước vài đạo thanh âm trước sau vang lên chư vị có thể có ai nhìn ra được tu vi thật sự của tiểu tử kia bầu trời nơi nào đó lắc lư vài cái một đạo thanh âm trầm giọng truyền ra bốn phía đều là một mảnh trầm mặc không người nói tiếp sau một lúc lâu mới nghe được một giọng già nua vang lên nói ngay cả thần mục thế gia chi chủ cũng nhìn không ra tu vi của người nọ Thừng trước đó đạo thanh âm kia hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối với thanh âm giả nua nói toạc ra thân phận của hắn cực kỳ bất mãn. Trên không gian xuất hiện một đạo thân ảnh nhàn nhạt, nhạt, như có như không, chính là thần mục thế gia chi chủ mục hữu vân. Người nọ trong lúc giơ tay nhấc chân đã đánh tan long ra hai người, nhưng khí tức trên người thủy chung là thất tinh vũ tôn. Đại đương gia cũng là cảm giác như vậy sao? Ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm. Ý tứ là thiếu niên này dùng thất tinh vũ tôn chi lực, trong nháy mắt đánh bại hai gã vũ đế trong đạo thanh âm giản mùa kia lộ ra cực độ khiếp sợ một hữu vân nói ta đây không thể xác định dù sao quá không thể tưởng tượng nổi nhưng thiếu niên này tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm chư vị tốt nhất là ít đi trêu chọc hắn miễn cho sinh ra sự cố tới ừ bọn ta tự nhiên sẽ không vô cớ sinh sự huống hồ người này đắc tội thiên lĩnh long gia tự có người của long gia đến thu thập bọn họ thanh âm giản mua dừng lại lại nói long ra hai vị thiếu chủ lúc này ngay tại trong trấn sợ là khó có thể bỏ qua rồi mục hữu vân hơi biến sắc mặt đã lập tức khôi phục bình thường nói bất kể như thế nào chúng ta nghìn vạn lần không nên cuốn vào chư vị tất cả giải tán đi thân ảnh của hắn càng lúc càng mờ nhạt chậm rãi tiêu thất ở trên trời cao đạo thanh âm giàn mua kia thở dài một chút lẩm bẩm phương hướng chỗ người này đi chẳng lẽ là Hắn muốn nói lại thôi, không còn có hé răng nữa. Không gian bốn phía có hơn 10 chỗ địa phương đều tản mát ra ba động rất nhỏ, rất nhanh thì đều khôi phục lại bình tĩnh. Thiên Sơn lầu ngay tại địa phương cực kỳ tầm thường trong hải mục trấn, giống như là nhà dân thông thường, từ một ít màu đỏ thạch tài tùy ý xây dựng, đóng dấu một ít bó củi ngân sắc, có chút cảm giác rách nát. Chương 2010, tiền đặt của một. Một khối hoành trên tấm bảng viết ba chữ Thiên Sơn lầu, nhưng thật ra cứng cắp hữu lực, lộ ra một hàm ý. Lý Vân Tiêu chưa phát giác ra hướng phía ba chữ kia nhìn nhiều mấy lần, liền hướng phía đại môn đóng chặt bước đến. Đột nhiên trên cửa một đạo thanh quang bắn đi ra ngoài, hóa thành một tầng linh áp, hướng phía hắn oanh đến. Lý Vân Tiêu nhướng mày, ngũ chỉ hé ra, liền hướng phía đạo linh kia áp lên chỗ tới. Thủ lớn một chảo, kim quang từ lòng bàn tay ngưng tụ ra tới, hóa thành một cái phủ văn lăng lệ, đặt ở trên đạo thanh quang kia, phanh một tiếng văng nhỏ liền đem áp lực đánh sơ sát di bên trong thiên sơn lầu truyền đến một đạo thanh em nghi vấn một giọng nam tử chậm rãi vang lên nói thực lực của ngươi so với ta biết đến còn mạnh hơn vài phần nga lý vân tiêu từ chối cho ý kiến cười lạnh nói ý của ngươi là ngươi hiểu lắm nam tử nói cũng không phải hiểu lắm chỉ là căn cứ ngươi vừa rồi kích thương long ra hai người lực lượng để phán đoán ta phát hiện mình vẫn còn đánh giá thấp ngươi lý vân tiêu chân mày cau lại nói tin tức dĩ nhiên truyền nhanh như vậy nam tử khẽ cười nói hai mục chấn vốn chỉ lớn bằng bàn tay bất cứ chuyện gì đều chỉ cần túi đầu nhìn một chút lòng bàn tay là được ta vốn là không muốn gặp ngươi nhưng ngươi có lẽ là một thú vị người vào đi đại môn đóng chặt đột nhiên mở ra bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng lý vân tiêu thần sắc đạm nhiên bước ra mấy bước trực tiếp bước vào trong đó. Bên trong cửa hàng so với dự đoán muốn sáng sủa hơn, bốn phía bài biện cùng với thương hội phổ thông không có gì khác biệt, chỉ là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, chỉ có một gã nam tử ngồi ở quầy tính tiền ngủ gần, tựa hồ buồn ngủ. Nam tử dĩ nhiên cũng có tu vi bắt tinh vũ đế, tuy rằng bị một loại lực lượng chế trụ nguyên lực ba động, lại khó thoát khỏi nguyệt đồng chi nhãn của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu không khỏi giật mình đứng lên, nam tử này niên kỷ cũng không lớn, có được tu vi mạnh mẽ tuyệt đối như vậy, coi như là bắc vực tứ tú cũng theo không kịp. Hắn đi thẳng tới trước người nam tử kia, nói ngay vào điểm chính. Ta muốn mua số lớn linh lôi quả. Nam tử đảo qua ánh mắt đục ngầu, sắc mặt như thoa phấn, môi hồng răng trắng, trong khuôn mặt lộ ra một cổ anh khí, ngưng thanh nói. Ai giới thiệu ngươi tới? Lý Vân Tiêu cười nói. Tới được nơi này, tựa hồ không phải là bí mật gì đi ngay cả a mang một đại vũ sư như vậy đều biết thiên sơn lầu tồn tại nói rõ ở đây buôn lậu linh lôi quả cơ hồ là công khai bí mật nam tử chân mày cau lại sau một lúc mới nói xem ra mấy năm này đích thật là trương dương chút ngươi cần bao nhiêu quả tử hai tròng mắt của lý vân tiêu như nước nhìn chằm chằm nam tử từng chữ nói có bao nhiêu lấy bấy nhiêu nam tử sửng sốt lập tức cười ha hả ha, nói ha ha khẩu vị của ngươi thật là lớn, chỉ sợ quả tử quá nhiều ngươi nuốt không nổi đấy. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, cổ quái nhìn nam tử một cái, nói. Có thể nuốt vào hay không, không phải là chuyện các ngươi quan tâm đi. Các ngươi chỉ cần cùng với ta giao dịch thì tốt rồi. Khoe miệng nam tử hơi dơ lên, hiện ra một tia cười nhạt, nói. Theo lý đích sắc không nên quảng, nhưng điều kiện giao dịch là do ta ra, ta đối với thân phận của ngươi rất cảm thấy hứng thú. Lý Vân Tiêu nhướng mày, lạnh lùng nói: "Thân phận của ta cũng là lợi thế giao dịch, có phải là sau khi cho ngươi biết, có thể giảm giá hoặc là toàn bộ miễn phí?" "Ha ha, giảm giá là không thể nào, bởi vì quyền chủ động ở trong tay ta." Nam tử chậm rãi suy nghĩ nói rằng, thủy chung trên mặt mang dáng tươi cười. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói: "Đã như vậy, thứ cho ta khó lòng tòng bệnh." Hắn xoay người sẽ phải rời khỏi. Nam tử khẽ cười nói: được rồi, ngoài thành đà lão bọn họ, đều là thủ hạ của ta, không đáp ứng điều kiện của ta, toàn bộ hải mục chấn tuyệt không người nào dám bán một quả linh lôi quả cho ngươi. Bước chân của Lý Vân Tiêu ngừng lại, chậm rãi xoay người. Không tìm chết sẽ không phải chết, ngươi là đang đào phần mộ cho mình sao? Đào phần mộ? Ha ha, nói thật đi, ngươi tuy rằng thật sự có tài, nhưng ở trước mặt ta thực sự không có gì dựa vào. Khoe miệng nam tử hiện ra tán thưởng, nhưng càng nhiều hơn chính là cười khẽ. Nếu là không có ta trợ giúp nói, ngươi đã đi không ra khỏi hải mục chấn. Long ra hai vị thiếu chủ lúc này ngay ở trong thành, ngươi đã thương người của bọn họ, đã là một con đường chết. Long ra hai vị thiếu chủ. Lý Vân Tiêu nhữ mày tới, tình huống của thiên lĩnh Long gia hắn cũng là biết một hai, nếu nói thiếu chủ cũng không phải là đương đại gia chủ hậu nhân, mà là cường giả trong trẻ tuổi một đời huyết mạch chi lực mạnh nhất, có tư cách trở thành người được đề cử làm ra chủ đời kế tiếp, đó là thiếu chủ. Chính là Long Gia thiếu chủ phải cùng ngươi niên kỷ sắp xỉ, thế nhưng thực lực sao? Nam tử cười nói, bất luận một đời Long Gia thiếu chủ nào, đều là cùng thế hệ vô địch tồn tại. Không có nó, bởi vì có tư cách kế thừa vị trí thiếu chủ, đều là có tuyệt đại thiên tài phản tổ chi lực, cái gì bắc vực tứ tu thật sự là bé nhỏ không đáng kể, ngươi cho rằng ngươi có nắm chắc từ trong tay hai gã thân mang chân linh huyết mạch rất mạnh chạy trốn sao lý vân tiêu nói ta rất hiếu kỳ long gia thiếu chủ tới hải thiên trấn làm cái gì chẳng lẽ bọn họ cũng là lôi hệ võ giả nam tử gật đầu nói không sai một tên trong đó thiếu chủ kế thừa chính là chân linh vẫn lôi huyết mạch có được lôi điện thần thông cực mạnh đối với linh lôi quả mà nói là tình thế bắt buộc do đó nếu là ngươi không có giá trị gì quá lớn trong tay ta linh lôi quả hoàn toàn có thể đều bán ra cho long gia lấy được lợi ích tuyệt không có thể so với ngươi giá thấp hơn lý vân tiêu cười lạnh nói không cần ở trước mặt ta diễn trò nếu là ngươi nguyện ý buôn lậu linh lôi quả cho long gia long gia cũng sẽ không cần mọi nơi làm cường đạo đám người đà lão cũng sẽ không cần ở bên ngoài lôi kéo khách nhân số lớn linh lôi quả rơi vào tay của long gia cũng không phải ngươi nguyện ý nhìn thấy nam tử sửng sốt tựa hồ muốn biện giải, nhưng nhìn Lý Vân Tiêu con ngươi như nước, liền biết người trước mắt này thông tuệ tuyệt đỉnh, lúc này cười khổ nói. Không sai, ngươi thực sự rất thông minh. Nhưng không bán cho Long Gia, cũng không nhất định phải bán cho ngươi. Lý Vân Tiêu nói. Nếu là trước đó, ta đích xác không có biện pháp gì tốt. Nhưng bây giờ nha, ta có thể phóng xuất tiếng gió, thiên lĩnh Long Gia muốn thu mua đại lượng buôn lậu linh lôi quả. Ngươi nghĩ ai còn dám tới chỗ này của ngươi mua? Chương 2011, tiền đặt cọc hai. Nam tử sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói: Người tìm đường chết sao?" Lý Vân Tiêu cười nói: "Không cần khẩn trương như vậy, các ngươi cần rời tay đại lượng trái cây, lại không muốn để cho Long gia đạt được, mà ta nghĩ vào tay rất nhiều trái cây, cũng tuyệt đối không thể có thể để cho Long gia đạt được, giữa chúng ta là quan hệ buôn bán trời xanh, cũng không tồn tại quyền chủ động vừa nói, lập trường là bình đẳng." Thần sắc trên mặt nam tử biến hóa bất định đứng lên, chấm tư sau một lúc mới cắn răng nói. Được chỉ cần ngươi cũng không phải người của Long Gia, ta có thể lo lắng ra một bộ phận linh lôi quả cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải chứng minh hai điểm cho ta xem. Một, ngươi có cũng đủ tài lực mua linh lôi quả. Nhị, ngươi phải có thực lực có thể từ trong tay Long Gia thiếu chủ đạo sinh. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Chê cười muốn chứng minh cũng phải ngươi lấy trước ra đầy đủ linh lôi quả tới, ta lấy thêm ra nguyên thạch tương ứng nam tử trầm tư một chút nói linh lôi quả còn ở trong lôi lâm sắc mặt của lý vân tiêu biến đổi vùng xung quanh lông mày nếch lên trầm tư nói ý của ngươi là ngươi cũng không hàng hiện có đã có con đường có thể tiến lôi lâm lấy quả nam tử gật đầu nói một số ít ta tự nhiên là có nhưng nếu là lượng quá lớn phải chờ lôi lâm mở ra mới có thể vào lấy quả trong mắt của Lý Vân tiêu lóe lên vẻ kinh dị, hỏi nói: "Thân mục thế ra phía sau, hải mục trấn này chủ nhân chân chính là ai?" Nam tử phất một cái ống tay háo, khẽ cười nói: "Ngươi cũng không cần đã biết điều này, cùng ngươi không quan hệ, ta tuy có con đường, nhưng cũng là hành vi vạn phần nguy hiểm. Ngươi nếu biết thiên sơn lầu, như vậy cũng tất nhiên phải tin tưởng thực lực của chúng ta, nhưng chúng ta lại không cách nào yên tâm thực lực và tài lực của ngươi." không thể thế nào cũng phải để lòng ta an ổn một chút. Lý Vân Tiêu thoáng trầm tư, liền tay phải vừa lộn, một khối trường hình cục sắt xuất hiện ở trong tay, cục sắt cả vật thể ngân sắc, quanh thân theo vài hoa văn, nhìn qua bình thường không có gì lạ. Nam tử nhíu mày, nhìn chằm chằm cục sắt ngân sắc mấy lần, đột nhiên cả người lại chấn, khuôn mặt thoáng cái bởi quá độ khiếp sợ mà thay đổi đến cơ hồ và mẹo, thất thố sợ hãi giống nói. Thiên tiệm lệnh đây là thiên tiệm lệnh Thân ảnh của hắn lóe lên, dĩ nhiên xông tới, hướng phía thiên tiệm lệnh trộm tới, muốn cấp dở. Khoe miệng của Lý Vân tiêu hiện ra một tia cười nhạt, tay phải vừa lộn, lệnh bài kia lập tức tiêu thất ở lòng bàn tay, lần thứ hai trở tay thành trưởng hướng phía trước vô tới. Phanh! Hai người một trưởng ở trên không trung quyết đấu, kinh khí hướng phía mọi nơi đánh văng ra. Nam tử biến sắc, lập tức nhận thấy được chính mình thất thố, cũng may hai người cũng chỉ là tùy ý xuất thủ. Hắn vội vàng thân hình vừa chuyển, hai tay phía trước tạo thành chữ thập, sau đó mười ngón câu dẫn ra, mạnh mẽ hướng bốn phía đẩy, một cổ gió xoáy tràn ra, lập tức đem trùng kích chi lực cuốn đi, tán vô tung vô ảnh. Xin lỗi, ta xung động. Nam tử ánh mắt phức tạp nhìn Lý Vân Tiêu, nói. Thiên tiệm lệnh này là thật chứ? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Ngươi nếu đã nhận biết, tự nhiên nên biết thật giả. Lệnh này lệnh này tại sao sẽ ở trong tay ngươi người có được lệnh này người khá nhiều vì sao ta không thể có ừ vậy ngươi có thể bán ra lệnh này không chê cười ngươi nếu biết thiên tiệm lệnh là vật gì ngươi nghĩ ta sẽ bán không trong thiên hạ không có chuyện gì là không thể đều bởi vì lợi ích không đủ mà thôi ngươi có thể ra cái giá được rồi cầm nặc cá chi thuyền tới quên đi chúng ta vẫn tiếp tục đàm linh lôi quả chuyện đi nam tử lắc đầu liên tục cười khổ đồng thời không nhịn được thở dài đứng lên hiển nhiên thập phần trông mà thèm lại không thể làm gì lý vân tiêu cũng đối với thân phận của nam tử này tò mò trong thiên hạ người nhận thức thiên tiệm lệnh không ít nhưng là tuyệt đối không nhiều lắm lệnh này có thể chứng minh thực lực cùng tài lực của ta nam tử nói tự nhiên có thể lệnh này người thực sự không dự định bán giá cả có thể Hắn rất nhanh đã phát hiện sắc mặt của Lý Vân Tiêu khó coi trầm xuống, nhất thời sắc bén mà ngừng, sửa lời nói: "Ngươi cần tới bao nhiêu linh lôi quả?" Lý Vân Tiêu lúc này mới khôi phục sắc mặt, nói: "Càng nhiều càng tốt, coi như là khắp Lôi Lâm toàn bộ cho ta, cũng chê ít." "Ha ha, khắp Lôi Lâm thật sự chỉ ngươi dám nói, trừ phi ngươi đem Thiên Tiệm Lệnh khu khu, đó là không có khả năng." Nam tử phát hiện nhắc tới ba chữ này, Lý Vân Tiêu đã biến sắc mặt nhất thời biết tuyệt không khả năng làm cho đối phương giao dịch đi ra, nhất thời đã chết hơn phần tâm, ngậm miệng không hề nói. Lý Vân Tiêu trầm tư nói, vậy có khả năng để ta tiến vào lôi lâm hay không? Nam tử quả quyết nói, tuyệt đối không có khả năng ngươi cũng biết lôi hệ thần thông chung có một loại tâm niệm cảm ứng chi lực, liền là thông qua hơi yếu chẳng năng truyền lại, dị thường tinh chuẩn. Mà toàn bộ lôi lâm đều ở dưới loại cảm ứng này, bất lũ ở nghỉ thổi có lay nào đều khó khăn tránh được thần mục thế gia thăm dò. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Vậy các ngươi làm sao tiến lôi lâm? Nam tử cười nói. Đây chính là của bản lãnh chúng ta, ngươi chỉ cần chờ thu quả cho giỏi. Quy củ của bổn điếm, trước hết đưa một phần ba tiền đặt cọc. Một phần ba. Lý Vân Tiêu thần sắc khẽ động, hắn cần tới số lượng cần cực kỳ khổng lồ, mặc dù một phần ba cũng là một khoản to lớn. Chỗ tiền đặt cọc này, ra tới khi nào mới có thể bắt được trái cây nam tử nói trong vòng 10 ngày lý vân tiêu do dự một hồi cắn răng nói được ta liền chờ 10 ngày hắn lấy ra một cái túi đựng đồ ném qua nói đồ vật bên trong này ngươi xem một chút có thể giá trị bao nhiêu a à? nam tử tiếp nhận túi đựng đồ hậu đem thần thức tham nhập bên trong rất nhanh liền sắc mặt đại biến kinh hãi bên trong hai món bảo vật đều là bất thế kỳ chân Giá trị cao khó có thể đánh giá hơn nữa. Trên mặt hắn lộ ra vẻ hoài nghi tới. Những bảo vật này tựa hồ. Tựa hồ cũng là hải tộc chi vật. Ngươi chẳng lẽ là đến từ tứ hải? Lý Vân Tiêu không thèm trả lời, chỉ là lệnh nhạt nói. Chỗ này chỉ là một phần ba tiền đặt cọc, ta rất muốn biết có thể mua bao nhiêu quả tử. Nam tử sắc mặt ngưng trọng, nói. Mấy thứ này thực sự quá mức chân quý. Rốt cuộc giá trị bao nhiêu ta cũng khó mà tính ra. Hơn nữa trong đó có mấy thứ tựa hồ là vật của tứ hải vương tộc, chúng ta chưa chắc sẽ thu. Mấy thứ này lưu lại, ta trong vòng ba ngày cho ngươi trả lời thuyết phục thế nào. chương 2012, ngươi hiểu một. Lý Vân Tiêu cũng không sợ bọn họ nuốt, ai dám hắc vật của hắn, vậy thực sự là muốn chết. Được, ba ngày sau ta trở lại thiên sơn lầu. Nam tử ngẩn ra cũng bị hào khí của Lý Vân Tiêu cấp chấn kinh trụ, nhất thời đối với thân phận của hắn càng thêm tò mò. Lý Vân Tiêu đang định rời khỏi, đột nhiên thần sắc biến đổi, mấy đạo khí tức cực mạnh đã đem toàn bộ thiên sơn lầu đều phong khóa. Nam tử cũng là sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng quát dẹp đường. Người nào, lớn mật như thế? Thanh âm của hắn thập phần hung tráng, chấn đến toàn bộ không gian đều hơi bị rung động, mà phòng nhỏ này nhìn như rách nát cũng bình yên vô sự, hoàn toàn không bị ảnh hưởng to gan là các ngươi. Bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng, lạnh giọng nói. Có người đã thương người của Long Gia ta, chạy đến thiên sân lầu. Mau chóng đem người nọ giao ra đây, có thể miễn các ngươi tội chết. Ngoài cửa chợt hiện ra hơn 10 đạo thân ảnh, phần nhiều là thuần một màu hồng sắc cẩm y đi tay cầm thiết đao. Trước đó hai người bị Lý Vân tiêu kích thương đã ở bên trong, phân biệt đi theo phía sau một nam một nữ, nam tử rộng rãi mặt nặng gì, uy phong lấm lấm, nữ tử thân khoác một kiện bách hoa hồng lăng thưởng, diễm sát như lửa, miệng hàm chu đan, hai người đều là trong mắt hàn quang chớp động liên tục. Hai người này chính là thiên lĩnh long gia hai vị thiếu chủ, kỳ quỷ và phi nghê. Nam tử cười lạnh nói, có người đã thương người của long gia các ngươi hay không, chuyện này không liên quan gì tới ta, thiên sơn lầu là địa bàn của bản tọa, mặc dù là thiên lĩnh long gia, cũng chớ có làm cản. Ha ha! Ngoài cửa kỳ quỷ mạnh mẽ cười ha hả. Trước đó ta còn kỳ quái, Thiên Sơn lầu vì sao có buôn bán hội không làm? Sau lại mới biết được nguyên lai Thiên Sơn lầu phía sau đúng là vô phương cảnh nội người của Mộ Dung gia. chật chật nếu không có lần này Hải Mục trấn lôi Lâm Dị Biến, quả thực này bị bản thiếu coi trong mắt, còn thật không biết một mực Hải Mục trấn làm buôn lậu buôn bán, không ngờ sẽ là các ngươi. Lý Vân Tiêu bỗng nhiên đại trấn, giật mình nói: ngươi là vô phương cảnh nội người của mộ dung gia. Nam tử sắc mặt hơi trầm xuống một cái, ngưng thanh nói. Không sai, bản tọa mộ dung hàng vũ. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên cực độ phức tạp, mộ dung trúc đó là vô phương cảnh nội người của mộ dung thế gia, chính là lãnh đời tông môn, nghĩ không ra lại sẽ ở chỗ này gặp gỡ mộ dung trúc đồng tông. Mộ dung hàng vũ có chút vô cùng kinh ngạc đứng lên, nói. Chẳng lẽ ngươi cùng với mộ dung gia ta có ân oán? lý vân tiêu than một tiếng nói có ân không đoán mộ dung thế gia cùng với long gia từng có khúc mắc sao trong mắt của mộ dung hằng vũ lóe lên một tia tàn khốc giọng căm hận nói há chỉ là khúc mắc căn bản là thủy hỏa bất dung chỉ bất quá hai phái còn chưa tới trình độ xé rách mặt lý vân tiêu nghe được trong giọng nói của hắn hận ý thiên lĩnh long gia tuy là một trong bảy đại siêu cấp thế lực nhưng mộ dung thế gia thực lực cũng không thể khinh thường sẽ không biết hai nhà này là vì cái gì kết tân đoán nhưng đại phái như vậy cực nhỏ sẽ ở trên mặt sẽ rách ra mặt đều là bên dưới ám đấu nếu mộ dung hàng vũ cùng với mộ dung trúc xuất từ đồng tông lý vân tiêu tự nhiên sẽ không để cho người của long gia thương tổn được hắn mộ dung hàng vũ trên mặt hiện lên một tia ngạo nghễ nói ngươi không cần sợ nếu đã thanh toán tiền đặt cọc ngươi chính là khách nhân của mộ dung gia ta có bản tọa ở đây tuyệt sẽ không để cho người của Long gia tổn thương ngươi. Trong lòng Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi, nội tâm nhớ tới Thiên Tư nói, năm đó bên trong địa lao thiên hoàng, Mộ Dung Chúc đúng là vì cứu mình mà chết, trong lòng không khỏi một trận quặn đau. Mộ Dung Hằng Vũ thấy sắc mặt hắn có chút trắng bệnh, trên trán thậm chí toát ra từng giọt mồ hôi lạnh, không khỏi cau mày nói, ngươi không tin thực lực của Thiên Sơn lầu chúng ta? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói nếu hai phái các ngươi cũng không có triệt để xé rách ra mặt, cũng sẽ không cần ở chỗ này đại động can qua, bọn họ muốn lưu lại ta, sợ còn không có thủ đoạn này. Mộ Dung Hằng Vũ cười lạnh nói, ngươi cho là bọn họ thật là nhắm vào ngươi mà tới. Ý không ở trong lời, tức có thể đánh kích mộ Dung ra, có thể đoạt con đường linh lôi quả trong tay ta, chuyện tốt như vậy ngươi cho là bọn họ sẽ buông tha. Ha ha! Ngoài cửa truyền đến tiếng cười to của kỳ quỷ, nói nguyên lai là mộ dung gia hạ người thiên tài mộ dung hàng vũ quả nhiên cùng với trong lời đồn thông tuệ như nhau nếu đã biết mục đích của chúng ta thông minh trái lại thúc thủ chịu trói ta có thể xem ở phần tình hai phái hữu nghị thả ngươi một con đường sống mộ dung hàng vũ thấp giọng nói nếu là kỳ quỷ phi nghe chỉ có một người ở đây ta đủ để bảo hộ ngươi an toàn nhưng bây giờ hai người tới đông đủ ta cũng không có nắm chắc có thể thắng đợi ta cuốn lấy bọn họ chỉ chốc lát, ngươi trước tiên liền rời đi. Hai người lần lượt đi ra cửa hàng, mộ dung hằng vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt mọi người. Thiếu ra, chính là hắn. Tên nam tử bị Lý Vân Tiêu dùng thái cổ cương phong thổi hầu như hóa đá kia hét dầm lên, trong mắt tràn đầy hận ý, hắn bây giờ vẫn là một bộ dung nhan giàn mua, nhìn qua như là hai ba trăm tuổi. Ừ, có thể một chiêu đánh bại ngươi, tiểu tử này sợ rằng cũng có chút danh tiếng kỳ quỷ mắt lộ ra hung mang nhìn chằm chằm lý vân tiêu phẫn nộ quát tiểu tử người của long gia ngươi cũng dám thương nói lên sư môn của ngươi lý vân tiêu lạnh nhạt nói xuất môn tại ngoại dựa vào chính là thực lực của mình ta không có thói quen động một chút là báo hậu trường ha ha nói cũng đúng đáng khen mộ dung hằng vũ cười to nói ta cũng phiền nhất hạng người động một chút là tự báo hậu trường này thật giống như nói ra thực lực sẽ tăng lên vài phần, không biết những người này là có tâm tính gì. kỳ quỷ giận dữ, lạnh giọng nói, thật hy vọng thực lực của ngươi có thể cùng miệng của ngươi cứng rắn như nhau. trong mắt của phi nghe lóe lên vẻ kinh dị, khẽ cười nói, người trẻ tuổi này có chút ý tứ, có thể lấy lực lượng một tiếng quát phá hỏng thiên dụ dỗ thuật, nghĩ đến cũng là có chút bản lãnh, rất muốn thử xem thủ đây. đáng tiếc nha, nơi này là địa bàn của thần mục thế gia còn chưa tới phiên người của Long Gia chúng ta đậu thủ. Trên mặt của kỳ quỷ hiện lên một tia âm lãnh, cười gần nói. Một mình buôn bán linh lôi quả, chính là phạm vào hải một chấn tối kỵ, tử tội không thể nghi ngờ hữu vân đại nhân, đi bây giờ tư đầu lĩnh đang ở trước mắt, là thời điểm thần mục thế ra các ngươi giết gà doa khỉ, giết người lập vi rồi. chương 2013, ngươi hiểu hay Không gian hơi hoảng động dưới, thân ảnh của một hữu vân nổi lên, phía sau còn đi cùng hai gã lao giả hai mắt khép mở trong lúc đó đều lóe ra đế khí hùng hồn thực lực phi phạm mộ dung hằng vũ nhướng mày rêu cực nói thiên lĩnh long gia phái đoàn thật là lớn đối phó ta chính là một người cũng cần viện binh sao kỳ quỷ cười lạnh nói chúng ta cũng không phải điều viện binh mà là tôn trọng chủ nhân nơi đây ngươi buôn lậu linh lôi quả tự nhiên có chủ nhân nơi đây xuất thủ còn chưa tới phiên chúng ta chúng ta chỉ là tới xem náo nhiệt trên mặt mục hữu vân hiện ra vẻ giận dữ lạnh giọng nói mộ dung hàng vũ quý phái ở trong lánh đời tông môn coi như là thật to nổi danh tồn tại vì sao phải làm loại chuyện trộm đạo có nhục tông môn các ngươi nếu là thật thiếu linh lôi quả thông báo cho thần mục thế gia ta một tiếng hàng năm mấy trăm mai hai tay dâng lên kết giao hai phái hữu nghị cũng cũng không việc khó gì mộ dung hàng vũ đỏ mặt lên giải thích đại đương gia nói đùa nghìn vạn lần đừng nghe đôi cậu nam nữ này nói như vậy thiên sơn lầu ở hải mộc trấn cũng mở đã lâu chưa từng đã làm việc phạm quy hoàn toàn là đôi cậu nam nữ này hãm hại hắn có thể ở trước mặt người của long gia thừa nhận nhưng tuyệt không thể ở trước mặt thần mộc thế gia thừa nhận bằng không buôn lậu một chuyện xác thực chuyến đi lập tức sẽ biến thành đại chê cười kỳ quỷ phẫn nộ quát mộ dung hằng vũ kẻ bất lực ngươi dám làm cũng không dám nhận thức sao mộ dung hằng vũ nghiêm mặt nói hữu vân đại nhân đôi cầu nam nữ này trước đó tới tìm ta mua linh lôi quả ta dựa theo quy định hạn ngạch bên trong thành bán cho bọn hắn bọn họ lại muốn ép ta xuất ra càng nhiều ta thể sống chết không theo lúc này mới đắc tội bọn họ bọn họ đã mua được hạn ngạch trái cây của mình lại trường kỳ ngưng lại bên trong thành bụng dạ khó lường mong rằng đại nhân cha sẽ ý đồ của bọn họ đồng thời trả lại cho thiên sơn lầu một danh tiếng trên mặt một hữu vân thần sắc bất biến, có loại bộ dáng gợn sóng không sợ hãi, nội tâm cũng lòng buồn bực không nớt, hận không thể chửi gầm lên. Người của hai phái này đều không phải là hắn có thể đắc tội nổi, về phần mộ dung thế gia ở trong thành buôn lầu, ngay cả A Mang đều biết, hắn thân là thần mục thế gia đại đương gia, há có thể không biết. Chỉ bất quá đắc tội không nổi, hơn nữa đối phương cũng là lén lút, không có quang minh tránh đại tiến hành, xem như là cho bọn hắn một chút mặt mũi, Do đó cũng liền nhắm một mắt mở một mắt. Nghĩ không ra bây giờ bị người của Long gia vạch trần đi ra, lấy thân phận của hắn tự nhiên không thể không xế vào, hắn xoay người nói, "Long gia hai vị thiếu chủ có thể có chứng cứ xác thực." Kỳ Quỷ biến sắc, nói, "Hắn vừa chính mồm nói, hơn nữa phía sau tiểu tử này cũng là đến mua buôn lậu quả, có thể bắt tới hỏi một chút." Ha ha, chê cười. Mộ Dung Hằng vũ trâm trọng nói, "Ta chính mồm nói, đầu tiên ta chẳng bao giờ nói qua thứ nhỉ lẽ nào ta nói ngươi sẽ tin ta còn nói ta là cha ngươi đâu ngươi cũng tin rồi mộ dung hàng vũ dám chiêm tiện nghi của ta chết tiệt kỳ quỷ giận tím mặt không ức chế được tức giận tận trời trong cơ thể truyền đến sấm xét ý cuồn cuộn bầu trời tựa hồ thoáng cái tối xuống mộ dung hàng vũ không sợ chút nào cười lạnh nói an lạc ta mới không có loại nhi tử người không ra người yêu không ra yêu Ai chiếm ai tiện nghi còn không biết nghi. Hưu Vân đại nhân, mong rằng thay ta làm chủ, thay Thiên Sơn Lầu đòi một công đạo. Hắn một chút bị cắn ngược lại một cái, để người của Long Gia đều là giận dữ. Một Hưu Vân bị kẹp ở giữa hai phái, cũng là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nói: Hải Mục chấn quy củ như sắt, bất luận kẻ nào đều không được trái với. Thiên Sơn Lầu một mực Hải Mục chấn kinh doanh, tạm thời không có phát hiện hành vi phạm quy. Nhưng người của Long Gia phát hiện chỗ khả nghi liền tới báo cho biết, ta cũng sẽ thập phần thưởng thức và thích. Hiện tại biết là chàng hiểu lầm, mọi người tất cả giải tán đi. Hắn trực tiếp đánh một giảng hòa đã muốn rời đi. Hiểu lầm. Sắc mặt của kỳ quỷ châm xuống, cả giận nói. Hữu vân đại nhân, còn xin dừng bước phía sau hắn người nọ không chỉ có đả thương thủ hạ ta, còn mua buôn lậu linh lôi quả, đợi ta bắt hắn, đạt được chứng cứ đến lúc đó còn phải mời hưu vân đại nhân xuất thủ, thanh trừ hết thiên sơn lầu khối ưu ác tính này. Một hưu vân nhìn Lý Vân Tiêu một cái, lộ ra vẻ khổ sở tới, nếu thật sự xác thực mộ dung thế ra buôn lẩu linh lôi quả, hắn thật đúng là không dễ làm rồi. Ánh mắt mọi người đều hội tụ ở trên người của Lý Vân Tiêu. Phi nghe nhẹ nhàng ôn nhu nói, vị bằng hữu này ngươi không cần sợ, chỉ cần chịu đứng ra chỉ ra chỗ sai thiên sơn lầu hành vi phạm tội, trước đó đã thương người của chúng ta liền xóa bỏ. Nếu không, chân trời góc biển. Ngươi hiểu chứ? Lý Vân Tiêu lập tức lắc đầu nói. Ta không hiểu, mong rằng mấy vị nói rõ. Phi nghe sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói. Ngươi là muốn giả bộ không hiểu, hay là muốn tìm chết hả? Lý Vân Tiêu nói. Ừ, ta hiểu được. Hắn ho khan hai cái, háng giọng một cái, nghiêm mặt nói. Ta có thể chứng minh, theo như lời của mộ dung hằng vũ tuyệt không phải nói dối ngược lại là người của long gia nửa đường tuân gia tới chặn cướp linh lôi quả của ta xin hỏi một hưu vân đại nhân loại hành vi này thần mục thế gia các ngươi có quản hay không ngươi chết tiệt kỳ quỷ nổi giận hét lớn một tiếng biết hôm nay thì không cách nào chỉ chứng ra mộ dung thế gia buôn lậu trái cây liếu cũng không để ý tới mặt mũi của Mục hưu vân giận dữ quát một tiếng xông tới bọn họ vốn cũng không trông cậy vào một hữu vân có thể giúp được giải quyết cái gì chỉ ở dẫn thần một thế ra người sau lưng xuất thủ hiện tại nếu suy nghĩ đã rơi vào khoảng không cũng liền lười nói thêm cái gì hơn nữa tức giận dưới đúng lý vân tiêu phẫn hận tựa hồ còn đang mộ dung hàng vũ trên nhất chiêu thẳng thủ hắn ít hầu ngũ chỉ trung lôi quang chất động hồ quang đầu đôi tương liên ngưng tụ thành một thanh lôi nhận đánh ra sắc mặt của mộ dung hàng vũ đại biến đang muốn xuất thủ thẳng nghe lý vân tiêu khẽ cười nói ta tới hán thoáng cái đã đoạt ở trước người mộ dung hàng vũ dưới chân quỷ dị bước tiến một bước lên nhất thời hóa ra mấy đạo tàn ảnh trực tiếp tránh thoát một cách kia hơn nữa mấy đạo ảo ảnh trên không trung bay về phía phương vị bất đồng thoáng cái đều tiêu thất toàn bộ không dư thừa cái gì tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến ở bọn họ thần thức giới dĩ nhiên không nắm bắt được lý vân tiêu ẩn thân nơi nào mộ dung hằng vũ và phi nghe đều là trên mặt hiện lên vẻ kinh dị cảm giác có chút khó có thể tin tưởng chương 2014, ta không hiểu sắc mặt của kỳ quỷ càng châm xuống khẽ quát một tiếng cho rằng trốn đi ta sẽ thúc thủ vô sách sao hắn một tay bấm tay niệm thần chú trên người mấy đại khiếu huyệt hiện ra từng vòng thanh mang chỉ nghe thấy mấy tiếng bong bong khóa sắt kéo động mấy chỗ khiếu huyệt hiện ra dây xích màu bạc tới thoáng cai ở bên cạnh hắn quân quanh sau đó quát nói đến dây xích như là lợi tiễn ở trong trời cao nảy bắn ra tạo nên từng đạo khí lãng sóng gợn mấy cái thoáng qua sẽ mặc thiên tòa địa như là mạng nhện tàn ra bên trong phương viên mười mấy trượng đều tập trung xuống tới xiềng xích không chỉ có là phong thiên tòa địa hơn nữa từng đạo khí lãng hình thành vòng xoáy tàn ra hiện ra vô số sóng gợn tại đây kỳ quỷ biến sắc trầm giọng vừa quát mạnh mẽ hướng phía trong hư không chỉ điểm một chút đến bang 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 dưới đầu ngón tay của hắn nhất thời tuân ra một cái khe trong nháy mắt sẽ mở mười mấy trượng giống như là bị kiếm quang chém ra không gian hơi lóe ra một chút nơi chỉ mang đi qua một đạo sóng gợn tàn ra trong sóng gợn chậm rãi xuất hiện thân ảnh của lý vân tiêu bị chỉ điểm một chút phá trong ngực nhưng khỏe miệng vẫn như cũ hiện ra dáng tươi cười cả người chậm rãi hóa thành ánh huynh quang chết tiệt kỳ quỷ trầm quát một tiếng cả người dẫm nát trên ống khóa hai tay bấm tay niệm thần chú dưới chân dẫm một cái nhất thời một mảnh điện quang hỏa thạch chớp động chấn đến ngân sắc xiềng xích gào gào vang lên một mảnh lôi điện quang mang phúc bán ra hình thành lôi hải điện ngục chấn hướng về bốn phương tám hướng nhìn xem ngươi làm sao chạy trốn kỳ quỷ xanh mặt trong mắt lộ vẻ sát khí và sắc mặt giận dữ ta đây sẽ không chạy thoát đi ngân sắc xích sắt nơi nào đó tiết điểm thượng không gian một chút hoàng động, thân ảnh của Lý Vân Tiêu hiện hiện ra, hai chân dấm lên ở trong đó, đôi mắt mỉm cười. Tất cả lôi điện nhất thời tụ lại, trực tiếp theo xiềng xích lan tràn, từ trên thân thể hắn oanh kích qua đến. Đùng đùng. Các loại hồ quang hỏa hoa ở trên người hắn không ngừng chớp động, thậm chí trực tiếp điện giật xuyên thấu qua đến, nhưng không cách nào tổn thương nó mảy may. Quả nhiên là lôi hệ thân thể. Tất cả mọi người hơi biến sắc mặt, tới hải mục chấn bình thường đều là lôi tu võ giả nhưng có vài người trời sinh chính là lôi thuộc tính thân thể đối với sấm sét có thiên nhiên lực tương tác tu luyện làm ít công to sắc mặt của kỳ quỷ chấm xuống lạnh giọng nói thảo nào không có sợ hãi nhưng ngươi nếu cho rằng như vậy là có thể miễn dịch thần thông của ta vậy mười phần sai lầm rồi song quyền của hắn bỗng nhiên nắm chặt lưỡng đạo lôi quang trực tiếp từ lòng bàn tay nảy bắn ra trực tiếp soi sáng nửa bên bầu trời phía sau hiện ra thanh mang cường đại, ở dưới vô số hồ quang lóe ra ngưng ra một con thú ảnh, dường như lôi thần đến trái đất, cùng với toàn bộ lôi quang trong thiên địa đan vào một chỗ. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi hoảng sợ, thượng cổ chân linh huyết mạch đó là cường đại như tư, mà kỳ quỷ càng là người nổi bật trong đó, khắp bầu trời sấm sét chớp động, phảng phất như muốn phủ xuống gì thế, chấn nhân tâm phách. Mộ Dung Hằng Vũ cũng là trên mặt lộ vẻ lo lắng tựa hồ kỳ quỷ cường đại còn ở trên hắn dự tính. Phi nghe đồng dạng sắc mặt băng lãnh, trong mắt chớp động hàn mang, dưới hàn khí cũng một tia lửa nóng cháy đang sáng quắc thiêu đốt. Kỳ quỷ tuy là đồng bạn, nhưng cũng là địch nhân lớn nhất của nàng. Long gia thiếu chủ người có năng lực là được chiếm cứ, nhưng vị trí gia chủ lại vĩnh viễn chỉ có thể có một. Hai chân của Lý Vân Tiêu cùng tồn tại, dẫm nát trên xiềng xích ngang trời, cười khẩy nói. Ngươi nếu nói thần thông, đó là biểu diễn sao? hừng không biết sống chết gương mặt của kỳ quỷ ở dưới khắp bầu trời lôi quang cũng chiếu rọi ra một mảnh thanh sắc thiện tay lật trưởng nhắm về phía trước vỗ tới một đạo lôi quang kích bắn ra trong nháy mắt liền oanh kích trước mặt lý vân tiêu đồng thời đột nhiên khuyết tán hóa thành một đạo hình quạt mở ra dường như lôi nhận chém xuống lý vân tiêu tay trái kết ấn tay phải nhắm phía trong hư không một chảo sau đó ngũ chỉ hơi nắm mở ra thái cổ cương phong trong nháy mắt nổi lên hóa thành một ngọn gió lá chán, phân phật phân phật, lôi nhận cắt vào trong phong thuẫn, phát sinh thanh âm, bị thái cổ cương phong một chút xíu đập vỡ vụn, phụt ra thành một chút lôi mang. Cuối cùng toàn bộ lôi mang đều bị sức gió cuồn cuộn nổi lên, toàn bộ thổi tung, ngưng tụ thành một đạo lôi điện lòng quyển, ở trên lòng bàn tay của Lý Vân Tiêu xoay tròn ra, chớp động lôi mang, tựa hồ uy thế kinh người. Cái gì? Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm tựa hồ cảm giác có chút không thể tin nổi. Lý Vân Tiêu Thủy Trung đứng tại chỗ thoang cái không nhúc đích, lúc này bên người xoay tròn sấm sét long quyển chi lực, càng lộ ra yên tĩnh tựa vực sâu, khiến người có một loại cảm giác trang nghiêm rồi lại quỷ dị. Một Lưu vân cũng là thần sắc khiếp sợ, trong mắt lộ ra vẻ lo âu sâu đậm, nội tâm âm thầm kêu khổ không ngớt. Hai người tiếp tục đánh vậy, hoàn toàn không cho mình mặt mũi, nhưng không nể tình thì như thế nào. Long ra là khẳng định không đắc tội nổi, thiếu niên thần bí này thoạt nhìn thực lực cũng là cực kỳ không tầm thường hơn nữa cùng với mộ dung hàng vũ ở cùng một chỗ hơn phân nửa cũng là thiên tài đệ tử của tuyệt cường thế lực nào đó hắn chính đang lo lắng đột nhiên một đạo thanh âm là lướt truyền âm lọt vào tai, khiến hắn sắc mặt đại biến thần tinh dùng mình liền tỉ mỉ lắng nghe trong mắt không ngừng hiện lên sắc mặt vui mừng kỳ quỷ mình cũng là ngây ngẩn cả người lực lượng của một trạm của hắn dù chưa dùng hết toàn bộ công nhưng cũng thập phần sắc bén chí ít hẳn là làm cho đối phương phải té ngã mới đúng lại hoàn toàn bị đối phương khống chế rồi quả nhiên có điểm môn đạo thử lại lần nữa tiếp một chiêu này của ta thế nào kỳ quỷ lập tức không dám lại có lòng khinh thị trong tròng mắt tuân ra một đoàn tử quang tới song quyền ở trước người hợp lại một đạo điện mang kéo dài ra hóa thành một thanh lôi thương đầy bầu trời xiềng xích ở sau khi lôi thương xuất hiện phát sinh ào ào xôn xao âm hưởng nghĩ là nước sông ở trên trời nhộn nhạo mà khắp bầu trời sấm sét càng một chút trở nên cuồng bạo, hóa thành từng đạo lôi long, từ trên bầu trời phủ lao xuống, đều tụ tập vào bên trong lôi thương. Phi nghe kinh hô một tiếng, trong mắt khó có thể che giấu kinh hãi, nàng tự biết chiêu này lợi hại, lẽ nào đối phó với thiếu niên này, dĩ nhiên cần vận dụng cực chiêu như thế. Con ngươi của Lý Vân Tiêu co rụt lại, cũng tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, trong tay hàn quang lóe lên, mấy đạo kim sắc kiếm phủ liền bay ra, lãnh kiếm băng xương trực tiếp nắm trong tay, bắn ra hàn khí băng lãnh. Trên thân kiếm từng chữ ma ha cổ văn bắn lên, lại không ngừng trôn vùi, cả người thân kiếm như một, đặt mình trong một cổ kiếm ý rất mạnh. chương 2015, Sơn Vũ Dục Lai 1 Toàn bộ bầu trời bầu không khí thoáng cái sơ xác tiêu điều mà khẩn trương. Tất cả dừng tay. Đột nhiên một đạo tiếng quát lạnh vang lên, đem loại sơ xác tiêu điều này cắt đứt. Người lên tiếng chính là một hưu vân ở một bên, sắc mặt trực tiếp trầm xuống quắt dẹp đường hai vị động thủ đã trải qua ta đây chủ nhân cho phép sao tất cả mọi người là nhúng mày cảm thấy có chút kỳ quái đứng lên mục hưu vân ước gì bỏ qua một bên không liên quan đi sớm một chút thế nào đột nhiên thoáng cái tới giống như lo lắng mộ dung Hằng vũ và hai vị thiếu chủ long gia đều là con ngươi hơi co lại tựa hồ nghĩ tới điều gì đồng thời hơi biến sắc mặt trong mắt của kỳ quỷ hiện lên một tia sảng giọng điện mang lạnh giọng nói ngày hôm nay coi như ngươi vận khí tốt bất quá sau này có thể không tiếp tục tốt như vậy xuống phía dưới đã khó nói hai tay hắn vừa lộn đạo lôi thương kia nhất thời biến mất toàn bộ phía sau hư ảnh chân linh cũng thoáng cái thu vào trong cơ thể khắp bầu trời lôi điện một chút tẳng ra hào hào xôn xao khắp bầu trời xiềng xích cũng thoáng cái thu vào toàn bộ bầu trời mây đen tan hết khôi phục lang lảnh trời quang. Lý Vân Tiêu cũng là trong lòng khẽ động, lanh kiếm băng xương lóe lên một cái đã thu vào, khẽ cười nói. Cũng không biết là ai vận khí tốt. Kỳ quỷ giận dữ, chỉ vào hắn quát dẹp đường. Tiểu tử ngươi còn dám mạnh miệng. Phi nghe nói. Không cần cùng với hắn rong dài nhiều thêm, chúng ta phái người theo dõi hắn là được, chỉ cần vừa rời khỏi hải một trấn, sẽ chính là ngày chết của hắn. Kỳ quỷ lạnh lùng nói. Không sai đến lúc đó ta xem ngươi còn dám cuồng vọng. Buồn chán. Lý Vân Tiêu khinh miệt cười, một cái lấp mình, liền từ không trung bay hạ đến bên cạnh mộ dung hàng vũ. Tuy rằng hắn và kỳ quỷ đánh một trận bị cắt đứt, nhưng từ trước triển lộ thủ đoạn đến xem, đã không có người dám khinh thị hắn. Bao quát mộ dung hàng vũ, nhìn sắc mặt của hắn cũng là rất có biến hóa, ánh mắt trở nên hiền lành hơn rất nhiều. Một hưu Vân sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng nói chư vị ngay trước mặt ta động thủ thật đúng là cho thần mục thế gia ta mặt mũi nhìn ra được hắn là chân sinh khí trong mắt tuân ra lãnh mang phi nghe tâm niệm thay đổi thật nhanh hạ thấp người tạ lôi nói là kỳ quỷ xung động chỉ vì người này ăn nói bừa bãi nói xấu chúng ta người của lòng ra mà kỳ quỷ tính tình ngay thẳng lúc này mới có chút đụng phải mong rằng hưu vân đại nhân thứ lỗi một hưu vân vung tay lên thử nói mà thôi Trước việc không đang tính toán, chư vị cũng là vì linh lôi quả tới, ta có thể hiểu được. Nhưng lần này hải một chấn tình huống thật có dị, không chỉ có đưa tới rất nhiều thực lực mạnh tuyệt võ giả, hơn nữa ta vừa mới nhận được tin tức, ngay cả người của hải tộc cũng bị kinh động. Hải tộc. Tất cả mọi người đều là một chút kinh hô lên, trên mặt lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ. Lý Vân Tiêu cũng là hơi biến sắc mặt, hắn mới vừa từ Đông Hải trở về, chẳng lẽ lại muốn cùng với đám đầu ép trong biển này giao tiếp? Thần xác của Mộc hữu Vân ngưng trọng, gật đầu nói: đúng thế, ta cũng vừa mới nhận được tin tức, người của Hải Tộc Sai sứ giả đưa tới tin tức, nói là Hải Mộc Trấn này vốn là Bắc Hải chi đảo của bọn hắn, hiện tại để thần Mộc Thế gia ta vật quy nguyên chủ. cái gì? Mộ Dung Hằng Vũ trong mắt đều là lồi lên, quái thanh quát dẹp đường: thực sự là vô sỉ đến cực điểm Hải Mộc Trấn giáp giới đại lục tộc chúng ta chiếm cứ mấy ngàn vạn năm chưa từng nghe qua lời nói hoang đường như vậy một hữu vân nói việc này rõ ràng lôi lâm xuất hiện dị trạng nhóm lớn linh lôi quả thúc lấy tình thế bây giờ trái cây thành thuộc phạm vi còn chưa phải đoạn tăng lớn ngay cả rất nhiều linh lôi hoa cũng bắt đầu dần dần kết quả đứng lên tất cả mọi người đều là thần sắc nghiêm nghị vừa mừng vừa sợ chiếu theo loại xu thế này xuống phía dưới chẳng lẽ không phải toàn bộ muốn nở hoa kết trái rồi một hữu vân nói, người của hải tộc chẳng bao giờ đánh chủ ý tới linh lôi quả, có lẽ là hàng năm kết trái quá ít, bọn họ trướng mắt, nhưng năm nay thoảng cái tăng mấy chục lần sản lượng, cho dù ai cũng sẽ tâm động không nớt. Trong mắt của mộ dung hàng vũ lóe lên vẻ lạnh lùng, nói, thật sự khi nhân tộc chúng ta dễ bắt nạt, nếu là hải tộc tuân thủ quy củ, có thể dựa theo phối định mức lượng bán cho bọn hắn, nếu không phải thức thời, đưa ra yêu cầu vô lý nói, phải cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói rằng, thần mục thế gia có thể có cha ra nguyên do lần này linh lôi quả dị động. Mục hữu vân nhìn hắn một cái, hiện lên một tia nghi hoặc, nhân tiện nói. Tạm thời không tìm được căn nguyên, lôi lâm diện tích tuy rằng không lớn, nhưng bên trong là một mảnh điện ngục lôi hải, các loại thần niệm toàn bộ bị bao vây quấy dày, chỉ có thể bằng mắt thường quan sát, không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng. Lý Vân Tiêu cao mày nói làm sao có thể muốn thúc phiến linh lôi quả lớn như vậy không có ất mộc chi khí kinh người căn bản cũng không khả năng lẽ nào quý phái không có lo lắng là dấu hiệu vật tuyệt thế xuất thế sao tất cả mọi người đều là trong lòng chấn động đều là đưa mắt nhìn chằm chằm mục hữu vân mục hữu vân thầm mắng một câu cười khổ nói việc này tự nhiên nghĩ tới không chỉ có là bên trong lôi lâm ngay cả phụ cận mấy nghìn hải vực ta đều phái người dò xét qua từ cựu thiên cho tới biển sâu không một quên, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Lý Vân Tiêu trầm mặc không nói, trong lòng hắn mơ hồ nhận thấy được việc hải tộc có cái gì không đúng. Nếu bọn họ thực sự nhìn trộm linh lôi quả nói, đã sớm nên hạ thủ, không có khả năng chờ tới bây giờ. Như vậy mục tiêu của hải tộc vô cùng có khả năng chính là thuốc linh lôi quả tuyệt thế ớt một chi vật. Nội tâm hắn đã tin tưởng vững chắc, tất nhiên là có cực mạnh nhất một thần vật xuất thế, mới có thể dẫn đến dị tượng như thế. Hiện tại người của hải tộc bằng bạch xuất hiện, cũng tựa hồ đã nói rõ điểm ấy. Một hưu vân nói tiếp. Hiện tại việc của linh lôi quả có hải tộc nhúng tay vào, trở nên cực kỳ phức tạp. Chư vị đều là nhân trung long phượng, nhân tộc ta người nổi bật, ta nghĩ mời chư vị cộng đồng ra mưu xuất lực, lấy bảo vệ hải một chấn không bị quay nhiễu. Chỉ thấy một đạo hồng ảnh lóe lên, phi nghe nhẹ giọng cười nói. Hưu vân đại nhân nói nở nụ cười. Thần mục thế gia trưởng quản hải một chấn mấy trăm năm lâu, chẳng bao giờ có bất kỳ thế lực nào dám quay nhiêu tiền đến, có thể thấy được thực lực của thần mục thế gia mạnh mẽ, đủ để kinh sợ tất cả bọn đạo trích. Long gia ta mặc dù có chút danh vọng, nhưng lúc này không có trưởng bối ở đây, ta và kỳ quỷ thực lực hữu hạ, cũng không dám tùy tiện tham dự bực đại sự này. chương 2016, Sơn Vũ Dục Lai hai, Ý của nàng rất rõ ràng, không muốn cuốn vào trong loại thị phi này dù sao hải mộc trấn cùng với bọn hắn quan hệ không lớn không cần thiết bằng bạch cấp thần mộc thế gia làm thương sự dù sao hải tộc không phải loại hiền lành gì như vậy ai biết cái này gài bẫy để sâu đậm kỳ quỷ cũng là trầm mặc không nói tựa hồ tất cả lấy phi nghe làm chủ thân xác của mộ dung hàng vũ khẽ động tựa hồ có chút đắn đo bất định đứng lên hắn cùng với người của long gia bất đồng mộ dung thế gia sớm ở trong hố nơi này đương nhiên không có khả năng để hải tộc tới đem lợi ích lấy đi. Trên mặt một hữu vân hiện lên cười nhạt, nói. Cũng được, Long Gia chư vị liền mời trở về đi. Lần này người của hải tộc tựa hồ cực kỳ không đơn giản, ta dự định triệu tập mọi người đang ứng đối, đồng thời cuối cùng thương thảo phương pháp phân phối linh lôi quả. Phương pháp phân phối linh lôi quả. Trong lòng kỳ quỷ khẽ động, bật thốt lên. Lần này không dựa theo trước đó quy định phân phối sao lợi ích của hải mộc trấn cùng hắn không quan hệ nhưng linh lôi quả cũng quan hệ hắn tu luyện đại sự lần này vừa vặn cắm ở trên bình cảnh tu luyện khi biết linh lôi quả dị tượng tin tưởng vững chắc đây là thượng thiên cố ý cho hắn cơ duyên lúc này mới cùng với phi nghe cùng đi đến hải mộc trấn Một hữu vân lạnh lùng nói việc này cũng không nhọc đến long gia thiếu chủ quan tâm hải mộc trấn trong khoảng thời gian này sợ rằng chắc là sẽ không thái bình long gia thiếu chủ đã mua hàng tương ứng số định mức có thể rời khỏi, để tránh khỏi cuốn vào nước đủ, người bị lan đến. Kỳ quỷ lúng túng nói. Khu khu, lời này của hữu vân đại nhân đã khách khí. Tuy rằng hải mộc chấn là địa bàn của thần mộc thế gia, nhưng cũng là lãnh địa của nhân tộc ta, người của dị tộc nếu muốn nhúng tay vào, kỳ quỷ là người thứ nhất không đáp ứng. Phi nghe hơi biến sắc mặt, miễn cưỡng cười nói. Nếu kỳ quỷ đáp ứng rồi, ta cũng sẽ không đếm xỉa đến. Nhưng việc này dù sao không phải chuyện đùa, đợi ta đưa tin quay về thông môn, trưng cầu các trưởng bối chỉ thị. Sắc mặt của Mục hữu vân lúc này mới hòa hoãn, dù sao Long Gia cũng không phải hắn có thể đắc tội nổi, một vừa hai phải cho giỏi. Mộ Dung Hằng Vũ cũng nói, Mộ Dung Thế Gia tuy rằng lánh đời nhiều năm, nhưng dù sao cũng là nhân tộc nhất mạch, chỗ đại nghĩa, nghĩa bất dung tử. Mục hữu vân lộ ra vẻ mỉm cười tới, nói, ta trước tiên đa tạ chư vị rồi. Ánh mắt của hắn vừa chuyển, rơi vào trên người của lý vân tiêu từ vừa rồi đánh một trận đến xem người này tuyệt đối là cao giai vũ đế tồn tại lực lượng không thể bỏ qua các hạ trên ngọc đội đăng ký chính là thất tinh vũ tôn lý phi dương thực lực và tính danh đều là giả đi nhưng không sao cả chỉ cần các hạ chịu tận lực tương trợ linh lôi quả đồng dạng không thể thiếu một phần của ngươi lý vân tiêu cười nói ta cũng đi xem đi có đầy đủ chỗ tốt giúp một tay cũng không có gì đáng nói tất cả mọi người đều là gương mặt hát tuyến mặc dù mọi người đều là tâm tư như thế nhưng lời này cũng nói quá mức trần trụi đi mục hưu vân cũng là hơi lộ ra vẻ xấu hổ nói ta thần mục thế ra tự nhiên sẽ không bạc đãi chư vị hải mục trấn phát triển còn phải chờ đợi mọi người chiếu cố nhiều hơn ngày mai chính ngọ ta ở phủ đệ xin đợi chư vị trước đó hy vọng tất cả mọi người cho ta một mặt mũi không nên gây sự nữa kỳ quỳ nói đại nhân yên tâm, mặt mũi của thần mục thế gia ta là nhất định sẽ cho. Chỉ khi nào ra khỏi hải mục trấn, tính mệnh của Lý Phi Dương này, ta tất nhiên thu rồi. Mộ dung hằng vũ châm trọng nói. Nghe lời này, hình như ngoại trừ hải mục trấn ra, thiên hạ đều là lãnh địa của Long Gia. Trong mắt của kỳ quỷ lóe lên vẻ hung bạo, sảng giọng nói. Mộ dung hàng vũ, ngươi cũng tiêu ngạo không được mấy ngày. Lý Vân tiêu bật cười Khanh khách không cần nhiều theo chân bọn họ phí miệng lưỡi, chân linh huyết mạch người thừa kế ta gặp qua không ít, đều có một đặc điểm, chính là thích nói dọa cho mình bơm hơi. Ha ha, Phi Dương Huynh nói cực phải. Mộ Dung Hằng Vũ cười ha hả nói. Không biết hành động như vậy cực độ ấu trĩ, càng thêm lộ rõ bọn họ nhỏ yếu khiêm tốn, câu cửa miệng nói, chó cắn người không kêu a à. Kỳ quỷ tức đến sắc mặt tái xanh, trên mặt mũi không ngừng có lôi điện lóe ra đến, hiển nhiên sắp không áp chế trụ được lửa giận của mình nữa. Đôi mắt đẹp của Phi nghe vừa chuyển, ở trên người của Lý Vân Tiêu quan sát một vòng, cười nói. Các hạ đích sắc dũng khí có thể khen, đáng tiếc còn quá trẻ, không biết trời cao đất rộng. Kỳ quỷ, chúng ta đi thôi. Nàng tựa hồ là nhân vật trọng yếu của Long Gia chuyến này, kỳ quỷ tức giận hừ một tiếng, phất một cái ống tay áo, hơn 10 tên người của Long Gia nhất thời hóa thành quang mang rời khỏi. Mục Hưu Vân cũng là nhìn nhiều Lý Vân Tiêu thêm vài lần, không biết hắn ở đâu ra lo lắng và tự tin đối kháng thiên lĩnh Long Gia. Hai vị tự giải quyết cho tốt đi. Cũng hóa thành một đạo đột quang, tiêu thất ở trên trời cao. Mộ Dung Hằng Vũ nhìn mọi người rời khỏi, sắc mặt chậm rãi trở nên ngưng trọng. Trên tay hắn quang mang lóe lên, một cái túi đựng đồ nổi lên, đưa cho Lý Vân Tiêu nói. Phi Dương Huynh, sự tình có biến, chỗ tiền đặt cọc này người trước tiên lấy về đã. Lý Vân Tiêu nhíu mày tới, nói: "Thế nào, các hạ muốn đổi ý rồi?" Mộ Dung Hằng Vũ lắc đầu nói: "Làm sao có thể? Mộ Dung gia ta kinh doanh linh lôi quả này cũng không phải chuyện một năm hai năm rồi, chưa từng thất tiến qua. Chỉ là hiện tại luân phiên biến cố, ta cũng không có năm chắc có thể bảo chứng con đường an toàn. Như vậy đi, ta có thể hứa với Phi Dương Vinh, Mộ Dung gia lần này có thể lấy được quả thực, ưu tiên bán ra cho ngươi." nhưng giá cả không thể giảm bớt. Lý Vân Tiêu biết chỗ này lánh đời thế gia tuy rằng không hỏi tới thế sự, không xưng bá thiên hạ, nhưng đều sẽ có phân bộ thế lực gần nấp coi trần, tiến hành nhất định tài nguyên đổi và tin tức thu thập. hắn lúc này liền đồng ý. Mộ Dung Hằng Vũ cười nói, trước đây nghe nói thiên hạ trẻ tuổi cường giả, có bác vực tứ tú, tây vực tam kiệt, đông vực thất tinh. Nói thật đi, ta cũng đã gặp trong đó mấy người, rất là thất vọng, Vốn tưởng rằng thiên hạ trẻ tuổi chỉ thường thôi, hôm nay mới biết được người thiện chiến không hiển hách tên, nói chính là phi dương huynh rồi. Lý Vân Tiêu nói, ngươi nói những nhân vật kia đều là trăm năm mới gặp một tuyệt đỉnh cường giả, Mộ Dung Thế gia bản thân vị trí cực cao, ánh mắt dĩ nhiên là rất cao. Năm đó Mộ Dung trúc coi như là hạ người anh tài trong thiên hạ ít có, ta xem hằng vũ huynh tương lai thành tựu tất nhiên còn ở trên hắn. Chương 2017 Bắc Hải Vương tử một, Mộ Dung Hằng Vũ sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi cũng biết tên của bá phụ ta? Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, thầm thở dài nói: Quả nhiên, từng nghe người qua, đáng tiếc Tráng Niên mất sớm. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ bí thống, Mộ Dung Hằng Vũ gương mặt hoài nghi, ngưng mắt nhìn Lý Vân Tiêu, nói: Bá phụ ta đích thật là thiên tư ngang dọc, nam đó bên trong gia tộc đệ nhất thiên tài nhưng trên thiên vũ đại lục người biết tên họ của hắn cũng không nhiều hơn nữa bản thân bá phụ giống như là lưu tinh lóe lên rồi biến mất hiện tại lại càng không có mấy người nhớ kỹ người rốt cuộc là ai lý vân tiêu nói là bạn không phải địch nói xong hắn cũng không để ý thần sắc kinh ngạc của mộ dung hằng vũ bước ra đi nhanh liền biến mất ở góc đường mộ dung hằng vũ sửng sốt được một trận mới chậm rãi thu hồi tâm tư tỉ mỉ suy nghĩ lý vân tiêu nói tới Lý Vân Tiêu một người một mình đi ở trên đường, người đến người đi, như nước chảy, từng vòng vần nước ở dưới chân hắn đẩy ra, nội tâm cũng là phiền muộn không gì sánh được. Mộ Dung Hằng Vũ tuy rằng niên kỷ so với hắn còn lớn hơn, nhưng ở trước mắt hắn lại là hậu bối, hơn nữa thiên phú thật tốt, thậm chí không ở dưới Mộ Dung trúc năm xưa. Nội tâm hắn coi như là có chút thoải mái. Một đạo thanh quang ở trong tay hắn hiện lên, liền hiện ra một khối ngọc bài chính là vật ninh khả nguyệt năm đó lưu lại lý vân tiêu nhìn chằm chằm ngọc bài trong mắt vẻ lạnh lùng hờ hững khiến kẻ khác sợ hãi hiện tại ninh khả nguyệt và thiên tư cùng một chỗ tình cảnh dị thường nguy hiểm nhưng hắn lại căn bản không có cùng thiên tư sức đánh một trận đột nhiên một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước người hắn hồng y hề thiết đao chính là một gã võ giả long gia người kia sắc mặt băng lãnh quát dẹp đường lý phi dương kỳ quỷ đại nhân yêu cầu người ra ngoài thành một chuyến giải quyết ân đoán cá nhân. Lý Vân Tiêu đem ngọc bội thu vào, chậm rãi suy nghĩ nói rằng. Ta tại sao phải đến đây? Người nọ tựa hồ sớm có dự liệu, cười lạnh một tiếng, châm chọc nói. Ngươi không phải mới vừa rồi mở miệng thử cứng sao? Thế nào hiện tại thành thứ hèn nhát rồi? Lý Vân Tiêu dày nhìn hắn, nói. Thứ hèn nhát thì thứ hèn nhát đi. Ngươi! Người, Người kia nhất thời cảm giác ngực như bị nghẹn, hình như một quyền đánh ra đến, trực tiếp đánh vào trên cây bông, để hắn cả người không làm được gì, cả người khó chịu. Ngươi rốt cuộc có đi hay là không? Không đi. Lẽ nào ngươi nghĩ có đầu rút cổ ở hải một chấn cả đời sao? Nhìn xem tình huống đi, hay là thực sự cũng nói không chừng. Ngươi, ngươi, ngươi nọ triệt để hết trôi nói rồi, trước đó nghĩ đến qua các trường hợp, lại nghĩ không ra là bộ dáng như vậy, hắn cả giận nói có bản lĩnh trốn ở hải một chấn cả đời đừng rời bỏ. Lý Vân Tiêu cười nói, chủ tử nhà người có bản lĩnh trốn ở ngoài thành cả đời đời ta. Phế vật, phế vật. Người nọ tức giận vô cùng, hung hăng mắng vài câu, biết kích bác như thế nào đi nữa cũng vô ích, dậm chân một cái rồi rời đi. Lý Vân Tiêu nhìn người nọ rời khỏi, nhịn không được khép cười rộ lên, thực lực của kỳ quỷ hắn cơ bản có thể nhìn ra mánh khỏe, không cần vài cái là có thể thu thập hết, ngược lại thì phi nghe, cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả chắc, hơn nữa cái loại cảm giác này, hắn cũng không xa lạ gì. Thiên phượng huyết mạch sao? Có ý tứ A. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu loại lên, liền biến mất ở trên đường phố. Hai mục chấn một góc, cách ly ra một cái cảnh giới tuyến thật dài, chu vi trong vòng trăm trượng cũng không cho phép tới gần, chỉ có hai đội võ giả thức trắng đêm canh giữ ở xung quanh. Đột nhiên một đạo thân ảnh hiện lên, một người trung niên nam tử xuất hiện ở trong đó hai đội võ giả biến sắc trở nên nghiêm nghị đứng lên trung niên nam tử ánh mắt đảo qua nói đều lên tinh thần tới mới vừa rồi mặt trên tới thông trì trong khoảng thời gian này tiến nhập trạng thái tối cao canh gác một con ruồi cũng không có thể để lọt vào trạng thái canh gác tối cao đã có chuyện gì xảy ra một gã võ giả trên mặt lộ ra vẻ mặt có chút giật mình nói trung niên nam tử nhìn hắn một cái nói không nên hỏi tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm nói chung không biết là chuyện gì tốt ngày mai mặt trên còn có thể tăng phái hai đội nhân mã đem phạm vi cảnh giới thu nhỏ lại gấp đôi lấy bảo đảm thông đạo tuyệt đối an toàn tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi tăng phái gấp đôi nhân số thu nhỏ lại cảnh giới quyển tương đương với phòng ngự thoang cái tăng lên gấp bốn ha ha, nếu như đều là các ngươi như đống cặn bã nói phái nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì à một đạo thanh âm lạnh như băng văng lên mang theo cực độ khinh miệt và trân trọng. trung niên nam tử sắc mặt đại biến trong tay run lên nhất thời xuất hiện một lưỡi dao sắc bén toát ra quang mang ba loại màu sắc cũng không quay đầu lại đã hướng phía sau chém tới dường như khổng tức xoay đôi một đạo hắc ảnh vọt tới cười quái dị một tiếng bay thẳng vào bên trong đào quang ba màu Frank. phốc suy một đạo tiếng binh khí tương giao vang lên, xó đầu của trung niên nam tử liền bay, trên mặt tràn đầy chấn động và tuyệt vọng. Không đầu trên cổ tiên huyết như là suối phun trào tuôn ra, tê tê bay ở trong gió, thê lương không gì sánh được. A à, thống lĩnh, hai bên võ giả đều là bi phẫn gần chết, thoáng cái tràn đầy tiếng binh khí rút ra, từng đạo bóng người xung phong liều chết liêu đi tới. Ha ha, người nếu phẫn nộ không có bất kỳ lực lượng nào, tới trong địa ngục đều khóc đi thôi bóng đen kia cuồng tiếu vài tiếng trong nháy mắt phân ra mấy đạo tàn ảnh hướng mọi người lướt đi từng đạo tiếng chia cắt vang lên qua mấy lần hơi thở hai đội nhân mã toàn bộ bị chém phá thành mảnh nhỏ tiên huyết bắn đầy trời cao toàn bộ bên trong cảnh rơi tuyến trở nên một mảnh thê thảm và tĩnh mịch tam đệ ở đây cũng không phải bắc hải của chúng ta vẫn là khiêm tốn một chút thật là tốt trên bầu trời truyền đến thanh âm nhàn nhạt, nhạt không có bất kỳ cảm tình gì đã không giống như là thanh âm của người. Hưng một đám một phấn, giết không sẽ giết, lẽ nào bọn họ nhân loại còn dám nói chứ không? Bóng đen hóa ra một đạo hình người tới, cả người đưa thân vào bên dưới hát bảo, khuôn mặt tái nhợt mà âm lãnh, khỏe miệng hiện ra vẻ khinh thường. Nghìn vạn lần không nên coi thường nhân loại, ta gần nhất nghe nói Đông Hải Vương tộc bị một gã nhân loại đào phá tổ chim, không chỉ có chân bảo mất hết, ngay cả biển sâu mạch khoáng cũng bị đào lên. Ha ha nhị ca, ưởng cho ngươi còn được khen là trí giả, loại lời đồn đãi không có não này, ngươi cũng tin? Hắc Bảo Nam Tử châm trọng nói, cướp sạch Đông Hải chân bảo, móc xuống biển sâu địa mạch, coi như là thần cảnh cường giả cũng không thể nào làm được đi. Còn nữa, nếu như việc này là thật, vậy cũng chỉ có thể nói rõ Đông Hải đám run đất kia hoàn toàn lưu lạc thành tạt bã. Chương 2018, Bắc Hải Vương Tử hai, phải không? Cựu đệ lại là chết như thế nào? câm miệng chớ ở trước mặt ta nhắc tới người này. Hắc bào nam tử nguyên bản tiểu sắc mặt tái nhợt trở nên càng thêm băng lạnh, lạnh lùng nói. May mà hắn chết sớm, bằng không ta muốn cho hắn triệt để xuống địa ngục, vĩnh không siêu sinh. Đạo thanh âm kia lo lắng chuyển đến, nói. Cựu đệ trung quy cũng là nhi tử của phụ vương, với ngươi ta cùng một huyết mạch. Hắn đã chết, chúng ta vẫn phải là khổ sở một cái. Hắc bào nam tử điên cuồng cười nói. Ha ha, đích xác, đích xác hẳn là khổ sở a à. gương mặt của hắn thoáng chút đã vặn vẹo đứng lên gàn giọng nói ta thật là khổ sở không thể tự tay làm thị hắn rốt cuộc là tên khốn kiếp nào giết hắn ta nhất định phải đem tên khốn kiếp kia bầm thầy vạn đoạn thanh âm kia nói nghe nói tên nhân loại kia là lý vân tiêu cùng với kẻ móc xuống đông hải mạch khoáng chính là cùng một người lý vân tiêu sao trong mắt hắc bảo nam tử hiện lên một đạo sắc khí lạnh lùng nói người này đã lên danh sách ta phải giết, về phần ngươi nói móc xuống Đông Hải mạch khoáng, căn bản là lời nói vô căn cứ. Nếu việc này trở thành sự thật, đó chính là sỉ nhục lớn nhất của hải tộc trong hàng tỷ năm qua, nghiễm hiển còn mặt mũi nào mặt thống lĩnh Đông Hải. Thanh âm kia thở dài, nói, ta lần đầu nghe nói tới, cũng hiểu được là lời đồn, nhưng bây giờ trong tứ hải chuyển đến lợi hại. Hơn nữa Nghiễm hiền đại nhân hồi lâu chưa từng lộ diện, đều là hình mẫu đại nhân đang xử lý chính sự, chờ lần này tứ hải thịnh hội mời dự họp, tất cả tự nhiên sẽ hiểu." Hắc Bào nam tử âm lãnh nói, "Cũng không phải có tin tức nói người nọ cũng tới sao? Đến lúc đó hỏi một chút hắn cũng đã biết rồi." Thanh âm kia nói, "Ừ, tất mục thần vật như vậy xuất thế, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, có lẽ hắn mới là địch nhân lớn nhất của chúng ta chuyến này." Hắc Bào nam tử biến sắc, trầm giọng nói, vậy đừng nói nhảm đoạt ở trước mọi người đem đồ vật bắt tới tay còn lại cục diện rối rắm cho bọn hắn chống đỡ cuối cùng coi như biết là chúng ta làm bằng vào bọn hắn đám phế vật này có thể có can đảm lên bắc hải tới cấp đoạn sau khi hắc bảo nam tử nói xong lúc này hóa thành một đạo hắc mang hướng phía bên trong cảnh giới tuyến phóng đi một khu vực này đều là yên tĩnh dị thường hiển nhiên lâu lắm không ai đặt chân bên trong mấy người lóe lên hạ xuống hắc mang liền hóa ra thân hình, lần thứ hai ngừng lại, sắc mặt âm lánh nhìn tiền phương. Ngay tiền phương cách mười mấy trượng, không trung lẳng lặng ngồi xếp bằng một đám võ giả, mỗi người đều là sắc mặt tan tường, ở vào nhập định trong. Phương viên trong vòng trăm trượng hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí thập phần trang trọng nghiêm nghị, võ giả tổng cộng 9 người, đều là khí tức nội liễm, không cảm giác được chút nguyên lực ba động nào, giống như là điều khắc thành vậy. Hắc bào nam tử nhìn chằm chằm chín người kia, hai tay xương ngón tay bóp nổ vang lạnh giọng nói nhường đường hay là chết chín người chỗ ngồi vị trí cực kỳ kỳ lạ cũng không phải là giản đơn thành hàng mỗi khoảng cách giữa hai người như là thập phần khảo cứu hình như ẩn chứa quy tắc nào đó phía trước một người chậm rãi mở hai mắt ra trong con ngươi hiện lên một đạo tàn khốc quát dẹp đường sắt khí thật nồng đậm ngươi đem thủ vệ trước mặt toàn bộ giết hắc bào nam tử cười to nói ha 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 đám rác rưởi này giữ lại có ích lợi gì các ngươi chín người coi như khó khăn lắm đập vào mắt nếu là thức thời nói có thể giữ mạng sống trong mắt người bảo xuất vẻ giận dữ nhưng vẫn là ngăn chặn tâm tình của nội tâm chầm dai nhắm mắt lại tới chẳng quan tâm muốn chết hắc bào nam tử giận dữ mắng một tiếng trong tay dương lên nhất thời hơn mười đạo hắc mang lăng không chém đi ra ngoài bang 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 chín người trước mặt đột nhiên hiện ra một cổ lực lượng như là kính quang hoảng hốt chớp động, trực tiếp đem hắc mang đều chặn lại, vô pháp đả thương tới mọi người. Hắc bào nam tử chân mày cau lại, cười lạnh một tiếng, hướng phía trước bước ra một bước, trên cánh tay một cổ hắc sắc khí dâng lên, trực tiếp hóa ra một cái hắc sắc long chảo to lớn, mạnh mẽ hướng phía trong hư không một chảo. Ẩm! phía trên một chút vang dội, long chảo phảng phất như đem không gian vén lên, như là tấm màn sân khấu bị kéo ra từng đạo nếp nhăn ánh mắt của hắc bảo nam tử một ngưng, tay trái bấm tay niệm thần chú, trong miệng phun ra long ngữ tối nghĩa khó hiểu. Trong long chảo nhất thời hiện ra không gian vòng xoáy hoàng hốt không chừng, càng lúc càng lớn, cách đó không xa chín người ở dưới cổ không gian chi lực này, thân thể cũng theo đó vặn mẹo. Người cầm đầu sắc mặt trầm xuống, trong tay đánh ra một ấn, quát dẹp đường. Khởi trận. Một đạo kim quang dẫn đầu từ trên người hắn vọt lên, hai tay kết ấn bên trong nổi lên cổ quái hoa văn, đi lên khoảng không đi mặt khác tám người đồng thời mở hai trong mắt phân thân hai tay bấm tay niệm thần chú cộng thêm vị trí đã ở dựa theo phương vị nhất định biến hóa đám trận phù màu vàng từ trong tay chín người ấn quyết bên trong toát ra tới hóa thành một đạo kim quang mưa lất phất hội tụ ở trên khoảng không trong nháy mắt kết xuất một đạo kim sắc kết giới to lớn đại nhật như luân ở quanh thân chín người chuyển động nguyên bản kéo ra mặt nhăn vết không gian thoáng cái khôi phục bằng thẳng thân sắc của chín người bất biến, trên mặt mỗi người đều là chiếu rọi ra ánh sáng màu vàng, đều tự bấm tay niệm thần chú mà ngồi. Hắc bào nam tử sắc mặt trầm xuống, quát dẹp đường, vô dụng. Long chảo đống nhiên nắm chặt, không gian chợt căng thẳng, một cổ long trời lở đất chi thế khó có thể địch nổi trong nháy mắt thối lui, hướng phía trên kết giới màu vàng kia nghiền ép đi. ầm ầm. Không gian ở dưới cổ cự lực này run liên tục, trực tiếp đánh vào trên kim sắc kết giới như là chiến xa không ngừng oanh kích nghiên ép chấn đến mặt ngoài kim quang cũng là điên cuồng run dày liên tục nhưng thủy chung không có thể đột phá hừng chết tiệt. hắc bào nam tử biến sắc trong mắt bạo xuất vẻ giận dữ hóa thành một đạo hắc mang đã xông tới con ngươi của người cầm đầu chín người chợt co rút lại khẽ quát một tiếng nói khai ấn quyết trong tay hắn biến đổi phía sau tám người cũng là đồng thời biến hóa quyết ấn và phương vị Kim sắc kết giới bỗng nhiên một chút mở ra, trong nháy mắt bao phủ phạm vi mười mấy trượng. Hắc Bào nam tử trở tay không kịp, trực tiếp bị kết giới bao phủ đi vào, nhất thời sắc mặt đại biến. Chín đạo nhân ảnh lúc này hướng về phía hắn vọt tới, mỗi người đạp không gian phương vị đều không giống nhau, ngầm có trận thế ý nào đó, phô thiên cái địa xuống. Hắc Bào nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, trên người Hắc Bào chợt nổ tung nước ra, một cổ long uy từ trong cơ thể hạo hãn mà ra chương 2019, Nguyệt Chi Vũ Bộ 1 ầm ầm Toàn bộ kim sắc kết giới hơi bị chấn động, Long Uy Chi lực trực tiếp biến hóa thành một đạo hát long, xoay quanh trên người nam tử, trong mắt lạnh leo mà nhìn. Nam tử đồng thời hai tay ở trước người nắm chặt, một đạo long ngâm thăng lên tận trời, các loại ký hiệu cổ quái từ trên người hắn bay lên, trực tiếp ở trước người ngưng tụ thành chín phù cầu đen kịt, hướng phía chín người kia kích bắn đi. Bắc Hải Vương tộc, chín người kia tất cả giật mình luân phiên trên không trung biến hóa phương vị tách ra hát sắc phù cầu hừng khốn long cực qua nam tử hai tay hợp lại trên người long ảnh xoay quanh ra trong miệng phun ra một đạo long âm kim quang bên trong kết giới một mảnh chấn động chín đạo phù cầu ở dưới tiếng long ngâm bay nhanh xoay tròn đám phân giải ra từng cái dung hợp cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn hát sắc vòng xoáy to lớn đoàn hát sắc vòng xoáy này ngay từ đầu bất quá lớn cỡ cối say ở dưới nam tử hai tay không ngừng kết xuất ấn quyết biến hóa trong nháy mắt phồng lớn gấp bốn năm lần muốn đem toàn bộ kim sắc kết giới tràn ngập toàn bộ không gian đều đã bị vòng xoáy xé rách lực kết giới cũng theo đó có rút lại xuống tới hình như bị từ từ rút lấy không khí vậy số lớn kim quang từ trên kết giới chiếu xuống bị hút vào bên trong vòng xoáy đánh nát bấy không tốt chín người kia cả kinh người cầm đầu quát dẹp đường đệ tam binh thức thân xác của mọi người ngưng trọng, đều kết ấn hướng phía trong hư không đánh ra, kết giới chi lực màu vàng kia thoáng chút tăng mạnh đứng lên, đồng thời kim quang lóe lên, ngưng tụ ra một cái đại cước cao mấy trượng. Kim sắc đại cước xuất hiện trong nháy mắt, bên trong phương viên mấy trượng linh khí trong nháy mắt bị rút sạch không còn, vô số ký hiệu từ trong chân điên cuồng dũng manh tiến đến ra, ở bốn phía không ngừng bay lượn. Ầm ầm. Chân to run rẩy một cái, đống nhiên dẫm lên rơi xuống toàn bộ không gian trong nháy mắt bị ép bể mất, kinh khí phát sinh tiếng va chạm chói tai, thoáng cái đã nhóm lên hỏa diễm tới, hướng về bốn phía thiêu đốt đến. Kim sắc đại cước trực tiếp dẫm lên vào trong vòng xoáy màu đen kia, chấn khởi vô biên hắc sắc khí. Toàn bộ vòng xoáy như là đang run dậy tương đợt, không ngừng tan vỡ khuyết tán. Sắc mặt của nam tử chợt biến, trước người quyết ấn hóa thành một quyền, con hắc long ngủ đồng kia thoáng cái ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra hung quang. Phách Long Quyền hắc sắc quyền mang như là lưu tinh xẹt qua trời cao dưới quyền thế hắc long rít gào trên đó đem kết giới chi lực không ngừng áp suất xuống phía dưới muốn đem toàn bộ cấm chế trận pháp sinh sôi cỡ ra người cầm đầu chín người mặt không đổi sắc chỉ là trong tay quyết ấn mở ra quát dẹp đường đệ thất quỷ thức nhất thời chín người thân pháp biến đổi xếp thành một đường mỗi người thần thái như một vô số kim sắc ký hiệu đột nhiên hiện lên trên không trung trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh kiếm hình đột nhiên chém đến. Ung ung. Kiếm hình thoáng cái đã đem quyền mang xuyên thấu, toàn bộ hắc long không ngừng tan vỡ tan rã, phát sinh liên tục có tiếng kêu thảm thiết. Khí lãng từng đợt hướng bốn phía giải khai, chấn ở trên kết giới lại bắn ngược trở về, tản mát ra vô số rung động, tất cả mọi người thân hình đều trở nên hoảng hốt bất định. Trong mắt nam tử lộ ra vẻ hoảng sợ, đạo kiếm quang kia trực tiếp chém nát toàn bộ phòng ngự của hắn, mang theo núi cao chi thế đánh về phía thân thể một đạo áo giáp màu xám cho phá thể ra mặt trên hiện ra vô số trận văn thật nhỏ như là mưa to rơi vào trên mặt hồ lan ra vô số rung động ở trước người nam tử ngưng tụ thành hình cứng rắn kháng trụ kiếm mang kia thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch trên khôi giáp trận văn tường đạo tàn biến cuối cùng toàn bộ quang mang mất hết toàn bộ trên áo giáp xuất hiện vô số dấu vết nước nẻ ra phanh một chút nổ lên kiếm hình cũng là đạt tới cực hạn thoáng cái vỡ nát hóa thành từng điểm kim quang tiêu tán, đều hướng phía trên bầu trời thổi đi, đều bị kết giới hút thu. Đệ nhị bản thức. Một đạo tiếng quát lạnh truyền đến, chín người kia lần thứ hai biến hóa thân pháp, hư không tiêu thất không thấy đâu. Sau một khắc đã xuất hiện ở xung quanh nam tử, đều kết xuất ấn ký bất đồng, hướng phía trước đánh ra. Chín đạo kim quang hình thái không đồng nhất nổi lên, trong nháy mắt hợp lại cùng một chỗ, càng hóa thành một phương kim sắc đỉnh lô, trực tiếp đem nam tử khốn vào bên trong. Trên đỉnh lô vô số kim sắc ký hiệu chuyển động, thành công bách thượng thiên một trận pháp thật nhỏ, hoàn hoàn tương liên, trong trận có trận. Một đoàn ánh sáng màu vàng chớp động, đã hóa thành một ký hiệu to lớn, sáng loa trói mắt, trực tiếp xuất hiện ở trên thân đỉnh. Hiệp núi cao chi thế bỗng nhiên đè xuống, ầm ầm một tiếng chấn đến kim đỉnh liên tục rung động. Một cổ áp lực kinh khủng kẻ khác hít thở không thông trong nháy mắt phủ xuống, Bắc Hải Nam tử bị nhốt bên trong kim đỉnh, sắc mặt thoáng cái trắng bệnh đứng lên lộ ra vẻ kinh hãi. Muốn giết bản vương, si tâm vọng tưởng. Hắn liên tục giống giận, trên da không ngừng nhảy ra lân thiến, tầng tầng hắc long khí tuân ra, hóa thành từng đạo vòng xoáy, hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi, yếu oanh phá ra kim đỉnh phong tỏa. Kim sắc ký hiệu to lớn chợt lóe lên, lâm không xoay chuyển xuống tới, ầm ầm một chút áp ở trên vô biên long khí kia, trực tiếp đem nó chấn đến tán loạn rơi. Tâm thần của nam tử đã bị lực phản chấn, tại chỗ phun ra một búng máu tươi trong mắt lóe lên vẻ oán độc và kinh hoàng bên ngoài kim đỉnh chín người lúc này mới thần sắc buông lỏng trở nên an tường đứng lên đều tự bóp ra quyết ấn ngồi xếp bằng ở không trung nhắm mắt tu luyện thỉnh thoảng đánh ra ấn quyết duy trì kim đỉnh đổi vợ đúng là muốn đem hắn sinh sôi luyện hóa phương to lớn kim sắc ký hiệu thông thả chuyển động đem long khí quanh thân nam tử toàn bộ chấn áp mà bên trong quang đỉnh còn lại là tuân ra số lớn ký hiệu và kim mang, trên không trung đan vào một chỗ, không ngừng hướng phía trên người Bắc Hải Nam tử cọ rửa qua đến, trắng trận phá hư thân thể của hắn, hát sắc long lân từng mảnh nổ lên. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy được trên bầu trời kim quang một mảnh, mấy cái thân ảnh ở bên trong như ẩn như hiện, đã bị kết giới chi lực ảnh hưởng, bất kỳ thanh âm gì cũng không có chuyển tới, bên ngoài vẫn là vắng vẻ và an tưởng. Trong lúc bất chợt, trên bầu trời xuất hiện số lớn phấn hồng, như là tiên nữ ở trên đám mây tắt hoa, theo gió mà rơi. Phấn hồng chi sắc đúng là từng viên một vi trần, như là phấn hoa, hoặc như là bụi bẩm, bay rơi xuống, trực tiếp chui vào bên trong kết giới. Chín tên cao thủ cả người chấn động, đều mở mắt ra, đều là lộ ra vẻ hoảng sợ, người cầm đầu kia cả kinh nói. Không tốt còn có địch nhân nút trong bóng tối. Chương 2020, Nguyệt Chi Vũ Bộ 2 một người khác sợ hay nói chính phản cựu cung điên đảo trận có thể tách ra tất cả công kích và vật thể phấn hoa này là chuyện gì xảy ra dĩ nhiên có thể không trở ngại chút nào xuyên thấu tiến đến chín người đều là tâm trạng một mảnh kinh hãi phấn hoa này càng ngày càng nhiều bay bay nhiều tuy rằng còn chưa phát hiện ra cái gì chẳng gì nhưng cho chín người một loại cảm giác càng ngày càng xấu người cầm đầu trầm giọng nói các ngươi tiếp tục luyện hóa bên ngoài người nọ ta tới ứng phó trong tay hắn quyết tấn biến đổi cả người ở trong trận vừa chuyển liền trực tiếp xuất hiện ở trên cao mười trượng hai mắt mánh tĩnh một vòng thanh sắc ở trong mắt hiện lên hướng phía bầu trời nhìn lại không biết tự lượng sức mình đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng ở phía sau hắn vang lên người kia thất kinh nhất thời cảm thấy lạnh cả người từ sống lưng dâng lên ra tử vong nguy hiểm thoáng cái bao phủ xuống tới hắn mạnh mẽ hai tay tạo thành chữ thập hét lớn một tiếng, nhất thời trên người kìm quang lóe lên, sáng lạn như hà. Phía dưới bên trong kết giới tám người quyết tấn biến đổi, trên kim sắc kết giới tuôn ra ra đại lượng ký hiệu, một chút đã hội tụ thành kiếm, gào thét lên chém bắt đầu. Hết thể đều ở dưới bản vương quan sát, chỉ thường thôi. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, sau đó nhiệt độ chợt giảm xuống, không gian hiện ra một trong suốt khô lâu, đúng là một cái long đầu sương sọ, trong tròng mắt hiện ra bông tuyết, há mồm đã phun ra một đạo long tức tới. Long tức như là cựu thiên tri thủy rơi xuống nhân gian, một chút hóa thành thủy long, gầm thét lao xuống. Trên sóng biển, long khu lăng không cuốn một cái, như là một thanh cự tỏa màu bạc, trực tiếp đem kiếm hình thật lớn vây khốn, tập trung trên không trung. Cái gì? Phía dưới tám người tất cả giật mình, lộ ra vẻ hoảng sợ. Trên bầu trời người cầm đầu kia còn lại là đạt được giảm bất chỉ chốc lát, vội vàng xoay người chính là một đạo kim sắc ấn quyết đánh ra, hương phía trên long đầu cốt vô tới. Phanh! Kinh phong to lớn thổi xuống, long đầu cốt hám sâu bên trong mắt lam sắc đông tuyết nhảy lên, toàn bộ xương sọ ở dưới kim ấn uy lực run rẩy liên tục. Đột nhiên trong hư không lộ ra một tay tới, khe khẽ đặt ở trên long đầu cốt, có vẻ đột ngột như vậy, mà rồi lại không quá tự nhiên, khiến người có một loại cảm giác không nên, nhưng lại đương nhiên. Cái tay kia cứng cắp hữu lực, ngón tay thon dài mà trắng đoán, nhìn qua có vẻ không có một tia huyết sắc. Long đầu cốt rung động ở dưới cái tay này trần an, thoáng cái đã yên tĩnh lại, lam sắc đông tuyết cũng biến thành bình ổn. Chỉ thấy cái tay kia giơ lên ngón trỏ, nhẹ nhàng ở trên long đầu cốt điểm một cái, trên long đầu cốt trong suốt hai đóa bông tuyết bỗng nhiên vừa nhảy, như là trong lúc bất chợt xuống lại, bắn ra lưỡng đạo lệ mang. Con ngươi của người cầm đầu chợt co rút lại, trong lòng một cổ cảm giác cực độ nguy hiểm này lên tâm tới đông nhiên quát dẹp đường đệ nhất ngự thức phía dưới tám người thần sắc biến đổi đông nhiên bấm tay niệm thần chú biến hóa trận vị kết giới thoáng cái mở ra vô số kim sắc ký hiệu ở trong đó lượn vòng hướng phía trên bầu trời đình đến giống như từng to lớn cái nấm đang không ngừng sinh trưởng mở ra tán lá long đầu cốt tại nơi chỉ điểm một chút hạ đang lúc trong mắt đông tuyết dường như nước biển quần quận ra toàn bộ xương sọ thoáng cái đều đặt mình ở trong ba đảo kia, bàn tay nắm lại lộ ra một mảnh đại dương minh ngông thủy kỹ nguyệt chi vũ bộ một cổ thủy nguyên chi lực tuyệt mạnh mẽ từ trên long đầu cốt phát ra ngoài như là đem toàn bộ nước trong bắc hải đều rút tới như nhau thế giới trong nháy mắt đã rơi vào hải dương người cầm đầu trong nháy mắt cảm thấy một cổ sức mạnh to lớn khó có thể địch nổi đối mặt với mình cũng không phải một dòng bích thủy thông thường mà là một mảnh biển rộng thình thịch dưới trưởng kim ấn trong nháy mắt bị đánh tan cả người phun ra một búng máu tươi đã chấn bay ra ngoài hắn thân là đứng đầu chín người chiếm cứ trận vị vô cùng trọng yếu thoáng chút thất thủ toàn bộ trận pháp quang mang nhất thời ảm đạm xuống đại dương mênh mông hạ xuống rốt cục tạp đang không ngừng tạo ra trên kết giới thình thịch kết giới chi lực thoáng chút chia vào nước trong bắc hải nhưng đại dương mênh mông này kéo dài không dứt vĩnh viễn không ngừng hơi thở mấy hơi thở đã rốt cục nổ lên, ung ung. toàn bộ bầu trời rơi vào một mảnh hỗn loạn, vạn thủy chiếu nghiêng xuống. bất kỳ lực lượng nào ở trước mặt biển rộng này đều có vẻ dị thường nhỏ bé và bất lực. người cầm đầu bị chấn thương, bất chấp thương thế trên người, lắc mình một cái liền trở lại phía dưới trận vị, kinh hãi quát dẹp đường. phong ngự nhất định có thể ngăn cản được. chín người lần thứ hai liền giơ tay lên, đang ra chiêu mỗi người trên thân bay ra đại lượng ký hiệu, trên không trung kết ấn, ngưng tụ thành một đạo quang kính, treo ở bầu trời. ầm ầm, Vạn thủy trực tiếp chấn ở trên quang kính, toàn bộ mặt kính run rẩy cực mạnh, không gian tựa như cũng run rẩy từng đợt theo, thân thể của chín người đều là rung động liên tục, hầu như muốn vỡ vụn ra. Ha ha, vô dụng, các ngươi kỳ thực đều đã chết. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, chính là nam tử bên trong kim quang đỉnh, hắn đang vẻ mặt tà cười nhìn mọi người. Chín người đều là trong lòng phát lệnh, một cảm giác xấu xông lên đầu, mọi người khỏe mắt dư quang trực tiếp rơi trên mặt đất. Trước đó hồng nhạt bụi bẩm trên mặt đất hiện lên một tầng, như là hoa rơi mùa thu, giải rác rơi đầy mặt đất. Nam tử cười gần nói, thứ này không phải phấn hóa bình thường, ở trên tứ hải có một loại thiên tượng thần kỳ gọi là phân sắc tinh trần, vật ấy đó là từ tinh trần luyện chế, có chứa cực mạnh không gian chi năng, do đó có thể xuyên thấu trận pháp của các ngươi hạ xuống phấn sắc tinh trần chín người đều là thân thể chấn động bọn họ quanh năm ở ven biển tự nhiên biết vật ấy nam tử cười ha hả nói vật ấy sau khi trải qua nhị ca ta luyện chế không những được xuyên thấu tất cả trận pháp kết giới còn có cực mạnh không gian bạo tạc năng lực đấy tiếng nói vừa dứt trên đất phấn sắc tinh trần tựa hồ bị gió thổi giật mình đều có lại ầm ầm một tiếng nổ rung trời đại địa cũng trong nháy mắt đứt đoạn, kim sắc kết rơi thoáng cái đã bị trùng kích ra, bầu trời quang kính cũng sụp xuống nghiền nát. Vô biên bạo tà uy năng hướng về bốn phương tám hướng vào tới, đem chín người trực tiếp nuốt hết. Chín người tất cả tâm thần đều ở dưới kết ấn chống lại ngập trời hồng thủy, đâu còn chống được bực này hoành kích, trong nháy mắt bị hoành phấn thân thoái cốt. Ha ha ha, ha ha. Trong năng lượng cuồng bạo truyền đến tiếng cười to của nam tử. Trên bầu trời hồng thủy cũng trong nháy mắt ngưng tụ, chậm rãi tiêu tán ra. chương 2021, phân xác tinh trần. trên cả vùng một mảnh hoa vu, trực tiếp bị nước biển sung ra, toàn bộ vết tích đều cọ rửa rớt, nước biển từ từ hướng chỗ chạy xuôi, nhắm phía biển rộng hội tụ đến. nam tử từ trong kim quang đỉnh giải thoát đi ra, trên mặt ngoại trừ cuồng tiếu ra, còn có thần sắc tức giận, lạnh lùng nói: nhị ca, ngươi lúc này xuất thủ cũng quá đúng lúc rồi đi, vừa lúc đặt ở ta tiến quỷ môn quan hiển nhiên là trách cứ đối phương xuất thủ quá muộn. Trên bầu trời cánh tay nắm trong suốt long đầu cốt vừa thu lại, sau đó tại chỗ hoảng động một cái, một gã bạch ý rìa nam tử liền nổi lên. Bạch ý rìa nam tử vẻ mặt lạnh lùng vẻ, không có bất kỳ thần tình nào, hình như không dính nửa điểm tình cảm. Chín người kia dưới sự liên thủ, tuy rằng công kích không mạnh, nhưng phòng ngự cũng thiên ý rìa vô phùng. Ta phải thấy rõ ràng rồi, có mười phần nắm chặt mới ra tay lúc này mới lại có thể một kích tất chúng hừng chờ ngươi thấy rõ ràng rồi mạng của ta cũng bị mất hai người này chính là bắc hải vương tử đứng hàng thứ đệ nhị nhuận tông và đệ tam nhuận vũ nhuận vũ lạnh lùng nói nếu là không thấy do nói coi như là ta chết ngươi cũng sẽ không nhảy ra xuất thủ đi nhuận tông vẫn là thần sắc bất động nói chuyện liên quan đến tính mệnh của ngươi nói ta sẽ mạnh mẽ xuất thủ nhưng nếu là tình huống sai một kích sẽ rời đi. Gương mặt của nhuận vũ co quắp một chút, nặng nề hừ một tiếng, cũng không biết là tức giận hay là không nói gì, ngược lại nói. Hiện tại cản trở toàn bộ quét dọn, nhanh lên tiến nhập lôi lâm tìm kiếm tuyệt thế ớt một đi. Nhuận tông gật đầu một cái, hai tay chắp sau lưng, trên người trực tiếp tuân ra số lớn phấn sắc tinh trần, giải rác rơi bay đầy trời cao, chính hắn còn lại là nhắm hai mắt nhận biết đứng lên. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, Vô số phấn sắc tinh trần bay trở về trong cơ thể, Lăng Không bước đi thong thả ra vài bước. Một đạo kim quang từ trong tay hắn toát ra tới, giống như là lôi điện đùng chấp động liên tục, đi phía trước phương ném một cái. Đùng đùng. Đạo kim sắc lôi cầu trên không trung thẳng tắp xoay tròn, sau đó liền lôi kéo ra từng đạo hồ quang khuyết tán, như là thủy mạc quang mang kéo dài ra, một thanh sắc trận pháp rộng ước chừng hơn 10 trượng xuất hiện ở trước mắt hai người. Đây cũng là cửa vào sao? dấu quá kỹ a trong mắt nhuận vũ lóe lên vẻ hưng phấn liếm môi một cái nhuận tông hướng phía thanh sắc trận pháp nhìn ra ngoài một hồi nói trận này không đơn giản nhuận vũ khinh thường hừ nói người có phấn sắc tinh trần trực tiếp rót vào đi đem trận pháp này nổ tung không phải xong rồi nhuận tông nói ta để ý cũng không phải cái này trước khi tới chúng ta cũng đối với thần mục thế gia làm ra lý giải nhất định ở trong thế giới nhân tộc tối đa xưng là nhị lưu nhưng nhìn chung vừa rồi chín người kia liên thủ thành trận pháp dĩ nhiên có thể đem ngươi kích thương đồng thời để ta vận dụng phấn sắc tinh trần và nguyện chi vũ bộ nếu như đây vẫn chỉ là nhị lưu thế lực nói trong nhân tộc nhất lưu thậm chí bảy đại siêu cấp thế lực cùng với thánh vực bao trùm ở trên bảy đại siêu cấp thế lực lại sẽ là hạng tồn tại cỡ nào nhuận vũ cũng là biến sắc trầm giọng nói đây sẽ không thể nào là nhị lưu thế lực nhất định là tình báo có sai lầm. Đám cặn bã cung ứng tình báo, lại dám tắc trách như thế, sau khi trở về ta nhất định phải lột ra bọn chúng. Nhuận Tông nói, mắt thấy vị tất là thật, hai nghe vị tất là giả, nhiều lắm quan sát mới đúng. Nhuận Vũ không nhịn được nói, đều lúc này, còn quan sát cái giám, nhanh lên oanh mở ra trận pháp này. Nhuận Tông không có hề răng, mà là dơ tay lên tới, ngũ chỉ một chảo, một long đầu cốt trong suốt bị trộm trong tay, bên trong hốc mắt hiện ra quang mang hồng nhạt càng ngày càng sáng bừng lên trong miệng của long đầu cốt mạnh mẽ phun ra một cổ hồng nhạt tiên vụ tới chính là phấn sắc tinh trần vòng quanh xương sọ bốn phía xoay tròn nhuận vũ nhìn chằm chằm vào long đầu cốt kia trong mắt hiện lên một tia tinh mang tràn đầy vẻ hâm mộ phấn sắc tinh trần vòng quanh long cốt bay lượn toàn bộ bầu trời thoáng cái trở nên diễm lệ như là hoa rơi vô số có loại vẻ đẹp thê lương đột nhiên trong tay nhuận tông long đầu cốt run lên ngũ chỉ bỗng nhiên nắm chặt xương sọ thượng tản mát ra một tầng quan mang trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái hồng nhạt long ảnh mạnh hướng phía phía sau rít gào đi thân xác của nhuận vũ biến đổi cả kinh nói chuyện gì xảy ra giống hồng nhạt long ảnh kia đánh về phía một chỗ không gian ầm ầm một tiếng tựa hồ đã bị một cổ trở lực thật lớn như là đánh vào trên tường vậy toàn thân run rẩy lên một cái thiếu chút nữa tại chỗ vỡ nát. Chỗ không gian ở dưới rung động mạnh, lan ra từng cái dựng thẳng văn, hướng về phía sau đẩy ra. Một đạo nhân ảnh chậm rãi nổi lên. Là ai? Sắc mặt của nhuận vũ châm xuống, nổi giận quát dẹp đường, trong mắt sát khí lóe ra. Ta còn muốn hỏi hai vị là ai đấy? Bóng người kia chậm rãi suy tư nói rằng, con ngươi của hắn hơi một ngừng, hướng phía trên người hồng nhạt long ảnh nhìn lại, chợt biến sắc, cả kinh nói. Phấn sắc tinh trần trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ và không thể tin nổi nhuận tông cũng là thần sắc biến đổi trên gương mặt đạm mạc tựa hồ rét lạnh xuống tới lăng không một điểm hồng nhạt long ảnh trong nháy mắt bay trở về trực tiếp xoay quanh ở trên đầu hắn Dơ lên long đầu nhìn chằm chằm vào người ở tiền phương nhuận tông nói ngươi làm sao nhận được đây là phấn sắc tinh trần ta đã đem nó luyện hóa một phen nếu là không có sâu đậm lý giải sẽ là không có khả năng liếc mắt đã nhìn ra người nọ ở sau ngắn ngủi kinh ngạc, nhất thời bật cười khanh khách. Người nếu nói luyện hóa, chính là đem trạng thái tinh thể gõ bể thành trạng thái bụi phân sao. Ngoại trừ hình thái bất đồng ra, ta nhìn không ra đám bột phấn này cùng với tinh trần có gì khác biệt. Nhuận Tông nói, đó chỉ có thể nói ngươi đối với phấn sắc tinh trần có lý giải rất sâu. Người nọ gật đầu nói, không sai biệt lắm, nghiên cứu qua một trận. Nhuận Vũ nhướng mày, trầm giọng quát dẹp đường cùng với hắn rong dài cái gì, hành tung không rõ, giết là được. Ánh mắt của nhuận tông chấp động, nói. Người này không đơn giản, cũng không phải như mặt ngoài triển lộ ra tu vi thất tinh vũ tôn. Đột nhiên xuất hiện người chính là Lý Vân Tiêu, hắn nguyên bản cũng muốn len lén lẻn vào lôi lâm nhất tìm tòi nghiên cứu cánh, nghị không ra tiểu gặp được Bắc Hải nhị vị vương tử. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Ta lai lịch bất minh. Hai vị mới là thật sự lai lịch bất minh đi, phía trước này võ giả tàn thi. Ánh mắt của hắn mọi nơi đảo qua, nói. Còn có nơi đây vừa phát sinh tranh đấu kịch liệt, cường giả huyết tinh còn không có tiêu tan, đều là do các ngươi làm. chương 2022, tức giận một. Nhuận vũ lạnh giọng nói. Đúng thì như thế nào? Sắc mặt hắn âm trầm lợi hại, trong mắt sát ý càng ngày càng đậm. Lý Vân tiêu hai tay chắp sau lưng, lạnh nhạt nói. Không có việc gì, ta chỉ hỏi một chút mà thôi hỏi con mẹ ngươi nhuận vũ giận dữ quát một tiếng nói cho ta đi tìm chết thân ảnh của hắn loay lên cả người đã tiêu thất ở tại chỗ chỉ thấy một đạo hắc mang bay thẳng đến lý vân tiêu kích bắn đi đồng thời trên bầu trời hiện lên một đạo tiếng sấm sét một cái long ảnh đèn kịt trợt hiện lên mở ra năm móng vọt xuống tới hắc long con ngươi của lý vân tiêu co rụt lại các ngươi là bắc hải vương tử hắn vươn hai tay tới trên tay phải nổi lên một trận gió trong tay trái còn lại là buốc ra một ngọn lửa hai cổ nguyên tố chi lực ở trước người hợp lại thanh nhiên một tiếng vang lên hỏa thế mượn sức gió thoáng cái khuyết tán ra hình thành mười trượng có thửa không ngừng xoay tròn trên khuôn mặt của lý vân tiêu ở dưới hỏa diễm lóe ra trở nên mông lung tay trái lăng không vẽ ra một vòng bắt ra quyết ấn phóng ở trước người tay phải còn lại là hướng về phía trước vỗ tới đại phong hỏa luân nhất thời gào thét ra hướng tới trên người hắc long quân đến sau một khắc hắn lập tức thu hồi tay phải bấm tay niệm thần chú ở trước người ngược lại thì tay trái hai ngón tay khép lại làm thành kiếm thế lăng không hướng một chỗ điểm tới suy một đạo hàn quang kiếm khí bắn ra bầu trời trong nháy mắt bị chia cắt ra phanh một tiếng trầm muộn vang lên chém ở trên đó thân ảnh của nhuận vũ nhất thời nổi lên đang nhìn trong tay ngũ chỉ lòng chảo lộ ra vẻ mặt chỉ thấy mặt trên một đạo vết kiếm rõ ràng có thể thấy được. Mà giờ khắc này trên bầu trời hạ xuống con hắc long kia, còn chưa kịp phát uy đã cuốn vào bên trong đại phong hỏa luân, triệt để mất đi không chế. Không chỉ có trên người quang mang bị hai cổ nguyên tố chi lực xoáy tan vỡ tan rã dạ ra, dạ, toàn bộ đại phong hỏa luân càng xoay hướng trên cao, hướng tới cửu thiên đi, càng ngày càng nhỏ. Cái này, Bắc Hải hai người đều là sửng sốt, ngẩng đầu nhìn phong hỏa luân và hắc long bay mất đều là vẻ mặt ngạc nhiên nhuận tông dần dần ngưng trọng lại là ngọn lửa này là lửa phương nào thần phong lại là phong nơi nào lý vân tiêu không trả lời câu hỏi nói ta đã biết các ngươi đó là bắc hải vương tộc nghĩ không ra ham linh lôi quả đúng là người của vương tộc len lén lẻn vào lãnh địa của tộc ta đi giá ác tha việc các ngươi còn muốn mặt mũi sao nhuận vũ lúc này phẫn nộ quát vô liêm sỉ hải một đảo này vốn là thuộc bắc hải lãnh vực ta các ngươi không biết xấu hổ nhân loại dĩ nhiên mạnh mẽ chiếm trên đó lý vân tiêu nói xem ra các ngươi là muốn trông chế đến cùng cũng khó trách dù sao thừa nhận làm kẻ trộm chuyện này đặt ở trên người ai đều khó khăn lấy tiếp thu huống hồ là các ngươi hải tộc tri vương an nói bừa bãi nói xấu bọn ta đáng tội chết nhuận vũ lần thứ hai bạo giận lên thân ảnh trong nháy mắt ở tại chỗ tiêu thất sau một khắc tiểu xuất hiện ở Lý Vân Tiêu bầu trời, ngũ ngóng mở, trực tiếp bắt xuống phía dưới. Trải qua vừa rồi giao thủ một cái, hắn không dám có chút đại ý nào, cả người đã yêu hóa thành rồng. Giữa ngũ chảo kích bắn ra hắc khí tới, ở lòng bàn tay ngưng tụ thành một tấm lưới nhỏ, phốc suy một chút đã tán ra cơ mấy trượng, từ từng đạo hắc mang trên không trung đan vào, chớp động trận quang, để ép xuống tới. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, ta không phải người của Bắc Hải ngươi, cũng không phải người dân dưới ngươi cai trị, dựa vào cái gì xử tội ta. Hắn không nhanh không chầm nói, thân ảnh lăng không lóe lên, lui về phía sau ra mấy trượng, tay phải hướng phía hư không tìm tòi, liền đem thiên quang kiếm hạp bắt vào trong tay, đưa ngang trước người. Tay trái bắt ra mấy đạo quyết ấn, từng cái đánh vào bên trong, mỗi một lần đều có kim quang chấp động, trên cái hộp kiếm hiện lên từng cái ngân quang, thoáng cái hiện ra vô số hoa văn tới. Đến trong miệng Lý Vân Tiêu quát một tiếng, tay trái một ngón tay hướng tới trên cái hộp kiếm điểm một cái, nhất thời chín đạo hàn quang phi bắn ra, phía trước xếp một loạt, hiện ra hình quạt xa nhau, phi chém mà lên. Vèo vèo vèo. Chín thanh bắc thiên hàn tinh kiếm thoáng cái đã đâm rách hát vóng, hướng phía trên người nhuận vũ chém tới. Con ngươi của nhuận vũ trận trừng thật lớn, vội vàng một hồi xoay người, hai cái thủ chảo bay thẳng đến cựu kiếm trộm tới. Bang 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 hắn hát chảo kiên cường không gì sánh được, ngạnh kháng thiết kiếm, từng chiêu đem cửu kiếm đều đánh văng ra, kích ra từng đạo hỏa hoa tới. Đồng thời trên người tuân ra hắc long chi lực, như là hỏa sơn phun trào, ngưng tụ thành một đoàn mây đen bay ra, muốn đem cửu kiếm trực tiếp chấn áp xuống đến. Trong miệng của Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, ấn quyết trong tay lăng không biến đổi. Cửu thiên lãng nguyệt. Bắc thiên hàn tinh kiếm trên không trung vẽ ra mấy đạo hàn mang, tranh nhiên một chút tách ra, trên bầu trời kết xuất một phương kiếm đồ, rộng cỡ mười trượng, đồng loạt chém xuống tới. Vèo vèo vèo. Mỗi một thanh hàn kiếm đều trực tiếp cắm vào trong mây đen, thân kiếm bốn phía hiện ra ngân sắc vòng xoáy thật nhỏ, đem long khí đánh sơ xác. Cửu kiếm dựa theo quy tắc nhất định gạt ra, treo ở bốn phía nhuận vũ, trận đồ cũng lăng không đẻ xuống, thoáng cái đã đem nhuận vũ nhốt vào bên trong. Đồng thời vô biên kiếm khí lan tràn ra, ở phía trên hội tụ ra một kiếm phù màu vàng, xoay tròn chém xuống trong lòng của nhuận vũ hoảng hốt trên chín món kiếm khí này phát ra khí ẩn chi lực đều đang là kiểu giai tồn tại hơn nữa kiếm đồ chi huy này đem long lực của hắn hoàn toàn ngăn chặn toàn thân đều không thể nhúc nhích. chơ mắt nhìn kiếm phủ kia hạ xuống nhị ca nhuận vũ kinh hãi hét lớn một tiếng trên mặt từng cái gân xanh bạo khởi giọt mồ hôi lạnh chảy dòng xuống tới con ngươi của nhuận tông chợt co rút lại rốt cục ngồi không yên cả người thân ảnh lóe lên đã lấn người mà đến. Lý Vân Tiêu sớm có đề phòng, cười lạnh một tiếng, nơi mi tâm hàn quang lóe lên, hồ lô tiểu kim cương liền xông ra ngoài, gào thét lớn một kích kim cương quyền đánh ra. Trên quyền tiêm một đóa băng sắt tâm diễm hơi nhỏ chớp động liên tục, mang theo khí tức kinh khủng cực kỳ, theo quyền phong oanh đến. Nhuận Tông đông nhiên hút một ngụm lãnh khí, hắn tuy rằng không nhận biết hoa này, nhưng lại có thể nhận thấy được nguy hiểm trong đó, mạnh mẽ tay phải bấm tay niệm thần chú, hóa thành một trưởng. Long trưởng bốn phía bay ra phân sắc tinh trần, tựa như ảo ngậu. Đùng đùng. Trong phân sắc tinh trần phát sinh thanh âm cực độ hơi nhỏ, dĩ nhiên rậm rạp chẳng chịt ngưng kết ở tất cả, thoáng cái đem long trưởng bao vây lại, hình thành hồng nhạt thông thấu kết giới. Con người của Lý Vân Tiêu co rụt lại, tuôn ra một loại cảm giác không rõ không ổn. Nhưng một quyền của hồ lô tiểu kim cương đã hoanh tới, quyền phong cuốn băng sát tâm diệm đánh vào trên phân sắc tinh trần, phát sinh tiếng thủy tinh nghiền nát. Chương 2023, tức giận hai. Bang bang bang. Phấn sắc tinh trần ở một quyền của hồ lô tiểu kim cương trực tiếp đều nổ lên, một đoàn hồng nhạt mây trôi phun bắn đi ra, một chút tản ra. Trong lòng Lý Vân Tiêu kinh hoàng một chút, kinh hô. Không tốt. Hắn thuấn di một cái đi tới, nơi mi tâm một cổ thần lực mênh mông tinh tản ra, hướng tới bụng của hồ lô tiểu kim cương bắn xuyên qua, muốn nó trực tiếp thuấn di đi nhưng đã quá muộn, phấn sắc tinh trần nổ lên đoàn mây trôi một chút đã đem hồ lô tiểu kim cương quân lấy, trực tiếp đã tiêu thất ở tại chỗ. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, vạn phần chấn giận lên. Đoàn phấn sắc vân khí kia cùng với trên biển rộng phấn sắc tinh trần công năng không gì khác biệt, có thể đem người trực tiếp mạng không mục đích truyền tống, hồ lô tiểu kim cương hiển nhiên đã bị đưa đi. Bang 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 bang. Bởi vì Lý Vân Tiêu thoáng chút tâm thần thất thủ, cách đó không xa cửu kiếm kiếm đồ mất đi khống chế của hắn trong nháy mắt bị nhuận vũ nắm lấy cơ hội mạnh mẽ hóa long phá vỡ giống một con hắc long trực tiếp từ trong kiếm đồ lao ra lăng không bao quát xuống tới trong mắt tựa hồ hàm chứa một tia trầm biếm bay thẳng rơi vào phía sau nhuận tông lúc này mới hóa ra hình người chín thanh bắc thiên hàn tinh kiếm đều bị đánh bay rất xa cắm nghiêng ở cả vùng đất thân kiếm không ngừng rung động lý vân tiêu đã bất chấp chỗ này sắc mặt trở nên dị thường khó xem nhìn chằm chằm nhuận tông lạnh giọng nói khôi lỗi của ta đâu nhuận tông mặt không đổi sắc lặng lẽ nói ngươi đã lý giải phấn sắc tinh trần nên minh bạch công năng của nó truyền tống là mang tính ngẫu nhiên không mục đích gì ta làm sao có thể biết nó đi đâu loại tình huống này lý vân tiêu cũng biết nhưng chỉ là ôm một chút hy vọng chất vấn xuống hồ lô tiểu kim cương là bán thú bán khí cũng là vật hắn luyện hóa chỉ cần ở phụ cận tất nhiên có thể cảm ứng được nhưng bây giờ trong lòng lại không hề cảm ứng hiển nhiên đã bị truyền tống đến không biết nơi nào gương mặt của lý vân tiêu âm muốn nhỏ ra nước đây trong tròng mắt lóe ra sát khí bén nhọn lạnh giọng nói đã như vậy hai người các ngươi sẽ vinh viễn lưu lại ở trên hòn đảo này đi hắn cực kỳ giận dữ xa xa chín thanh bắc thiên hàn tinh kiếm nhất thời đã bị cảm ứng đều bay đi trên không trung thành hàng tàng ra phi chém xuống trong tay bên trong thiên quang kiếm hạp lần thứ hai bay ra mấy đạo kiếm quang đồng dạng là từng cái gạt ra trước sau kích chiếu xuống tới sắc mặt của nhuận vũ đại biến hắn mới vừa rồi bị vây ở trong cựu kiếm tự nhiên minh bạch kiếm trận này lợi hại huống hồ hiện tại thoang cái đã bay ra hơn hai mươi thanh càng làm cho hắn tâm kinh đảm hàn nhưng vừa nhìn tự huynh trưởng mình ở bên cạnh nhất thời bình tĩnh xuống tới cười lạnh nói nếu biết nhị ca ta nắm trong tay phấn sắc tinh trần cũng đã đứng ở bất bại chi địa, bất luận vạn vật gì đều có thể trực tiếp truyền tống rời đi, ngươi dựa vào cái gì lưu lại chúng ta. Gương mặt Lý Vân Tiêu âm trầm, quát dẹp đường. Chê cười cho rằng nắm trong tay một chút không gian khả năng sẽ thiên hạ vô địch sao. Huống hồ phấn sắc tinh trần cũng chỉ là đạo cụ của hắn mà thôi, nói thế nào nắm trong tay. Hai tay của Lý Vân Tiêu nhanh chóng bấm tay niệm thần chú đứng lên, 24 thanh bắc thiên hàn tinh kiếm trên không trung bày trận, thoáng cái phụt ra vạn đạo ngân sắc kiếm khí, trên không trung rầm rạp đan vào một chỗ, cấu thành lưới kiếm kinh khủng hạ xuống. Lấy đi hồ lô tiểu kim cương, hắn đối với hai người đã nổi lên tâm tư phải giết. Kỳ thực nhuận tông cũng là hoan uổng, nếu không có băng sát tâm diễm kinh khủng như vậy, hắn cũng sẽ không thoáng cái đã đem lá bài tẩy của mình bày ra. Nói trắng ra là, hắn cũng không muốn. Lưới kiếm gai mắt đan vào ngân quang, nơi đi qua không gian trực tiếp bị chia cắt thành mảnh nhỏ, vạn vật không còn. Hai gã vương tử đều là sắc mặt đại biến, một cổ khí tức tử vong cực độ kinh khủng sông lên đầu. Nhuận tông nắm long đầu cốt trong suốt, lớn tiếng quát dẹp đường. Phấn sắc kết giới. Trong hốc mắt của long đầu cốt nhất thời phun bắn ra đại lượng phấn sắc tinh trần, hóa ra một đạo vòng xoáy ở quanh thân tàng ra, chỉ là xoay tròn một cái. Vô số tinh trần thật giống như trong nháy mắt bị đóng băng lại, ngưng tụ thành phấn sắc tinh bích thông thấu. Vèo 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 vô số rậm rạp chẳng chịt vong kiếm hạ xuống, trong nháy mắt đem tinh bích bao bọc vào trong đó, từng đạo kinh khủng kiếm khí bắn vào bên trong tinh bích, dĩ nhiên không thấy hình bóng. Tỉ mỉ nhìn lại, ở tầng ngoài phấn sắc tinh bích có một đạo ánh sáng ngông lung thật mỏng, toàn bộ kiếm khí bắn vào bên trong đều trực tiếp chuyển tông rớt, không thể tổn thương tinh bích mảy may. Ha ha ha, bản vương mới vừa nói cái gì tới? Nhuận vũ cười như điên, trên mặt một mảnh dữ thợn vừa rồi thiếu chút nữa chết ở trong tay Lý Vân Tiêu, bây giờ nhìn hắn không thể tránh được, nội tâm miễn bản có bao nhiêu thông khoái. Vụ! Đột nhiên một đạo ngân sắc kiếm quang dĩ nhiên xuyên thấu không gian, trực tiếp bắn tiến đến. Suy! Nhuận vũ sơ suất một chút, kiếm mang kia sát qua gương mặt của hắn bắn đến, lưu lại một đạo vết máu nhợt nhạt. Bắc Hải hai người đều là tâm thần đại chấn, lộ ra thần sắc cực độ hoảng sợ và không thể tin nổi phiến tinh trần này biến thành không gian kết giới cường đại bao nhiêu, bọn họ hết sức rõ ràng, trừ phi có chính mình phá giới chi lực, bằng không căn bản khó có thể giải khai. Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, đây tuyệt đối là ngoài ý muốn. Trong mắt của nhuận vũ lóe lên cực độ kinh khủng, có chút bối rối nói. Phân xác tinh bích đem toàn bộ kiếm khí tùy ý truyền tống, có một hai đạo truyền đưa vào cũng lại không quá bình thường. Nhuận tông còn lại là vẻ mặt tâm trầm, mỹ mắt không ngừng mà nhảy lên, Tuy rằng lời giải thích này hợp tình hợp lý, nhưng hắn luôn cảm thấy trong lòng căng thẳng hoảng hốt. Vụ! Vụ! Hắn vừa mới nói xong, lại có lưỡng đạo bắn tiền đến, đem bên trong tinh bích không gian trực tiếp cắt ra một cái khe màu đen. Ư ừ cực! Nhuận vũ chợt vật nuốt xuống một chút, vừa định lại nói ngoài ý muốn, lại là ba đạo kiếm quang vù 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 chiếu vào, dán thân thể hắn mà qua. Nhuận tông đồng dạng là trong mắt kinh hãi dị thường hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng uy lực một chiêu này của bản thân như vậy liên tiếp hai ba lần có kiếm khí phá bích mà vào đã không phải là xác suất có thể giải thích rồi giải thích duy nhất đó là đối phương kiếm trận này có khả năng phá giới sở dĩ chỉ có mấy đạo bắn vào đó là bởi vì kiếm trận này uy lực vẫn không có thể phát huy được bằng không sớm đã thành công đem phân sắc kết giới của hắn triệt để đánh đổ nhuận vũ cũng hoàn toàn ngầm miệng trên mặt ngoại trừ vẻ sợ hãi ra, chính là một mảnh tái nhợt. Chương 2024, Phong Viễn Tiên Sinh một Tuy rằng linh tinh vài điểm mấy đạo kiếm khí này đối với bọn họ không chút nào ảnh hưởng, nhưng thực lực của Lý Vân Tiêu cũng sâu đậm rung động bọn họ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ và hoài nghi tới. Thần mục thế gia được xưng là nhân tộc nhị lưu thế lực, vừa mới lộ ra liên thủ chi trận hoàn mỹ không sức mẻ, nếu không có nhuận tông âm thầm xuất thủ, sợ rằng hiện tại cũng vẫn chưa thể phá giải, mà lúc này tùy tiện xuất hiện một thiếu niên không hiểu, càng xuất thủ đã đưa bọn họ hoàn toàn áp chế. lẽ nào nhân tộc thực lực đã kinh khủng đến loại trình độ này, trực tiếp quang hải tộc bọn họ mấy con phố. nhuận tông mạnh mẽ đem loại tâm tình tiêu cực này bài trừ đi, trong lòng liên tục thầm nghĩ, tuyệt không khả năng. năm xưa hải hoàng đại nhân thống lĩnh tứ hải, đại quân ép lên thánh vực, đối phương ngay cả cái dám cũng không dám phóng nếu nhân tộc thật có bực cường hắn này hải tộc ta đâu còn có thể an cư tứ hải trong này nhất định có chỗ nào không đúng suy nghĩ cẩn thận điểm ấy sau đó nhuận tông nhất thời trầm trụ khí tuy rằng thỉnh thoảng có kiếm quang phá bích mà vào nhưng căn bản không làm nên chuyện gì lý vân tiêu cũng là nhìn thấu điểm ấy sắc mặt trầm xuống lạnh giọng nói thật sự đã cho ta không phá hết tinh bích này sao trong tay hắn cái hộp kiếm vừa chuyển mặt trên ngân quang lưu động nhất thời khắp bầu trời kiếm khí thoáng cái tàng ra, 24 thanh bắc thiên hàn tinh kiếm đều bay trở về. Sau đó cái hộp kiếm ở trong tay lần thứ hai vừa chuyển, đã biến mất. Hai tay của Lý Vân Tiêu bấm tay niệm thần chú, trong mắt song đồng thoáng chút đã hóa thành huyết nguyện, hiện ra quỷ dị ân ký. Đồng quang chợt ngóng nhìn xuống tới, chỗ nhìn thấy tất cả quy vô. Trong lòng của nhuận tông đống nhiên run lên, một loại cảm giác cực kỳ không ổn sông lên đầu, mặc dù nói không rõ vì sao, hơn nữa hắn cũng tuyệt không tin đối phương có năng lực phá vỡ phân sắc tính bích nhưng cái loại cảm giác này chính là muốn đại họa lâm đầu rồi đột nhiên một đạo thanh âm bén nhọn truyền đến chấn quát dẹp đường người phương nào dám giết người của tông phái ta đáng chết đạo tiếng quát trói thai kia như là kiếm quang ở trên trường thiên chấn động mà đến thoáng qua liền tới trong lòng lý vân tiêu bỗng nhiên chấn động lộ ra vẻ giật mình con ngươi của hắn chợt co rút lại co rụt lại bất quá là trong sát na do dự, sau đó liền thu lại nguyệt đồng, lệnh như băng nhìn hai vị Bắc Hải vương tử một cái, thân ảnh trực tiếp tiêu thất ở trên trời. Nhuận Tông và Nhuận Vũ nhất thời cảm thấy bưng lỏng, cái loại cảm giác sợ hãi đại họa lâm đầu thoáng cái tiêu tán vô hình, hai người đều là sắc mặt trắng bệnh, lộ ra vẻ nghĩ mà sợ. Lúc này trên bầu trời một trận hoàng động, đạo tiếng quát trói hai kia chủ nhân trực tiếp xuất hiện ở trên trời cao, quần áo áo bào cho, thần sắc nghiêm nghị, hai tròng mắt như kiếm quang chớp động, hung hăng nhìn gần xuống tới, lộ ra hơi lạnh tấu xương. Hai gã vương tử ở dưới đạo mâu quang này, đều là cả người run lên, hình như từ trong ra ngoài, toàn bộ đều bị đối phương xem thấu. Hai người đều là xanh cả mặt, tâm tình thoáng cái rơi rụng xuống thung lũng, thậm chí ngay cả khiếp sợ và kinh hãi đều quên mất, thế nào tùy tùy tiện tiện ra tới một vài người, đều là tồn tại làm bọn hắn ngưỡng vọng. Ánh mắt của người nọ ở chung quanh nhìn quét một chút, khe cau mày lúc này mới lạnh giọng nói trước đó chín người là các ngươi giết hai người đều là lặng lẽ không nói thành thật trả lời nói phỏng chừng sau một khắc chính là đại sát chiêu xuống còn không bằng quyết đoán ngậm miệng giả ngu hừm các ngươi đã không muốn trả lời vậy cũng không còn giá trị mạng sống nữa đi tìm chết đi trên mặt người kia hiện lên một đạo sát khí lăng không một ngón tay nhất thời một thanh vô hình kiếm ở trên trời cao bay ra trong nháy mắt chém xuống tới Hai người cũng là cực kỳ kinh hãi, trong tròng mắt của nhuận tông tuân ra vẻ giận dữ, vương giả kiêu ngạo để hắn cảm thấy dị thường xấu hổ và giận dữ, đồng nhiên nắm chặt long đầu cốt, phấn sắc kết giới lần thứ hai ngưng tụ ra tới. Phanh! Vô hình kiếm kia trực tiếp chém ở trên phân sắc tinh bích, chấn khởi một đạo bạch sắc kiếm quang. Thân kiếm cũng không có bị truyền thống đi, nhưng trực tiếp bị cản lại. Gì? Trên bầu trời người nọ lộ ra vẻ kinh ngạc, vùng xung quanh lông mày khe khe nhữ một chút, tựa hồ nghĩ có chút không thể tin nổi. Đây là vật gì vậy, có thể tiếp được một kiếm này của ta. Nhuận tông nội tâm một trận buồn khổ, lời kia tựa hồ như là châm chọc vậy, kích thích tôn nghiêm của hắn, luôn luôn là đạm mạc chấn định hắn cũng cuồng nộ lên, quắc. Đừng vội coi khinh người. Cánh tay của hắn đang nắm long đầu cốt buông ra, nhẹ nhàng vô xuống, long đầu cốt kia nhất thời vòng quanh bên người lượn vòng đứng lên sau đó bắt ra một đạo quyết ấn lần thứ hai hướng phía hư không tìm tòi lại là một long đầu cốt di động hiện ở trong tay hắn sau đó liên tiếp lộ ra mọi nơi nhất thời bốn cái long đầu cốt hầu như trong suốt trên không trung cô lỗ lỗ xoay tròn chỉ bất quá trong từng cái long đầu cốt khiêu động quang mang hoàn toàn khác nhau bao vây quanh thân nhuận tông lượn vòng ánh mắt của nhuận vũ lộ ra vẻ kinh hãi tựa hồ cực kỳ sợ hãi một chiêu này dưới chân không khỏi lùi lại mấy bước đồng thời hóa thành hình thái bán long cảnh giác phòng ngự đứng lên ừ quả nhiên có điểm môn đạo khó trách chính phản cựu cung điên đảo trận của bọn hắn đều ngăn cản không được các ngươi có cái ngoan chiêu gì cứ thi triển ra đi để bản tọa nhìn một cái các ngươi hai con run đất này đến cùng có năng lực gì ngươi nọ khinh miệt cười một tiếng trên mặt lộ ra vẻ khinh thường nhưng con ngươi lại nhìn chằm chằm bốn cái long đầu cốt lóe ra tinh mang trong lòng của nhuận tông chấn động lập tức minh bạch người này đã nhìn thấu thân phận của bọn họ, lập tức cũng không có gì lại băn khoăn nữa, điên cuồng thúc dục trong tay bốn cái long đầu cốt. Ngoại trừ trước đó phun ra lam sắc và phấn sắc ánh sáng nói, còn có ngân sắc và lục sắc hai loại, bốn cái xương sọ đều đang kịch liệt run rẩy, tựa hồ thoáng cái khống chế bốn cái, để nhuận tông dị thường cất lực, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Ha ha, phong viễn tiên sinh muốn xem hải tộc tuyệt kỹ của ta mà nói, không bằng để bản tọa tới biểu thị một chút một tiếng cuồng tiếu vang lên toàn bộ bầu trời lập tức nổ vang đứng lên như là mưa gió chợt tới sắc trời lập tức biến chuyển sau đó một đạo sấm chớp rền vang lôi điện nảy ra một hỏa cầu lớn màu đỏ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên trời cao giống như là lưu tinh rơi xuống hỏa cầu như là ở trên biển rộng thượng vậy theo gió vượt sóng khắp bầu trời lôi điện lóe ra có vẻ càng cường đại hơn một cổ lực lượng kinh khủng từ trong hỏa cầu tuân ra, trực tiếp đem phong viễn tiên sinh tập trung, tựa hồ muốn khuynh lực một kích. chương 2025, phong viễn tiên sinh 2. Sắc mặt của phong viễn tiên sinh trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Là ngươi. Trong giọng nói lộ ra cực độ khiếp sợ và hoài nghi. Ha ha xem ra tiên sinh còn chưa quên mất cố nhân A. Hỏa cầu lớn trên không trung cuốn vài cái, gần đập vào đại địa, thoáng chút đem thế rơi ngừng lại, chợt hiển hóa ra một đạo thân ảnh khôi ngô, chậm rãi rơi vào địa. Trong hai tròng mắt của người này đồng thời xuất hiện lôi hỏa nhị sắc, một cái sấm chớp rền vang, một cái xí hỏa nhảy lên, phảng phất như hai thế giới giống nhau, trên mặt mang vẻ lạnh lùng, yêu dị phi thường. Hai người nhuận tông và nhuận vũ đồng thời lộ ra vẻ đại hỉ, người này nếu xuất hiện, tất nhiên sẽ cứu bọn họ. Gương mặt của phong viễn tiên sinh kịch liệt co quắp một chút, âm trầm không gì sánh được, cắn răng nghiến lợi nói. Lôi hổ hỏa báo Ha ha Lôi hổ hỏa báo cười như điên nói Đã nhiều năm như vậy Nghĩ không ra ngươi còn nhớ rõ bản tọa Chật chật Bản tọa thật có mị lực lớn như vậy sao Phong viễn tiên sinh lăng không một điểm Đạo kiếm hình chém ở trên phấn sắc tinh bích nhất thời biến mất Phất tay háo lạnh lùng nói Ngươi không phải là người của Đông Hải sao Tới Hải một chấn này vì sao Lôi hổ hỏa báo cười lạnh nói Trần Phong viễn nhân tộc các ngươi là thích khua môi múa mép như thế sao? Bản tọa chủ tu lôi hỏa song hệ, ở đây đã có tuyệt thế ớt một xuất thế, tự nhiên là tới đoạn bảo, chẳng lẽ là tới du lịch phải không? Trần Phong Viễn lạnh giọng nói, ngươi tới du ngoạn cũng tốt, đồng nghiệp cũng tốt, ta mặc kệ. Nhưng nếu là đánh chủ ý lên tuyệt thế ớt một, vậy cút cho ta đản. Trên người hắn tuôn ra thấy lạnh cả người, còn có vô biên kiếm ý, ở quanh thân tảng ra, ngay cả không khí ở dưới kiếm ý vô biên này đều hóa thành dạng tơ lan tràn ra. Lôi Hổ Hỏa báo lạnh lùng cười, nói: Năm xưa ngươi đã không phải đối thủ của ta, hiện tại lại không biết là đối thủ của ta, ngươi thực sự quyết định muốn bị ta đau nhức đánh một trận." Trần Phong Viện biến sắc, trong tròng mắt phun ra lửa giận tới, lớn tiếng quát dẹp đường. Hải mục trấn lôi lâm này chính là đao kiếm tông ta quản hạt, ngươi chẳng lẽ muốn cùng với đao kiếm tông ta là địch?" nhuận tông và nhuận vũ đều là cả người chấn động lộ ra vẻ kinh hãi và ngạc nhiên thảo nào tùy tiện đi ra vài người đều là tu vi kinh khủng như vậy nguyên lai nơi đây chủ nhân chân chính cũng không phải nhị lưu thế lực thần mục thế gia gì đó mà là một trong bảy đại siêu cấp thế lực đao kiếm tông lôi hổ hỏa báo nhuấn mày hai tay khoanh ở trước người cất cao giọng nói lôi lâm là của các ngươi ta mặc kệ nhưng vật tuyệt thế từ trước đến nay đều là vật vô chủ có người năng lực sẽ có hừng hay cho một câu người có năng lực sẽ có trần phong viễn cười lạnh nói Ngươi nếu không mau cút đi ta lập tức đưa tin quay về tông môn tự có cường giả ở trên ta lập tức chạy đến đến lúc đó ngươi chính là còn muốn chạy cũng đi không xong rồi lôi hổ hỏa báo biến sắc lạnh giọng nói hương đã như vậy bản tọa hiện tại liền trước hết giết ngươi sau đó sẽ đi vào lôi lâm lấy đi ớt mộc trở về đông hải ta xem các ngươi ai có thể đuổi được ta hắn dậm chân một cái nhất thời một đạo lôi quang ở dưới chân lan tràn ra cả vùng đất ầm ầm một tiếng đã là liệt địa thiên lý toàn bộ nước biển trưng khô mặt đất vỡ thành thất linh bắt lạc trần phong viễn sắc mặt đại biến quát lên giỏi cho một tên ngoan cố ta lại muốn biết một chút về những năm gần đây ngươi rốt cuộc tiến bộ bao lớn nơi đây tới gần lôi lâm thông đạo muốn chiến liền đi theo ta thần xác hắn nghiêm nghị một chút đã hóa thành một đạo kiếm quang hướng về phía bắc hải kích bắn đi trong mắt của lôi hổ hỏa báo cũng lộ ra hàn quang tới nhìn nhuận tông nhuận vũ một cái nói lấy thực lực của các ngươi lưu lại nơi này quá mức nguy hiểm theo ta cùng đi chứ sau đó không cho hai người lo lắng trực tiếp vung tay lên nhất thời một đạo lôi quang từ trên người nỡ rộ ra trực tiếp đem hai người bao lấy nhuận tông nội tâm khổ sắp không ngớt, hắn biết lôi hổ hỏa báo đâu phải là lo lắng bọn họ quá nguy hiểm cái gì mà là nơi đây chính là lôi lâm thông đạo sợ bọn họ một mình đi vào vụn trộm tuyệt thế ất mục, lúc này mới không yên lòng. Nhưng lấy thực lực của bọn họ, nào có bọn họ lựa chọn quyền lợi, nhuận tông lập tức khôi phục đảm mạc, nói. Đa tạ lôi hỏa đại nhân. Nhuận vũ tuy rằng cũng không vui, nhưng vẫn là ngậm miệng không nói gì. Ừ. Lôi hổ ứng một tiếng, ba người nhất thời hóa thành một lôi cầu to lớn, bay lên trời, bí mật mang theo chứ vô số lóe lên điện mang, đuổi theo Trần Phong Viễn đã đi một lát sau nơi này ngoại trừ trước mắt thương di ra đã không có một bóng người trở nên im ắng đứng lên trong lúc bất chợt, trên bầu trời hơi hoảng động một cái nơi nào đó nhộn nhạo ra một đạo văn nước ở trung tâm văn nước thân ảnh của lý vân tiêu chậm rãi nổi lên sắc mặt âm trầm bất định nguyên lai like nơi này trưởng khống giả là đao kiếm tông khó trách sắc mặt hắn hơi vừa chuyển lẩm bẩm nghĩ không ra lôi hổ hỏa báo cũng tới ta đem đông hải nháo thành như vậy không biết hắn có thể thấy ta liền giết hay không Thối, mặc kệ nó bản thiếu cũng không phải ai cũng chọc nổi hắn nếu thật dám trêu ta bản thiếu không ngại lại về một lần đông hải đem tổ chim của hắn cũng là tung trên mặt của lý vân tiêu hiện lên vẻ lạnh lùng lắc mình một cái sau đó đã rơi trên mặt đất hướng phía huyền lơ lửng trên không trung bị nhuận tông tìm ra phong ấn trận pháp nhìn lại trận pháp kia phong ấn bị nhuận tông mở lúc Tiêu lẳng lặng hiện lên trên không trung tản mát ra thanh quang, vẫn không núp nhích. Toàn bộ trận nhìn không đến, giống như là một đồng tiền to lớn, trung gian mở ra một cái lỗ hổng tứ phương, từng đạo sóng gợn lấy lỗ hổng làm trung tâm hướng ra tứ phương tàng ra, còn có vô số ký hiệu ở trong sóng gợn không ngừng thoáng hiện. Nơi mi tâm của Lý Vân Tiêu lóe lên, đem phó Cẩm Sơn cho đòi đi ra, nói. Trận này ngươi có thể nhận ra được không? Phó Cẩm Sơn hướng phía trận pháp kia nghiêm túc nhìn qua, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nói hình như là đô thiên tỏa nguyên đại trận lý vân tiêu nói có thể có cách phá phó cẩm sơn trầm mặc một chút nói ta có thể thử xem nhưng chưa chắc có thể thành công hơn nữa cần thời gian nhất định ngoại trừ điều đó cũng chỉ có thể mạnh mẽ phá bỏ lý vân tiêu trầm từ lát nói hiểu hiện tại thiếu nhất chính là thời gian trần phong viễn nếu có thể bị hấp dẫn đến đây như vậy nhất định còn có thể có những cường giả khác đến, hơn nữa Trần Phong Viễn và Lôi Hổ Hỏa báo quyết đấu cũng chẳng biết lúc nào kết thúc, căn bản không có thời gian để phó Cẩm sân thử. Chương 2026, Đô Thiên tỏa nguyên đại trận. Hắn vung tay lên, nơi mi tâm bạch quang loại lên, giới thần bi liền bay ra, tản mát ra biển lực, mạnh mẽ nhắm phía trung tâm trận pháp nem tới. Ầm ầm. Giới thần bi thoáng chút hóa thành thật lớn, hung hăng đánh vào trên mắt trận tứ phương thiên địa kịch liệt rung động. Phanh! Đột nhiên mắt trận phun ra một đạo lôi điện, đánh vào trên giới thần bi, vô số điện mang thoát ra, dẫm dạp, trực tiếp đem toàn bộ thân bia bao phủ, đồng thời hướng về bốn phương tám hướng kích bắn đi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến đổi, thân thể chợt hóa lôi, vô số điện mang trực tiếp xuyên thấu thân thể hắn, bắn về phía sau. Phó Cẩm Sơn cũng là sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển nguyên lực, ở trước người ngưng ra một mặt quan thuẫn. Lôi điện không ngừng đánh vào trên lá chán, chấn đến hắn liên tiếp lui về phía sau, thần xác trên mặt càng ngày càng kinh khủng. Toàn bộ trong thiên địa thoáng cái hóa thành lôi hải điện ngục màu xanh, quần cuộn không ngừng lôi điện chi lực xuyên thấu qua giới thần bi kích phát xuyên thấu đi ra, ngay cả giới thần bi ở dưới cổ lực lượng này cũng bị chấn áp xuống đến, mặt ngoài trở nên một mảnh ảm đạm không ánh sáng. Trên mặt của Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ giật mình và ngưng trọng, trận pháp này mắt trận dĩ nhiên là cả tòa lôi lâm. Trừ phi hắn có thể nhất cử đem toàn bộ Lôi Lâm phá vỡ, bằng không trận pháp này uy năng là quần quận không ngừng, vĩnh không khô kiệt. Gương mặt của Phó Cẩm Sơn ở dưới vô số lôi điện lấp lánh, chiếu một mảnh háng giọng. Người bày trận này đúng là kẻ điên, không cũng là thiên tài. Lôi Lâm trực tiếp thành một bộ phận của trận pháp, nguyên bản mắt trận yếu kém nhất tiêu đốt, thoáng cái đã trở nên cực mạnh. Lý Vân Tiêu tự lẩm bẩm: "Thảo nào một mảnh thiên tài địa bảo lớn như vậy" lại chưa từng nghe nói qua có người cướp đoạt trộm cắp hắn ngoắc tay giới thần bi nhất thời từ trận nhãn bay trở về bị nắm trong tay ở dưới vạn lôi cọ rửa trên thân bia đã một mảnh ảm đạm không ánh sáng nếu là đổi thành cái cựu dai huyền khí khác nói sợ là đã hư hại theo giới thần bi bay trở về chỗ trận nhãn kia lôi quang trợt giảm đi cho đến chậm rãi tiêu thất toàn bộ trận pháp khôi phục bình tĩnh như trước không có chút nào dị thường sắc mặt của phó cẩm sơn tái xanh nói vân thiếu trận này đã là tuyệt trận bạo lực phá vỡ là không thể nào không bằng để ta thử một lần thôi đi lý vân tiêu khoát tay nói có thể bày trận thế bực này ở trên thủ pháp đó cũng sẽ không lưu lại sơ hở gì có khả năng phá vỡ cực kỳ bé nhỏ hắn vung tay lên liền đem phó cẩm sơn đưa trở lại tự lẩm bẩm ta hiện tại vạn phần hiếu kỳ mộ dung thế gia chính là buôn lậu con đường là thế nào tới trên bầu trời vài đạo quang mang cường đại bay nhanh mà đến thoáng qua liền hạ xuống bên trong quang mang hiển hóa ra hơn mười người tất cả đều là cường giả của thần mục thế gia không chỉ có mục hưu vân ở bên trong ngay cả mục hưu phong cũng cùng ở trong đó mục hưu vân thoáng cái liền thấy hiển hóa đi ra ngoài pháp trận sắc mặt nhất thời trở nên tím xanh mục hưu phong đội hỏi đại ca Vừa lúc chúng ta hạ xuống, tựa hồ có một đạo thanh quang chớp động đã biến mất không thấy, nhất định có người đến qua. Mục Hưu vân sắc mặt âm trầm không gì sánh được, phẫn nộ quát: "Hộ vệ toàn bộ chết hết, ngay cả đao kiếm tông phái tới 9 vị hộ trận cường giả đều không thấy bóng dáng, nơi đây một mảnh hỗn độn, Đô Thiên tỏa nguyên đại trận trực tiếp hiển hóa đi ra, ngươi cùng ta nói nhất định có người đến qua." "Điều này cần ngươi nói sao? Ngu như heo." Mục Hưu phong đỏ mặt lên, cấp vội vàng túi đầu, không dám nói tiếp. Một hữu vân nhìn bốn bề vài lần, thần thức nhận biết không được bất luận cái gì tồn tại, nặng nghề hứ một tiếng, hai tay ở trước người kết xuất một đạo ấn quyết, lâm khoảng không vô ra. Ấn quyết bay vào bên trong đô thiên tỏa nguyên đại trận, toàn bộ trận pháp nảy ra đại lượng hồ quang, sau đó từ từ tiêu thất ở trước mắt mọi người. Một gã cường giả khác, thần mục thế gia tam đương ra một hữu lãng, thần sắc ngưng trọng nói. Đại ca, nơi đây bị thương thành bộ dáng như vậy, người tới tuyệt không đơn giản, không bằng đem toàn bộ cường thủ trong gia tộc đều phái tới nơi đầy chấn thủ. Một hưu vân xanh mặt, trầm tư một trận, lắc đầu nói. Chín vị cường giả hộ trận thực lực tuy rằng không bằng ta ngươi, nhưng bày ra chính phản cửu cung điên đảo trận uy lực vô cùng, coi như là bọn ta liên thủ cũng không có thể phá vỡ. Lá chắn cường đại như vậy đều bị người đánh tan, cho dù thần mục thế ra dốc hết toàn bộ, cũng đỡ không được người tới mục hữu lãng sửng sốt một chút nói vậy làm sao bây giờ hừm coi như không có việc gì phát sinh chờ bước tiếp theo chỉ thị sắc mặt của mục hữu vân chậm rãi nối lỏng nói cục diện bây giờ đã không phải là chúng ta có thể khống chế được các thế lực lớn lẹn vào ngay cả thương minh và thánh vực đều cắm vào tiến đến còn có người của hải tộc đao kiếm tông cũng nên lộ diện chúng ta chỉ cần nghe theo phân phó là được rồi trong mắt của Mục Hữu lãng lóe lên một đạo tinh mang, vui vẻ nói: "Đại ca, ta nghĩ việc này chưa chắc không phải một cơ hội, hay là chúng ta có thể mượn ngoại lực đến đối kháng Đao Kiếm Tông, từ nay về sau thoát khỏi bọn họ ràng buộc cũng nói không chừng." Sắc mặt của Mục Hữu Vân đại biến, phẫn nộ quát: "Đầu heo đừng vội nói bậy." Mục Hữu lãng không hài lòng nói: "Vì sao không thể nói? Lẽ nào trong lòng đại ca sẽ không có suy nghĩ gì sao?" Mục hữu phong cũng là sắc mặt tái xanh, cấp lời nói. Tam đệ, ngươi thực sự là hồ đồ tuy rằng hàng năm đại bộ phận lợi nhuận đều bị đao kiếm tông cầm, thế nhưng dưới đại thụ thật thừa lương, chúng ta nhiều ít cũng có thể uống được chút canh. Nếu là không có đao kiếm tông cây đại thụ này che chở, sợ là canh đều uống không được. Mục hữu lãng không phục nói. Nhưng hải mục chấn này vốn chính là căn cơ sở tại của mục gia chúng ta, đời đời kiếp kiếp đều là ta mục gia toàn bộ. Vì sao phải bị người đoạt chiếm?" Mục Hữu Vân nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói: "Ngươi nói những lời này nói rất hay." "Vì sao?" "Chính bởi vì người ta tùy tiện phái cá nhân tới, có thể diệt ngươi cả nhà này, thực lực bao lớn, có được bấy nhiêu tài nguyên, không, có thực lực liền câm miệng cho ta." Trên mặt Mục Hữu lãng một mảnh âm trầm, trong tròng mắt đều tuôn ra lửa giận. Mục Hữu phong than thở: chỉ hy vọng chuyện lần này không nên ảnh hưởng đến lợi ích lâu dài của chúng ta sau này thì tốt rồi, bằng không chúng ta nơi phát ra chủ yếu lợi ích liền chặt đức, dựa vào bên trong định thiên thành con đường sinh ý này, sợ rằng khó mà lại duy trì vị trí trước ba nữa. Con ngươi của mục hưu vân hơi co lại, lo lắng nói. Trong loạn dễ bại, trong loạn cũng dễ thắng, có lẽ sẽ là kỳ ngộ của thần mục thế gia chúng ta nắm trong tay định thiên thành cũng nói không chừng. Tất cả mọi người đều biến sắc lộ ra một chút vẻ hưng phấn. Chương 2027, quần hào tụ một. Mục Hữu Lăng nói: "Đại ca, nơi đây lẽ nào chúng ta đã không quản, để nó không hề phòng thủ khoảng không tại đây." Một Hữu Vân nói: "Đô Thiên Tỏa nguyên đại trận này đó là phòng ngự mạnh nhất, đương kim thiên hạ người có thể phá được trận này lác đác không có mấy, nếu thật có cường giả như vậy đến, chúng ta phái nhiều người hơn nữa cũng chỉ là bỏ ngựa đấu xe, làm điều thừa." Đi thôi." Mục Lưu Vân đạm nhiên một tiếng, thân mục thế ra mọi người nhất thời hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ. Trên bầu trời đột nhiên hiện ra một đạo hồ quang, chậm rãi thay đổi lớn, hóa ra thân ảnh của Lý Vân Tiêu, đứng yên ở trên trời cao trầm tư một chút, cũng hóa thành một đạo quang mang rời đi. Ngày mai, chính ngọ. Thân mục thế ra phủ đệ, nghiễm khai phương pháp, hội tứ phương hào kiện. Trong phủ một mảnh không khí nghiêm nghị, ở trên đất chống phương viên mười mấy trượng không ngừng quang mang lóe ra xuống người tới đều là hướng phía mộc gia ba huynh đệ chào hỏi vô cùng nhiệt tình một bộ dáng sinh tử chi giao bắt chuyện qua đi liền một bên tự mình tìm một cái ghế ngồi xuống sau đó liền sắc mặt băng lãnh nhìn bốn phía đứng lên mộc gia ba huynh đệ cũng minh bạch khách sáo chỉ là công phu mặt ngoài tất cả mọi người là vì lợi ích thiết thân tới linh lôi quả được mùa thu hoạch lớn đang nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, không chỉ có là thế lực khắp nơi rót vào tiền đến, lấy lực lượng của thần mục thế ra căn bản bất lực. Hơn nữa hải tộc cũng hoành đúng một tay, thế cục càng ngày càng phức tạp. Sở dĩ thần mục thế ra trực tiếp quảng phát cáo thiếp, triệu tập toàn bộ thế lực đến đây, đang hiệp định việc phân phối linh lôi quả, đồng thời cũng nhằm vào hải tộc, có ý liên thủ xua đuổi dị tộc. Lần này thịnh hội nếu là có vắng họp không có tới, vậy thì cùng với việc phân phối linh lôi quả triệt để vô duyên. Do đó thế lực khắp nơi, tất cả lớn nhỏ, đều phái người đến đây. Còn có một chút vũ hoàng vũ tông thực lực đại biểu, cũng rất xa trốn ở góc phòng, mặc dù lên không được mặt bàn, nhưng là đại biểu cho một phương thế lực. Một đạo quang mang từ bầu trời hạ xuống, hiển hóa ra một gã thanh niên nam tử mi thanh mục tú, chính là mộ dung hàng vũ. Ánh mắt của hắn ở đây bên trong đảo qua, tựa hồ không biết người nào, chỉ là cùng mục hưu vân hơi gật đầu một cái tự mình ở bên cạnh tìm một chiếc ghế ngồi xuống sự xuất hiện của hắn dẫn tới không ít người chú ý đều nghị luận suy đoán mục hưu phong hơi cúi người đến ở bên thai một gã lao giả nói nhỏ tựa hồ đang giải thích mộ dung hàng vũ lai lịch lao giả kia chính là giang tu chân sắc mặt hơi đổi một chút không khỏi quan sát thêm mộ dung hàng vũ vài lần giang tu chân vốn là muốn trực tiếp từ định thiên thành trở về lại đột nhiên nhận được vạn bảo lâu tổng bộ mệnh lệnh yêu cầu tận khả năng tranh mua thêm linh lôi quả lúc này mới đi vòng đang tới hải một trấn ma đào hồng và như nhi vẫn như cũ cẩn thận hầu ở hai bên trên mặt cười kiều mị chán ghét thì chán ghét nhưng ở dưới lợi ích và quyền lợi vẫn phải là cố gắng vui cười cẩn thận hầu hạ lấy lòng đột nhiên một đạo quang mang hạ xuống xuất hiện một nam một nữ nam rộng rãi mặt nặng gì, uy phong lấm lấm nữ thân khoác hồng y ỉa nếu như mây tía hái người khí chất trên người thoáng cái hấp dẫn đông đảo chú ý nguyên bản tiếng động lớn gây nơi sân thoáng cái trở nên an tĩnh lại ánh mắt mọi người đều hội tụ qua đó một hữu vân cười tự thân nên đón nói nguyên lai là long gia kỳ quỷ và phi nghe hai vị thiếu chủ đến hàn xá khiến thần mục thế ra vẻ vang cho kẻ hèn này mọi người đều lộ ra vẻ giật mình toàn bộ ngưng mắt nhìn sang rồi thiên lĩnh long gia thân là bảy đại siêu cấp thế lực hơn nữa còn là một thế lực kỳ lạ nhất trong bảy đại siêu cấp thế lực bởi vì hắn bên trong truyền thừa cũng không phải là phụ truyền tử sư truyền đồ mà là từng đời chân linh huyết mạch người chủ tụ tập nơi ở long gia chia làm nội môn và ngoại môn nếu nói nội môn không thể nghi ngờ là người tự mình thức tỉnh chân linh huyết mạch về phần ngoại môn cũng không phải là người nào cũng đều có thể đi vào phải là chân linh huyết mạch hậu đại như vậy mới có thể ở bên trong ngoại môn có võ giả xuất hiện huyết mạch thức tỉnh. Cho dù ngươi là Long gia gia chủ, nếu hậu nhân của ngươi không có thức tỉnh huyết mạch, cũng sẽ bị lập tức đưa ra ngoại môn. Hơn nữa người của Long gia cực ít ở trên đại lục đi lại, do đó thế nhân đối với bọn họ hiểu được cũng không nhiều. Có thể nói là ngoại trừ Phệ Hồn Tông gia là một phái thần bí nhất. Kỳ quỳ cười nói: Hưu Vân đại nhân có lời mời, há lại dám không đến? hắn vừa nói như vậy, xem như cho đủ thần mục thế ra mặt mũi. Trên mặt mục hữu vân cười nở hoa, tự mình đón chào, nắm tay của hai người đi vào trong, trong miệng không ngừng nói rằng. Tới tới, hai vị xin mời ngồi. Thần mục thế ra dựa vào tài nguyên linh lôi quả, đích sắc kết giao không ít siêu cấp thế lực, mục hữu vân và lòng ra hai vị thiếu chủ thân mật, khiến các thế lực khác đều đặc biệt bỏ mắt. Trên tràng nhất thời các loại thanh âm vang lên lần nữa, đều là một ít như là ngưỡng mộ đã lâu long già thiếu chủ uy danh, quả nhiên là nhân trung long phượng, câu lên một lượt tiền bộ gần như. Kỳ quỷ xoay chuyển ánh mắt, thoáng cái đã rơi vào trên người của mộ dung hàng vũ, lạnh lùng nói. Cái tên miệng pháo kia còn chưa tới sao. Ta trước đó từng cho người mời hắn tiểu tụ một chút, ai biết người kia chính là một tên hèn nhát mười phần, tại chỗ đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh, không dám đến đây. Mộ Dung Hằng Vũ cười lạnh nói. Người khác không đi, không phải là bởi vì sợ ngươi mà là khinh thường ngươi thế nào ngươi ngay cả điểm ấy tự mình hiểu lấy cũng không có tất cả mọi người đều thoáng chút giật mình không nhỏ lúc này mới bắt đầu một lần nữa quan sát mộ dung hàng vũ đứng lên có can đảm như vậy châm chọc long gia thiếu chủ toàn bộ thiên vũ đại lục cũng sẽ không có mấy người ngươi kỳ quỷ khí sắc mặt tâm trầm cả giận nói được đợi tới khi việc linh lôi quả chấm dứt ta sẽ khiến hai người các ngươi trả giá thật lớn. Trên quả đấm của hắn điện quang chớp động, hầu như đều sắp không khống chế được xuất thủ. Mục Hưu vân biến sắc, hòa giải nói: nhị vị chờ cùng ai đấu khí, có bất kỳ ân oán cá nhân đều để sau lại nói. Hôm nay ở địa bàn của thần mục thế gia ta, còn xin bất luận kẻ nào đều cho chút mặt mũi. sắc mặt của mọi người lần thứ hai biến hóa, đều dùng ánh mắt cổ quái quan sát mộ dung hàng vũ. Mục Hữu Vân coi như là cáo giả nhất phương kiêu hùng, trong lúc xử lý dĩ nhiên không có thiên vị bất kỳ bên nào. Có thể thấy được người trẻ tuổi trước mắt này ở trong lòng của Mục Hữu Vân, phân lượng cùng với Thiên Lĩnh Long gia như nhau. Chương 2028, Quần Hào tụ hai. Mọi người lập tức ở bên trong tâm đem địa vị của Mộ Dung Hằng Vũ nhắc tới một vị trí cực cao. Hửng, Mộ Dung Hằng Vũ chỉ là cười lạnh một tiếng, liền không nói nữa. Trong con ngươi của hắn hiện lên một vẻ buồn bực, chính ngọ gần đến, nhưng không thấy thân ảnh của Lý Vân Tiêu, chẳng lẽ hắn đã xảy ra chuyện. Dù sao mấy ngày nay tới nay hải một chấn đích thật là cao thủ nhiều như mây, hỗn loạn không ngớt. Đột nhiên trên bầu trời quang mang lần thứ hai chớp động, vài bạch tí hề nhân hiện hiện ra, thoáng cái đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mục hưu vân cả người chấn động, vội vàng tiến ra đón, ôn quyền nói. Nguyên lai là đao kiếm tông cao nhân, thất kính thất kính. Dầm. Trong đám người nhất thời nổ tung loa, đều là thần sắc nghiêm nghị đứng lên, nhìn đám bạch đi hề nhân kia, trong mắt lộ ra thần sắc cực độ hâm mộ. Long ra hai người và mộ dung hằng vũ cũng là ghé mắt mà nhìn, trong mắt tinh quang chớp động liên tục. Người cầm đầu đao kiếm tông cũng là một gã nam tử trẻ tuổi, nhẹ giọng cười nói. Tại hạ Trần Phong, hữu vân đại nhân khách khí. Hắn một câu khách khí, một lời hai ý nghĩa nhưng nghe ở bên trong hai người, lại chỉ là đao kiếm tông khách sáo, dĩ nhiên chủ động hướng thần mục thế ra lấy lòng, không khỏi đều kinh hãi. Đao kiếm tông tuy rằng cùng với thiên lĩnh Long Gia đặt song song, nhưng ở trong lòng toàn bộ võ giả địa vị lại muốn xa ở trên Long Gia. Bởi vì Long Gia chỗ xa xôi, đồng thời ít có người ở đại lục đi lại, do đó ở trong lòng mọi người phân lượng cũng không cao. Mà bác vực một đại siêu cấp thế lực khác là thần tiêu cung cũng phong sơn nhiều năm, dần dần mất đi địa vị trí cao vô thượng ở trong lòng đám võ giả. Chỉ còn lại có Bắc Minh Thế gia và Đao Kiếm Tông hai phái, Tiếu ngạo toàn bộ bắc vực, uy trấn thiên hạ. Người tới dĩ nhiên là Đao Kiếm Tông tông chủ nhi tử, hơn nữa cùng với thần mục thế gia quan hệ còn tốt như vậy. Mọi người ở giật mình đồng thời, không khỏi một lần nữa đánh giá thần mục thế gia địa vị tới, đặc biệt định thiên thành những thế lực kia, sắc mặt của mỗi người đều khó coi. Ha ha, Trần Phong thiếu gia tự mình đến đây, vẻ vang cho kẻ hèn này vẻ vang cho kẻ hèn này a à. mục hữu vân rất là hài lòng lôi kéo trần phong đã đi vào trong tất cả mọi người đều hướng phía sau trần phong nhìn lại nghe nói người này trời sinh tính phong lưu mặc kệ đi đâu bên người đều có xuân hạ thu đông bốn nha hoàn tuyệt thế tiện sát thế nhân nhưng lúc này lại không thấy hình bóng chỉ có một nữ tử đồng dạng một thân bạch dì dì đi theo sau đó tuy rằng hơi có tư sắc nhưng cũng bất quá lớp giữa thiên thượng mà thôi. Để mọi người giật mình là Trần Phong đi ở phía trước, dĩ nhiên xoay người qua kéo tay của nữ tử kia, cùng nhau ngồi xuống. Nữ tử kia ở trước mắt bao người, đỏ mặt lên, muốn đưa tay rút về, lại một lần không, có thể dãy ra, không thể làm gì khác hơn là tùy ý Trần Phong nắm, ngượng ngùng ngồi ở bên người hắn. Bên người Trần Phong công tử vị này chính là Phi Ngê nháy mắt, lộ ra thần sắc tự tiếu phi tiếu. Trần Phong cười nhạt một tiếng, Hào Phong nói rằng: Vợ ta, Lương Ngọc Y Cái gì? Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, đều hướng phía Lương Ngọc Y Lìa nhìn lại, đều đang suy đoán lai lịch của cô gái này. Lương Ngọc Y lại là thân thể run lên, vẻ mặt đỏ bừng túi đầu tới, lại khó nén ngọt ngào. Ngọc Y thì cô nương đó là xuất tử thiên nhất gác. Đột nhiên một giọng nói nghi ngờ hỏi, chính là Giang Tu Trân. Lương Ngọc Y Lìa ngẩng đầu lên vớt cằm nói. Thiếp trước đây đúng là thiên nhất các đệ tử, bất quá sau lại thoát khỏi. Tất cả mọi người đều một trận chợt hiểu, nguyên lai là thiên nhất các cao đồ. Thiên nhất các coi như là thương minh đại lao rồi, đệ tử của họ phối trần phong mặc dù có điểm không cùng, nhưng chênh lệch này chí ít còn có thể bổ khuyết. Hú hồ lương ngọc y gì trong lúc mơ hồ tiết lộ ra ngoài tu vi khí tức, tựa hồ còn ở trên trần phong. Giang tu chân cảm khái nói lao phu kia liền không nhận lầm người năm đó tống nguyệt dương thành chi thương minh thuật võ song quyết thiên nhất các phái gia võ đạo tuyển thủ đó là cô nương lương ngọc y di thoáng biến sắc rất nhanh thì trở nên tốt nói việc năm xưa đã thành nhất thời tất cả mọi người đều hơi biến sắc mặt nếu nói nhất thời không chỉ có là chuyện cũ còn có thương minh tổng bộ tống nguyệt dương thành trần phong cũng là con ngươi trợn co rút lại tựa hồ thoáng chút hồi tưởng nhớ lại nói Tống Nguyệt Dương thành một chuyện, đến bây giờ đều còn không có một định luận đi ra, năm đó đầu sỏ gây nên, hiện tại ngược lại thành nhất phương bá chủ, chật chật, thương minh các ngươi thật đúng là thương minh, à. Thương nhân lãi nặng, vĩnh viên thờ phụng lợi ích đệ nhất, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, cái gì đều có thể bỏ qua. Giang Tu chân cũng nghe được ý châm trọc trong đó, mặt da đỏ lên, lung tung nói. Việc này quá mức phức tạp, nội bộ thương minh còn đang điều tra. Điều tra. Trần Phong Trâm chọc cười nhạo nói. Người năm xưa còn sống sót cũng không phải là không có, ta và Ngọc Y Y đều là kinh nghiệm bản thân, nếu là thương minh chịu kết luận nói, hai vợ chồng ta không ngại làm nhân chứng. Giang Tu chân nghe được mồ hôi lạnh chảy hào hào, không nhịn được lấy tay khăn xoa cái chán, bực đại sự này há là hắn có thể làm chủ. Đừng nói làm chủ, dù cho tiếp tục nói một chút, đều có thể mạng nhỏ nguy hiểm, nhất thời khúng nung nói. Việc này có người khác làm, Tại hạ đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả, hôm nay chỉ nói chuyện linh lôi quả. Thối! Trần Phong khinh thường hừ lạnh một tiếng. Năm xưa Tống Nguyệt Dương Thành đánh một trận, hắn cũng thiếu chút nữa bỏ mình bên trong, đối với tứ cực môn là hoàn khí sâu đậm. Nhưng sau này đường Khánh không chỉ có bình an vô sự, hiện tại ngược lại thành kẻ đứng đầu Hồng Nguyệt Thành, theo chân bọn họ đao kiếm Tông ngồi ngang hàng. Hắn cũng biết trong đó ngọn nguồn tất nhiên không đơn giản khẳng định có thế lực cực lớn xen vào bên trong mới có thể sản sinh loại kết quả hoang đường này giang tu chân rất nhanh thì khôi phục bình thường cười nói hôm nay hải mộc chấn một hồi có thể nhìn thấy nhiều cường giả đồng lứa trẻ tuổi như vậy quả thật là chuyện nhân sinh may mắn đao kiếm tông trần phong công tử và lệnh ái thiên lĩnh long gia hai vị thiếu chủ còn có vị mộ dung thế gia công tử này đảm đương được là bắc vực ta tuấn kiệt tột cùng nhất hôm nay lão phu mở rộng tầm mắt ta ngày sau cũng có tư bản đối với người khác khoan lác hắc hắc hắn một vũ ngông ngựa xuống phía dưới ba thế lực lớn một cái không lọt xung quanh mọi người đều là lộ ra vẻ khinh bỉ đào hồng chờ hai nàng cũng là trong mắt mang theo khinh miệt bất quá loe lên rồi biến mất mọi người thế mới biết công tử trẻ tuổi là người của mộ dung thế gia nhưng tuyệt đại đa số người vẫn là vẻ mặt mờ mịt hiển nhiên cũng chưa từng nghe qua cái thế gia này danh hảo chương hai miệng pháo một. Trần Phong nội tâm một trận không thoải mái, lạnh lùng nói. Bác vực Tuấn Kiệt đều thuộc tứ tú, ở đây một người cũng không có, nói thế nào đỉnh phong. Vạn bảo lâu lệ phi vũ nếu là ở đây, ngươi còn sẽ nói ra loại lời này tới sao? Giang tu chân cười hát hát nói. Bác vực tứ tú cũng là chúng thôi cùng để cử đi ra ngoài, cũng không có chân chính tỷ thí qua. Còn nữa, đó cũng là chuyện rất nhiều năm trước rồi, ta nghĩ hiện tại nếu là chân chính đánh một trận, mấy vị công tử nhất định có thể chọn lên trong mắt của kỳ quỷ lóe lên một tia chiến ý huyết dịch có chút đốt lên nói ta đó là rất chờ mong một hồi những cường giả khác đấy ánh mắt của hắn hưu ý vô ý liếc mắt nhìn trần phong và mộ dung hằng vũ trần phong lạnh nhạt nói tại hạ tự nhận thực lực không đủ kỳ quỷ huynh hãy tìm người khác đi mộ dung hằng vũ càng cười lạnh một tiếng nói cường giả chân chính ai sẽ để mắt còn ngươi còn đánh một trận hử ừ, ngươi có tư cách sao frank kỳ quỷ cả người đều trở nên lôi thanh sắc trong tay ngũ chỉ nắm chặt không khí trực tiếp nổ lên trong tròng mắt phun lửa giận tới toàn bộ trên tràng bầu không khí thoáng cái trở nên mùi thuốc súng mười phần tất cả mọi người thị đều nhíu thầm nghĩ giá mộ dung hàng vũ nói quá mức không tốt thanh niên nhân huyết khí phương cương đều hiếu dung hiếu chiến hơn nữa đa phần sĩ diện ngươi này ngay trước mặt mọi người cửa trách hắn cổ tức giận này ai có thể nuốt được hứ. Mộ dung hằng vũ căn bản bất vi sở động, vẫn là mặt mang châm trọng, lạnh lùng nhìn hắn, một bộ dáng có loại đánh ta a. À. Phi nghe hơi biến sắc mặt, thấy trên người kỳ quỷ thỉnh thoảng phụt ra lôi điện chia quang, tựa hồ có chút không khống chế được mình, vội vàng đôi môi khẽ mở, tựa hồ đang truyền âm nhập mật. Trên gương mặt của kỳ quỷ thần biến sắc hóa bất định, vạn vẹo cực kỳ khó coi, hơn nữa thủy trung bao phủ ở dưới một tầng thanh quang. Hắn nghe Song Phi nghe truyền âm, cuối cùng cắn hàm răng kéo kẹt văng lên. Mộ Dung Hằng Vũ, ta hiện tại hướng ngươi khiêu chiến, có loại hãy cùng ta một mình đấu một hồi, sinh tử bất luận. Mộ Dung Hằng Vũ đưa ngón trỏ ra tới lắc lắc, chào phung nói: ngươi không tư cách này. Ha ha, hay cho một câu không có tư cách. Kỳ quỷ giận dữ cười ngược, nhưng thần sắt trái lại vẫn bình tĩnh xuống tới, lạnh lùng nhìn hắn một cái, lạnh giọng nói ta hiện tại cho hữu vân đại nhân một mặt mũi cho ngươi bính đáp vài cái đợi sự tình xong rồi đó là lúc ta tiễn ngươi ra đi hắn trong nháy mắt thu liễm toàn thân lôi điện chi lực hai tay ôm ở trước ngực trực tiếp ngồi xuống nhắm mắt không nói đồng thời tựa hồ che đi giác quan không để ý tới nữa chuyện ngoại giới một hữu vân thở dài như vậy cũng tốt miễn cho hai người nháo loạn tới thu không được chàng hắn có chút trách cứ nhìn mộ dung hàng vũ một cái như vậy thật giống như đang nói hoàn toàn không để cho ta mặt mũi. Mộ Dung Hằng Vũ ha hả cười, cũng không lên tiếng nữa, bầu không khí thoáng chút có vẻ lúng túng. Lúc này mọi người đối với Mộ Dung Thế Gia càng thêm tò mò, các loại nhẹ giọng nói nhỏ, thoáng cái đã truyền ra. Giang Tu chân cũng nghiêm chỉnh, dù sao cũng là bởi vì lời của hắn dựng lên, đi ra hòa giải nói. Chư vị đều là bắc vực võ đạo người nổi bật, nhớ năm đó thánh vực triệu tập thiên hạ hào kiệt tiến hành võ quyết bài danh đánh cho long trời lở đất lúc này mới ra đời thập đại phong hào vũ đế trở thành một đoạn giai thoại kẻ khác vô hạn hướng về chính là vài năm sau phong vân bảng sẽ lần thứ hai khởi động đến lúc đó mấy vị công tử tiểu thư nhất định có thể đại phóng kia sáng kỳ dị lưu danh thiên cổ mọi người đều là tâm thần dùng mình nhớ tới đoạn chuyện cũ này không khỏi lộ ra vẻ hướng tới mục hữu vân vớt dâu cười nói chính là mấy vị công tử tiểu thư có thể đến thần mục thế gia ta chính là cho mục hữu vân ta thiên đại mặt mũi. phi nghe thu liễm vẻ hướng về lại cười nói thế nào người của hải tộc còn chưa tới chẳng lẽ là thấy hào kiệt của tụ do đó sợ rồi giang tu chân cười to nói ha ha tất nhiên như vậy hán tiếp tục vuốt ngông ngựa nói bảy đại siêu cấp thế lực tới thứ hai còn có mộ dung thế gia có thể nói tam đại ngang ngược hội tụ nếu ta là người của hải tộc, cũng sẽ sợ đến không dám tới. Ha ha. Mọi người cũng theo cười ha hả, tuy rằng Giang Tu chân thái độ làm người trơ trẽn, nhưng là đều cảm thấy có lý. Đùng. Trong lúc bất chợt, không trung không hiểu hiện ra một đạo lôi quang tới, bên trong nảy ra một đạo thanh sắc hồ quang, trên không trung nhốn nhảy một chút. Ba. Đạo hồ quang kia trên không trung lóe lên, như là cái tắt và ở trên mặt của Giang Tu chân, thanh thúy hữu lực. Giang Tu chân đau kêu thảm một tiếng, cấp vội vàng che mặt, cả giận nói: Ai, ai dám đánh lén lão phu? Đạo Điện mang tuy nhỏ nhưng uy lực mười phần, toàn bộ cái đầu của Giang Tu chân đều cháy đen một mảnh, trên mặt đen xì xì, chảy ra tảng lớn máu tới. Không trung truyền đến một đạo thanh âm lạnh băng: Các ngươi bảy đại siêu cấp thế lực tới hai cái, còn có mộ dung thế gia, chúng ta đã sợ đến không dám đi ra, vẫn là núp trong bóng tối thật là tốt. Mọi người vừa nghe, đều là sắc mặt bỗng nhiên đại biến, toàn trường nhất thời yên lặng lại, tất cả mọi người đều cảnh giác vạn phần. Giang Tu chân lập tức biết là người phương nào, sợ đến run run một chút, vội vàng ngậm miệng thối lui đến trong đám người, bụng mặt không dám lên tiếng nữa, chỉ có thể tự nhận không may. Sắc mặt của Mục hưu vân ngưng trọng, trầm giọng nói. Hải tộc bằng hưu, nếu đã tới, cũng không cần lại níu níu niết niết, ra đi. Hừm, các ngươi miệng pháo lợi hại như vậy, chúng ta làm sao dám đi ra ha ha đúng thế nhiều nhân vật muốn lưu danh thiên cổ đại tại đây như vậy chật chật chúng ta vẫn là trở lại triệu tập đại quân trở lại đi tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến đông vực vừa dừng lại chiến tranh không bao lâu tuy là thủ vững thành trì không để hải tộc chiếm được nửa điểm tiện nghi nhưng cũng chết thương thảm trọng tuy rằng trong lời của đối phương vui đùa và uy hiếp ý tứ hàm xúc quá nhiều nhưng cũng không khỏi không phòng xuống hồ nơi đây rất nhiều cường giả đều dựa vào gần biển biên thế lực một ngày đánh nhau đó là đứng muối chịu xào một hữu vân trầm giọng nói lưỡng tộc nếu chiến tộc chúng ta tự nhiên sẽ không sợ hãi chỉ là cục diện như vậy đối với người nào cũng không có lợi chư vị cũng đều sẽ không vui nhìn thấy đi hừ hừ ngẫu ngẫu vui đùa một chút vị thường bất khả trên bầu trời một đạo thanh quang hạ xuống nhất thời hiện ra hơn mười đạo nhân ảnh tới tuy rằng đều là hình người lại cho mọi người một loại cảm giác cổ quái, vừa nhìn đã biết không phải chủng tộc của ta. chương 2030, miệng pháo 2. Lôi hổ hỏa báo và bắc hải vương tử thình linh ở đó, còn có ba gã hải tộc thần sắc cũng là cổ quái, hai nam một nữ. Một gã nam tử vẻ mặt lam sắc, trên đỉnh đầu lại mọc lên một nắm hừng bao. Một gã nam tử khác còn lại là sắc mặt mập mạc, hai cái lô mũi thật lớn. Nữ thật ra lớn lên tinh xảo, cả người lộ ra một vẻ lạnh lùng hơn nữa hai chân cũng không chấm đất chỉ là lẳng lặng lơ lửng nhưng nàng vóc người nhỏ nhắn xinh xắn mặc dù treo ở giữa không trùng cũng so với người còn lại lùn hơn nửa cái đầu mấy người phía sau còn lại là một đám trợn mắt răng nanh hình thể to lớn tráng trên người lộ ra cương manh chi khí tất cả mọi người là kinh nghi bất định nhìn lôi hổ hòa báo ở trong hơn mười người khí tức trên người hắn khiến người khác có một loại cảm giác khó có thể thừa nhận áp lực, tựa hồ chỉ cần thoáng động thủ ngón tay một cái, là có thể đem chính mình hôi phi yên diệt vậy. Hơn 10 người hiển hóa ra, nhất thời toàn bộ bầu không khí bên trong sân thoáng cái trở nên cực độ áp lực, song phương tuy rằng còn không có mâu thuẫn, nhưng phân biệt rõ ràng hình thành hai cổ khí chẳng, đối trì đứng lên. Trần Phong lãnh đạm nói, nếu chư vị thật muốn vui lùa một chút đại chiến, tùy thời phụ bồi toàn bộ bắc vực ven biển một khối đại bộ phận đều là phạm vi bọn hắn đao kiếm tông thế lực còn hạn, trần phong thân là đao kiếm tông thiếu chủ tự nhiên không thể không cần mặt mũi này huống hồ một ngày thực sự đánh nhau không có khả năng để cho bọn họ đao kiếm tông nhất phái gánh chịu phải bác vực chính là bốn vực cực mạnh căn bản không cụ hải tỏa uy hiếp hương vô chi tiểu nhi ngươi có thể làm chủ được sao ngươi nên vì lời mình nói phụ trách sắc mặt của nhuận vũ châm xuống lúc này quát dẹp đường thanh âm chấn đến không gian một trận long long nổ vang lên cấp cho trần phong một hạ mã uy sắc mặt của trần phong đạm nhiên nói tự nhiên nhuận vũ nhướng mày vốn tưởng rằng đối phương thế nào cũng sẽ sợ đến sắc mặt trắng bệnh nào biết không nửa điểm hiệu quả ngược lại thì chính mình tự đòi một phen mất mặt lúc này phẫn nộ quát nhiều lời vô ích chúng ta hôm nay cũng không phải tới đấu võ mồm với các ngươi nói hải tộc chúng ta cam bái hạ phong hôm nay đến đây là cho nhân tộc các ngươi mau chóng rời khỏi hải mục đảo, ta hải tộc sẽ toàn diện tiếp quản. Tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến, ai nấy tức giận không ngớt. Hải mục chấn thời đại có người ở lại, đã mấy nghìn năm rồi, hiện tại tùy tiện chạy tới vài người cho các ngươi cút đi, cho dù ai cũng là lửa giận ngút trời. Ha ha, dựa vào cái gì? Mục hữu vân giận dữ cười hỏi ngược lại, nói. Các ngươi đây là minh mục trương đảm khi dễ người. Nhuận vũ cười lạnh một tiếng nói trấn này vốn là hải mục đảo vốn là từ trong bắc hải phiêu lưu tới được cho tới nay đều là vật của bắc hải ta bị các ngươi nhân tộc mạnh mẽ chiêm cư mấy nghìn năm rốt cuộc là ai khi dễ người nào mọi người đều là một trận đoán giận các loại nghị luận và tiếng mắng chửi không ngừng tâm tình càng ngày càng kích động phần lớn là hô lớn cút về các loại trên mặt của nhuận vũ hiện lên vẻ đắc ý nói cũng giống như so với nhà ngươi nuôi một con chó có một ngày chạy đến nhà hàng xóm ở lại mấy ngày con chó này lẽ nào sẽ không phải là của ngươi mà là thành của nhà hàng xóm thử hỏi ngươi sẽ có cảm nghĩ thế nào mọi người nhất thời ách ngữ cái thí dụ này quá mức hình tượng chỉ một cái tử vô pháp phản bác đều là hai mặt nhìn nhau ha ha đang ngồi các y quan thắng tuyết nếu hiểu đạo lý vậy nhanh lên mau chóng rời khỏi đi nhuận vũ vung tay lên có loại vương giả khí độ bất dung trí nghi để mọi người một chút không lời chống đỡ. Chợt chợt, còn nói sẽ không miệng tháo, còn nói cam bái hạ phòng, mấy lời đây là kỳ nhân lấy yếu, thật có tâm cơ nha. Không trung hơi rung động, truyền đến một tiếng đạo trầm trọng. Mộ Dung Hằng Vũ biến sắc, nhất thời đại hỉ đứng lên, hắn nghe được người tới chính là Lý Vân Tiêu. Nhưng đồng thời lại lộ ra vẻ lo âu, rất sợ hắn xông tới hải tộc, đứng núi chịu xào bị công kích. Nhuận Vũ biến sắc, hắn cũng nghe được thanh âm, cả giận nói: là ngươi bên trong sân không ít người đều là như mày trần phong cũng là con ngươi hơi co lại có chút khó có thể tin hắn quay đầu lại nhìn bên người lương ngọc y rìa một cái đồng dạng là thấy một đôi mắt tràn đầy giật mình và hoài nghi trần phong thấp giọng nói thực sự là hắn lương ngọc y rìa gật đầu một cái ngay sau đó lại lắc đầu tựa hồ không dám xác định lôi hổ hỏa báo vẫn luôn là hai mắt nhắm chặt tựa hồ đối với ngoại sự hờ hững lúc này cũng là đột nhiên mở mắt ra bên trong một con con ngươi xí lửa nhảy lên hai mắt lôi điện nảy ra hướng phía trong hư không ngưng mắt nhìn đi lộ ra giật mình thần sắc tới bầu trời không gian chậm rãi nhộn nhạo một chút thân ảnh của lý vân tiêu hiển hóa ra sắc mặt lung dung nhìn phía dưới a à, đột nhiên có người kinh hô một tiếng đi ra chính là giang tu chân một tay bộ mặt như là bị người đá một cước vậy tại chỗ nhảy dựng lên một chút hoảng hồn một hưu phong và hai nàng cũng là kinh hại không nớt, nghĩ không ra nơi đây còn có thể nhìn thấy Lý Vân Tiêu. Lôi hổ hỏa báo con ngươi chấm xuống, tuôn ra một cổ sát khí tới, thoáng cái đã lan tràn ra, bên trong sân tất cả mọi người cảm nhận được, đều quá sợ hãi. Cổ sát khí chi lăng liệt này, để toàn bộ người ở tại tràng đều là giận cả tóc gáy, đều là cả người rét run, khiếp sợ vạn phần. Phi nghe và kỳ quỷ cũng là giật mình không thôi, không rõ vì sao lý vân tiêu vừa xuất hiện là có thể dẫn tới người của hải tộc thất thố như vậy đặc biệt lôi hổ hỏa báo nhóm cường giả này cơ hồ là cựu tinh đỉnh phong tồn tại đã rất khó bị ngoại sự sở động lại cũng bị dẫn động để cho bọn họ càng thêm giật mình và không hiểu là tiểu tử này không chỉ có dám chính diện xông tới hải tộc hơn nữa ở dưới sự uy hiếp của lôi hổ hỏa báo hoàn toàn không hái sợ vẫn là một bộ dáng không mặn không nhạt khiến người ta nhìn cũng rất mù ổn hung hăng đánh một trận tiểu tử ngươi thật là can đảm a à không sợ trời không sợ đất càng còn có thể sống đến bây giờ khí tức trên người lôi hổ hỏa báo chậm rãi lưu động sắc ý càng ngày càng mạnh nhuận tông nhuận vũ đồng thời sắc mặt đại biến lộ ra thần sắc thập phần giật mình tới nghị không ra lôi hổ hỏa báo và lý vân tiêu dĩ nhiên nhận thức hơn nữa nhìn hình dạng tựa hồ còn có khúc mắt nào đó mấy tên hải tộc khác cũng là thần sắc biến đổi cảm nhận được từ trên người lôi hổ hỏa báo truyền tới áp lực, nhịn không được hậu lùi lại mấy bước tách ra. Lý Vân Tiêu thần sắc bất biến, chỉ là vùng xung quanh lông mày hơi vung lên, lạnh lùng nói. Mắc mơ gì tới người A? À? Người! chương 2031, chứng cứ 1. Lôi hổ hỏa báo chấn nộ hét lớn một tiếng, trên người khí tức hơi tuấn ra, hình thành một cổ kình phong bá đạo toàn khai. Bên người hải tộc bên cạnh đều là tâm thần chấn động, Hoàng hốt lần thứ hai thối lui, lộ ra hơn 10 trượng không gian. Đồng thời người của hải tộc trong lòng cũng là kinh nghi bất định, lôi hổ hỏa báo đó là Đông Hải đều biết cường giả, bê cấp hải tộc thống lĩnh. Tu Vi đã sớm bước chân vào cựu tinh đỉnh phong, mặc dù là tứ hải vương tộc thấy hắn, cũng phải tôn sưng một tiếng lôi hỏa đại nhân, trong thiên hạ người nào dám đối với hắn bất kính. Bọn họ nhìn ánh mắt của Lý Vân Tiêu, đều giống như đang nhìn người chết vậy hai vợ chồng trần phong người vừa thấy lý vân tiêu đầu tiên là ngạc nhiên một chút sau đó hai người đều là cười khổ không thôi một bộ dáng gợi đòn này một điểm cũng không có thay đổi nhưng đồng dạng cũng là thật sâu thay hắn lo lắng trần phong thần sắc có chút lo nghĩ tựa hồ đang chờ người nào ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi lôi hổ hỏa báo lạnh giọng nói cũng không phải có dám hay không mà là có thể hay không lý vân tiêu bình thản ung dung trong giọng nói đối chọi gay gắt. Ha ha, cuồng vọng hôm nay vừa lúc nhất cử lưỡng tiện, trước tiên giết người cảnh hầu. Lôi hổ hỏa báo ngũ chỉ trên không trung chậm rãi nắm chặt, tiết cốt trong lúc đó đùng văng lên, một đạo lôi quang ở bàn tay hắn bốn phía bốn lượng, hóa thành một phương lôi hải, càng ngày càng mạnh. Trên bầu trời cũng lập tức biến sắc, mây đen cuộn cuộn mà đến, toàn bộ bên trong thành thoang cái đã trở nên hôn ám không gì sánh được, như là ban đêm vậy tất cả mọi người đều mãnh liệt hút một cái lãnh khí kinh hai không gì sánh được ở dưới lực lượng võ đạo đỉnh phong của hỏa báo kinh sợ tất cả mọi người đều trong lòng một trận sợ hãi dĩ nhiên không để được nửa điểm chiến ý mỗi người đều muốn nguyên lực vận chuyển tới đỉnh phong đau khổ chống đối cổ hạo hãn oai năng một hữu vân vừa sợ vừa giận dưới cổ thiên địa chi uy này mặc dù là hắn cũng hiểu được trong cơ thể khí huyết kích động khó có thể ức chế trào động tựa hồ muốn tự hành phá vỡ huyết mạch phun ra ngoài. Còn lại những người thực lực yếu kém càng kinh khủng không nớt, ai nấy lạnh run. Trần Phong sắc mặt trầm xuống, nơi mi tâm tử mang lóe lên, một đạo kiếm khí bắn đi ra, trực tiếp trên không trung hóa thành trường xà du đãng, nối tiếp nhau ở bầu trời của mọi người. Trường xà lẻ lưới, trên người tử mang từng đạo sáng lên. Lương Ngọc Y Ghi cũng là bên phải giơ tay lên một cái, một thanh đỏ ngầu lửa kiếm ở trời cao rạch một cái, nhất thời thập nhật cùng thiên liệt dương thiên lý ở khắp bầu trời mây đen soi sáng ra một phương trời quang mười cái liệt dương như lửa toàn ở màu tím kia bốn phía hình thành một bức quỷ dị đồ án hai người dưới sự liên thủ dĩ nhiên sản sinh kỳ hiệu đỉnh phong uy áp chi lực thoáng chút không còn sót lại chút gì tất cả mọi người đều là lộ vẻ kinh hỉ đồng thời đối với hai người lộ vẻ cảm kích phi nghe và mộ dung hằng vũ đều là nhìn trên trời cao thập nhật nhiều long dị tượng lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Nhưng càng khiến mọi người giật mình là Lý Vân Tiêu ở dưới thiên địa chi huy này, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, phảng phất đặt mình trong thế ngoại, không ở dưới phiến bầu trời này. Con ngươi của Phi nghe co rụt lại, nhìn thân ảnh của Lý Vân Tiêu, hiện lên một tia kinh dị vô cùng nồng đậm. Mọi người tuy rằng không bị uy áp ảnh hưởng, nhưng vẫn là lộ ra khiếp sợ và khủng hoảng. Nhóm cường giả này nếu là xuất thủ, nơi đây sợ là trong nháy mắt sẽ hôi phi yên diệt hơn nữa một ngày động thủ, cũng liền ý nghĩa lương tộc đàm phán vỡ tan, cuối cùng dựa vũ lực định đoạt, vô cùng có khả năng diễn biến thành một tràng lưỡng tộc chi chiến khác. Hướng lôi hỏa cầu hùng, đừng vội kiêu ngạo. Trên bầu trời chợt thoáng hiện một đạo kiếm quang, trong nháy mắt đã đem toàn bộ bầu trời bổ nứt ra, kiếm quang vẫn như cũ không tiêu tan, quang mang bạch sắc một chút chiếu sáng lên, bên trong hóa ra một gã lao giả, chính là Trần Phong Viễn, vẻ mặt lộ ra giận dữ. Trần Phong vui vẻ nói tam thúc tổ lý vân tiêu vừa nhìn trần phong viễn trong mắt lóe lên tinh mang hắn có thể nhận thấy được trần phong viễn tình tự ba động cực lớn hơn nữa khí tức bất ổn sợ là hôm qua chi chiến thua nhiều tháng ít đồng thời bị thương trong người quả nhiên lôi hổ hỏa báo nết miệng cười ha ha lao thất phu hôm qua hôi đầu thổ kiểm chạy thoát ta còn tưởng rằng ngươi táng sinh biển rộng đấy ha ha trong giọng nói đắc ý và uy phong không nói ra được mọi người đều là cả kinh, không khỏi buồn khổ đứng lên. Thật vất vả xuất hiện một gã cường giả có thể đứng vững cục diện, nguyên lai đã tay người ta hạ phá sản, nhất thời sĩ khí thoáng cái lại ngã xuống. Trần Phong cũng là kinh nghi bất định, tam thúc tổ của hắn thực lực mạnh mẽ, ở toàn bộ đao kiếm tông đều có thể đứng vào trước năm, lại vẫn thất bại cấp đối phương, làm hắn hết sức khó khăn tin tưởng. Cơ miệng. Trần Phong viên thẹn quá thành giận, quát dẹp đường lao phu nhất thời sơ suất mới thua ngươi nói hôm nay tái chiến phía sau hắn kiếm mang màu trắng thoáng cái mở lớn rất có khí thế phách khai thiên địa lôi hổ hỏa báo khỏe miệng nhếch lên mỉm cười ngược lại thì dần dần bình tĩnh lại nói bản tọa không quản xa vạn rằm tới đây cũng không phải là cho ngươi mà đến chỉ cần ngươi nguyện ý đem tuyệt thế ất mục giao ra ta lập tức trở về đông hải nhuận tông đám hải tộc nhân đều là sắc mặt đại biến muốn nói nghi vấn rồi lại nhịn xuống chỉ là sắc mặt âm trầm xấu xí ha ha nằm mơ trần phong viễn phẫn nộ quát từ lâu tới đều cút quay về nơi đó cho ta hôm qua đánh một trận hắn bị đánh chết khiếp trong lòng một ngụm lửa giận khó có thể nuốt xuống nếu không phải lúc này trọng thương trong người đã sớm xuất thủ tai chiến lôi hổ hỏa bào dáng tươi cười trên mặt trầm giọng nói trần phong viễn ngươi đừng không biết tốt xấu một ngày đấu võ đối với người nào chưa từng chỗ tốt hôm nay bắc hải hai vị vương tử cũng ở chỗ này một ngày khai chiến nói thì không phải là đơn giản tỉ thí mọi người tất cả giật mình đều chiêu cái khác hải tộc hy vọng của mọi người đến cuối cùng khóa được nhuận vũ và nhuận tông cũng chỉ có hai người này nhìn qua như là vương tộc nhuận vũ đắc ý nói phân rõ phải trái chúng ta không sợ khai chiến chúng ta sẽ càng không sợ rồi là lý hay binh do các ngươi quyết định hắn một bộ dáng rộng lượng khiêm lượng, ngẩng đầu rộng rãi đứng. Thứ ngươi còn muốn mặt mũi không? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Ngươi mới vừa nói hải một chấn là hồi lâu trước đây Bắc Hải chi đảo hình thành, do đó chấn này đã thuộc về các ngươi. Nhuận Vũ nhướng mày nói. Đương nhiên. Chương 2032, chứng cứ 2. Lý Vân Tiêu gật đầu, nói. Tương truyền lúc khai thiên tích địa, thiên viên địa phương, chỉ có một khối thiên vũ đại lục, cũng không tứ hải nhưng có viên cổ đại năng chi sĩ, thần thông khó có thể đánh giá, trực tiếp có bầu trời sụp đổ, đại địa hẽ, vạn thủy tụ đến, lúc này mới từ từ hình thành tứ hải. Nói như thế, các ngươi toàn bộ hải tộc đều là ngoại lai thế lực, xin chư vị hãy mang theo nước tứ hải từ trên lãnh thổ của chúng ta cút đi. Đây, toàn là lời nói bậy. Nhuận vũ kinh sợ không ngớt, Lý Vân Tiêu nói cực độ gỡ ép, huống hồ khai thiên tích địa việc đúng là thần thoại, căn bản không đủ làm chứng. Mọi người tộc cũng là nghĩ gượng ép liêu, nhưng lúc này nhất trí đối ngoại, đều là cao giọng hô to đứng lên. Nói đúng toàn bộ thiên vũ giới nguyên bản cũng là đại lục, mang theo nước biển của các ngươi cốt đi. Trong lúc nhất thời rượt dây và tiếng kêu lạ nổi lên bốn phía, còn có các loại trào phúng, để hải tộc người đều là trợn mắt nhìn. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, cũng giống như so với trên sân nhà ngươi, đột nhiên đào một cái hồ nước nuôi mấy con cóc, lẽ nào cái hồ nước này sẽ không phải là của nhà ngươi rồi sao ha ha vân tiêu huynh nói cực phải trần phong cười ha hả nói hiện tại ta không muốn cái hồ nước này nữa xin chư vị cóc nga không chư vị cường giả mang theo nước tứ hải rời khỏi đi lý vân tiêu lạnh lùng nói chỉ cho phép ngươi đem hải một trấn đi tìm nguồn gốc sẽ không cho phép ta đem tứ hải đi tìm nguồn gốc hay một đám co giao hóa giỏi một đám giảng đạo lý nhuận vũ nóng này nếu là không thể nói rõ hải mục chấn vốn thuộc về bắc hải như vậy chính mình chuyến này đã đứng không được lập trường hắn vì thế mới nói rằng lúc khai thiên tích địa chuyện đó đều là thần thoại tương truyền há có khảo chứng việc mờ ảo như vậy nói ra làm sao năng làm cho người tin phục mộ dung Hằng vũ cũng là cười lạnh nói hắc hắc hải mục chấn là đảo nhỏ của bắc hải ngươi nói đến lại có cái gì khảo chứng làm thế nào có thể để cho bọn ta tin phục tên hải tộc nam tử trên đầu có một nắm hồng mao mở miệng nói ta có thể chứng minh hải mộc đảo ở mấy ngàn năm trước vẫn luôn là ở dưới quản hạ tộc của ta mặc dù là chứng cứ chỉ cần có tâm đi tìm cũng có thể tìm ra một chút tên nữ tử hải tộc hai chân huyền phù cũng là cười lạnh nói đảo nhỏ trôi đi không có thể như vậy đơn giản biến thiên tất nhiên lưu lại đại lượng chứng cứ huống chi là hải một đảo lớn như vậy. Mặc dù là chỗ này vô căn chi thanh thụ, cũng là từ Bắc Hải mà đến. Ở ban đầu trên địa bàn, còn lưu có không ít đồng loại thực vật. Tất cả mọi người đều trong lòng dùng mình, nếu thật bị bọn họ tìm ra chứng cứ tới, vậy coi như hết đường chối cái rồi. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, nếu chư vị định liệu trước, đều nghĩ chứng cứ chuẩn xác, mời thu thập lấy ra sau đó mọi người lại cùng nghiên cứu và thảo luận. Do đó việc cấp bách cũng không phải bàn hải một chấn thuộc sở hữu của ai, mà là chư vị đi tìm chứng cứ. Yên tâm, chỉ cần có sung túc căn cứ chính xác có người nói rõ, chúng ta tuyệt sẽ không chống chế. Một hữu vân trong mắt sáng ngời, lập tức hiểu lý vân tiêu ý tứ, vớt dâu mà cười, nói. Đúng là như vậy chư vị chỉ cần có thể xuất ra hữu lực căn cứ chính xác cư tới, chúng ta tuyệt không chống chế. Chuyện hôm nay quyết định như thế đi chư vị hải tộc bằng hưu nếu là muốn lưu thêm mấy người, tại hạ nhất định thịnh tình khoản đãi. Lần này mọi người cũng đều hiểu được, Lý Vân Tiêu đây là kế hoa binh, trước tiên đem sự tình kéo dài. Chỉ cần ngươi bây giờ không xuất ra chứng cứ, nào ỷ quải lông A. À. Chờ chứng cứ làm cho đều lúc, tuyệt thế ớt mục từ lâu ngang trời xuất thế, với hải tộc các ngươi không có bất cứ quan hệ gì rồi. Coi như là người hải tộc có thể đoạt ở trước ớt một xuất thế siêu tập đủ chứng cứ, vậy cũng phải để chúng ta tín phục mới được, đến lúc đó lại cùng với các ngươi biện luận một mười ngày nửa tháng, kéo dài tới tất cả lợi ích phân phối hoàn tất, đến lúc đó hải mộc chấn cũng không có nhiều giá trị, chỗ này hải tộc phòng trừng cũng sẽ không muốn. Vì vậy tất cả mọi người đều là kêu to lên. Đúng vậy, thiên hạ vạn sự vạn vật trốn không thoát một chữ lý, chỉ có các ngươi xuất ra sung túc chứng cứ, chúng ta nhất định sẽ không chống chế. Nhanh đi tìm chứng cứ đi, đừng ở chỗ này làm lỡ đoàn người. Người của hải tộc đều là sướng sốt, nhuận vũ phẫn nộ quát. Đây nhất thời nửa khắc, để chúng ta đi đâu tìm chứng cứ. Lý Vân Tiêu cười nói. Hải mục chấn con con này đều nhất thời nửa khắc lấy không ra chứng cứ. Xa như vậy cổ khai thiên tích địa việc, ngươi để ta nhất thời nửa khắc đi nơi nào lấy ra chứng cứ. Ngươi của hải tộc thoáng cái toàn bộ ngạc nhiên đứng lên, nhất thời á khẩu không trả lời được. Hoang đường đến cực điểm, ấu trĩ đến cực điểm. Lôi hổ hỏa báo trầm giọng vừa quát, lộ ra vẻ dữ tợn. Nếu muốn không làm lỡ thời gian, đã vội vàng đem đô thiên tỏa nguyên đại trận giải ra, bằng vào bản lãnh của mình đoạt vật. Sắc mặt của Trần Phong Viễn phát lệnh, tranh phong tương đối nói. Thế nào, tự biết vô lý, hiện tại muốn minh đoạt sao? Hắc hắc, minh đoạt cái gì, không nên nói được khó nghe như vậy. Trên mặt của lôi hổ hỏa báo xích thanh song sắc chớp động liên tục, cười to nói một đám người hấu trĩ, tu luyện lâu như vậy, vẫn không rõ cái gì là lý sao. Nắm tay chính là lý, quả đấm của người nào lớn thì thuộc về người đó, đây là muôn đời không đổi cách, lúc nào biến thành một mép lợi hại chính là sửa lại. Hắn mắt lộ ra hung quang, hướng phía mọi người trận trừng hai mắt, hung hăng nói. Ai lại cùng với ta giảng đạo lý cho má gì vậy, ta sẽ cùng hắn giảng quyền đầu. Tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ giận dữ. Trần Phong viễn quát dẹp đường. Lao cẩu, chẳng lẽ chúng ta biết sợ ngươi muốn đánh, vậy cứ ra tay đi. Lôi hổ hỏa báo cười hắc hắc, âm lánh nói. Nếu phong viễn tiên sinh có chí khí như vậy, không bằng liền do ta ngươi đại biểu lưỡng tộc đánh một trận, người thắng lưu lại, người thua cút đi, ý của ngươi thế nào? Trần phong viễn biên sắc, tâm trạng nổi giận không nớt, biết lấy chính mình tuyệt đối khó chiến thắng đối phương, vẻ mặt tâm trầm không nói. Không được không được, như vậy không tốt lý vân tiêu liều mạng lắc đầu thiện tay chỉ một cái nhuận vũ nói hãy để cho ta và hắn lại đánh một trận đi người thắng lưu lại người thua cút đi nhuận vũ sắc mặt đại biến cả giận nói ta không đồng ý dựa vào cái gì là ngươi cùng ta lý vân tiêu cười nói như vậy dựa vào cái gì là lôi hổ hỏa báo và phong viễn tiên sinh không bằng để mọi người tới phát biểu ý tứ ủng hộ ta và ngươi đánh một trận nhấc tay chương 2033, thương nghị. ủng hộ, tuyệt đối ủng hộ. Trong đám người thoáng cái đã bạo phát, tuy rằng bọn họ cũng không biết thực lực của Lý Vân Tiêu, nhưng nhìn xem nhuận vũ bộ dáng không vui, liền biết chắc hấp dẫn, tất cả đều liều mạng kêu to lên, ai lấy thật cao nhất tay. Thanh âm ủng hộ một đợt cao hơn một đợt, để nhuận vũ sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn xin giúp đỡ dường như nhìn phía lôi hổ hỏa báo. Trong mắt của lôi hổ hỏa báo chớp động hàn quang, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nói. Ngươi đã không đồng ý võ quyết, vậy phải làm thế nào cho phải? Nói chung đừng cùng với ta múa mép khua môi nữa, bằng không ta là người thứ nhất giết ngươi. Lý Vân Tiêu trầm tư một chút, nói. Nếu muốn võ quyết định thắng bại, phải mở rộng tham dự. Để công bằng, các ngươi tổng cộng 16 người, vậy tiến hành 16 cuộc tỉ thí đi, nếu như 8 so với 8 bằng nhau, thì là chúng ta thua mọi người một chút đưa mắt hướng phía phía sau hải tộc mười tên hộ vệ nhìn lại tuy rằng đều cũng có tu vi vũ đế cấp bậc nhưng cũng chỉ là đê giai vũ đế mà thôi chỉ cần đánh thắng mười trận như vậy đủ rồi một hữu vân cười nói phương pháp này quá mức hay cũng thật là công bình thối lắm công bình lôi hổ hỏa báo phẫn nộ quát nếu so với cũng là ba trận hoặc là năm trận hắn mặc dù mặt ngoài thô bạo không kềm chế được nóng này khiêu như sấm nhưng ánh mắt ở trong nhân tộc đảo qua nội tâm trên cơ bản có đếm tất cả mọi người đều một chút khẩn trương đàm phán rốt cuộc từ bắt đầu khắp bầu trời loạn kéo đi lên quỹ đạo bắt đầu đưa ra song phương đều có thể đủ tiếp nhận điều kiện mục hữu vân tuy là chủ nhân nơi đây nhưng người nắm quyền chân chính vẫn là đao kiếm tông ánh mắt của hắn hướng tới trần phong viễn nhìn lại lôi hổ hỏa báo vẻ mặt hung hữu thành tốt hình dạng bản thân của hắn là tất thắng không thể nghi ngờ về phần mặt khác mấy trận ở trong những người trước mắt này, có thể chiến thắng mấy người bên cạnh hắn cũng hầu như không có. Còn nữa, lấy hắn thực lực cựu tinh đình phong, trong thiên hạ nào có cái quy củ gì có thể chân chính ràng buộc được hắn. Coi như là vạn nhất bất hạnh, thực sự thất bại, chỉ cần hắn lật mặt một cái, mạnh mẽ đoạt tuyệt thế ất mục, lại ai có thể ngăn cản. Trần phong viên bóng người lóe lên, liền từ không trung hạ xuống, tiện tay đánh ra một đạo quyết ấn, trên không trung hóa thành cái chắn kết giới, để ngừa nói chuyện có người nghe trộm Sau đó đem phu thê Trần Phong Và một gia ba huynh đệ đều lôi tiến đến Trần Phong viễn nói Như vậy võ quyết Các ngươi cảm thấy thế nào Một hữu vân ôm quyền nói Phong viễn đại nhân Ta xem được không Lôi hổ hỏa báo này thực lực thông thiên Nếu để cho hắn khởi sướng cùng tới Sợ là cả hải một chấn đều phải rơi vào tay giặc Thậm chí lan đến lôi lâm Đem toàn bộ vô căn chi thanh thụ bị phá hủy Trần Phong Viễn giọng căm hận nói. Đây cũng chính là ta lo lắng võ quyết định là ba trận hay là năm trận. Một hữu vân trầm tư nói. Chỉ cần Phong Viễn đại nhân đánh bại lôi hổ hòa báo, như vậy thì bằng các tháng một hồi. Chúng ta phương này thực lực mạnh nhất có thể coi là Trần Phong Công Tử, Mộ Dung Hằng Vũ và Long Gia Nhị vị thiếu chủ nữa, không biết Trần Phong Công Tử có nắm chắc hay không. Trần Phong khép cười một tiếng, nói. Ta cũng không nắm chắc, nhưng có vị kia ở đây, trận thứ ba tất thắng không thể nghi ngờ. Mục Hưu Vân và Trần Phong Viễn tất cả giật mình, nói: vị kia. Trần Phong lộ ra vẻ cổ quay tới, nói: Hưu Vân đại nhân thế nào đem vị đệ nhất nhân trong đám hậu bối thiên hạ quên mất? lẽ nào ngươi không biết thân phận của hắn? Trần Phong Viễn biên sắc, lộ ra vẻ kinh ngạc. Mục Hưu Vân cũng là trên mặt lấy làm kinh ngạc, cả kinh nói: đệ nhất nhân trong nhân tài mới xuất hiện, Lý Vân Tiêu. hắn là Lý Vân Tiêu mục hữu phong cũng là sắc mặt đại biến cả kinh nói hán hán dĩ nhiên là lý vân tiêu trần phong kinh ngạc nói thế nào mấy vị đại nhân dĩ nhiên không biết mục hữu vân cười khổ nói hán tự báo tính danh là lý phi dương ai có thể nghĩ tới đúng là người này khó trách hắn làm việc lớn lối ương ngạnh như thế không thèm để ý chút nào cùng với long gia hai vị thiếu chủ trở mặt nhưng thật ra cùng trong truyền thuyết như nhau trần phong cười nói long ra hai người cùng hắn trở mặt hơn phân nửa là phải xui xẻo trần phong viễn lộ ra vẻ hoài nghi nói ngươi đối với hắn có nắm chắc như vậy ta thấy hắn bất quá thất tinh vũ đế mà thôi mặc dù có chút thần thông có thể nhảy qua nhất giai chiến bát tinh đã thập phần lịch tiên còn đối với mới có mấy người thực lực ta cũng nhìn không thấu khó bảo toàn không có cựu tinh vũ đế trần phong nghiêm mặt nói tam thúc tổ nếu là lý vân tiêu còn không thắng được bên ta sẽ không người thứ hai có khả thắng trần phong viễn có chút không thể quyết đoán nói mục hữu vân ngươi xem coi thế nào mục hữu vân cũng là trầm tư bất định dù sao việc này quan hệ quá lớn hắn đột nhiên nhướng mày nhìn một bên mục hữu phong thần thái mờ mịt hai mặt đỏ bừng chưa phát giác ra nói nhị đệ ngươi làm sao vậy mục hữu phong thở dài đem việc trong định thiên thành tường tận nói một lần mấy người nghe được trợn mắt há hốc mồm hoang đường hồ đồ mục hữu vân khiển trách thân là thần mục thế gia nhị đương ra làm việc dĩ nhiên thiếu ổn trọng như thế ánh mắt dĩ nhiên kém như vậy thật để cho ta thất vọng cực độ khuôn mặt của mục hữu phong nghẹn đến đỏ bừng muốn nói điều gì nhưng vẫn là nhịn xuống thở thật dài một cái mục hữu lang thấp giọng nói việc này cũng không có thể tận trách nhị ca đều là giang tu chân gây lên nhị ca đều chỉ là vì lợi ích của gia tộc tận lực nịnh bợ giang tu chân mà thôi một hữu vân vẫn nộ quát ngươi còn dám thay hắn nói không nói đến sát tinh tàn sát hết định thiên thành thành chủ một nhà là người phương nào trước mắt tên lý vân tiêu này chính là một sát tinh không hơn không kém may mà nhân ra không cùng với chúng ta tính toán bằng không thần mục thế gia đã thai vạ đến nơi rồi mục Lưu phong cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi nhớ tới đế giảng nghịch thiên thần thông và thủ đoạn tàn nhẫn không khỏi một trận sợ lên Trần Phong nói, thảo nào vừa rồi Lý Vân Tiêu xuất hiện, Giang Tu chân cùng với quỷ tiêu dường như, sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Nghĩ không ra hắn lại vẫn cùng với định thiên thành thảm án có liên quan, sợ là chọc đại phiền thoái rồi. Trên mặt hắn lại có chút dáng vẻ lo lắng. Lương Ngọc Y hề đột nhiên cười, nói, tướng công, ngươi quá lo lắng. Lý Vân Tiêu tuy rằng cuồng vọng không kềm chế được, nhưng cũng không phải hạng người sơ ý đại ý tương phản, người này tâm tư cẩn mật, tâm kế cực cao, thỉnh phẳng có các loại nghe đồn, nhưng đều bình yên tới đỉnh. Hơn nữa hiện tại bước vào cao giai vũ đế, đã triệt để kéo ra khoảng cách giữa ta ngươi. Chương 2034, mở ra võ quyết một. Trần Phong gật đầu, nói. Năm đó ta ngươi hai người đều từng bại ở trong tay hắn, chỉ là một đường cách biệt, cực kỳ cảm thấy đáng tiếc. Nhưng hiện tại xem ra, sợ là ngươi ta hai vợ chồng cùng liên thủ, mới có thực lực cùng hắn đánh một trận rồi. Lương Ngọc Y thì lắc đầu, nói. Bây giờ Lý Vân Tiêu, càng cho ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc, giống như là như lầm vực sâu. Sợ là ta ngươi liên thủ, đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Trần Phong Viên thần sắc khẽ động, nói. Người này thật có lợi hại như vậy. Lời đồn về hắn, ta cũng nghe qua một ít, hắn hiện tại tựa hồ còn là tội phạm bị Hồng Nguyệt thành phát lệnh truy nã đi. Trần Phong cũng là lộ ra vẻ hoài nghi, nói. Ngọc Y Kỳ, chúng ta liên thủ sáng lập ra bộ thần thông này uy lực mạnh mẽ ngươi hẳn là rất rõ ràng lương ngọc y gì vớt cằm nói ta trực giác cực nhỏ làm lỗi lý vân tiêu chỉ là đứng ở đó cho ta cái loại cảm giác này cái loại cảm giác này nàng muốn nói lại thôi tựa hồ có chút không tiện nói rõ trần phong nhúng mày nói ở đây đều là người một nhà có lời gì cứ việc nói thẳng không cần có bất luận cái gì kiên kỵ ừ Lương Ngọc Y Dì lúc này mới lên tiếng, thở hát ra, ngưng thanh nói. Cái loại cảm giác này, mặc dù là trên người tam thúc tổ cũng không có quá, giống như là đối mặt với phụ thân đại nhân như nhau. Cái gì? Mấy người đều là sắc mặt đại biến. Trong miệng của Lương Ngọc Y Dì phụ thân đại nhân tự nhiên chỉ chính là đao kiếm tông tông chủ Trần Đoàn Thiên, một trong bảy đại tông chủ. Trần Phong Cao Mày nói. Tuy rằng ta đối với Lý Vân Tiêu hết sức coi trọng, nhưng ngọc y thì cảm giác của ngươi lần này thực sự hoang đường chút rồi lương ngọc y thì lặng lẽ không nói nàng cũng biết nói ra cực kỳ hoang đường mặc dù là mình cũng khó mà tin được nhưng loại cảm giác này thật là chân chân thiết thiết như vậy trần phong viễn cũng là gương mặt không tin nói được rồi bất kể như thế nào từ trong lời nói của các ngươi biết được lý vân tiêu này xuất chiến nói phần thắng là cực lớn nhưng có một vấn đề đó là lôi hổ hỏa báo tuyệt sẽ không để cho ta xuất chiến kỳ đối thủ của hắn trần phong nói ta nghĩ cũng đúng lôi hổ hỏa báo tất nhiên sẽ muốn tam thúc tổ xuất chiến như vậy thì xem như lý vân tiêu có thể thắng cũng chỉ là một thắng bại một lần còn kém cực kỳ trọng yếu một ván trận thứ ba này tất nhiên do hàng vũ công tử và long gia nhị vị thiếu chủ tuyển chọn ra một hữu vân đột nhiên nói nếu không phải có thể thắng dễ dàng nói không bằng đem chiến cuộc mở rộng đến năm trận làm sao long gia nhị vị thiếu chủ và mộ dung công tử đều là thực lực thông thiên hơn nữa tận lực gáp chế tu vi căn bản cha xét không ra nhưng ta tính ra hẳn là đều ở trên bát tinh vũ đế đám đệ tử danh môn thế gia này đều thân mang bảo vật áp chế khí tức thân thức phổ thông căn bản không thăm dò ra sâu cạn trần phong viễn vui vẻ nói nếu là ba người hắn đều có thực lực bát tinh vũ đế liền năm trận tỷ thí phần thắng của chúng ta lớn hơn nữa. Mục Hưu Vân nói: đã như vậy, vậy liền quyết định như thế. Phong Viễn Tiên Sinh và Lý Vân Tiêu một thắng một bại nói, trong ba người bọn họ chỉ cần hai người thắng được là được. Trần Phong Viễn đem kết giới triệt hồi, Mục Hưu Vân cao giọng nói: nếu Hải Tộc chư Vị đưa ra muốn võ quyết, chúng ta tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. để càng công bình bày ra thực lực lưỡng tộc, không bằng đem buổi diễn định vị năm trận ba thắng chế làm sao? một bên bại trận lập tức rời khỏi hải mộc trấn hải tộc bên này đều là trầm mặc không nói nhất tề nhìn về phía lôi hổ hỏa báo lấy hắn dẫn đầu lôi hổ hỏa báo cười to nói được còn hy vọng khi các ngươi thua rồi không nên nuốt lời một hữu vân nói không người nào tin liền không lập lang lảnh căn khôn thiên hạ hào kiệt cộng đồng chứng kiến ai nếu nuốt lời tất thành thiên hạ cởi chê trong lòng của lôi hổ hỏa báo cả kinh nói đến phân thượng này nếu là bọn họ thua hắn thật đúng là không có ý tứ vác mặt dậy đi đoạt đổ vật hơi trầm tư một chút nhân tiện nói được vậy thì do ta phong viễn tiên sinh lên trận chiến đầu tiên mở màn đi cả người hắn bay lên trời trong hai tay đều kéo một lôi cầu trên đó điện quang chớp động liên tục soi sáng một mảnh bầu trời mà dưới chân còn lại là đạp một đoàn hỏa vân như là cưới mây đạp gió vậy bay trên trời cao uy phong lấm lẫm ánh mắt mọi người đều một chút hội tụ đến trên người của Trần Phong Viễn. Trần Phong Viễn sắc mặt băng lãnh, còn hiện lên một tia vẻ xấu hổ, phẫn mà nói nói. Ván này lão phu chịu thua, không cần so nữa. Dầm. Lần này trong cả nhân tộc đều tiếng động lớn xôn xao lên, các loại giật mình, vô cùng kinh ngạc, phẫn nộ và chửi bậy. Đây đang dở cho quỷ gì? Vừa mới đáp ứng nhân ra võ quyết, trận đầu đã chịu thua, chẳng lẽ có cái gì dự mưu? so đấu thua là chuyện nhỏ khí tiết chuyện lớn như thế không làm nhân tộc mặt mũi đều vứt sạch thối cái gì bảy đại siêu cấp thế lực chỉ biết ở trước mặt người mình ra vẻ ta đây thứ hèn nhát trần phong viễn vẻ mặt thẹn thùng đỏ bừng hận không thể có lỗ nẻ chui vào lúc này cũng có người nói lại nhìn phía đi nếu chúng ta đưa ra năm trận trận đầu này chịu thua tất nhiên ở trong dự tính mọi người không cần loạn mắng đúng thế có bản lĩnh ngươi lên a tên hải tộc kia rõ ràng chính là cựu tinh đỉnh phong tồn tại mạnh mẽ xuất thủ chẳng lẽ không phải tự tìm khi dễ đến lúc đó đối với tộc ta sĩ khí đả kích lớn hơn nữa không bằng thoải mái chịu thua đúng phong viễn tiên sinh cũng không phải thiên hạ vô địch chỉ cần cuối cùng có thể thắng đó là thắng lợi các loại thanh âm hiểu ra vang lên tiếng chửi rủa và châm chọc mới dần dần suy yếu xuống tới ha ha coi như ngươi thức thời lôi hổ hỏa báo vừa thu lại khí thế trên người, trực tiếp rơi xuống, khinh miệt nói. Trận thứ hai, các người do ai lên? Một hưu vân trong lòng thầm nghĩ, Trần Phong Viễn trực tiếp chịu thua, đích sắc quá ảnh hưởng sĩ khí rồi, phải hòa nhau một ván. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Vân Tiêu, nói. Vân Tiêu công tử, trận này ngươi lên được chứ? Vân Tiêu công tử. Phi nghe đột nhiên sắc mặt đại biến, cả kinh nói. Vân Tiêu. Lý Phi Dương, Lý Vân Tiêu hắn là Lý Vân Tiêu. Lời này vừa nói ra, nhất thời bên trong sân thoáng cái vắng vẻ không gì sánh được, đảo mắt lại trở nên sôi trào, cơ hồ là nổ tung. Cái gì? Hắn chính là đệ nhất nhân trong nhân tài mới xuất hiện Lý Vân Tiêu. Năm đó trên Hồng Nguyệt Thành đánh bại Hải tộc Vương tử, lúc bị Hồng Nguyệt Thành khắp thiên hạ phát lệnh truy nã Lý Vân Tiêu. Toàn bộ tiếng kinh nghi đều nổi lên bốn phía, ai nấy lộ ra vẻ chấn động. Chương 2035 mở ra võ quyết hai giang tu chân cũng là há to mồm hoàn toàn trợn tròn mắt chính mình đắc tội người dĩ nhiên có lai lịch lớn như vậy đệ nhất nhân trong nhân tài mới xuất hiện chỉ cần bất quá tảo yêu chết rơi xuống nói tương lai tất là tuyệt thế vũ đế danh chấn thiên hạ hoặc giả một phương bá chủ hắn ngay cả tâm khóc chết đều có rồi đao hồng càng cả kinh hoàng sợ không nớt nhớ tới định thiên thành bên trong tự quán trang diện chính mình thả ra nguyên lực đem đối phương dọa đi vừa thẹn lại sợ Mộ Dung Hằng vũ và kỳ quỷ cũng là ngốc trệ một chút, phân biệt lộ ra biểu tình bất đồng tới. Cái gì? Hắn chính là Lý Vân Tiêu giết nhuận tường. Trên mặt của nhuận vũ hiện lên vẻ khiếp sợ, trong mắt một mảnh phức tạp, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn hận, sắc ý và không cam lòng. Nhuận tông cũng là hai tròng mắt băng lạnh, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Bên trong sân không ít người quen, Lý Vân Tiêu sớm biết thân phận khó có thể che giấu, xoay chuyển ánh mắt, nói nếu hưu vân đại nhân điểm ta, tự nhiên nghĩa bất dung tử. Ánh mắt của hắn hướng về hải tộc phương hướng một ngưng, nói. Ai tới? Hải tộc phía trước mấy người, ngoại trừ nhuận tông hai gã vương tử ra, ba người khác đều là một bộ biểu tình muốn đi ra thử. Châm đã. Đột nhiên một đạo sắc bén có tiếng cắt đứt, kỳ quỷ mặt tâm trầm đứng dậy, lạnh lùng nói. Trận thứ hai liên quan trọng đại, ta không cho phép người không giải thích được lên sân khấu sắc mặt của Mục hưu vân trầm xuống, không khách khí quát dẹp đường. Kỳ quỷ thiếu chủ, thực lực của Lý Vân Tiêu thiên hạ đều biết, trận thứ hai không còn ai so với hắn thích hợp hơn rồi. Kỳ quỷ cười lạnh nói, thiên hạ đều biết, bất quá chỉ là giết một gã hải tộc vương tử mà thôi, nếu là ta không nhìn lầm, thực lực của hắn tối đa cũng liền thất tinh vũ đế mà thôi. Mục hưu vân nói, tu vi cố nhiên trọng yếu, nhưng ngày qua giai thủ thắng ví dụ thực tế cũng quá nhiều kỳ quỳ châm trọng nói ha ha nhảy qua giai thủ thắng vậy cũng là một ít lâu la tầng dưới chốt bằng vào một ít công pháp thần thông vẫn là có thể xải bước mấy sao thậm chí một đại cảnh giới nhưng đến cao giai vũ đế rồi ai có thấy nhảy qua giai thắng lợi Hưu vân đại nhân ta cũng không phải là cố ý giữ chân hắn mà là giá trận thứ hai tỷ thí quan hệ quá mức trọng đại một ngày thất bại chúng ta tình cảnh sẽ dị thường bị động rồi Hừng trần phong nặng nề hừ một tiếng lạnh lùng nói ta nghĩ lý vân tiêu xuất chiến một chút vấn đề cũng không có kỳ quỷ quát dẹp đường nếu là thua trách nhiệm này ngươi tới gánh vác sao trần phong sắc mặt đại biến đang muốn đứng dậy cải cọ lại bị lương ngọc y Nhi kéo lại khe khe lắc đầu ý bảo hắn lánh tĩnh lúc này mới hung hăng trận mắt nhìn kỳ quỷ một cái ngồi trở lại ghế gặp thượng lạnh lùng nói kỳ quỷ huynh nghĩ ai thích hợp lên trận thứ hai này đây Kỳ quỷ ngạo nghễ lưỡn ngược nói, ta và phi Nghê đều là thí sinh tốt nhất. Trong lúc nhất thời toàn trường đều là chờ mặc, dù sao kỳ quỷ nói đúng, trận thứ hai quá trọng yếu. Lý Vân Tiêu tuy rằng nổi danh cực lớn, nhưng người nào cũng một chân chính gặp qua thực lực của hắn, cũng chỉ là nghe nói đánh bại một gã Bắc Hải vương tử, bị Tiên Hồng Nguyệt Thành Thành Chủ khen không dứt miệng, tình huống thật sự rốt cuộc thế nào cũng không người biết. Mà kỳ quỷ và phi ngê thân phận thiên lĩnh long gia thiếu chủ chính là chứng minh thực lực tốt nhất trần phong viên chậm rãi mở miệng nói nếu kỳ quỷ thiếu chủ có tự tin như vậy tất nhiên là cực tốt hơn nữa trong năm trận cũng là đem nhị vị tính cả đi vào hiện tại trước thời gian một hồi cũng cũng không lo ngại trận chiến này liền do kỳ quỷ thiếu chủ lên sân khấu đi kỳ quỷ cười nhạt một tiếng nói thất không có nhục sứ mệnh hán khinh miệt nhìn lý vân tiêu một cái liền ngẩng đầu đi ra phía trước phi nghe ở một bên một tiếng vị cổ họng chỉ là nhìn chằm chằm lý vân tiêu trong mắt tinh mang chớp động không ngớt lý vân tiêu cũng đã nhận ra không khỏi vùng xung quanh lông mày dương lên nói phi nghe thiếu chủ ở trước mặt mọi người nhìn ta như vậy như vậy thực sự khỏe phi nghe đỏ mặt lên giận dữ chừng mắt nhìn hắn một cái đôi môi khẽ mở nói ngươi chính là lý vân tiêu thực sự là quá tốt bất quá bớt đi ta khắp thiên hạ tìm ngươi lý vân tiêu kỳ quái nói tìm ta. Ta với ngươi trước nhận thức sao? Phi nghe khỏe miệng dương lên, khẽ cười nói. Trước đây không biết, hiện tại biết, rất nhanh thì sẽ có cùng xuất hiện. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu khẽ ngưng, tựa hồ đoán được tâm tư của đối phương, không khỏi cười lạnh một tiếng, không thèm nhắc tới. Hai người nói chuyện với nhau để tất cả mọi người nghĩ mạc danh kỳ diệu, nhưng rất nhanh trọng điểm còn là rời đến trên người kỳ quỷ. Dù sao trận chiến này quan hệ mặt mũi nhân tộc, càng trọng yếu hơn là quan hệ ở đây tất cả mọi người lợi ích. Một ngày võ quyết thua, mọi người phải rời khỏi hải mục chấn, cái gì đều được vô ích. Lôi hổ hỏa báo nhẹ nhàng hư lạnh một tiếng, nói không nên lời phải không tiết còn là trâm trọng. Hắn quay đầu nhìn phía hải tộc mấy người, nói. Các ngươi ai lên sân khấu? Ta. Ngoại trừ hai gã vương tử, ba người khác cơ hồ là đồng thời kêu lên, đều là gương mặt mời chiến tình lôi hổ hỏa báo nhìn nhuận tông như nhau, ánh mắt liền ở trên thân ba người đảo qua, nói. Yêu cầu của ta rất đơn giản, không thắng liền chết, các ngươi còn muốn lên sao? Muốn. Ba người vừa đồng thời vừa quát, trên mặt tràn đầy tự tin và kiên quyết. Hửm. Sắc mặt của kỳ quỷ trầm xuống, lạnh lùng hứ một tiếng, nói thầm nói. Một đám thư không biết chết sống. Lôi hổ hỏa báo lúc này mới hài lòng gật đầu, ánh mắt ở trên thân ba người đảo qua, rơi vào tên hải tộc khuôn mặt mập mạp trên huyện thái dương giải ra hai quả cầu thịt trên người nói cái tư liền do ngươi lên đi vâng đa tạ lôi hỏa đại nhân cái tư vẻ mặt mừng như điên cười lớn đi ra khỏi hàng nhân tộc tiểu tử tới chịu chết đi hai người khác còn lại là gương mặt thần sắc thất lạc kỳ quỷ giận không chỗ phát tiết giận dữ cười ngược nói ha ha thật là một tên ngu ngốc không biết sống chết một hữu vân trầm giọng nói nơi đây không thích hợp khai chiến mọi người rời đến bên ngoài ngàn dặm vùng hoang vu đi hắn nói xong liền bay lên trời dẫn đường hướng phía một cái phương hướng đi kỳ thực nơi đây cách bắc hải quá gần ở trên mặt biển võ quyết là điều kiện tốt nhất địa điểm nhưng một hưu vân rất sợ người của hải tộc ở trên biển rộng phát huy rất tốt vì vậy trực tiếp chỉ định vùng ngoại ô đồng thời trước bay đi ha ha vô luận tới chỗ nào kết quả cũng sẽ không thay đổi lôi hổ hỏa báo cười lớn một tiếng, lôi quang lóe lên tiểu tiêu thất ở tại chỗ. chương 2036, thiên không nguyên khí tỏa một. Một lát sau, hơn trăm người đều xuất hiện ở hải một chấn ngoài ngàn dặm, tuy rằng sóng người bắt đầu khởi động, lại một mảnh an tĩnh, đều khẩn trương nhìn chằm chằm chàng thượng hai người. Hai người đều là khí tức nội liễm, lạnh lùng cho nhau nhìn chằm chằm, hơn nữa tựa hồ có bí thuật áp chế tu vi cảnh giới, từ bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra tình huống thật kỳ quỷ đột nhiên nói rằng trận thứ hai ra khỏi hàng vận khí của ngươi thật không tốt cái tư sửng sốt một chút cả cười tiếng cười càng lúc càng lớn ha 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 vô luận trận thứ mấy ta cũng là muốn thắng kỳ quỷ cười lạnh nói nếu là người lên lý vân tiêu hoặc giả mộ dung hàng ngũ có khả năng đích xác rất lớn nhưng đang tiếc là đối thủ của ngươi là ta long gia thiếu chủ a mộ dung hằng vũ nhất thời vẻ mặt hát tuyến sắc mặt trầm xuống lý vân tiêu ngược lại là gương mặt không để ý nhìn mấy cái sau đó cảm giác không hứng thú trực tiếp không ngồi xếp bằng tại chỗ nhắm mắt tu luyện để tất cả mọi người đều một trận ngạc nhiên kỳ quỷ thấy bộ dáng này của hắn trong mắt hiện lên một tia giận dữ cái tư cười to nói may mắn là võ quyết cũng không phải miệng quyết nếu không ta đã thua hừng kết quả đều giống nhau không có bất kỳ thay đổi nào. Sắc mặt của kỳ quỷ phát lạnh, thân thể đã dần dần mở nhạt đi, gần như trong suốt. Ha ha, ta rất thích xé rách miệng của loại người như ngươi, để ta thỏa thích phát tiết đi. Cái tư điên cuồng cười một tiếng, khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, phát sinh hét lớn một tiếng, bầu trời đại địa đều theo đó kịch liệt rung động. Hoặc, thân ảnh của hắn trong nháy mắt tiêu thất, cơ hồ là cùng thời khắc đó đã xuất hiện ở trước mặt kỳ quỷ, một trưởng vô xuống phía dưới. 33. Không gian trực tiếp lún xuống một khối, thân thể của kỳ quỷ hầu như trong suốt thoáng chút đã bị đánh tán, hóa thành vô số lôi điện tuôn ra. Hửm. Trong lôi điện truyền đến tiếng hừ lạnh của kỳ quỷ, liền nghe rầm rầm tiếng khóa sắt kéo động. Sau một khắc, toàn bộ trên bầu trời chợt xuất hiện vòng xoáy giống như tinh vân khóa sắt, thoáng cái đầy trời cao, tầng tầng lớp lớp, giống như là hàng tinh quý tích vậy. Sắc mặt của cái tư ngưng trọng, ở dưới tinh vân khóa sắt này, toàn bộ không gian đều xảy ra biến hóa vi diệu. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được bầu trời thoáng cái cương cứng, giống như là bị tầng tầng xích sắt khóa lại, chính mình hoàn toàn bị cầm giữ. Hắn thử hơi bắn ra thủ chỉ, nhất thời sắc mặt đại biến, lực lượng trực tiếp bị áp chế hơn phân nửa. Ha 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 ha, có phải rất tuyệt vọng hay không a? À? Kỳ quỷ châm biếm vang lên, ở phía trên một cái trên ống khóa chậm rãi hiện ra bóng dáng của hắn, vẻ mặt rêu cợt nhìn phía dưới thiên không nguyên khí tỏa này của ta có thể trực tiếp phong thiên tỏa địa phàm là trong vòng ngũ hành tồn tại đều trốn không thoát khỏi công kích của nó vẫn nhắm mắt tu luyện lý vân tiêu đột nhiên mở hai mắt ra tới lộ ra vẻ kinh ngạc cái khóa sắt này khi trước hắn cũng thấy qua hơn nữa còn là bảy biện ra ngân sắc cũng không có cái loại đặc tính phong tỏa nguyên lực này xem ra trước đây kỳ quỷ cùng hắn đánh một trận vẫn là có lưu thủ hơn nữa để cho hắn cảm giác hứng thú là loại công hiệu phong tỏa nguyên lực này cùng ma nguyên tỏa của hắn tựa hồ cùng ra vừa rút lui chỉ bất quá đối tượng phong tỏa lực lượng bất đồng mà thôi hắn đột nhiên nghĩ đến thiên không nguyên khí tỏa này có thể khóa lại ma nguyên lực hay không kỳ quy đắc ý nói ổ khóa này của ta có ba loại biến hóa hiện tại chỉ là cơ bản nhất phong thiên tỏa địa ngươi cũng đã triệt để thúc thủ vô sách kế tiếp còn có thể cùng nhau chơi đùa khoái trá được sao Ha ha! Trong miệng hắn cùng thiếu, nhưng trong tay quyết ấn lại chưa ngừng kinh doanh một chút, bên người siềng xích không ngừng lắc lư, ở chung quanh hắn hoảng ra từng đạo cái bóng, trong đó cổ động tiếng sấm nổ mạnh. Chỉ thấy bên người kỳ quỷ ngân mang loại lên, tinh vân xiềng xích nộn nhạo một chút, đã hóa ra vạn đạo ngân quang, toàn bộ thế giới thoang cái đã biến thành ngân sắc. Không chỉ có như vậy, toàn bộ tinh đoàn hình như đột nhiên phân giải ra, hóa thành vô số mũi tên nhọn, như là hạt mưa bay vụt xuống tới cái tư biến sắc, trong miệng giống giận không nớt, thân thể ở dưới nguyên lực bắt đầu khởi động hơi chấn động, khuôn mặt không ngừng mà vặn mẹo, hướng ra phía ngoài mở ra, xấu xí đến cực điểm. Trên đỉnh đầu một rúm hồng mau càng thoáng chút giống như hoa nở rộ, hình như cây mẫu đơn, cả người hoàn toàn biến thân thành hình thái nửa yêu. Ẩm! Ngũ chỉ của hắn hướng phía không trung nắm chặt, trong tay một đạo thiểm điện màu xanh nhạt nổi lên, lôi kéo xuống như là thủy màng mở ra, hóa thành một mặt lá chắn điện bang 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 vạn mũi tên chiếu xuống không ngừng mà đánh vào trên lá chắn điện kích khởi từng đạo điện mang nổ bắn ra toàn bộ bầu trời đều là một mảnh lôi điện hải dương cái tư cả người quần quận nổi lên thân thể khổng lồ trốn ở sau lá chắn điện trên mặt lộ vẻ giận dữ hừng vô dụng ánh mắt của kỳ quỷ ngưng tụ hừ lạnh một tiếng khắp bầu trời ngân sắc xiềng xích không ngừng trên dưới hoàng động ngân quang chậm dai hóa thành kim sắc từng vòng cuốn rơi xuống bốn phía đều là cái bóng của kim sắc xiềng xích hoa cả mắt bong bong đột nhiên một đạo thanh âm thanh thúy vang lên cái tư bỗng nhiên trận to hai mắt hoảng sợ phát hiện mình càng trong lúc vô tình đã bị trói lại a à. phía dưới truyền đến tiếng kinh hô đa phần là nhân tộc trong giọng nói mang theo mừng rỡ kích động lý vân tiêu cũng là con ngươi co rút lại ngay cả hắn cũng không có phát giác xiềng xích là như thế nào trói chặt đối phương không gian thần thông sao thảo nào có thể trói buộc vạn vật. Chanh! Cái tư mạnh mẽ quấy người một cái, chấn đến kim tỏa loảng xoảng vang lên, trái lại càng thêm trói chặt vài phần, trực tiếp bóp tiến trong thịt của hắn. Một vòng kim sắc xiềng xích cuốn quanh ở cánh tay hắn, không ngừng đi phía trước bao bọc đến, rốt cục đem tạo ra điện lá chắn thủ trưởng trói lại, toàn bộ điện mang thoáng chút tiêu thất. Khoe miệng của kỳ quỷ nết lên nụ cười chiến thắng tới. Ha ha, thiên không nguyên khí tỏa ta là không có khả năng dễ thoát ra, ngươi trái lại chịu chết đi. Bốn phía một chút hiện ra vạn đạo ngân sắc tiến mang, xuyên qua kích bắn xuống. Sắc mặt của cái tư ngưng trọng, nhưng không có một vẻ bối rối, chỉ là tĩnh tao nói. Đích sắc có chút mánh khỏe, nếu như đổi thành những người khác nói, vẫn là thực sự thất bại cũng nói không chừng. Cái gì? Con ngươi của kỳ quỷ ngưng lại, tựa hồ đã nhận ra công kích sẽ không thuận lợi trên đỉnh đầu cái tư rún tóc hồng mọc lên như hoa mẫu đơn thoáng cái giải tản ra tới ầm ầm một tiếng một cổ lực lượng kinh khủng phủ xuống tóc hồng này tựa hồ toàn bộ sống lại từng sợi như là độc xà vậy trên bầu trời lan tràn đều hướng phía ngân tiễn cuốn đến chương 2037, thiên không nguyên khí tỏa hai ngân tiễn nhiều hơn nữa cũng không có nhiều bằng tóc của hắn số lớn tóc dài màu đỏ sông hướng thiên không tựa như thiên nữ tán hoa tản ra khắp bầu trời cũng không nhìn thấy kim sắc xiềng xích và ngân sắc tiễn mang nữa có chỉ là một mảnh tóc hồng như là tầng tầng hà vân hai người toàn bộ đều mất tung ảnh toàn bộ bị nhốt ở mây tía trong mọi người thấy tóc bay đầy trời chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận quần cuộn muốn nói nhưng càng nhiều là khiếp sợ và kinh hoàng con ngươi của phi nghe trận co rút lại lộ ra vẻ lo âu suy trên bầu trời đột nhiên hiện lên một đạo thanh sắc lôi quang toàn bộ màu đỏ phát hải một chút bị bổ ra cái khe thân ảnh của kỳ quỷ vọt ra trong tay nắm một thanh sấm sét chi nhận vẻ mặt giận dữ hai tay của chém xuống lôi nguyên nhận ầm ầm bầu trời truyền đến một đạo tiếng sấm một tia điện quang hạ xuống trực tiếp bắn vào trong đạo lôi nhận kia cùng nhau chém vào biển tóc suy lạp vô số tóc dài màu đỏ toái thành bụi phấn thật lớn thành đoàn biển tóc màu đỏ thoáng chút vỡ ra được bên trong bắn ra vạn đạo lôi quang dường như xuân tàm phá dũng ở trong biển tóc thoái tẫn dần hiện ra từng đạo kim quang trên bầu trời xiềng xích tái hiện trạng thái úc vân chỉ bất quá mặt trên vạn đạo điện mang chớp động ra đánh văng ra toàn bộ tóc khuôn mặt của cái tư đại tăng trên đầu tóc hồng vừa thu lại lần thứ hai hóa thành dạng mâu đơn đắp ở trên đầu uống hắn mở lớn hai tròng mắt trong lúc bất chợt trở nên lam sắc một mảnh hơn nữa càng ngày càng sáng đúng chớp động sấm sét hét lớn một tiếng lưỡng đạo mâu quang trực tiếp kích bắn đi, vèo, lam sắc lôi quang đánh bại không gian, dị thường sắc bén. Cái tư sau khi bắn ra hai đạo lôi quang, cả người thoáng cái đã mất đi tinh thần, ngay cả da đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Đỉnh đầu cây mâu đơn hóa dạng cũng thoáng cái bất tin diễm, sắc mặt của kỳ quỷ trầm xuống, tay trái bấm tay niệm thần chú, khắp bầu trời kim sắc xiềng xích thoáng cái xoắn thành tinh vân đồ án, ở tiền phương của hắn tầng tầng phô bày ra trên vòng xoáy xương xích là vô số thanh sắc sấm sét chớp động như là một cái lôi điện chi hải bang bang lưỡng đạo lam sắc điện quang nhảy vào trong lôi điện chi hải không ngừng vang dội xiềng xích ở trên trời cao hào hào hoàng động tinh vân lôi hải dĩ nhiên không cản được lưỡng đạo lam sắc lôi quang trên ống khóa không ngừng bị chấn ra kim mang tới bắn về phía bát phương sắc mặt của kỳ quỷ châm xuống lộ ra vẻ mặt tay phải hướng lên trời cao một chảo lôi điện chi nhận màu xanh nắm trong tay đi phía trước phương chém tới thình thịch lôi nhận chém ở trên lam sắc chi quang kia trực tiếp dặn nước đầy quân văn ở dưới ánh mắt hoảng sợ của hán phanh một tiếng nổ tung nước ra tới hóa thành vô số điểm thanh quang cái gì kỳ quỷ nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời hoảng sợ quát to một tiếng phanh lam sắc lôi quang đục lỗ lôi nhận sau đó đánh vào trên người hắn, mạnh mẽ toát ra một đóa lam sắc lôi hoa diễm lệ, coi như khói lửa ở trên không trung nở rộ. Phía dưới nhân tộc đều là há to mồm, trong mắt lộ ra vẻ lấy làm kinh ngạc. Thua sao? Trong lòng mọi người đều là hiện ra dấu chấm hỏi tới, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nếu là trận này thua, hầu như rất khó lật bàn. Giống. Đột nhiên bầu trời đại địa run rẩy kịch liệt, một đạo thanh âm cuồng bạo vô cùng ở trên trời đánh văng ra, toàn bộ không gian đều bị áp súc và mẹo cái tư bỗng nhiên kinh hãi, giống như có chút mất tinh thần hai mắt thoáng cái trở nên sáng bừng, lần thứ hai ngưng tụ ra lam sắc lôi điện. Chỉ thấy trên bầu trời một mảnh thanh quang di động, một cổ hung thần khí tức cuồng bạo chuyển đến. Ở bên trong thanh ảnh kia, kỳ quỷ khuôn mặt dị thường dữ tợn, ánh mắt hung bạo hoàn toàn đã không giống như là nhân loại. Mà ở phía sau hắn, một đạo hư ảnh to lớn chậm rãi ngưng tụ, chiếm nửa bên bầu trời. Trong hư ảnh thấy không rõ ràng dấp, chỉ biết là thị một con viễn cổ manh thú bức ảnh sẽ liên lạc lại đáo kỳ quỷ thân phận tất cả mọi người minh bạch đó là thượng cổ chân linh chiếu hình lực lượng còn sót lại ở trong huyết mạch lưu chuyển ngàn văn năm cuối cùng có một ngày buộc phát ra khí tức gần chứa trong đó chừng chân linh vẫn lôi hư ảnh thoáng cái dương đôi mắt lâm không quan sát xuống tới tất cả mọi người đều toàn thân run lên đôi mắt kia thật giống như nhìn chằm chằm mỗi người đến từ đáy lòng sợ hãi lan tràn bắt đầu không ít người hai chân như nhuộn ra, liều mạng vận chuyển nguyên lực chống lại. Phi nghê cũng là lộ ra vẻ mặt, chân linh biến thân là chiêu cuối cùng của mỗi một võ giả có được chân linh huyết mạch, thế nhưng căn cứ tu vi cùng với huyết mạch tự thân mạnh yếu khác nhau, trình độ biến thân cũng không giống nhau. Nàng đối với lực lượng của kỳ quỷ là có tường tận hiểu rõ, thời khắc này trình độ biến thân đã vượt ra khỏi phạm vi kỳ quỷ có thể khống chế, nhìn cặp mắt hung bạo kia của hắn, tựa hồ đã mất đi ý thức tùy ý hung bạo chi khí trong huyết mạch chân linh không chế lý vân tiêu cũng là con ngươi hơi co lại lẳng lặng nhìn tất cả biến hóa cùng với chân linh hậu duệ giao thủ số lần không tính là ít trong đó người nổi bật có nhuận tường và cốt hồng bọn họ tu luyện cơ bản cũng là không ngừng kích phát và cô động huyết mạch tựa hồ so với phổ thông võ giả có tiên thiên ưu như thế nhưng dưới phiến bầu trời này trong tuyệt đỉnh cơn giả không có chỗ nào mà không phải là dựa vào tự thân gian khổ tu hành mà tăng lên kỳ quỷ dơ lên song trường không ngừng mà có lôi điện từ trên người hắn toát ra rũ mánh vào trong hư ảnh phía sau còn có vô số ký hiệu cổ quái chưa từng thấy qua ở trong lôi điện không ngừng lan lộn giống giống hư ảnh của vẫn lôi chân linh kia chợt hét lớn một tiếng thân thể rung động một cái hầu như muốn ngưng ra thực thể tới một cổ khí tức kinh khủng cuồng bạo giải khai khắp bầu trời đều là sấm gió vang dội cái tư cả người đều không thể bình tĩnh trong tròng mắt lam quang càng ngày càng mạnh nhưng cũng khó mà che giấu nội tâm kinh khủng trên bầu trời chân linh hư ảnh to lớn trực tiếp mang đến cho hắn trên tinh thần trùng kích cực lớn chỉ là cổ huy áp này đã sinh ra khó có thể chống lại lôi hổ hỏa báo trầm giọng vừa quát nói hồi tâm lương thần không phải sợ đây chỉ là chân linh tàn ảnh mà thôi vì thế kinh người trên thực tế không có lực lượng gì. Cái tư vừa nghe, lúc này mới thoáng bình tĩnh, hai tay bắt ra một đạo quyết ấn, vận chuyển nguyên công. Lớp da màu lam nhạt của hắn xuất hiện lần nữa sáng bóng, một lam sắc quyết ấn lên trên đỉnh đầu hiện lên, rũ tóc màu hồng cũng một chút nở rộ, dĩ nhiên bày biện ra trận hình. Đại lượng lam sắc hồ quang từ trên người cái tư tuôn ra, như là sóng biển truyền ra, cả người hắn dường như đứng ở trên đỉnh sóng. Chương 2038 ai thắng? Một. Lôi hổ hỏa báo nhướng mày, hung hăng trợn mắt nhìn một hưu vân một cái, lúc này hắn mới hiểu được nguyên nhân, đối phương lựa chọn địa điểm ở vùng ngoại ô. Chiêu này của cái tư vốn là kết hợp đại hải chi lực, lấy lôi điện thần thông dẫn động kinh đào hải lãng, có thể đưa đến hiệu quả làm ít công to, lúc này ở trên đất bằng trái lại đã bị áp chế. Giống. Kỳ quỷ đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, thanh âm cùng với chân linh hư ảnh kia không có gì khác nhau trên người hung bạo chi lực đặc hơn khó diễn tả được hai tay hắn trực tiếp ở trước người bắt ra một đạo quyết ấn sau đó thân thể từ từ hiện lên tới hướng về phía trước nghiêng xuống ùng ùng bầu trời chợt vỡ vụn ra một đạo lôi quang từ phía chân trời rơi xuống toàn bộ thế giới thoáng chút đã sụp đổ xuống tới tất cả mọi người đều hoàn toàn bị chấn động ở dưới cổ vô biên uy áp kia cơ hồ là khó có thể nhúc ních trước mắt ngoại trừ đạo lôi quang lưu tinh ra hoàn toàn là một mảnh hắc ám Á à, a à, a à. cái tư cũng là liều mạng đem tất toàn bộ công lực ở trên sóng trường mạnh mẽ hướng lên trời oanh đến cả vùng đất từng vòng lam sắc cuộn sóng trong nháy mắt thu nạp đứng lên đều hội tụ một thân trên đầu mái tóc cuốn thành dạng mẫu đơn thời ra càng hóa thành một phương trận thế treo ở bốn phía sóng trường hóa thành công kích mãnh liệt xông lên đám mây ầm ầm lưỡng cổ lực lượng trong nháy mắt tương giao cùng một chỗ, đều là lôi điện, bày biện ra thanh lam song sắc. Kỳ quỷ là huyết mạch truyền thừa, mà cái tư còn lại là trời xanh lôi điện thân thể, lưỡng cổ lực lượng bất quá kiềm chế lẫn nhau chỉ chốc lát, lam sắc lôi quang liền ầm ầm vỡ vụn ra. Thanh sắc lôi quang như là vẫn thạch rơi xuống, không huyền niệm chút nào đánh vào trên người cái tư, chấn khởi sấm sét tận trời, như du long hướng ra bốn phương tám hướng chấn động đi toàn bộ thế giới tất cả đều là sấm chớp rền vang sáng loa hoàn toàn không mở mắt ra nổi không chỉ có bầu trời nghiền nát ngay cả đại địa cũng là nước nẻ ra lôi điện tảng ra một cái hố sâu đen kịt rất nhanh hiện lên ở trước mắt mọi người trong hố sâu kia còn không ngừng toát ra điện quang bốn phía đùng chấp động liên tục người nào thắng trong đầu của mọi người đều hiện lên ra một cái dấu hỏi cũng là bọn hắn vấn đề quan tâm nhất toàn bộ ngước đầu lên tới hướng trong hố sâu nhìn lại ha ha lôi hỏa lão cẩu ván này chúng ta thắng trần phong viễn cười ha hả gương mặt dương dương đắc ý tất cả mọi người đều mừng như điên tuy rằng hố sâu đen tối không thấy đáy hoàn toàn nhìn không thấy kỳ quỷ và cái tư nhưng nếu trần phong viễn nói như vậy tất nhiên là thắng nhất thời một trận hoan hô hải tộc bên kia còn lại là ai nấy sắc mặt cực kỳ khó coi tên nữ tử hai chân treo trên bầu trời càng phẫn nộ quát một tiếng cái tư thực sự là phế vật phi sắc mặt của lôi hổ hỏa báo châm xuống, quát lệnh. Thôi lắm các ngươi khi nào thắng. Để thắng tiểu quỷ kia đứng ra cho ta xem a. À. Tất cả mọi người đều sửng sốt, có chút không rõ đầu đuôi, trong đầu đều là một cái dấu hỏi, rốt cuộc ai thắng. Thân ảnh của phi nghe khẽ động, chỉ thấy một đạo hỏa quang màu đỏ lóe lên, liền bay vào bên trong hố sâu. Thời gian mấy hơi thở, liền thấy nàng lần thứ hai bay ra, chỉ bất quá trước người kéo một gã nam tử, cả người đen kịt, chính là biến thân không khống chế được kỳ quỷ ngay cả mình cũng hoàn toàn lâm vào trong lôi điện chi uy phi nghe chân thành nói rằng kỳ quỷ chỉ là hôn mê đi người của hải tộc các ngươi cũng tan xương nát thịt thắng bại vừa xem hiểu ngay lôi hỏa đại nhân vẫn còn có nghi hoặc lôi hổ hỏa báo hử nói đã bất tỉnh cũng gọi là thắng chê cười hơn nữa nha đầu này không đi xuống cứu người nói khó bảo toàn tiểu tử này không chết đây có tính phá hủy quy củ tỉ thí hay không Trần Phong Viễn cả giận nói. Lão cẩu, ngươi nghĩ chống chế. Lôi hổ hỏa báo nói. thường ta chống chế. Thắng bại chưa phân, các ngươi đã một mình can thiệp kết quả. Sự thực chính là kết cục trận này tỷ võ. Nếu như không có nha đầu kia một mình đi xuống cứu người, tất nhiên là song phương đều chết thế hỏa. Thế hỏa. Ngươi còn có xấu hổ hay không a? À? Nhân tộc nhất phương đều không đáp ứng đứng lên, đều nào chửi bậy. Lôi hổ hỏa báo sắc mặt trầm xuống, khi tức trên người trực tiếp phát ra nhất thời ầm ầm một tiếng như là núi cao áp đỉnh mọi người thoáng chút toàn bộ câm miệng lại hắn chỉ vào phi ngê, lạnh giọng nói nếu là lời không phục đã đem đan dược ngươi vừa mới cho hắn nuốt vào trấn đi ra sau đó ném quay về trong hố này xem hắn sống hay chết phi nghe mí môi đề nghị này nàng hiển nhiên sẽ không đồng ý rất sợ lôi hổ hỏa báo đột nhiên xuất thủ cấp tốc bay trở về chỗ cũ đem kỷ quỷ an trí tốt hừng, trột dạ đi. Lôi hổ hỏa báo lạnh lùng cười, nói. Nếu là các ngươi muốn trông chê không đồng ý thế hòa nói, kế tiếp tỉ thí cũng không cần đánh. Một hưu vân cũng là trên mặt tràn ngập vẻ giận dữ, nói. Nếu là trận này là hòa, còn lại ba trận, kết quả cuối cùng là hai so với hai bằng nhau, làm sao xử thắng bại. Lôi hổ hỏa báo hừ nói. Rất đơn giản, phía dưới tỉ thí nói không chừng còn có trận khác bình thủ coi như cuối cùng đánh thành hai so với hai thi đấu thêm không được sao trần phong viễn truyền âm nói nếu là tiến nhập thi đấu thêm mà nói đối với chúng ta cũng càng có lợi ta thấy bọn họ còn dư lại bốn người một tên vương tử trong đó chỉ có tu vi thất tinh đỉnh phong vũ đế một hưu vân ngươi có thể thắng được một hưu vân là bắt tinh vũ đế thứ thiệt mặc dù là sơ cấp nhưng chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra dưới áp chế một tinh võ giả sẽ không thành vấn đề phải biết rằng sau khi bước vào cao giai vũ đế, trừ phi thực sự nghịch tiên, bằng không rất khó xuất hiện tình huống nhảy qua giai khiêu chiến. Đây cũng là nguyên nhân hắn và Trần Phong Viễn cũng không quá xem trọng Lý Vân Tiêu, nếu không phải Trần Phong hết lòng ủng hộ, thậm chí sẽ không lo lắng để Lý Vân Tiêu lên sân khấu. Được, vậy cho các ngươi chống chế một lần, lần sau không được viện dẫn lý lẽ này nữa. Một hưu vân vẻ mà tâm lãnh, hung hăng quát dẹp đường. Trận đấu kế tiếp, nên là các ngươi trước tiên phái người lên. Lôi hổ hỏa báo lạnh lùng cười, quay đầu qua nhìn còn dư lại bốn người nói. Các ngươi ai lên? Điều kiện vẫn là như nhau, không thắng liền chết. Ta! Còn dư lại tên nam tử mặt bự và nữ tử kia đều là đồng thời kêu lên, tranh nhau muốn cấp xuất chiến. Nam tử mặt bự sắc mặt trầm xuống, quát dẹp đường. An lâm, ngươi cùng ta tranh đoạt danh tiếng cái gì? Trận này phải thắng, chỉ có ta mới là thí sinh tốt nhất. Nữ tử cả giận nói: người đổ con lợn này câm miệng cho ta, ta xem thực lực của ngươi chưa chắc mạnh như cái tư. đi tới tươi sống cho người ta làm thịt là chuyện nhỏ, cho hải tộc chúng ta mất mặt là chuyện lớn. mươi 2039, ai thắng? hai nam tử mặt bự trên mặt phi nhục kịch liệt rung động mấy cái, giận dữ hét: An lâm thiện nhân, người muốn chết? Hắn lúc này một quyền không có dấu hiệu nào đánh tới. Ầm ầm. Quyền phá hư không, toàn bộ quyền ảnh ở bốn phía không ngừng chấn động ra. Thân ảnh của An Lâm ở dưới một quyền của hắn trực tiếp bị đánh nghiền nát, nhưng đúng là tàn ảnh. Cái gì? Nam tử mặt bự trong lòng cả kinh, bỗng nhiên cảm thấy một khẩu nguy hiểm phủ xuống, nhất thời chảy ra mồ hôi lạnh. Dương tay. Lôi hổ hỏa báo vừa quát, trong con ngươi điện quang lóe lên, một đạo hồ quang trực tiếp kích bắn ra phanh một chút trên không trung nổ lên. Một đạo thủy kính từ quang mang nô lên cao nghiền nát xuống, thân ảnh của An Lâm nổi lên, chỉ là trên mặt vẫn như cũ tràn đầy sắc ý, lạnh như băng nhìn chằm chằm nam tử mặt bự. Lôi hổ hỏa báo quát dẹp đường. Tất cả yên lặng cho ta, ai lộn xộn nữa một chút, ta để hắn đời này đều không nhúc nít được. Hắn giao hơn mang song, ánh mắt chuyển hướng nhuận tông, khá có thâm ý nói. Vương tử điện hạ, ngươi không dự định xuất thủ sao? nhuận tông sắc mặt bình tĩnh lắc đầu nói ta không thích đánh một trận không nắm chắc hừ hừ trận đấu kế tiếp nếu muốn thắng ta xem ngươi nắm chặt xem như lớn nhất hà tất khiêm tốn vậy trong đôi mắt của lôi hổ hỏa báo hiện lên tinh mang thẳng nhìn chằm chằm nhuận tông tựa hồ muốn đem hắn triệt để xem thấu. nhuận tông ngẩng đầu hướng phía xa xa nhìn lại nơi nào đứng yên chứ một người phong khinh vân đạm hắn con ngươi hơi co lại nói ta sợ ta lên đài Đối thủ là người nọ, ta không có nắm chắc có thể thắng hắn. An Lâm và Nam Tử mặt bự đều là gương mặt vẻ cổ quái, hướng phía xa xa người nọ nhìn lại, chính là Lý Vân Tiêu. Mấy người nói chuyện cũng không có tận lực che giấu, nhân tộc bên này cũng nghe được rõ ràng, toàn bộ đưa ánh mắt về phía Lý Vân Tiêu, lộ ra thần tình nghi ngờ tới. Trước đó kiến thức kỳ quỷ xuất thủ đánh một trận, cái loại lực lượng kinh thiên động địa này đã thâm nhập nhân tâm đại biểu chính là thực lực đỉnh phong trong thế hệ trẻ, ai cũng sẽ không cho là Lý Vân Tiêu có thể mạnh hơn kỳ quỷ. Do đó nghe nhuận tông nói ra, đều là lộ ra các loại biểu tình, có trầm tư, có hoài nghi, cũng có không tiết. Lôi hổ hỏa báo gật đầu nói, ừ, người kia xác thực rất vướng tay chân. Nhưng nếu là ngươi lên sàn, thắng bại hẳn là ở tỷ lệ 5 năm. Nhuận tông bình tĩnh nói, xác suất thắng này quá thấp. Lôi hổ hỏa báo nói, được rồi, ta cũng không bắt buộc. Hắn ngẩng đầu lên, thiện tay chỉ an lâm một cái, nói. Trận này liền do ngươi lên đi, chỉ được thắng không được bại. An lâm đại hỉ, vội hỏi. Hắc hắc, tuyệt sẽ không có hạ cuộc tỷ thí nữa rồi. Nàng đắc ý chừng mắt với nam tử mặt bự một cái, liền bay ra ngoài. Chỉ cần trận này thắng, bọn họ hải tộc đó là hai thắng một hòa, kế tiếp hoàn toàn không cần so. Ánh mắt của An Lâm ở nhân tộc chung vừa chuyển, cuối cùng rơi vào trên người của lý vân tiêu ngoắc ngón tay khinh miệt cười nói tiểu tử nghe nói ngươi rất lợi hại có dám cùng với ta đánh một trận sắc mặt của lôi hổ hỏa báo châm xuống đầy mặt đều là vẻ giận dữ hắn nghĩ không ra an lâm vừa lên khứ dĩ nhiên chủ động tìm lý vân tiêu khiêu khích người khác có thể không biết thực lực của lý vân tiêu nhưng hắn mới từ đông hải đến đây cũng biết đến rất rõ ràng loại hành vi này hoàn toàn là tự mình muốn chết Kỳ thực An Lâm cũng là bị bọn họ đối thoại kích thích, nội tâm cực độ không phục, lúc này mới muốn biểu diễn lực lượng của chính mình. Lôi hổ hỏa báo nghĩ lại một chút, ván này nếu là Lý Vân Tiêu xuất thủ cũng lại thua, như vậy kế tiếp lại không người có thể chống lại nhuận tông, bọn họ chỉ cần lại thắng một hồi có thể bảo đảm bất bại. Nghĩ đến chỗ đó cũng liền không lên tiếng. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người của Lý Vân Tiêu, hắn nói. Ngươi thực sự quyết định khiêu chiến ta an lâm ngạo nghe nói đương nhiên nhân tộc có thể làm cho nhuận tông đại nhân đều kiếm kỵ an lâm ta rất nghĩ một lát ta còn nghe nói một ít tin đồn về ngươi ở đông hải tuy rằng khuyết đại cực kỳ lợi hại nhưng là cũng đủ nói rõ ngươi là một đối thủ có phân lượng an lâm ta dưới tay không giết loại rác rưởi vô danh khuôn mặt của lôi hổ hỏa báo co quắp một chút trong tròng mắt một mảnh vẻ lo lắng đông hải vương tộc bị móc xuống tổ chim hán thân là đông hải cường giả đứng đầu cũng là bộ mặt không ánh sáng hiện tại bên ngoài đối với chuyện này có nhiều lời đồn nhưng người không tin chiếm đa số nhưng theo thời gian chuyển rời chậm rãi đều sẽ bị thế nhân biết được nếu không thể giết chết lý vân tiêu sỉ nhục này vĩnh viễn không thể rửa sạch vẻ lo lắng trong tròng mắt của lôi hổ hỏa báo hiện lên một đạo sát khí nồng đầm vô cùng nhưng vừa chuyển rồi biến mất trong lòng hắn đột nhiên chấn động ánh mắt hơi vừa chuyển chỉ thấy nhuận tông đang kinh ngạc nhìn hắn tựa hồ phát hiện trong lòng hắn găm chiêu thấp giọng nói nghe đồn là thật sắc mặt của lôi hổ hỏa báo châm xuống nặng nề hừ một tiếng trong lòng của nhuận tông chấn động mãnh liệt nhấc lên cơn sóng gió động trời luôn luôn sắc mặt lạnh nhạt hắn cũng trong nháy mắt trở nên tái nhợt. đối với nghe đồn hắn cũng là bán tín bán nghi tuy không có ngay mặt bác bỏ nhưng nội tâm vẫn là lấy không tin chiếm đa số lúc này thái độ của lôi hổ hỏa báo hiển nhiên là thầm chấp nhận đông hải vương tộc bị người móc xuống tổ chim đây nhuận tông cả người đều triệt để lang loạn lôi hổ hỏa báo cao mày nói trong đó quá trình rất phức tạp tiểu tử này thực lực xác thực rất mạnh nhưng không có khoa trường giống như ngươi nghĩ vậy không cần khẩn trương việc cấp bách đó là bắt võ quyết đạt được tuyệt thế ất mục sau đó trong mắt của hắn lóe lên nồng nặc sát khí lạnh như băng truyền ấm nói sau đó tiểu tử kia ta sẽ đích thân đưa hắn bẩm thây vạn nhuận tông tái nhợt nghiêm mặt gật đầu nội tâm mới hơi chút bình tĩnh lại nhân tộc bên kia lý vân tiêu thu liễm toàn thân khí tức trực tiếp từ không trung hạ xuống nói như ngươi mong muốn hắn một bước đi ra hướng giữa sân đi tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần đại khí không dám xuyến một chút nghe đồn vị đệ nhất nhân trong nhân tài mới xuất hiện mạnh mẽ như thế nào mỗi người đều kiếm chân mà đợi an lâm mỉm cười nói không sai rất có cao thủ khí chàng sẽ không biết thực lực của ngươi có thể phù hợp thanh danh của ngươi hay không. Khoe miệng của Lý Vân Tiêu dương lên, nói, ngươi thử xem đã hiểu rồi. Hán tuyệt không lo lắng võ quyết nhân tộc thất bại, mình là ổn thắng không thể nghi ngờ. Lúc nếu người nào thua một hồi, hắn lập tức gọi tân thần đi ra đánh một hồi cuối cùng, cuối cùng không đông đảo cũng có thể đánh vào thêm tràng thi đấu. Chương 2040, Thân Bất Tử ta thích cùng cường giả đánh, càng thích cùng với cường giả tự tin giống như ngươi đánh. An lâm lẹ lưới tới, đói khát liếm môi một cái, cả người nhất thời trở nên hoàng hốt, thoáng cái đã biến mất ở trước mắt. Suy! Sau một khắc, đột nhiên một thanh hát sắc dao gầm trực tiếp từ trong hầu Lý Vân Tiêu cắm đi ra, tiên huyết vẩy ra. Trong tròng mắt của Lý Vân Tiêu lộ ra kinh khủng và vẻ tuyệt vọng, hai tay không ngừng trên không trung bãi động, sau đó che hầu, phát sinh tiếng gầm nhỏ thống khổ, nhưng vẫn như cũ đỡ không được ồ ồ toát ra bọt máu. A, à, tất cả mọi người đều là há to mồm, không tự chủ được a à một tiếng, triệt để ngây dại ra đó. Vốn cho rằng tất nhiên sẽ là một trận đánh kinh thiên động địa, cứ như vậy thoáng chút đã kết thúc. Mộ Dung Hằng Vũ trong mắt đều rất đi ra, hoàn toàn không thể tin được trước mắt thấy được. Hắn xoa nhẹ hai mắt nhìn lại lần nữa, đích thật là chân thực như vậy, đích thật là chân chân thiết thiết Lý Vân Tiêu bị giết rồi phu thê trần phong cũng là vẻ mặt ngạc nhiên ngây ngốc tại nơi đó ha ha đột nhiên một người bật cười lên giang tu chân nhịn không được cười như điên nói ha ha cái gì đệ nhất nhân trong nhân tài mới xuất hiện quá đầu ép rồi ha ha hắn đang ôm bụng cười đến mức không lưng tựa hồ tiếng cười của hắn càng lớn càng có thể bị xua tan nhu nhược trước đó mang tới cảm giác nhục nhã hư đúng là một phế vật như vậy may là ta không lên sân khấu Bằng không hoàn toàn không có hứng thú Hải tộc mặt bự đầy thịt kia khinh thường châm chọc đứng lên Lôi hổ hỏa báo sửng sốt một chút Trước mắt chàng cảnh này là chân thực như vậy Nhưng hắn luôn cảm thấy không thích hợp Hơn nữa cái loại cảm giác không đúng này càng ngày càng mạnh Mạnh liệt để hắn có chút nóng nảy đứng lên Lý vân tiêu hai tay bưng hầu Trong mắt bắt đầu trắng dã Dần dần mất đi sinh cơ Phía sau hắn đem trên dao gâm hát sắc một cánh tay trắng nổi lên chậm dại hóa ra nhân ảnh của an lâm nàng vùng xung quanh lông mày cũng là nhữ lại luôn cảm thấy không nên dễ dàng như vậy nhưng sự thực lại vừa bày ở trước mắt suy nàng từ từ đem trùy thủ rút ra rút thập phần thông thả trên yết hầu của lý vân tiêu máu phát ra tiếng xè xè tiêu bắn đi ra như là hát thấp giọng bài ca phung điếu an lâm chậm rãi nhắm mắt lại trên mặt lộ ra thần tình hưởng thụ theo phong lạc giọng thấp giọng hừ vài cái rốt cục trùy thủ triệt để rút ra, An Lâm một cước đá vào trên cái mông của Lý Vân Tiêu, đưa hắn hung hang đạp đi ra ngoài, ngã trên mặt đất có quắp không nớt. Thực sự là quá làm cho ta thất vọng rồi, sớm biết vậy để đổ con lợn kia đi lên được rồi. Trong tay nàng trùy thủ múa một đao hoa đã thu vào, hướng phía nhân tộc quá to. Ta yêu cầu tiếp tục đánh cuộc kế tiếp, trận này quả thực chính là đúng vũ nhục ta. Trong nhân tộc tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, ai nấy trận mắt há hốc mồm đều vuốt mắt sau mấy lần vuốt mắt còn có chút người vỗ vào đầu mình bóp cánh tay rốt cục xác nhận trước mắt thấy được cũng không phải nằm mơ em gái ngươi đệ nhất nhân trong nhân tài mới xuất hiện a à, đem chúng ta làm hại thảm rồi tất cả mọi người đều hoa hoa kêu to lên ai nấy trận mắt viên nhìn trứng mắt với mấy người mộc hưu vân và đao kiếm tông hiển nhiên là ở trách cứ bọn họ loạn điểm phái nhân thủ trần phong ngơ ngác ngồi ở trên ghế nhìn chằm chằm xa xa thân thể của lý vân tiêu không ngừng co giật thủy trung không thể tin được hắn trong lúc bất trợn con ngươi kịch liệt co rụt lại mạnh mẽ từ ghế ngồi nhảy dựng lên quát to tất cả câm miệng cho ta an tĩnh thấy rõ ràng trong hai tròng mắt của hắn lộ ra vẻ khó có thể tin cùng hoảng sợ toàn bộ sắc mặt đều trắng bệnh đứng lên hoàn toàn không thể tin được trước mắt thấy được a à. phi nghe cũng là đột nhiên kinh hô một tiếng che miệng kinh hãi lộ ra vẻ cực độ hoảng sợ trong nháy mắt toàn bộ bên trong sân trở nên lặng ngắt như tờ mọi người tất cả đều ngây ra như phóng a à, hải tộc bên kia nhuận vũ và nam tử mặt bự cũng là cả người run lên lộ ra vẻ hoảng sợ tới làm sao có thể điều này sao có thể trần phong viễn hoảng sợ lẩm bẩm thậm chí ngay cả ta cũng lừa gạt tất cả mọi người đều bị lừa gạt loại huyễn thuật pháp này loại trình độ này trên tràng hai người quyết đấu, trước đó Chu An Lâm đứng thẳng, đã biến thành Lý Vân Tiêu, vẫn là gương mặt phong khinh vân đạo, thần sắc thản nhiên, tựa hồ chẳng bao giờ di động qua mảy may. Mà xa xa trên mặt đất thân thể không ngừng co quắp dãy rủa, lại thành An Lâm. Trên sân yên tĩnh ngay cả quỷ cũng không có, đột nhiên một trận gió thổi tới, tất cả mọi người nhịn không được run run một chút, chỉ cảm thấy một vô cùng hàn ý xông lên đầu, lần thứ hai liều mạng dây mắt đứng lên, bọn họ đã nhận không ra trước là thật hay bây giờ là thật giang tu chân càng há to mồm đủ để nhét vào một quả dưa chuột tiến vào trong mắt không chỉ có lồi da giống như đèn lồng hầu như muốn cổ nổ lên hắn liều mạng đấm đầu của mình muốn từ trong ảo giác tỉnh lại nhưng ngoại trừ đau nhức ra toàn bộ thế giới không có bất kỳ biến hóa nào sao thế nào làm sao có thể an lâm quỳ dạp trên mặt đất không ngừng dùng rằng đứng lên hai tay bưng hầu, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, sống ở trong ảo giác cũng không phải rất tốt sao. Ở trong lúc tự cho là thắng lợi chậm rãi chết đi, hạnh phúc dường nào bại trận, vì sao phải tỉnh lại đây? Chết! Hắc! Ha ha! An Lâm đột nhiên nở nụ cười, mỗi cười một chút, trong hầu đều sẽ trào ra máu, nhưng nàng vẫn như cũ cười không ngừng, đột nhiên hỏi nói. Ngươi tin tưởng trên đời này có thân bất tử sao? Lý Vân Tiêu nhướng mày, trong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo, nói: "Thân bất tử." Hắn đột nhiên thần sắc khẽ động, cả kinh nói: "Lẽ nào ngươi là?" "Ha ha, không sai, ta chính là thủy diên bộ tộc có được thân bất tử, ngươi làm sao có thể để giết ta đây?" Sắc mặt của An Lâm thoáng cái trở nên âm lạnh lên, cùng thiếu không nớt. Cánh tay của nàng nắm hầu đột nhiên mạnh một chảo, khuôn mặt thoáng cái đã vặn mèo, vươn đầu lươi thật dài, thập phần doa người nhưng trên mặt vặn vẹo còn lộ ra nụ cười âm lãnh. Nàng hai tay buông ra, chỗ yết hầu giống như đất dẻo cao su, trực tiếp bị tạo thành một cái lớn cỡ chiếc đũa. đột nhiên phanh một tiếng, đã bắn trở về nguyên trạng, trên mặt đã không có bất kỳ vết thương nào. Ha 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 trên người ta bất luận thương thế nào, đều có thể ở trong nháy mắt phục hồi như cũ, mặc cho ngươi có thiên đại bản lĩnh cũng không có khả năng để giết ta, ha ha. An lâm một trận đắc ý cười ha hả, trong ánh mắt tinh mang càng ngày càng lạnh nhân đều là sắc mặt đại biến ai nấy khuôn mặt đều xanh biết lên kẻ này đều đánh không chết như vậy còn đánh như thế nào chương 2041 kinh biến một lý vân tiêu nói giết không chết vậy nếu như ta đem ngươi chém thành hai khúc thì sao ta phi bị ngươi chém thành hai khúc có khả năng sao an lâm lẽ lưới tức giận quát một tiếng thử xem đi trong tay của lý vân tiêu hàn quang loại lên lãnh kiếm băng xương trợt hiện lên trong tay khí tức băng lãnh trí cực phát ra khiến kẻ khác cực độ sợ hãi an lâm sắc mặt đại biến nàng cũng có thể cảm thụ được trên thanh kiếm kia phong duệ khí và hàn lanh ý xem ra đối phương thực sự muốn đem nàng chém thành hai khúc nhất thời giận tí mặt nhoáng lên một cái đã tiêu thất ở trên trời cao lý vân tiêu cười lạnh một tiếng trường kiếm nghiêng đâm một cái đi nói tại đây thình thịch không chung một đạo cái phao vỡ tan có tiếng thân ảnh của an lâm nổi lên lăng không một chắc loan động tác đem thế kiếm kia tránh khỏi bảo kiếm quá mức sắc bén nhuệ khí chi quy tắc mở ra trực tiếp đem ra thịt của nàng cắt đi tàng lớn lộ ra huyết nhục đỏ tươi tới đáng chết an lâm tức giận không nớt trên thân hướng phía lộn một cái một chân mạnh giấm nát trên thân kiếm phanh một tiếng chấn thân kiếm và bầu trời cùng nhau nhộn nhạo số lớn hàn khí bốc lên ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi hoảng động liên tục của nàng chân phải trong sát na kết xuất một tầng miếng băng mỏng một cổ hơi lạnh thấu xương từ gan bàn chân của nàng dâng lên dần dần mất đi trí giác không tốt an lâm bỗng nhiên cả kinh trên lưng cố sức xoay tròn chân phải đã tê dại cố sức chấn động đem thân kiếm đá văng ra cả người dựa thế nhắm phía trước xuống tới tay trái ngũ chỉ bấm tay niệm thần chú lăng không đánh ra một đạo lam quang ở lòng bàn tay của nàng khuyết trương ra tràn vô số vòng tròn đồng tâm từng vòng nhộn nhạo xuống phía dưới tay phải còn lại là hắc mang loại lên trùy thủ nổi lên trên không trung ném đi nhất thời hóa thành một thanh hát sắc trường đao lăng không chém xuống hải to khuyết thiếu thuật luyện sư và huyền khí do đó đại bộ phận huyền khí đều là dị thường giản đơn rất nhiều đều là loại hắc nhận này hai đạo sát chiêu cách lý vân tiêu gần trong găng tấc Lãnh Kiếm Băng Xương vừa mới bị đá văng ra, chốc lát khó có thể thu hồi. Ánh mắt của An Lâm lộ ra đắc ý lạnh lùng và sắc khí. Lý Vân Tiêu nhìn nàng dáng vẻ đắc ý, cười nhạt một tiếng, tay trái phóng ở trước người, bắt ra một đạo quyết ấn. Phía sau một đạo kim quang nổ tung lên, nhất thời hóa ra ba đầu sáu tay kim thân, pháp tướng trang nghiêm. Cái gì? Tất cả mọi người đều hoảng hốt, một chút dị thường khiếp sợ. Trên một cánh tay của Lý Vân Tiêu nắm Thiên Thu Bá Đao, trên thân đao tràn ra tiếng khí ẩn cực mạnh, ánh đao như nước lưu động. Thiên thu nhược tuyết, bán tịch như mộng, một đao chấn hồn. Trên đao mơ hồ truyền ra âm cổ, quấy không gian như là tốn hơi thừa lời toàn vang lên, như nước quang lân lân, chém vào trong một trường kia uy lực kia. Bong bong tranh, như là mài đao, thân đao hoảng động liên tục, trường uy chi thế đột nhiên pha vỡ, như là quả bóng xì hơi, phanh một tiếng đã hướng ra bốn phía nổ đến trên cánh tay còn lại là nhấc lên cây búa ùng ùng trên bầu trời tiếng sấm vang dội cây búa thượng hiện ra kim sắc ma ha cổ tự ở trên trời cao lóe lên mà tiêu thất nhất thời cây búa bốn phía bỗng nhiên điện mang tăng mạnh hiện ra từng vòng lôi tinh hoàn một tầng tầng hai ba tầng 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 điệp hai toàn bộ trời cao lập tức rơi vào một mảnh thanh sắc một lôi tinh hoàn to lớn như là vật trang sức khảm nạm trên không trung mọi người thoáng cái trợn mắt há hốc mồm hoảng sợ há to mồm ở dưới phiến lôi khu này tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn thân run lên cái loại lôi điện tràng năng này phóng xả ra giống như là có vô cùng hấp lực giống nhau muốn đem tất cả mọi người hút nhấc lên khứ hơn nữa nơi đây đa số võ giả vốn là lôi tu giả ở dưới phiến tràng năng này ảnh hưởng đã bị rất mạnh cảm ứng trên người không ngừng phụt ra điện mang hoảng sợ không nớt an lâm cũng là trên mặt một mảnh kinh khủng đặc biệt ở sau khi trưởng uy bị phá cả người khí thế bị đao mang một chút chém tán hát nhận cũng trực tiếp ở bên trong lôi tinh hoàn sân áp chế xuống tới khó khăn lại đẩy mạnh thêm nửa phần nang hoàng sợ nhìn cánh tay của lý vân tiêu giơ lên cây búa rốt cục đập xuống tới trong mắt nhất thời tràn ngập kinh khủng trên cây búa lần thứ hai nỡ rộ liễu một chút kim sắc ma ha cổ tự nhất thời khắp bầu trời lôi quang thoáng cái theo đung đưa từng vòng tinh hoàn hướng về bốn phía tán đi tất lý cách cách. Hắc sát trường nhận không ngừng có điện quang chạy qua, toàn bộ huyền khí thân đều cơ hồ bị mạ điện đứng lên, bắt đầu chuyển thành ngân sắc. Không tốt. An lâm lúc này triệt để hoàng hốt, quát to một tiếng, cả người chợt co lại thành một đạo lôi quang dài hẹp, đã hướng phía xa xa bỏ chạy. ầm ầm, Cây búa của Lý Vân Tiêu rốt cục đập xuống tới, bầu trời trực tiếp bị đánh ra một cái hố sâu to lớn đen kịt, Cả thanh hát sắc trường nhận bị chấn vào hư không triệt để không biết kết cuộc ra sao. Khắp bầu trời tinh hoàn kịch liệt lộn ngạo, dường như cự thạch ném vào trong nước. Vô số lôi điện cuộn cuộn dựng lên, bên trong tuân ra số lớn lôi chi ký hiệu, tại nơi cây bờ dưới, dựa theo nhất định quy luật sắp hàng, hướng phía an lâm phương hướng quanh kích đi. Toàn bộ bầu trời đều nghiền nát ra, lôi hải cuộn cuộn, nghiền ép tất cả. Lôi độn thuật vốn là trên đời này nhanh nhất độn thuật một trong nhưng ở khắp bầu trời đều là to lớn lôi điện chẳng hạn, an lâm biến thành chi điện mang đã bị cực lớn vô nhiễu, mấy hơi thở dưới tài trốn ra trăm trượng xa, còn không bằng ngự không phi hành. Ung ung! Lý Vân Tiêu một truy mai rốt cục nghiền qua an lâm biến thành chi lôi điện, nàng một chút hiển lộ chân thân, vẻ mặt đều là vẻ hoảng sợ, há to mồm, nhưng khắp bầu trời sấm chớp rền vang, thực sự nghe không rõ của nàng tiếng kêu thảm thiết. Bầu trời đại địa trên, lộ vẻ một mảnh lôi chi hải dương. Từng gương mặt của người đều bị chiếu rọi đắc đạm thanh sắc, không khỏi lộ ra kinh hai tỉnh, tuy rằng đầy đất vắng vẻ, nhưng từng nội tâm của người đều là khó có thể ước chế dâng lên sóng lớn. Lôi hổ hỏa báo càng hai mắt sát khí chấp động, ngay cả cựu tinh đỉnh phong hắn, cũng cảm nhận được từ trên người của Lý Vân Tiêu truyền tới nhàn nhà tuy hiếp. Người này hôm nay không giết, thực sự hậu hoạn vô cùng lôi thi ô sun phát na chi đảo rằng có bán chén trà nhỏ thời gian mới chậm rãi tiêu thất toàn bộ bầu trời đã nghiền nát bất ham tràn đầy lỗ thủng từ trong hư không quát tới kinh khủng trận gió ở trên trời quay về an lâm đã triệt để trở nên một mảnh cháy đen ngoại trừ trong tròng mắt còn chớp động sợ hãi ngoại cả người đều ra bên ngoài hơi nước rốt cục vừa vừa tải liêu xuống phía dưới phanh nàng trực lăng lăng ngã trên mặt đất như là nướng chín tiểu động vật không nhúc nhích Chương 2042, Kinh biến 2. Lý Vân Tiêu từ lâu đã thu thần thông, ở trên trời lóe lên xuống, lạnh nhạt nói: "Vốn muốn đem ngươi cắt thành mấy khối, nhưng không như mong muốn." "Ai, nhân sinh không như ý 89 phần 10 a." Hắn lắc đầu than thở. Toàn trường tất cả mọi người đều trên mặt toát ra mồ hôi lạnh, không ai dám cười một chút, cũng không ai dám nuốt nước bọt một tiếng. Hoàn toàn còn yên lặng lúc trước sấm sét một cơn lốc, thật lâu chưa tỉnh hồn lại ba 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 một hưu vân là người thứ nhất vỗ tay lên cười nói đặc sắc đặc sắc đệ nhất nhân trong nhân tài mới xuất hiện hoàn toàn xứng đáng hắn tuy là mỉm cười tán thưởng nhưng trong mắt vẻ sợ hãi vẫn chưa tan hết khuôn mặt có chút ngây dại ra chất phác trong hai mắt của phi nghe lóe lên tia sáng kỳ dị nhưng đồng dạng sinh ra một tia ngưng trọng khó diễn tả được khanh khách khanh khách đột nhiên truyền đến thanh âm hàm răng run lên Giang Tu chân đã sợ đến không được, cả người run rẩy lợi hại. Ánh mắt của mọi người đầu tới, hắn cấp mang che miệng, muốn giảm thiểu sợ hãi, nhưng vô luận thế nào đều ức chế không được hai hàng hàm răng run. Cuối cùng trực tiếp bắt tay vói vào trong miệng, giá mới không có liêu chiến nha thành, nhưng này phó hình dạng, đã sợ đến rồi cực hạn. Một hưu phong nội tâm cực độ khinh thường, thầm nghĩ người này hèn yếu như vậy, đảo lại như thế nào lăn lộn đến rồi vạn bảo lâu nhất phương nghi trượng, chỉ sợ cũng quyến rũ thuốc ngựa hạng người. Trần Phong Viễn lúc này cũng mới hồi phục tinh thần lại, quan sát lần nữa Lý Vân Tiêu một phen, lúc này mới vớt dầu cười to nói. Lôi hỏa lão cẩu, trận này làm sao? Cô gái nhỏ kia bây giờ còn nướng chín nằm trên đất, chúng ta cũng không động hiện trường, chớ đến lúc đó lại vô sỉ nói là thế hỏa. Hửm! Sắc mặt của lôi hổ hỏa báo dị thường xấu xí, nói. Trận này các ngươi thắng cuộc, kế tiếp, nhuận tông ngươi lên. Hiện tại Lý Vân Tiêu đã xuất thủ qua, lấy hắn quan sát, nhuận tông thành phủ chi thâm, thực lực chi hùng hậu, ở đây sợ là hiếm, có địch thủ. Nhuận tông thần sắc khẽ động, dị thường kiêng kỵ nhìn Lý Vân Tiêu một cái, lúc này mới chậm rãi đi lên. Con ngươi của Mục hưu vân ngưng lại, hướng hai bên vừa nhìn, nói. Bên ta cường giả vẫn có thể xuất thủ, liền chỉ còn hàng vũ công tử và phi nghe thiếu chủ, không biết nhị vị ai lên. Ánh mắt của phi nghe lưu chuyển, chân thành nói rằng liền do ta đến đây đi nàng dương lên nghe thường vũ y khoác lên người trên người nhộn nhạo lên sóng nhiệt bày ra cả người đi về phía trước đến trên đường đi qua đều hóa thành cháy đen con ngươi của lý vân tiêu hơi co lại cổ khí tức đập vào mặt đích thật là phượng hoàng huyết mạch phi nghe từ bên người lý vân tiêu đi qua ánh mắt tựa hồ khó có thể phát giác liếc mắt nhìn hắn không tốt đó là đột nhiên lôi hổ hỏa báo mạnh mẽ hét lớn một tiếng, ánh mắt hướng phía xa xa nhìn lại, chỉ thấy bầu trời hải một chấn một mảnh thanh quang chớp động, như là tảng lớn thanh sắc đám mây bay tới, càng ngày càng sáng. Lý Vân Tiêu cũng là bỗng nhiên cả kinh, từ trên người phi nghe thu hồi thần nghiệm, hướng phía xa xa nhìn ra xa đi. Một hữu vân kinh hô, Tuyệt thế ớt một tuyệt thế ớt một muốn xuất thế. Tất cả mọi người là trong lòng chấn động mãnh liệt, xa xa dâng lên thiên địa dị tượng, tuyệt đối là dấu hiệu trước khi dị bảo xuất thế. Thiên điệu dị tượng, ha ha đô thiên tỏa nguyên đại trận sợ là đã trói không được dị bảo xuất thế. Lôi hổ hỏa báo điên cuồng cười một tiếng, cả người trợn hóa thành một lôi cầu to lớn, một chút đã phá không đi. Không tốt. Trần Phong Viễn sắc mặt đại biến, cực kỳ khó coi, nói. Nhất định là vừa Lý Vân Tiêu kinh thế thần thông, sinh ra thật lớn lôi điện chẳng năng, một chút thúc đẩy dị bảo tuyệt thế ất mục nhất định có thể rơi vào trong tay lão cẩu thân ảnh của hắn lóe lên đã hóa thành một thanh thần kiếm phá không đuổi theo lý vân tiêu cũng là trước tiên hóa thành lôi quang thẳng đến hải mục trấn đi tốc độ cực nhanh lại có xu thế đuổi theo trần phong viễn sau đó là nhuận tông chỉ là một do dự cũng hóa ra một cổ cuồng phong bay đi phi nghe biến sắc song trưởng dương lên nhất thời liệt hỏa kinh thiên từ trên người nàng tuân ra xông thẳng lên trời. Bên trong sân tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy cực nóng khó nhịn, lớp da thoáng cái đã mất đi hơi nước, khô nứt ra. Phi nghe cả người đều dung nhập trong ngọn lửa, lúc này hóa thành một con phượng hoàng, hai cánh mở ra, ngay lập tức ngàn hàng giảm. Còn so đấu cái dám a nhanh đi đoạt tuyệt thế ất mục, đoạt linh lôi quả a. Không biết hai hô một tiếng, mọi người mới giật mình tỉnh lại, tức giận xông lên, hướng phía hải mục chấn đi trên trăm đạo độn quang tận trời thế nhưng cự ly trước mấy người đã quá xa hai mục chấn bầu trời toàn bộ bầu trời đã hóa thành thanh quang thỉnh thoảng có lôi điện ở trong đó lóe ra nhảy lên cẳng có đôi lúc nảy bắn ra một đạo điện mang chấn trên mặt đất đánh ra hô sâu bên trong chấn người toàn bộ hoảng sợ nhìn trên bầu trời lâm vào trong sợ hãi cực lớn sóng người như là con kiến hướng phía ngoài thành bỏ chạy hoàn toàn mất đi trật tự trên bầu trời một đạo lôi cầu gào thét mà qua, trong nháy mắt hóa thành thân ảnh của lôi hổ hòa báo, trong mắt đều là vẻ hưng phấn kích động, nhìn phía dưới một mảnh lôi lâm điện hải kia. Lúc này lôi trong rừng rậm rạp chẳng trị tất cả đều là thiềm điện, từng tầng khói xanh lôi quang từ bên trong bắn ra, toàn bộ đô thiên tỏa nguyên đại trận tràn ra thất thải chi quang, tựa hồ không chế trụ được năng lượng bên trong. Trên bầu trời lần thứ hai có lưỡng đạo quang mang loại lên, Lý Vân Tiêu và Trần Phong Viễn hầu như đồng thời tới, đều là kinh hãi nhìn phía dưới tất cả. Ha ha, cổ lực lượng này, cổ lôi điện chi lực này, mặc dù là bản tọa, cũng trong lòng yêu thích a. Lôi Hổ Hỏa báo cười như điên, một con mắt hóa thành sấm chớp rền vang, một con mắt xí hỏa sáng quắc, trên người tản mát ra khí tức dị thường kinh khủng. Lý Vân Tiêu cũng là thần sắc ngưng trọng dị thường, lúc này tất cả lôi năng đều bị áp chế tại hạ phương nếu là một ngày phá tan trận thế, sẽ là bạo tạc khó có thể tưởng tượng, toàn bộ hải mục trấn trong khoảnh khắc sẽ tiêu tan thành mây khói. Phong viện tiên sinh, trận pháp này có thể giả ra hay không? Lý Vân Tiêu lo lắng hỏi. Trần Phong Viễn cũng là mặt dầu gì, nói. Lúc này lôi lâm tùy thời cũng có thể sẽ bạo tạc, mà thủ pháp giải trừ đô thiên tỏa nguyên đại trận dị thường phức tạp. Hắn nói bóng gió hết sức rõ ràng, đó là giải trừ trận pháp tính nguy hiểm quá lớn. Hôm nay phía dưới lôi điện cuồn cuộn, cổ kinh thiên chi uy đó nếu là thả ra mà nói, sợ rằng ai cũng không chống đỡ được. Thanh lôi như là lượn lờ vân vụ, không ngừng từ bên trong trận pháp cửu thải quang vượng bay ra, tựa như bảo ngọc ở dưới nhật quang soi sáng sinh ra. Chương 2043, Thiết khấu tử một. Kỳ cảnh dị thường huyết lệ, chiếu rọi bầu trời một mảnh xanh nhạt, như là đồng thoại thế giới, rồi lại như ngày diệt vong phủ xuống lẽ nào chỉ có thể ngồi chờ chết rồi lý vân tiêu nhữ mày tuy rằng hắn không đành lòng thấy hải mộc chấn hóa thành bụi bay nhưng hắn cũng không phải thánh nhân gì để hắn đi mạo hiểm như vậy cũng sẽ không đồng ý trần phong viễn rên gì nói chỉ có thể yên lặng theo dõi kỷ biến thôi hắn ngẩng đầu đi phía trước ngóng nhìn đi nhìn chằm chằm lôi hổ hỏa báo trong ánh mắt chớp động sắc ý lôi hổ hỏa báo cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn lạnh lùng nói phong viễn lao quỷ nhìn bộ dáng của ngươi tựa hồ muốn tìm đường chết ta sắc mặt của trần phong viện âm trầm không nớt có lôi hổ hỏa báo tại đây muốn đoạt được tuyệt thế ớt mục quá khó khăn nhưng mình thực lực hoàn toàn không đủ để xua đổi hắn lôi hỏa lão cẩu đã nói xong dùng võ quyết định thắng bại lẽ nào ngươi muốn nuốt lời ha ha võ quyết được và lại ớt mục xuất thế còn muốn một đoạn thời gian cứ tiếp tục đi lôi hổ hỏa báo hai tay ôm trước ngực vẻ mặt vẻ trâm trọng xa xa trên trăm đạo quang mang trước sau mà đến, đều là kinh hãi nhìn phía dưới. Không tốt. Không ít người biến sắc, đều hướng xuống dưới bay vào trong thành trì, bắt đầu cứu giúp chuyển vận người nhà và tài vật của mình. Theo đám võ giả này gia nhập, bên trong thành càng hỗn loạn lên, những cường giả kia giận dữ một chút liền ra tay giết người. Sắc mặt của một hữu vân trầm xuống, lạnh giọng nói. Nhị đệ tam đệ, hai người ngươi mang đội giữ gìn trật tự, có kẻ tự mở ra thông đạo. Phàm là người làm trái trật tự, phàm là tùy ý giết người, vô luận là người phương nào, cứ chém không tha. Dạ. Mục Hưu Phong và Mục Hưu Lãng hai người vội vàng lên tiếng trả lời, lĩnh mệnh đi. Trần Phong viễn lạnh lùng nói, nếu phải tiếp tục, vậy cùng nhau quay về chỗ cũ đi. Lôi Hổ Hỏa báo cười to nói, ha ha, quay về chỗ cũ. Không không không, cứ ở đây tốt hơn. Ta nghe nói lúc có thần vật xuất thế, đều là thiên địa dị cảnh hết sức khó khăn nhìn thấy một lần ta cũng không muốn bỏ qua sắc mặt của trần phong viễn cực kỳ khó coi ở khắp bầu trời thanh quang chiếu xuống trên lôi lâm bầu không khí dị thường đè nén mỗi người đều là lòng bàn tay chảy ra mồ hôi khí tức trầm muộn và lôi quang khiêu động có thể khiến hô hấp đều có chút chắc trở lý vân tiêu đột nhiên nói rằng đô thiên tỏa nguyên đại trận đã hóa thành một bộ phận của lôi lâm này nếu như bị lôi điện mở ra không khác một gã võ giả nguyên lực tự bạo tuyệt thế ất một vị tất có thể hoàn chỉnh không sức mẻ hiện ra thế gian. Lôi hổ hòa báo nói. Ngươi nói lời này là có ý gì? Lý Vân Tiêu nói. Ta nghĩ mọi người hẳn là liên hợp lại nghĩ biện pháp, đem nguy cơ trước mắt hóa giải đã. Lôi hổ hỏa báo cười lạnh nói. Ngươi là muốn mượn lực lượng của bản tọa, cứu đám kiến hôi bên trong hải một chấn này đi. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, mở ra hai tay, bất đắc dĩ nói ngươi đã có lòng tin tuyệt thế ớt mục sẽ không bị hao tổn coi như ta chưa nói hơn nữa người ở trong tràng ai lấy được tuyệt thế ớt mục nắm chặt lớn nhất nên là kẻ đó quan tâm mới đúng ta thực sự là xen vào việc của người khác rồi sắc mặt của lôi hổ hỏa báo châm xuống nói vậy ngươi có biện pháp gì hóa giải nguy cơ cứ nói đừng ngại nếu là ta cảm giác có thể được nói chưa chắc không thể lấy thử một lần ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở trên người của Lý Vân Tiêu. Tình huống hiện tại giống như là núi lửa hoạt động tùy thời sẽ phun trào, ngay cả cựu tinh đỉnh phong cường giả đều không có biện pháp gì tốt, hắn có thể có rượu cái gì. Lý Vân Tiêu nói, kỳ thực rất đơn giản, bây giờ lôi lâm giống như là một khí cầu to lớn, chúng ta chỉ cần mở ra một lỗ hổng, từ từ thả khí thì tốt rồi. Ấu Chĩ, lôi hổ hỏa báo rêu cực nói, toàn bộ đại trận và lôi lâm gắn bó nhất thể, làm sao chọc ra lỗ hổng. Ngươi có thể bảo đảm chọc xuống phía dưới sẽ không đem toàn bộ khí cầu dẫn nổ. Lý Vân Tiêu nói, dẫn nổ khí cầu bất quá là kết quả xấu nhất, cùng với khí cầu tự mình phát nổ lên là giống nhau. Về phần làm sao chọc thủ lỗ, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người nhuận tông, cười nói. Vị vương tử điện hạ này hẳn là có biện pháp. Nhuận tông biến sắc, biết Lý Vân Tiêu ám chỉ chính là phân sắc tinh trần của hắn, kiên quyết phủ quyết nói. Không có khả năng hiện tại lôi lâm quá nguy hiểm, nếu là chọc thủng một lỗ thất bại, bản vương là người thứ nhất đứng mũi chịu sào, chết không chỗ chôn, loại sự tình này, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm sao? Lý Vân Tiêu cười nói, đương nhiên sẽ không. Nhưng nếu như chọc thủng lỗ còn có một đường sinh cơ, không đi chọc, sẽ chết không chỗ chôn, ngươi sẽ làm sao? Nhuận Tông giận tí mặt, vạn phần cảnh giác quát lạnh người muốn giết ta lý vân tiêu khe cười lắc đầu nói không 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 ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút trên mặt hắn tự tiếu phi tiếu nhìn lôi hổ hòa báo nói lôi hỏa đại nhân ở cựu tinh đỉnh phong sợ rằng đã rất lâu rồi đi nếu như có thể hấp thu tuyệt thế ớt một đồng thời luyện hóa tỷ lệ tiến về phía trước thêm một bước sẽ tăng nhiều không ít tất cả mọi người chân mày cau lại cựu tinh đỉnh phong đi lên trước nữa một bước đó là cái cảnh giới gì? Lôi hổ hỏa báo cả người chấn động, tựa hồ bị Lý Vân tiêu chọc chúng nguy hiếp, hắn quay đầu đi, hòa thanh nói. Nhuận tông vương tử điện hạ, việc này đích xác nguy hiểm một ít, nhưng thủ lao cũng là cực kỳ phong phú, đáng giá mạo hiểm thử một lần. Nhuận tông sắc mặt đại biến, lắc mình một cái đã vội vàng chui ra vài trăm thước, rời xa lôi hổ hỏa báo, lúc này mới lạnh giọng nói. Lôi hỏa đại nhân, chẳng lẽ ngươi nghĩ ép ta đi chịu chết? lôi hổ hòa báo nói tại sao gọi chịu chết đây lý vân tiêu nói không sai bên trong này cất giữ lôi điện khả năng quá mức kinh khủng nếu như nổ lên nói vô cùng có khả năng đả thương đến tuyệt thế ất mục như vậy đi chỉ cần vương tử điện hạ chịu mạo hiểm một lần phía dưới chỗ linh lôi quả này tất cả đều toàn bộ thuộc về điện hạ thế nào tất cả mọi người là sắc mặt đại biến giận không kèm được ở dưới lôi điện kinh khủng như vậy toàn bộ vô căn chi thanh thụ đều đã nở hoa kết trái, chừng hơn triệu quả, là một khoản tài phú kinh thiên. Không ít người càng nội tâm một trận cười nhạt, đến lúc đó tất nhiên đại loạn, lấy tuyệt thế ớt một cũng tốt, lấy linh lôi quả cũng được, đều là các bằng bản thân. Nhuận tông thần sắc nổi giận lúc này mới thoáng giảm bớt, nhưng vẫn là cười lạnh, nói. Nếu là có thể đạt được trăm vạn linh lôi quả, ta mạo hiểm thử một lần cũng không sao. Nhưng lôi hỏa đại nhân bằng vào cái gì bảo chúng ta có thể đạt được? Chương 2044, thiết khấu tử hai. Lôi hổ hỏa báo nghe hắn nguyện ý xuống phía dưới mừng rỡ không thôi. Sau khi nghe vội hỏi, chỉ bằng bản tọa cựu tinh đỉnh phong chi lực, ai dám không theo ta liền giết kẻ đó. Trong tròng mắt của Trần Phong Viễn Tuân gia Lưỡng đạo lệ mang đang muốn quát, lại thấy Lý Vân Tiêu đang hướng hắn nháy nháy mắt, lúc này mới áp chế xuống tới lúc này mượn lôi năng rơi không ngừng tích lũy mới là hạng nhất đại sự về phần sau đó tuyệt thế ất mục và linh lôi quả phân phối chỉ có thể tùy cơ ứng biến rồi sắc mặt của nhuận tông âm trầm lợi hại lôi hổ hỏa báo đều đã nói tới mức này rồi hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn tựa hồ càng ngày càng không nhịn được nếu như mình lại từ chối nói sợ là rất khó có kết cục tốt hắn phẫn hận nhìn chằm chằm lý vân tiêu lạnh giọng nói được ta liền mạo hiểm thử một lần nhưng có một điều kiện đó chính là lý vân tiêu phải theo ta một đường xuống phía dưới ánh mắt mọi người thoáng cái hội tụ đến rồi trên người của lý vân tiêu đều là biểu tình không đồng nhất con ngươi của lý vân tiêu trợn co rút lại nội tâm cùng mắng nhuận tông một trăm lần đối phương đây là trần trùi trả thù hắn nhuận tông đắc ý nói cái phương án này là lý vân tiêu nói ra ta làm sao biết hắn cũng không phải thiết kế hãm hại ta đây chỉ có hắn tự mình theo ta xuống phía dưới ta mới có thể an tâm làm việc bằng không tất cả không bàn nữa. Ừ, nói có lý." Lôi Hổ Hỏa báo nói, "Lý Vân Tiêu, cả thành nhân tộc đều nguy ở sớm tối, có thể cứu bọn họ hay không? Vậy phải xem ngươi rồi." Sắc mặt của Lý Vân Tiêu âm trầm lợi hại, phía dưới lực lượng kinh khủng kia nếu như một ngày bạo phát, hắn cũng không có nắm chắc có thể chống đỡ. "Lý Vân Tiêu." Mộ Dung Hằng Vũ kêu hắn một tiếng, sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, ý bảo hắn không nên xuống phía dưới nhuận tông lạnh lùng nói. Lôi hỏa đại nhân, nếu là Lý Vân Tiêu không muốn đi xuống, vậy cũng được. Chỉ cần lôi hỏa đại nhân đem đầu lâu của hắn vặn xuống tới, ta vẫn sẽ nguyện ý đi xuống mạo hiểm. Đây đã là trần trùi phát tiết tâm tư rồi. Lôi hổ hỏa báo trong mắt sáng ngời, cười gần nói. Cái này dễ thôi. Hắn muốn là muốn giết Lý Vân Tiêu, cái này rất có xuất thủ lý do. Khí tức trên người thoáng chút đã tăng vọt đứng lên, bước một hướng phía Lý Vân Tiêu đi đến lý vân tiêu thoáng suy tư một chút ngẩng đầu lên nói được ta liền cùng ngươi xuống phía dưới hương tiểu tử nguyên lai ngươi cũng là sẽ sợ chết ta ta còn tưởng rằng ngươi không sợ trời không sợ đất đấy trong mắt của lôi hổ hỏa báo lóe lên một tia trào phúng châm chọc trong lòng còn lại là thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc việc này không nên chậm trễ đi thôi ánh mắt của lý vân tiêu đảo qua hai người liền hóa thành một đạo con mang hướng phía dưới bay đi trên mặt của mộ dung hàng vũ một mảnh lo lắng, dâm chân. Ngay cả phi nghe cũng là thần sắc trở nên ngưng trọng. Người còn lại phần nhiều là mặt không biểu tình, chỉ là lẳng lặng nhìn. Nhuận Tông nói, bản vương sẽ xuống ngay đây, hy vọng lôi hỏa đại nhân không nên quên lời hứa hẹn vừa rồi. Lôi hổ hỏa báo cười to nói, ha ha, bản tọa nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi mau đi xuống đi. Nhuận Tông gật đầu, liền hóa ra một đạo quan mang, đuổi theo Lý Vân Tiêu đi rất nhanh hai người liền xuất hiện lần nữa ở phía trước đô thiên tỏa nguyên đại trận trận vị thời khắc này trận pháp từ lâu đã tự hành hiện lộ ra chín tầng sáng mở không ngừng quyết tán trong đó còn ẩn chứa điện quang cực mạnh kích tràn tới nhuận tông lạnh lùng nói lý vân tiêu ngươi muốn hại ta ta há có thể cho ngươi như nguyện lý vân tiêu nói ngươi suy nghĩ nhiều ta đích xác chỉ là muốn mượn rơi bên trong lôi năng để tránh khỏi tạo thành thương tổn thật lớn về phần ngươi vứt bỏ khôi lỗi của ta, việc giết ngươi ta sẽ kinh nghiệm bản thân làm. Hừng, bớt nói đường hoàng như vậy. Nhuận Tông căn bản không tin, châm trọng nói. Nếu thật có tuyệt thế ất mục nói, đối với ngươi mà nói bị nổ banh trùng quy so với lôi hổ hỏa báo bắt giữ mạnh hơn. Thần xác hắn khẽ động, nói. Ngươi tuyệt sẽ không còn ảo tưởng mình có thể đạt được đi. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Nếu là tuyệt thế thần vật, trong minh minh sớm có chủ nhân cương cầu không được. Nhuận tông sừng sốt, sau đó nặng nề hừ một tiếng, không để ý đến hắn nữa, mà là đưa ánh mắt về phía trận pháp kia, nói. Người nghĩ nổ ra một lỗ thủng, chúng ta bao lớn nắm chặt còn sống. Lý Vân Tiêu cười nói. Bây giờ nghĩ điểm này có ích lợi gì? Tận lực cẩn thận được rồi. Hửm. Nhuận tông buồn bực tức giận hừ một tiếng, đem hết thể đều trách tội ở trên người của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu ngưng mắt nhìn trận pháp kia, nói đem phấn sắc tinh trần đánh vào cho trận pháp cùng lôi diện mạo dương dao tạo thành phá hư chắc là ít nhất nhuận tông nói được lúc này lý vân tiêu không có khả năng lừa gạt hắn một cái long đầu cốt bị nắm hắn ở trong tay trong sát na số lớn phấn sắc trần hôi bay ra thoáng cái mê người hai mắt phấn sắc trần hôi này ở dưới long đầu cốt vừa phun đều bay về phía trong trận lóe lên một cái sẽ chui vào bên trong trên bầu trời tất cả mọi người thần thức rất mạnh, đem phía dưới tình huống nhìn thấy rõ ràng, đều là lộ ra sắc mặt vui mừng tới. Nhưng đồng thời cũng hai tay siết chặt, cảnh giác tới cực điểm. Nhuận Tông cũng là sắc mặt trắng bệnh, liếm môi khô một cái, ngay cả hô hấp đều thay đổi đến bắt đầu cẩn thận. Phấn sắc tinh trần thẩm thấu đến trong trận pháp hậu, như là sôi trào lên vậy, run lẩy bẩy, hình như hạt bụi trong ly nước, làm vô quy tắc vận động. Sắc mặt của Nhuận Tông thoáng chút ngưng trọng, tay trái ở trước người bắt ra một quyết ấn. Bên trong phấn sắc trần hôi thoáng cái đỉnh chỉ vận chuyển, bắt đầu hướng phía một cái phương hướng ngưng tụ đi. Đại lượng phấn sắc hội tụ vào một chỗ, kết xuất một tinh thể cầu lớn cỡ quyền đầu, phấn hồng mà trong suốt. Lý Vân Tiêu ngắm nhìn tinh cầu kia, ở dưới lôi điện quang mang không ngừng xoay tròn, mặt trên tinh cầu tựa như ảo mộng, khiến người có một loại cảm giác nhìn không chân thực. Ác, phong, lệ, hồng trong miệng nhuận tông bắt đầu phun ra đám long ngữ tối nghĩa khó hiểu mỗi một lần trong tay quyết tấn đều phối hợp biến đổi sau mấy tiếng rốt cục dừng lại nổ một chữ cuối cùng cũng rõ ràng phun ra lý vân tiêu nghe được chân chân thiết thiết sau một chữ này phun ra nhuận tông cả người hóa thành gió xoáy chui ra mười mấy trượng số lớn phấn sắc trần hôi từ long đầu cốt trong tay phun ra ngưng kết ra tầng tầng tinh bích từng cái gặt ra ở trước người hình thành từng đạo phòng ngự Frank. Trong trận pháp phấn sắc tinh thể tiểu cầu quả nhiên một chút bạo liệt, cũng không có sản sinh cái gì đánh vào thị giác, chỉ là phấn sắc đột nhiên tiêu thất, như là không gian sụp đổ rất một hối. chương 2045, phá trận. Sau đó từng cục mảnh nhỏ hát sắc từ sụp đổ chỗ ban khai, mỗi một mảnh vụn cũng không ngừng mở rộng, cắn nuốt tất cả không gian năng lượng. Ẩm. Rốt cục có một mảnh vụn từ bên trong đánh vào trên trận pháp, một góc trận quang nhất thời vùi lấp xuống phía dưới. Lập tức có khối thứ hai, khối thứ ba. Toàn bộ quá trình đều trong phút chốc hoàn thành, Lý Vân Tiêu đã ở giây phút phấn sắc tinh thể cầu biến mất một chút thuấn di ra, đồng thời trên người bay ra đại lượng hắc sắc ma văn, trực tiếp ngưng ra mà thiên khải đắp lên trên người. Trận pháp kia một góc rốt cục vỡ vụn ra, một mảnh đen kịt không gian lan tràn đi ra, nhảy vào thế giới bên ngoài, giật lại hơn 10 thước chiều dài sau đó hát sắc không gian mới chậm rãi co rút lại, cho đến biến mất. Trên bầu trời mọi người đều là trong lòng lột bột một chút, khẩn trương ngưng mắt nhìn. Đô thiên tỏa nguyên đại trận bị mở ra một góc, có thể thấy điện năng kinh khủng bên trong, chốc lát lại có lôi quang phục ra. Lý Vân Tiêu nắm trong tay lôi quyết, càng có thể cảm nhận được cổ lôi điện chi lực kinh khủng, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nói. Đâm ra chỗ hổng, nhưng không có lôi năng tiết ra, đây là có chuyện gì nhuận tông đang ở mấy đạo phân sắc tinh bích cũng là những may tới thập phần không giải thích được thật giống như đập lớn vỡ đê hồng thủy cũng không chảy ra lý vân tiêu nhìn chằm chằm chỗ hồng nhìn ra ngoài một hồi trong tay hàn quang lóe lên nhất thời mấy đạo kiếm khí bắn ra ngoài ngươi làm cái gì nhuận tông thất kinh vừa thở phào nhẹ nhõm một trái tim lần thứ hai nhấc lên căng thẳng vèo vèo kiếm quang từng đạo bổ vào trên đô thiên tỏa nguyên đại trận trực tiếp đem trận quang cắt thành mấy khối. Đại trận không trọn vẹn không hoàn toàn thoang cái càng tan vỡ xuống tới, Cửu sát thải quang trận tiêu thất, toàn bộ cửa vào lôi lâm mở rộng ra, đều hiện ra ở trước mắt mọi người. Trên bầu trời này võ giả nguyên bản đi xuống vừa thấy Lý Vân Tiêu xuất thủ, đều là hoảng sợ xoay người, lần thứ hai bay cao lên mấy ngàn thước. Cho đến khi thấy trận pháp triệt để tiêu thất, lôi lâm kinh khủng điện hải nổi lên, lúc này mới chậm rãi bay rơi xuống phương viên hơn vạn mẫu trên hải vực một mảnh điện quang chất động vô căn chi thanh thụ rậm rạp chẳng chịt đặt song song trong đó trên mỗi cái cây đều kết xuất quả thực no đủ ở dưới lôi quang chập trờn bộ dáng như là thập phần vui sướng mọi người vừa thấy kỳ cảnh kinh khủng như vậy đều là kinh hãi tột đỉnh trên lôi lâm vẫn là cùng lúc trước lôi chi vân vụ bước hơi ra màu xanh cũng không có bởi vì mất đi trận pháp gông cùng xiềng xích mà tán đi đi năng lượng gì toàn bộ kết quả toàn bộ vô căn chi thành toàn bộ kết quả. Một hữu vân kinh ngạc nhìn khắp nơi, kinh hãi nói. Ngay cả năm ngoái đã thải loại, trái cây cũng kết xuất quả tới, hơn nữa phẩm chất này. Trần Phong viên chật vật nuốt xuống một chút, nói. Tất cả đều là cực phẩm quả. Ngoại trừ hải thiên Trấn vẫn là hỗn loạn bất ham, nhóm lớn người ra bên ngoài thoát đi, ở trước lôi lâm thông đạo, trên trăm tên võ giả tất cả đều là lặng ngắt như tờ. Ai nấy hoảng sợ nhìn lôi năng kinh khủng kia, đầu óc gần như trống rỗng mộ dung hằng vũ ngưng thanh nói lôi chàng khủng bố như vậy coi như là chư vị ngồi ở đây cũng không mấy người dám vào đi thôi nhuận tông trầm giọng nói mấu chốt là trong lôi lâm này chàng năng quá mạnh mẽ thần thức căn bản không có tác dụng hơn vạn mẫu hải vực làm sao tìm được tuyệt thế ất mục thần sắc của lôi hổ hỏa báo lóe ra bất định thân vật xuất thế có dị tượng này là quá bình thường có lẽ là thời cơ chưa tới chỉ cần thời cơ đã đến dĩ nhiên là sẽ hiện ra ở trước mặt mọi người nhuận vũ cũng là kích động không thôi nói chúng ta ở đây cùng chờ thời cơ như thế tuy rằng tuyệt thế ất mộc hắn là không đi trông cậy vào nhưng hơn trăm vạn cực phẩm linh lôi quả giá trị to lớn căn bản vô pháp đánh giá lôi hổ hỏa báo đột nhiên biến sắc quát dẹp đường lý vân tiêu ngươi làm cái gì tất cả mọi người trong lòng dùng mình chỉ thấy một đạo điện mang trực tiếp xông vào trong lôi lâm lóe lên mà biến mất chết tiệt lôi hổ hỏa báo nổi giận gầm lên một tiếng cũng là hóa thành một đạo điện quang đuổi theo nếu muốn đạt được tuyệt thế thần vật ngoại trừ thực lực mạnh mẽ tuyệt đối ra còn muốn cơ duyên lớn hắn cũng không thể để cho người khác đoạt tiên cơ ngươi quả nhiên là một thai họa bản tọa vừa rồi nên trước hết là giết ngươi lôi hổ hỏa báo vừa tiến vào trong lôi lâm nhất thời mất đi hình bóng của lý vân tiêu bên trong lôi điện rậm rạp chẳng chịt, thân thức hoàn toàn nhận biết không được bất kỳ vật gì lôi hổ hỏa báo cả người đều biến thành thanh sắc cũng không biết là tức giận phát thanh còn là lôi điện chiếu rọi xuống thành cái dạng này ở mặt ngoài ra tay của hắn như thủy chạy xuôi thanh sắc điện lưu đem lôi trong rừng lôi năng tách ra để tránh khỏi đối với thân thể tạo thành thương tổn lại có mấy đạo nhân ảnh vọt vào theo thứ tự là đám người trần phong viễn bất luận kẻ nào đều không cam lòng tuyệt thế ớt một bị đoạn, tất cả đều ôm một tia kỳ vọng. Còn có một chút thực lực yếu kém, cắn răng vừa mới xông vào, còn không có mấy hơi thở liền trực tiếp bị sấm sét đánh thành cho tàn, thi cốt không tồn. Lôi hổ hỏa báo âm lanh nói, ai dám nổi lên suy nghĩ không an phận, hôm nay cũng đừng nghĩ sống đi ra. Tất cả mọi người đều biến sắc, sau đó hướng ra bốn phương tám hướng tàng ra, đều tự tìm kiếm cơ duyên đi, cũng không biết nghe lọt được hay không. Mộ Dung Hằng Vũ lại thật ra thập phần bình tĩnh, trong tay kim quang lóe lên, hiện ra một kim kích tử, tay kia còn lại là xuất hiện một phong túi, bắt đầu đập linh lôi quả. Nhuận Tông muốn cũng muốn tìm một đường cơ duyên, sau khi nhìn cử động Mộ Dung Hằng Vũ hơi hơi trầm tư, cũng đồng dạng lấy ra kim kích tử tới đập trái cây. Người có thể ở mê hoặc trước mặt bảo trì một trái tim bình tĩnh đích sắc không nhiều lắm hiện tại toàn bộ lôi lâm cũng là lượng lớn cực phẩm linh lôi quả, có thể đập một đoạn thời gian đoạt được, cũng đủ cho bọn họ mấy năm sử dụng. Lý Vân Tiêu nhanh chóng ở trong lôi lâm chạy vội, tuy rằng thần thức đã hoàn toàn bất khả dùng, nhưng hắn nguyệt đồng lực còn đang, đó có thể thấy được rất nhiều người khác nhìn không thấy gì đó. Nhưng chạy vội sau một thời gian ngắn, hầu như chạy qua tảng lớn lôi lâm, lại không có phát hiện chút gì chẳng nào. Hắn ngừng lại, tỉ mỉ quay một thân cây quan sát. Trong cây kia đồng dạng là tràn đầy vô cùng vô tận lôi điện, ngoài ra lại không còn vật khác. Mà vạn lôi tràng năng này, năng lượng phân bố thập phần đều đều, hoàn toàn nhận biết không được bất luận chỗ đầu nguồn nào, thật giống như mỗi một cái cây đều là đầu nguồn. Tại sao có thể như vậy? Không chỉ có là Lý Vân Tiêu có cái nghi vấn này, trong cùng một lúc, tất cả lôi hệ cao thủ đều là một mảnh mờ mịt. Chương 2046, đánh lén một. Bọn hắn cũng đều dùng giống nhau phương pháp chính là cảm thụ lôi lâm điện thế mạnh yếu, điện lưu lưu chuyển, tất nhiên là từ điện thế cao chảy về phía điện thế thấp, dưới tình huống không có ngoại lực là không thể nghịch chuyển. Thật giống như nước luôn luôn hướng chỗ thấp chảy xuống vậy. Nhưng khiến mọi người giật mình là ở đây mỗi một gốc vô căn chi thanh thụ điện thế cơ hồ là một mặt bằng thượng, hoàn toàn không có sự phân chia mạnh yếu. Cũng chính là, giá khắp bầu trời sấm sét đầu nguồn, đó là giá hơn trăm vạn vô căn chi thanh thụ không thể nào biết là như thế này nhất định có chuyện trong con mắt trái của lôi hổ hỏa báo lôi điện chớp động liên tục thoáng cái hội tụ thành một lôi cầu trực tiếp từ trong con ngươi này bắn ra Phanh! đạo lôi cầu kia thoáng chút đánh vào trên vô căn chi thanh thụ cái cây kia trong nháy mắt gây ra cây khô to lớn đổ xuống nhưng ở rậm rạp chẳng chịt lôi điện trong cây khô trên vỏ ngoài không ngừng tràn ra màu xanh quang mang tới ngay cả cùng lá cây cũng giống như vậy dầm con ngươi của lôi hổ hỏa báo bất chợt co rút lại, kinh hại há to mồm. Chỉ thấy trong cây khô kia tuần ra thanh sắc lôi điện năng lượng, thoáng chút đã đem toàn bộ cây khô triệt để phân giải ra, hoàn toàn hóa thành lôi quang, một chút tiêu thất trên không trung. Không chỉ có là cây khô, phía dưới nửa đoạn gốc cây, cũng đồng dạng là phun ra thanh lôi tới, cuối cùng tự hành tăng dã, một cái là không dư thừa, một cây không để lại giờ phút này ở trước mặt lý vân tiêu cũng là một gốc vô căn chi thanh thụ bị hủy trong chốc lát hóa thành bột mịn toàn bộ đều trở lại thành thanh sắc lôi điện không chỉ linh lôi quả toàn bộ đều chín mà ngay cả vô căn chi thanh thụ cũng hóa thành lôi năng thuần túy đây rốt cục là chuyện gì xảy ra lý vân tiêu khiếp sợ dị thường hắn liên tiếp chém đứt vài gốc thanh thụ tình huống đều không có gì khác nhau cả chẳng lẽ thứ xuất thế ở đây là bổn nguyên nguyên tố ngũ hành chi mục Lý Vân Tiêu nghĩ tới một loại khả năng, sắc mặt lập tức đại biến. Vạn vật mọi thứ đều trong ngũ hành, đều là do ngũ hành nguyên tố tương sinh tương khắc diện hóa thành. Tất cả mọi thứ thấy trên thế gian, đều là do năm loại nguyên tố này gây ra, chỉ có nguyên tố chi lực bổn nguyên nhất mới có thể hóa vạn mẫu lôi lâm thành năng lượng thuần túy như thế này. Lý Vân Tiêu có chút nhắm hai mắt lại, bắt đầu cảm ứng nguyên tố biến hóa ở bốn phía. Tạo nghệ của hắn đối với lôi hệ thần thông cực cao, rất nhanh đã dung nhập bản thân vào trong loại lôi năng thuần túy này hoàn toàn trở thành một phần tử trong đó đây trời đều là một loại cảm xúc hoan hô tung tăng như chim sẻ trong từng lôi nguyên ngoại trừ năng lượng thuần khiết ra đều tràn ngập vẻ vui sướng cảm giác thật giống như nước nhập biển cả chim bay về tổ vậy lý vân tiêu kinh ngạc phát hiện sau khi mình dung làm một thể với lôi nguyên tố ở đây thì thần thức cũng không hề bị quấy nhiễu ngược lại có thể mượn lôi nguyên chi lực mở rộng hơn về bốn phía trong khoảnh khắc, khắp vạn mẫu lôi lâm đều nằm dưới cảm ghi ác của hắn, từng biến hóa nhỏ nhất đều có thể cảm ứng được rõ ràng. Ở trong lôi lâm, người buông tha tìm kiếm tuyệt thế ớt một ngày càng nhiều, đều nhau nhau bắt đầu chú ý đến linh lôi quả. Phi nghe hóa thành một đầu hỏa phượng, bay khắp hơn phân nửa lôi lâm, sau khi không có kết quả gì lại hóa ra chân thân, trầm ngâm sau một lúc, cũng bắt đầu lấy ra một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim gõ vào trái cây. Đột nhiên khuôn mặt bập trầm xuống, toàn bộ lồng ngực phanh một tiếng hóa thành hỏa diễm xoáy lên, lộ ra một cái lỗ trống rỗng. Một đạo lôi quang lăng lệ ác liệt bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp xuyên thấu cái lỗ trống rỗng kia, bắn về phía xa xa, vang một tiếng phá hủy đi mảng lớn vô căn chi thanh thụ. Những thanh thụ bị chém đứt cũng đều hóa thành lôi điện, thoáng cái khiến năng lượng bốn phía tăng cường không ít. Phi nghe loại lên, một đoàn lửa hồng bay lên trời, quay người bắt đầu cảnh giác, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào một mảnh lôi khu nhan sắc cám thanh ồ trong lôi khu kia truyền đến thanh âm ngạc nhiên cảm thấy rất giật mình sau đó vô số lôi phủ chớp động quay cuồng chậm dại hóa ra hình thái lôi hổ hòa báo vẻ mặt trào phúng nhìn chằm chằm vào phi nghe ta rất ngạc nhiên nơi này thần thức hoàn toàn không thể dùng ngươi làm sao phát giác được ta đánh lên thế phi nghe sau khi thấy rõ người tới sắc mặt đại biến kinh sợ nói lôi hỏa đại nhân cường giả võ đế cựu tinh đỉnh phong vậy mà cũng đi đánh lén sao lôi hổ hỏa báo cười hắc hắc nói đánh lén chẳng qua chỉ là một loại thủ đoạn thủ thắng mà thôi quan trọng là thủ thắng mà không phải thủ đoạn đúng không phi nghe trong nội tâm âm thầm kêu khổ không rõ mình sao lại bị người này nhắm vào mà ngay cả loại chuyện đánh lén này cũng có thể làm ra xem ra hắn nhất định phải giết mình rồi nàng phẫn nộ quát thân là cường giả cựu tinh đình phong, chẳng lẽ lại không có một khỏa võ đạo chi tâm cao ngạo sao? Không từ thủ đoạn chỉ sẽ bị người chế nhạo thôi. Hắc hắc! Lôi hổ hỏa báo ánh mắt phát lệnh, nhe răng cười nói. Không từ thủ đoạn đúng là võ đạo chi tâm của bổn tọa. Thân ảnh hắn lóe lên, phanh một tiếng liền xuất hiện ở trước người phi ngê, đánh mạnh xuống một quyền. Quyền ảnh kia trực tiếp phóng đại mấy lần, toàn bộ cánh tay thoáng cái hóa thành lôi điện thật dài, lôi ra mảng lớn hồ quang điện trên không trung, đánh bay toàn bộ lôi năng ở bốn phía. Frank Phi nghe tuy rằng đã sớm phát giác, nhưng dưới một kích toàn lực của đối phương căn bản không thể trốn chạy, thân thể thoáng cái bị nổ nát, hóa thành đạo đạo hỏa diễm rơi xuống dưới. Hỏa diễm còn chưa rơi xuống đất, liền tản ra trên không trung, bắn đi khắp bốn phương tám hướng. Hư loại tiểu siếc này mà cũng dùng ra, ngây thơ. Lôi hổ hỏa báo lạnh lùng cười cười, giơ tay lên, năm ngón tay chụp xuống toàn bộ trên nắm tay là một mảnh thanh âm lôi quang cách cách phanh một tiếng tuân ra một đạo lôi hoàn cực kỳ tương tự với lôi tinh hoàn của lý vân tiêu nhưng lại có chỗ không giống ầm ầm tốc độ khuyết tán của đạo lôi hoàn kia cơ hồ như thuấn di thoáng cái đã thôn phệ hết tất cả hỏa diễm vào trong rầm 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 những ngọn lửa tháo chạy bốn phía thoáng cái đều bị trôn vùi chỉ có một đoá chạy thuộc mạng về hướng đông sau khi bị lôi hoàn oanh chúng liền hóa ra chân phân phi nghê, phun ra một ngụm máu tươi tại chỗ lôi hổ hỏa báo hừ lạnh một tiếng kinh thường cả người hóa thành điện mang lóe lên liền trực tiếp xuất hiện trước người phi nghe dối ra bàn tay lớn chụp lấy cái cổ phấn nộn của nàng trực tiếp giơ lên khúc khúc khục. phi ngê ho khan kịch liệt mỗi lần đều ho ra ngụm lớn máu tươi trực tiếp bị lôi năng cực mạnh ở bốn phía đánh sơ sát một chút vết máu cũng không thấy. Chương 2047, đánh lên hai. chật chật ngươi không phải trốn rất giỏi, chạy rất giỏi sao? Trong mắt Lôi Hổ Hỏa bào lóe ra niềm mai, liếm lấy môi dưới, cười hắc hắc nói. Sắc mặt Phi nghe cực kỳ tái nhợt, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Tại sao lại giết ta? Hắc hắc, tại sao? Lôi Hổ Hỏa báo cười lạnh nói. Bổn tọa chính là Lôi Hỏa Song Tu, ai bảo ngươi là Phượng Hoàng chi khu chứ? Chỉ cần lấy được một hệ bổn nguyên ở đây, lại thêm vào phượng hoàng chi hỏa của ngươi, bổn tọa liền nhiều thêm vài phần đột phá cảnh giới hiện giờ. Chậc chậc, dùng cái mạng nhỏ của ngươi, để gia tăng tỷ lệ bước vào siêu phàm nhập thánh cho bổn tọa, ngươi đời này cũng đáng rồi. Phi nghe trong lòng âm thầm tiêu khổ, nàng cũng đã đoán được phần nào, nhưng như thế nào cũng không cam chịu chết đi như vậy, huống chi còn phải trở thành tế phẩm của người khác, lập tức lạnh lùng nói. Ngươi nếu giết ta, Thiên lĩnh Long gia tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cứ đợi bị dẹp tộc đi. Hừ, lôi hổ hỏa báo hừ một tiếng, cười lạnh nói, chỉ cần ta đột phá đến siêu phàm nhập thánh, còn không biết là ai không buông tha ai đó. Nói không chừng Long gia các ngươi còn có huyết mạch khiến cho ta cảm thấy hứng thú cũng nên, đến lúc đó không chừng phải đi một chuyến đến rồi. Trong tay hắn siết chặt, năm ngón tay lập tức bóp lấy cổ nàng, phanh một tiếng, phi nghe cả người hóa thành hình thái một đầu hỏa phượng dốc sức liều mạng dây rùa lấy. Chập chập, ngươi càng thể hiện ra hỏa năng chi huy, bổn tọa lại càng thấy kích động đấy, ha ha. Trong mắt lôi hổ hỏa báo hiện lên vẻ hưng phấn, há to mồm ra. Cả đầu thoáng cái hóa thành hình thú khủng bố, có vài phần tương tự với hổ báo, hiện lên màu xám đen, trên khuôn mặt điểm một chút hoa ban màu xanh, trận mắt nghe răng, sau khi hét lớn một tiếng liền đột nhiên khẽ ớp Hỏa phượng hoàng lập tức bay vào trong miệng hắn, sắp bị mất mạng đến nơi. Ở cách lôi hổ hỏa báo không xa, bên cạnh một cây đại thụ dần dần lộ ra khuôn mặt Lý Vân Tiêu, hắn ngưng mắt nhíu mày, lo lắng có nên ra tay hay không. Lôi hổ hỏa báo không chết, đích thật đại địch cướp đoạt một chi bản nguyên. Vốn lấy thực lực của hắn căn bản không phải địch thủ của đối phương, hơn nữa mấu chốt nhất chính là, hắn cảm giác được có một người cũng đang âm thầm dính xem. Giết! Đột nhiên một tiếng gầm lăng lệ ác liệt vang lên, người nọ đột nhiên xuất thủ. Một đạo kiếm khí sáng loáng đột nhiên xuất hiện sau một cây đại thụ, trực tiếp chém nát gốc đại thụ kia, ngang trời mà đến. Lôi quang đầy trời sau một kiếm kia lập tức trở nên ảm đạm thất sắc, trên lôi hải hiện ra một đầu kiếm chi thông đạo, trực chỉ lôi hổ hỏa báo. Hừ rốt cục đi ra sao? Lôi hổ hỏa báo tựa hồ đã sớm phát giác, sắc mặt trầm xuống phía dưới, cũng không quay đầu lại liền đánh một quyền tới chỗ kiếm khí kia cách cách lôi quang hội tụ trên quyền phòng, vô số lôi vân quay cuồng, thoáng cái ngưng tụ ra vạn đạo hoa quang, nên hướng kiếm quang. ầm ầm, hai cổ lực lượng va chạm, một cổ vòng xoáy kinh khủng xuất hiện, tàn khắp bốn phương tám hướng, toàn bộ lôi lâm bắt đầu bị phá hủy mảng lớn, vô số linh lôi quả cực phẩm cũng tan thành mây khói. Thu, trong miệng hỏa phượng truyền đến một tiếng kêu thê lương, dãy rủi lấy mở mỏ ra, phun ra một đám hỏa diễm đỏ tươi, chỉ lớn chừng ngón cái, rơi vào trong tay Lôi Hổ Hỏa Báo. Lôi Hổ Hỏa Báo lập tức kêu một tiếng đau nhức, vội vàng buông tay ra, Hỏa Phượng lập tức lăng không lóe lên, liền độn đi hơn 10 mét, sau đó mở hai cánh ra bay lên bầu trời, muốn thoát khỏi nơi này. Lôi Hổ Hỏa Báo cúi đầu nhìn cánh tay mình một chút, một mảng vết cháy chừng lòng bài tay xuất hiện, hơn nữa hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, toàn bộ cánh tay cơ hồ đều chí lên. Đáng chết! Lôi Hổ Hỏa Báo kinh sợ không thôi quát một tiếng, mang theo tức giận, mang cũng mang theo một tia mừng rỡ. Muốn đi, đừng có nằm ngậu, mục chi bản nguyên và phượng hoàng thần hỏa của ngươi là vật mà bổn tọa buộc phải có rồi. Hán lăng không lóe lên, liền hóa thành lôi điện chụp tới hỏa phượng. Sau lưng truyền đến thanh âm nổi giận của Trần Phong Viễn. Lão cẩu, rõ ràng dám bỏ qua sự hiện hữu của ta. Một đạo kiếm hình thật lớn bắn ra, chém tới lôi hổ hỏa báo toàn bộ lục hải lĩnh vực chỗ lôi lâm bị một kiếm này xuyên thẳng qua liền bị trực tiếp cắt đứt, không ngừng kéo dài ra xa xa. Lôi hổ hỏa báo nhúng mày, tay phải lăng không vẽ một vòng, từng đạo lôi quang xoay tròn mà ra, như giải lụa bay múa trên không trung, thoáng cái buộc chặt hỏa phượng lại. Đồng thời tay trái đột nhiên nắm chặt, toàn bộ cánh tay phanh một tiếng biến to lên mấy lần, trên làn da một mảnh đỏ bừng, bay ra đại lượng hỏa chi phù văn, vù vù đốt cháy lên. Toàn bộ cánh tay trái hắn trong nháy mắt liền hóa thành hỏa quyền cuồn cuộn, lập tức đánh một quyền tới Trần Phong Viễn. Phanh! Một kiếm chém lên hỏa quyền, vạn đạo quang mang chấn ra, trong lôi hải đầy trời, kiếm quang màu trắng và hỏa diễm chi lực màu đỏ không ngừng đan vào nhau, phóng lên bầu trời. Mặt mũi Trần Phong Viễn tràn đầy vẻ giận dữ, một thanh bảo kiếm sáng loáng đặt trên hỏa quyền, hai cổ lực lượng bất phân thắng bại. Mà sắc mặt Lôi Hổ Hỏa báo lại trắng bệnh một kiếm vừa rồi đã chấn khiến khí huyết hắn quay cuồng, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa đã tuôn ra, bị hắn trực tiếp háp chế xuống. Lôi hổ hỏa báo trận mắt, hai hàng lông mi quét ngang, xanh hồng song sắc không ngừng lập lệ trên mặt. Lao thất phu ngươi thật muốn chọc ta giết ngươi sao? Trần Phong viễn sắc mặt băng hàn, hung dữ nói. Hắc hắc, giết ta. Ngươi quả thật có năng lực giết ta, nhưng tất nhiên tự tổn tám ngàn. Xem ngươi làm sao đoạt tuyệt thế ất mục, làm sao lấy vượng hoàng chi hỏa. Lôi hổ hỏa báo kinh sợ không tôi, Trần Phong Viễn nói rất đúng, mình mặc dù có thể giết hắn nhưng tất nhiên cũng phải trả một cái giá thật lớn. Đột nhiên không gian màu xanh bốn phía tối sầm lại, tất cả lôi điện lập lòe thoang cái biến chấm lại, một đạo kiếm quang lăng lệ ác liệt đến cực điểm ngang trời mà đến, chém vỡ tất cả lôi điện. Cái gì? Lôi hổ hỏa báo cả kinh, đạo kiếm quang kia rất mạnh, mặc dù không lăng liệt như Trần Phong Viễn, nhưng cũng khiến hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm. Hắn hiện giờ một tay vây khốn phi nghe, một tay hóa thành hỏa quyền áp chế lợi kiếm của Trần Phong Viễn, căn bản không hề nhàn rỗi. Trên mặt hắn tuôn ra đại lượng điện mang, toàn bộ đầu giữ tợn uốn về phía sau, trên cổ dâng lên từng vòng lôi điện, vậy mà trực tiếp quay lại 180 độ, toàn bộ khuôn mặt đều rời ra sau, há miệng nổ ra một đạo thiểm điện. Phanh! Kia chớp đánh lên trên kiếm quang, chấn ra đạo đạo bạch quang, vọt tới bốn phía, mảng lớn cây cối chung quanh đã sớm bị hủy sạch hết rồi. Trong chấn động một đạo nhân ảnh lăng không lóe lên, cơ hồ như thuấn di vọt tới trước người lôi hổ hòa báo, hai tay phi tốc kết ấn, thoáng cái đã kim quang vạn trượng. Chương 2048, chọc giận một. Một phương kim ấn vô cùng chói mắt hiện hiện trên không trung, bốn phía còn hiện lên đại lượng lôi quang, các loại phù văn phức tạp pha cùng một chỗ, khó có thể phân biệt. Ta xem ngươi há mồm thế nào đạo nhân ảnh kia cười lạnh một tiếng, hai tay đẩy về phía trước, lôi sắc kim ấn bay thẳng đến lồng ngực lôi hổ hỏa báo đè xuống. Nộ nộ, đáng chết. Lôi hổ hỏa báo liên tục gào thét, đầu lâu đã không xoay kịp nữa, lập tức nhấc chân đá lên. Thối thế nhanh như tia chớp, chỉ thấy một đạo điện mang lóe lên đã đá vào trên thân người kia. Thân thể người nọ lập tức liền hóa thành thanh sắc lôi quang, toàn bộ thối ảnh trực tiếp đá vào, lực lượng một cước kia càng xuyên thấu mà qua, hóa thành một đạo thiểm điện bắn lên bầu trời. Mà giờ khắc này đại ấn màu vàng đã vỗ vào lồng ngực hắn. phanh, Kim ấn lập tức nhìn nát, hóa thành vô số phủ văn tuân gia nhập vào trong cơ thể lôi hổ hỏa báo, lôi quang chung quanh ấn quyết lan tràn trên lồng ngực hắn, như vô số con run nhanh chóng bỏ khắp nơi vậy. hừ, Lôi hổ hỏa báo kêu rên một tiếng, rốt cục một ngụm máu tươi sông lên cổ họng, trong miệng trận có vị mặn nhạt nhạt. Hắn nộ quát một tiếng cả người thu hai tay lại, hỏa quyền chấn khai kiếm thế của Trần Phong Viễn, lúc này mới hóa thành lôi quang độn ra mấy chục thước. Hỏa phượng rốt cục thoát khốn, quanh quần trên không chung một vòng, cũng không đào tẩu, ngược lại bay xuống, hóa thành thân hình, cảm kích nói. Cảm ơn ngươi, Lý Vân Tiêu. Trên mặt phi nghe tái nhận dị thường, trong mắt còn có vẻ sợ hãi nồng đậm. Khách khí. Lý Vân Tiêu ngưng giọng nói, ánh mắt lại thủy chung nhìn chầm chằm vào phía trước, cảnh giác văn phần tuy rằng hắn biến thân lôi điện hóa giải lực lượng một cực của lôi hổ hòa báo nhưng vẫn bị ảnh hưởng rất lớn giờ phút này khí huyết trong cơ thể cũng quay cuồng nếu không phải thân thể hắn cường hoành thì võ đế thất tinh bình thường dưới một cực kia đã sớm tan thành mây khói rồi trần phong viễn cũng giật mình đánh giá lý vân tiêu tựa hồ cực kỳ khó hiểu đối với thực lực của hắn dù cho lý vân tiêu trước kia nhẹ nhõm chiến thắng an lâm nhưng hắn cũng không cho rằng hắn có thể chống được một cước của võ đế cựu tinh đỉnh phong mà mặt không đổi sắc. Phi nghe cũng nhìn qua lôi hổ hòa báo, ý sợ hãi trong mắt chậm rãi biến mất, ngược lại hóa thành lửa giận và hàn ý vô biên, nghiến răng nghiến lợi nói. Lao tặc này thật là đáng chết. Nàng tuy rằng thực lực siêu tuyệt, nhưng thân là tiểu thư long gia, cũng chưa từng trải qua chiến đấu sinh tử gì cả, vừa rồi cơ hồ suýt nữa chết, đã sợ tới mức hồn phi phách tán rồi giờ phút này ở bên người Trần Phong Viễn và Lý Vân Tiêu, nàng tựa hồ đã tìm được cảm giác an toàn, nên chậm rãi khôi phục lại tâm tình. Lôi hồ hỏa báo thoáng vận khí điều tức, liền lập tức khôi phục như thường, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, tuôn ra hung mang. Quả nhiên là một mối họa, trước kia nên giết chết người trước mới đúng. Lý Vân Tiêu tuy rằng cảnh giác dị thường, nhưng bộ dạng vẫn không thèm để ý, dùng lô mũi khe nói. Người nói giết liền giết, thật xem mình là thập phương thần cảnh rồi sao ha ha đúng vậy trần phong viễn thoải mái cười ha hả nói lao phu hôm nay dù liều cả tính mạng cũng muốn ngăn cả ngươi tuyệt thế ất mục phượng hoàng chi hỏa ngươi một cái cũng đừng nghĩ đến lôi hổ hỏa bào tức đến sắc mặt tái nhợt trận tròn mắt hổ nhìn qua mọi nơi lộ ra vẻ lo lắng mấy người vừa mới giao thủ mấy chiêu bốn phía đã hiện ra khu vực chân không mấy trăm trượng tất cả vô căn chi thanh thụ đều bị hủy sạch nếu thật sự buông tay đấu võ thì sợ rằng vạn mẫu lôi lâm cũng không chịu nổi một kích lao thất phu có dám lên trên trời quyết thắng thúa với ta không lôi hổ hỏa báo ánh mắt phát lệnh cũng là nổi lên ý quyết giết chưa trừ diệt trừ chướng ngại trần phong viễn này thì hôm nay chắc chắn sẽ không có kết quả hắn cực kỳ hối hận trận chiến hôm qua đã không đánh chết đối phương trần phong viễn trong lòng khẽ nhúc nhích có chút do dự nếu thật sự lên trên trời đánh một trận ba người bọn họ liên thủ cũng không phải đối thủ lôi hổ hòa báo nhưng nếu đấu võ ở đây hắn cũng không muốn lôi lâm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát lý vân tiêu khẽ nhúc nhích bờ môi, truyền âm nói có thể đánh một trận dùng ứng phó kéo dài làm chủ chờ đợi tuyệt thế ất một xuất thế chúng ta nhiều người chiếm ưu thế chủ động trần phong viên ánh mắt sáng ngời liền cười lạnh nói với lôi hổ hòa báo tốt liền như ngươi mong muốn ba người liếc mắt nhìn nhau, liền đằng không bay lên. Lôi hổ hỏa báo mặt tâm trầm, dưới chân đạp một cái, liền hóa thành lôi cầu phóng lên trời. Liên quan đến Mộc chi bản nguyên và phượng hoàng chi hỏa, nhất định phải giết mấy ngươi trước mắt này mới được. Phía trên trời cao, kình phong lăng liệt, bốn người đối mặt mà đứng. Trong mắt lôi hổ hỏa báo lóe lên lôi quang, bàn tay lớn chụp vào không trung, liền nắm đạo lôi đỉnh trong tay, đang muốn công kích. Lý Vân Tiêu đột nhiên chặn lại nói. Châm đã. Lôi hổ hỏa báo lạnh giọng nói. Sao hả? Sợ sao? Lý Vân Tiêu cười nói. Không phải sợ, chỉ là người hai tộc chúng ta nhiều thế hệ hữu hảo, cần gì sinh tử tương bắt chứ, không bằng ngồi xuống uống chén trà, mọi người từ từ nói chuyện. Trần Phong Viễn và Phi nghe thiếu chút đã thổ huyết, mặt hai người đều đầy hát tuyến. Lôi hổ hỏa báo lạnh lùng nói. Loại thủ đoạn kéo dài thời gian trẻ con này, ta sẽ mắc lửa sao? lý vân tiêu cười nói có thể kéo chút nào hay chút nấy a à? đáng chết lôi hổ hỏa báo nộ quát một tiếng tia chấp trong tay như trường màu phóng tới lý vân tiêu chẳng biết tại sao hắn thấy khuôn mặt chẳng thèm quan tâm kia của lý vân tiêu liền muốn xé nát đối phương ngay lập tức lôi điện trường mâu lóe lên trên không trung ba một tiếng đục lỗ tầng tầng không gian thân thể lý vân tiêu run rẩy dưới cổ uy áp kia sau đó bị đục lỗ hóa thành đạo đạo quang mang tiêu tán mất Cùng một thời gian, chỗ bên trái cách đó mấy trượng, không gian thoáng lất lư, chân thư vân tiêu hiện ra, mang trên mặt mang theo vẻ mỉm cười. Trong lòng Trần Phong Viễn và Phi Nghê đều cả kinh, dưới uy áp cửu tinh đỉnh phong của lôi hổ hỏa báo còn có thể thi triển ra ảo thuật tàn ảnh, ảo thuật thần thông của người này đã đăng phong tạo cực rồi. Lôi hổ hỏa báo sắc mặt tâm trầm, lại thấy nụ cười tự tin kia của Lý Vân Tiêu, trong lòng hắn càng thêm điên tiết xem ngươi có thể tránh được mấy chiêu của bổn tọa hai tay của hắn chụp mạnh xuống vô số lôi vân rậm rạp chẳng trị tuân ra hợp lại trước người hóa thành một chùm lôi quang như hình quạt mở ra uống gầm lên giận dữ đạo lôi quang hình quạt kia run lên bần bật như sấm sét giữa trời quang hóa thành một đạo lôi nguyên hình bán nguyệt ẩm ẩm chém ra nguyệt hình lôi quang thoáng cái hóa thành hơn trăm trượng như một vòng mặt bằng trực tiếp mở không gian ra sắc mặt Trần Phong Viễn trầm xuống, quắc. Cẩn thận. Chương 2049, chọc giận hai. Một chiêu lôi nguyên trảm này bao phủ lấy cả ba người vào trong, hắn cũng không ngoại lệ, lập tức dương lên bảo kiếm, thanh quang lan tràn, như lánh nguyệt im ắng, lặng yên mà ra. Một thanh kiếm quang như nước kích động trên không trung, nên hướng lôi trì bán nguyệt kia. Bang bang. Hai cổ lực lượng thoáng cái nổ bùng, thực lực Trần Phong Viễn kém hơn một chút, thanh xác lôi quang lập tức thôn vệ kiếm khí hơn nữa thoáng cái nổ bùng trên bầu trời tán mà bất loạn hóa thành thanh vong rậm rạp chẳng chịt chụp xuống dưới mỗi một đạo lôi tuyến của thanh vong đều như cương châm sắc bén dị thường Hừ! trần phong viên sắc mặt chấm xuống tựa hồ hết sức bất man đối với kết quả một kiếm của mình phẫn nộ bồi thêm một kiếm nữa suy kiếm quang lóe lên toàn bộ thanh vong trực tiếp bị xoẹt thành hai nửa nhưng vẫn không biến mất hơn nữa phân biệt chủ tê với hai người khác thân xác lý vân tiêu không thay đổi loại lôi vong trình độ này đã không còn bao nhiêu sức mạnh nữa cả người hắn thoáng cái hóa thành lôi đỉnh, lóe lên liền xuyên qua khe võng chỉ ở trên lôi vong tóe lên vài đạo hồ quang điện cả người hoàn toàn không có gì đáng ngại cả phi nghe lại biến sắc hai tay đẩy ra trước lập tức vô số vũ linh bắn ra ngưng tụ trước người nàng hóa thành một thanh quạt lông màu đỏ lăng không quạt xuống dưới hô một cổ thần hỏa vô danh bán ra phóng tới thanh võng ẩm ẩm lôi võng màu xanh vừa chạm vào ngọn lửa kia lập tức bị đốt lên một miệng lớn rơi xuống bên người phi nghê Hử! lôi hổ hỏa báo hừ lạnh một tiếng một kích không có hiệu quả tựa hồ cũng trong dự liệu của hắn tay trái bấm niệm phát quyết tay phải chụp mạnh một chảo vào hư không ầm ầm một tiếng chấn vang giống như bầu trời trực tiếp rách nát ra vậy một đạo kim quang trực tiếp lóe lên trong tay hắn, hóa thành một thanh kim cương sử trường ba trượng, trên đó có khắc các loại đầu thú, diện mục dữ tợn. Sử này vừa xuất hiện, lập tức lôi quang đầy trời bắt đầu khởi động, không ngừng từ đó bắn ra, toàn bộ bầu trời chiếu sáng trưng, cùng lôi lâm điện hải bên dưới chiếu dọi lẫn nhau. Bốn người giao thủ thoáng cái đã kinh động lấy tất cả mọi người bên dưới. Vợ chồng Trần Phong, bọn người mộ dung hàng vũ cũng bất chấp hái trái cây, thoáng cái liền phóng lên trời sắc mặt một hữu vân cũng đại biến, đột nhiên hít vào một hơi, hét lớn đi ra. Tất cả mọi người nghe lệnh, vây giết toàn bộ người hải tộc. Một cổ sóng âm chi lực chấn động ra, trùng kích trong toàn bộ lôi lâm, khuyết trương ra bốn phương tám hướng. Người hải tộc chỉ còn lại nhuận tông, nhuận võ, còn có nam tử mặt thịt và thập đại hộ vệ, nghe thế sắc mặt đều đại biến, trở nên cảnh giác vạn phần. Trên bầu trời lôi hổ hỏa báo cũng đã nghe được thanh âm, hư lạnh một tiếng, tựa hồ lơ đến, chỉ là kim cương sử trong tay xoay chuyển một cổ lôi lực mênh ngông tuấn ra chậm rãi ngưng kết trên không vô số lôi chi phủ văn điên cuồng bay múa đều bị hút vào trong lôi vân bên trong sấm sét văng dội như một mảnh lôi chi địa ngục trong mơ hồ hóa ra vô số thu ảnh chạy vội trong đó sắc mặt lý vân tiêu đại biến trầm giọng nói không tốt phong viễn tiên sinh mau cắt đứt chiêu này của hắn trần phong viễn cũng kinh hãi quyết đấu trước kia cũng chưa thấy đối phương thi triển loại chiêu số cực kỳ tốn thời gian này một cổ dự cảm bất hảo xông lên đầu mặc dù không có lý vân tiêu nhắc nhở hắn cũng ngồi không yên nữa rồi từng đạo kiếm quang thoáng hiện quanh thân hắn cả người hóa ra vô số tàn ảnh mỗi một kiếm đâm ra đều ngưng mà không tiêu tan trong khoảnh khắc đầy trời đều là kiếm nhìn như mất trật tự sắc mặt lý vân tiêu cũng ngưng trọng và phần quắc đồng loạt ra tay ngàn vạn không thể để cho hắn hoàn thành chiêu này. Chỗ mi tâm hắn đột nhiên mở ra thiên mục, giới thần bi hóa thành một đạo lưu quang bắn ra, trên đó có vô số ma ha cổ tự bay ra, vờn quanh thần bi. Hai tay Lý Vân Tiêu nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, nguyên một đám ma ha cổ tự trực tiếp ngưng tụ ra trong tay hắn, đánh vào trên giới thần bi, từng chữ chấn nhập trong đó, đều dẫn động thiên địa nổ vang, đồng thời hóa thành một đạo quang hoàn quấn ở thần bi. Đó là huyền khí gì? Tất cả mọi người sửng sốt một chút, vốn lực chú ý đều ở trên người lôi hổ hỏa báo và Trần Phong Viễn, cũng đông chốc bị Lý Vân Tiêu hấp dẫn. Lôi hổ hỏa báo cũng là nhúng mày, lộ ra ngưng trọng cùng lăng lệ ác liệt chi sắc. Trên trán Lý Vân Tiêu lộ ra gân xanh, quát mạnh nói. Nhìn con em ngươi a, à, mọi người mau chóng ra tay đi. Mọi người lúc này mới chấn động thân hình, nhao nhao phục hồi tinh thần lại. Phi nghe cả người lăng không xoay chuyển, tay trái đánh ra từng đạo quyết ấn, đánh vào trong quạt lông vũ đỏ thâm kia, trên toàn bộ quạt lông chớp động linh quang. Sau đó nàng khẽ quát một tiếng, khẽ mở môi, nổ ra một ngụm liệt diễm màu đỏ, thổi vào trên quạt lông. Những lông vũ kia phảng phất thoáng cái đều bốc cháy lên, có loại xu thế khổng tức xoay đuôi, chuẩn bị cũng đã diễm lệ phi thường, linh khí mười phần. Phi nghe bắt lấy quạt lông, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh như băng, dùng sức quát xuống. Thu. Một tiếng chim hót vang lên trên bầu trời, lập tức hóa thành một đầu hỏa phượng màu đỏ, chiếu rọi cả nửa bầu trời đến đỏ bừng, như hồng vân đốt tới lôi hổ hỏa báo. Trần Phong và Lương Ngọc Y Ghi liếc mắt nhìn nhau, hai người lập tức tâm hữu linh tê, tâm ý tương thông. Một người tử kiếm bay lên trời, lập tức hóa thành một đầu đại xà, diện mục giữ tợn le lưới ra. Một người cũng kiếm thế lăng không, thập nhật đồng thiên. Sắc mặt Lương Ngọc Y Ghi trầm xuống, nhẹ quát một tiếng, trường kiếm trong tay xoay chuyển, thập nhật lập tức xoay tròn vòng quanh trường xà thoáng cái đột nhiên hợp nhất đồng tử trần phong đột nhiên co lại hai tay kháp ra một ấn quyết cổ quái tựa hồ dốc hết lực lượng toàn thân đánh ra thiên tri uy nghiêm nhất kiếm thiên khiển ấn quyết kia vũ vào trên thân trường sa, lập tức xà hóa dao dao hóa rồng kết hợp cùng đạo liệt dương kia như thanh long nhà châu đánh tới phía trước sắc mặt mộ dung hàng vũ lạnh như băng chỉ là trên người hàn quang lăng liệt cả người liền như là một thanh trường kiếm, tùy thời đều muốn ra khỏi vỏ giết người. Chậc chậc, nhiều người như vậy liên thủ, xem là buồn sự gì chứ, ngươi cứ để cho ta đối phó đi. Đột nhiên một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, chỉ thấy hào quang lóe lên, nam tử mặt thịt của hải tộc đột nhiên xuất hiện trước người mộ dung hàng vũ, hai đấm hợp lại đánh tới. Mộ dung hàng vũ phẫn nộ quát. Muốn chết. Thân ảnh hắn hơi động một chút, cũng không thấy ra tay liền có một đạo kiếm quang bắn ra, chém thẳng vào đầu đối phương. Thần sắc nam tử mặt thịt biến đổi, hóa quyền trảo, lại trực tiếp chụp vào kiếm quang. Ầm ầm. Kiếm khí trực tiếp nổ bung trong lòng bàn tay hắn, trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ liền xông tới, hai người rất nhanh đã chiến đấu với nhau. Chương 2050, lôi giới. Giờ phút này trên trời, kiếm thế của Trần Phong Viễn cũng vận chuyển tới cực hạn, trong không gian tầm hơn 10 trượng đều lộ ra kiếm quang của hắn, cùng với vô số tàn ảnh vào thời khắc này phảng phất như dừng lại. Đồng tử lôi hổ hỏa báo đột nhiên co lại, thân hình cũng không khỏi chấn động. Tuy rằng hỏa phượng, tử long, liệt dương đánh đến đều dị thường lăng lệ ác liệt, nhưng hắn còn không chính thức để vào mắt, giờ phút này trong hai mắt chớp động lôi hỏa, toàn bộ tâm thần đều tập trung vào chiêu kiếm thế kia của Trần Phong Viễn. Nhất kiếm tay lai, thiên ngoại phi tiên. Một tiếng xa xưa vang lên, Trần Phong Viễn cả người nhẹ nhàng khẽ động lập tức tàn ảnh và kiếm khí đầy trời bỗng nhiên hội tụ lại, hóa thành một người, một kiếm, lăng không chém ra. Suy. Toàn bộ thời không tựa hồ thoáng cái bất động, mọi âm thanh tịch diệt. Bên hai tất cả mọi người chỉ còn lại một âm thanh, chính là kiếm âm. Lý Vân Tiêu cũng đồng thời ném giới thần bi đi, một tòa bất hủ chi bi to lớn cao ngạo nháy mắt biến mất tại chỗ. Sau một khắc đã xuất hiện ở trước lôi hổ hòa báo, kim quang long lánh, mạnh mẽ đè ép xuống. Bốn người liên thủ một kích, đủ để sụp đổ hoàn vũ, đánh nát hư không. Lôi Hổ Hỏa bào rốt cục biến sắc rồi, trong hai tròng mắt Tuân Gia tức giận và vẻ quả quyết, kim cương sử trong tay xoay chuyển, quắc. Lôi giới. Ầm ầm. Theo hắn hét lớn một tiếng, toàn bộ bầu trời đều chấn động kịch liệt. Vạn đạo lôi đỉnh thoáng cái Tuân ra từ trên người hắn, trên da thịt toàn thân lộ ra từng vòng đường vân màu xanh, hơn nữa có đại lượng phù văn không ngừng lượn vòng mà ra cả người phảng phất như lôi thần đến thế gian. Lôi vân trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên biến thành trăm trượng, giống như trong vũ trụ hỗn độn, một hạt kỳ điểm đột nhiên nổ bung, hoặc như một phương thế giới xuất hiện, chấn vỡ hoàn toàn không gian hiện giờ. ầm ầm, không gian không ngừng chấn động, toàn bộ lôi vân màu xanh tăng trưởng theo cấp số nhân, phảng phất muốn triệt để thay thế thế giới hiện giờ vậy. Phanh. Hỏa phượng đầu tiên đâm vào lôi vân màu xanh kia lên, tóe ra một chùm ánh lửa, không ngừng vỗ cánh vang lên tiếng si. Si nhưng chỉ nháy mắt đã rên rĩ một tiếng, hình thái phượng hoàng hoàn toàn bị nổ nát, hóa thành một đoàn hỏa diễm, bị lôi giới nghiền áp qua, cuối cùng nhất chôn vùi mất. Sắc mặt phi nghe đại biến, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, quạt lông đỏ thấm vừa thu lại, cả người liền độn ra sau vài trăm thước. Sau đó thiên khiển kiếm thế của vợ chồng Trần Phong dưới lôi giới oanh kích đột nhiên cự chiến. Dị tượng tử long trục nhật bị lôi vân nghiền áp qua, hào quang trên người không ngừng nứt vỡ, toàn bộ dị tượng trực tiếp nhét vào trong thế giới màu xanh, bắt đầu quay cuồng dãy rủa, muốn phá tan lôi giới, nhưng lại như phủ du lay cây, không biết tự lượng sức mình. Ầm ầm. Lôi giới khuyết tán rốt cục đâm vào dưới kiếm thế của Trần Phong Viễn, toàn bộ kết giới chấn động mãnh liệt thoáng một cái, tốc độ khuyết trương kinh khủng kia bỗng chốc bị ngăn chặn lại. Toàn bộ gương mặt Trần Phong Viễn trướng đỏ bừng, mười thành nguyên lực đều hợp nhập vào trong một chiêu này, Kiếm khí trong tay cũng bị kích phát đến mức tận cùng, không ngừng có tiếng khí minh cường đại vang lên. Nhưng thế kiếm kia tuy mạnh, một mình bổ ra một phương thế giới, chống lại lôi giới kéo dài tới, lại khó có thể bền bỉ. Thời gian dần qua, chợt run dày lên. sắc mặt lôi hổ hỏa báo châm xuống, hừ lệnh nói: Lao thất phu, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Quyết tấn trên tay trái án đánh vào trong kim cương sử, quắc. Lôi giới trung chiêu, bành! một tiếng vang thật lớn kiếm thế của trần phong viễn rốt cục không thể kháng chủ nữa đột nhiên thoáng cái phá vỡ ra kiếm khi không ngừng tiêu tán phốc trần phong viễn phun ra một ngụm máu tươi tròn mắt muốn nức giận dữ hét đáng chết ta liều mạng với lao cầu ngươi trên người hắn không ngừng dâng lên đại lượng kiếm phủ, ở sau lưng ngưng tụ thành một cái kiếm hoàn màu vàng cự đại kiếm thế trong tay mở ra lần nữa kích ra một chùm kiếm quang giữ vững lôi giới chi lực Hai cổ lực lượng rằng co trên không trung, linh áp khủng bố khuyết tán ra, như khe hở rậm rạp chẳng chịt lan tràn khắp bốn phía. Nhưng định nhãn nhìn lại, trời cao đã là một mảnh màu xanh, kiếm uy kia tuy mạnh, nhưng lại bốn bề thọ địch. Ngay khi Trần Phong viễn tuyệt vọng thì đột nhiên trong thế giới màu xanh một đạo lưu quang tràn ngập các loại màu sắc hiện hiện, đông nhiên hóa thành một tòa bất hủ phong bi, trực tiếp đẻ xuống trên người lôi hổ hỏa báo. Cái gì? Lôi hổ hỏa báo cả kinh, công kích của ba người còn lại đều bị lôi giới chi lực của hắn nổ nát hoặc là ngăn cản lại huyền khí do lý vân tiêu ném ra thoáng cái chẳng biết lúc nào đã xuất hiện giờ phút này giới thần bi lưu quang chuyển động không ngừng có ma ha cổ tự hiện hiện hơn nữa từng vòng màu vàng vờn quanh bốn phía như tấm bia to lớn cao ngạo lăng không mà xuống một phương không gian dưới trấn áp chi lực kia cũng bắt đầu trở nên biến hình Lôi hổ hỏa báo càng cảm nhận được xu thế như núi cao kia sắc mặt đống nhiên đại biến giờ phút này toàn bộ lực lượng của hắn đều đang duy trì lôi giới chi lực, toàn lực nghiền áp kiếm thế của Trần Phong Viễn, nào dánh phân tâm nữa chứ. Tiểu xúc xanh chết tiệt. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp thu tay trái về, lăng không hóa ra hỏa quyền, bùng nổ, đánh mạnh tơi. Phanh. Một đoàn hỏa diễm cực lớn đánh lên kim quang bốn phía giới thần bi, kết quả lại ẩm ẩm tàn ra, tất cả hỏa diễm không còn sót lại chút gì. Cái gì? lôi hổ hỏa báo đột nhiên cả kinh hai mắt mở to ra tràn đầy vẻ không thể tin được nhưng đã không có thời gian cho hắn nghĩ nhiều nữa giới thần bi không chút nào bị lôi giới chi lực ảnh hưởng hiệp với xu thế núi cao ầm ầm rơi xuống mắt trần phong viễn cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng quát to làm tốt lắm kiếm thế trong tay càng gia tăng thêm vài phần liều mạng ép xuống khuôn mặt hắn chật vật không thôi nhưng trợn mắt tròn xoe không ngừng có đại lượng kiếm phù bay ra từ trong cơ thể đáng chết ta lôi hổ hỏa báo lập tức đã bị lực trùng kích hơi sơ sẩy khiến nội phủ bị thương phun ra một búng máu Hán tức đến sùi bọt mép liên tục gào thét cả đầu cánh tay thoáng cái đốt thành màu đỏ bừng nhiệt độ cực cao giống như nham tương vậy hét lớn một tiếng lần nữa đánh ra một quyền phanh quyền tiêm trực tiếp nện lên giới thần bi lôi giới màu xanh như sụp đổ một khối không gian màu xanh bốn phía thân bia đều phá vỡ, hóa thành từng chút mảnh vỡ. Đại lượng hỏa hoa từ trên nắm tay lôi hổ hỏa báo bắn ra, từng đạo kim hoàn trên giới thần bi bị đè xuống, phát ra tiếng kim loại mà sát chói thai. Vướng! Lôi hổ hỏa báo tròn mắt muốn nước, hét lớn một tiếng, toàn bộ trên thân lần nữa yêu hóa, thân hình bảnh trướng lên như khí cầu, trước ngực mọc đầy lông mảnh màu nâu, quyền thế lần nữa gia tăng vài phần, nhiệt độ hỏa diễm bỗng nhiên tăng lên rầm 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 thanh. Kim hoàn trên giới thần bi từng đạo nứt vỡ, hào quang lập tức đại giảm. Chương 2051, không thú một. Lý Vân Tiêu biến sắc, vội vàng lăng không một trảo, giới thần bi lập tức vọt lên, đã bay trở về. Hắn sợ quyền uy của đối phương quá mạnh mẽ, trực tiếp phá vỡ giới lực, khiến dung nham vô biên kia trảo vào trong giới thần bi, nếu thế thì đối với thế giới bên trong chính là một hồi tai nạn lôi hổ hỏa báo tuy rằng đánh bay giới thần bi nhưng kiếm thế của trần phong viễn lại không ngừng thông qua lôi giới phản xung lại khiến thương thế hắn lập tức tăng lên lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi Frank.